nhiều. Giọng source như thể chính y cũng không tin vào những điều mình nói, đối diện, phía chính diện có nhà. Nhà, Merkin kinh ngạc thốt lên thành tiếng, trên vách đá cao ngất, dốc đứng này không ngờ lại có một ngôi nhà, cứ nghe như chuyện cổ tích ngàn lẻ một đêm vậy. Sauce khẳng định chắc chắn, đúng, nói một cách chính xác, phải nói là chùa hay miếu mới đúng. Tôi thấy rồi, có chùa chiền miếu mạo, không chỉ một ngôi đâu, chúng bám dính trên vách đá đối diện, đảo huyền không, không sai, chính là ở đây, đảo huyền không tự. Merkin kích động kêu lên, nhanh, dùng tia lết đo khoảng cách xem bao xa. Mark lấy máy đo ra, loay hoay một lúc rồi nói, ông. Ông chủ, hai, 207 mét. Sos nói, xa vậy làm sao qua được, giờ đây cầu dây sắt đã đứt, cho dù có một sợi dây thường dài đến thế, cũng không thể nào ném qua bờ đối diện được. Merkin trầm ngâm dây lát rồi nói ngay, đo thử bên dưới. Sos nói, anh muốn trèo xuống vách đá, sau đó lại bò từ dưới lên à. Merkin khẽ gật đầu. Mắc dở máy đo ra, rồi còn kinh ngạc gấp bội, ông. Ông chủ, không, không đo được. Hả, Merkin giật lấy cái máy đo, đích thân thao tác lại một lượt, quả nhiên không có con số nào hiển thị lên màn hình, liền bực tức chửi một tiếng, làm thế chó nào vậy. So lắc đầu, không có gì là lạ, bên dưới chỗ này quá nửa là có hệ thống nước ngầm, giống như sông nhã lỗ tạng bố ấy, cũng chỉ có một dòng sông như thế ngày đêm xối xả, mới có thể mài được một khe ngầm sâu thế này thôi. Merkin phản đối, cho dù có hệ thống nước ngầm thì tia lết vẫn xuyên qua được chứ. Sos gật đầu, đúng vậy, nhưng có nước thì sẽ có bụi nước, chỉ cần tầng bụi nước đủ dày thì sẽ có thể hấp thu và chiết xả tia lết giống như tầng khí quyển, tín hiệu truyền về quá yếu, không thể làm vật liệu mẫn cảm với ánh sáng trong thiết bị này phản ứng. Tốt nhất cứ dùng mắt trực tiếp quan sát còn hơn, bắn pháo sáng đi lại một quả pháo sáng nữa bắn thẳng xuống dưới, chỉ thấy luồng sáng chói lòa biến thành một điểm sáng nhỏ trong màn đêm, sau đó chìm dần chìm dần, cuối cùng thì biến mất không còn tâm tích. Sau hít một hơi khí lạnh thốt lên, khá lắm, ít nhất cũng phải trên một ngàn mét, hơn nữa dù có xuống được bên dưới, chúng ta cũng không qua được con sông đó đâu, xem ra cách này của anh không thực hiện được rồi. Merkin vẫn không cam tâm nói, đo bên trên cho tao xem nào. Sau lắc đầu, Vô dụng thôi, vừa nãy không phải đã nói rồi sai, ở đây cách lối vào khe nước ít nhất cũng hơn 1000m, bên trên quán nửa không phải là đỉnh vòm như quy tắc thông thường, cấu tạo như vậy căn bản là không trèo lên được đâu. Mắc đo kết quả rồi nói, 1235m, ông chủ, chúng ta không lên nổi đâu. Sauce nói, bây giờ chỉ có thể nghĩ cách trực tiếp nối liền hai bờ vực lại thôi, có khả năng này không nhỉ? Rõ ràng biết đích đến đã ở ngay trước mắt, vậy mà lại bị vực sâu hiểm yếu ngăn cách quả thực khiến người ta phải nôn nóng bựa bội. Merkin cũng không giữ nổi trầm tính, cứ gãi đầu liên tục, cuối cùng bật ra một tiếng, có cách rồi, có thể dùng ống phóng hỏa tiễn bắn dây thừng móc câu hoặc dây thép sang bờ đối diện. Sos tức khắc phản đối, không được, chúng ta đi xuống ở chỗ cách di chỉ cổ cách chừng 20 km, sau đó là đi thẳng một mạch theo hướng đông bắc, bây giờ e là đang ở độ sâu 1.000 m bên dưới di chỉ cổ cách rồi, gây tiếng động quá lớn, chỉ sợ kinh động người ở bên trên. Merkin nói, vậy thì có thể sử dụng thiết bị phát xạ lực từ. sauce nói, nhưng theo tôi được biết, những thiết bị ấy đều rất lớn, làm sao mang xuống tận dưới này được. Merkin đáp, tôi có thể kiếm được thiết bị bắn dây thường sách tay, ở Mỹ, những người làm địa chất thường xuyên sử dụng thứ này, giờ Trung Quốc cũng đã có sản phẩm cùng loại. Lập tức trở ra đi, tôi gọi điện liên hệ với đám người ấy, muộn nhất là ngày mai là có thể cho máy bay ném đổ xuống khu vực gần đây rồi. sauce bổ sung thêm, còn dây thường dài nữ y thoáng nghĩ ngợi dây lát rồi lại nói, còn mấy món đồ thí nghiệm kia nữa. Merkin hơi nhếch mép cười, có thể dùng được rồi sao? Vậy thì, thánh hồ nạp bạc thác. Ngày hôm sau, mọi người lại tụ tập ở phía đông thôn làng, lần này có khác biệt là, ba lô hành lý đều do người trong bộ tộc công bố gánh thay. Mỗi người trong nhóm có một con ngựa để cưỡi, xong cho đến giờ, ai nấy vẫn lờ mờ không hiểu nổi tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng hiểu sao mới ngủ qua một đêm, chắc Mộc Cường Ba đã thành thánh sứ đại nhân của người công bố rồi. Có điều có một chuyện đã làm rõ được, nơi họ muốn đến lần này, cũng chính là cánh cửa sinh mệnh dược ghi chú trên bản đồ, là nơi người bộ tộc công bố hết sức quen thuộc, bởi vì cánh cửa ấy là thánh địa mà bọn họ đời đời canh giữ bảo vệ. Tương truyền, cánh cửa sinh mệnh ấy nằm ở trung tâm một cái hồ, họ là hồ nạp bạc thác, ngoài thánh sứ đại nhân ra, những người khác đều không thể tiến vào. Người bộ tộc công bố bảo đời nay đều nghiêm cẩn tuân thủ quy tắc đó, đợi chờ thánh sứ đại nhân xuất hiện. Sự phân biệt đẳng cấp nghiêm ngặt ở đây khiến tất cả đều cảm thấy không quen mắt. Bọn họ không thể cưỡi trên ngựa, rồi hò hét với đám người công bố đang giúp mình vác ba lô như quát nô lệ được. Cuối cùng đành thỏa hiệp, để ba lô đồ đạc trên lưng ngựa, chỉ xê ân một mình na thâm dẫn đường, cả đoàn bắt đầu tiến về phía cánh cửa sinh mệnh. Trên đường, mọi người đều rôm giả hỏi han chắc một cường ba rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế này thì đúng là đã làm khó cho gã, đừng nói là bản thân gã không hiểu gì, đến cả na thâm cũng không hiểu rõ ngọn ngành, chỉ biết là ba vị trưởng lão đã tuyên bố với cả làng rằng, chắc một cường ba chính là thánh sứ đại nhân mà bộ tộc công bố bọn họ đợi chờ đã mấy ngàn năm nay, vậy là chắc một cường ba liền trở thành thánh sứ đại nhân. Mọi người không hỏi được nguyên nhân đều lấy làm thất vọng, xong chỉ thoáng sau đó lại nhao nhao hỏi những vấn đề khác, trương lập láo táo hỏi, nạp bạc thác sao lại ở chỗ này nhỉ? Tôi còn nhớ, câu trả lời của Na Thâm là, nạp bạc thác xưa nay vẫn ở chỗ này, mấy vạn năm trước, nữ thần Nila xinh đẹp từ trên thiên giới. Trương Lập vội xua tay nói, được rồi, được rồi, tôi không phải muốn hỏi chuyện này. Lạt ma á la lên tiếng, tôi biết cậu muốn hỏi gì rồi, có phải muốn hỏi một cái hồ khác cũng có tên này phải không? Thực ra nạp bạc thác vốn có nghĩa là cái hồ ở phía sau khu rừng, phàm là hồ hay biển ở sau rừng rậm, bất kể lớn nhỏ ra sao, chúng ta đều có thể gọi là nạp bạc thác. Những hồ cùng tên như vậy, ở khu vực A Lý cũng có, Thanh Hải cũng có, Vân Nam cũng có. Lữ cánh Nam hỏi, phải rồi, người trong làng bị sao vậy? Lúc nào họ cũng lạnh lùng với người nơi khác đến như vậy à? Tối hôm trước, chắc mã chỉ đáp cho qua chuyện, Lữ cánh Nam vẫn thấy đáp án đó không được thỏa mãn cho lắm. Na thâm nói, đó là quy củ trong thôn, đối với người nơi khác đến nhất định phải hướng hờ lạnh lùng, không được tùy tiện nghênh đón những kẻ ngoại lai. Đường Mẫn tò mò hỏi, vậy ư, tại sao vậy? Na thâm đáp, Thực ra chuyện này đã phai nhạt đi trong ký ức nhiều người rồi, vì vậy mọi người cũng không biết tại sao như vậy đâu. Tôi từng được nghe các vị trưởng lão kể về nguyên nhân của sự việc này. Tương truyền, hơn trăm năm về trước, thôn làng của chúng tôi cũng giống những nơi khác, người trong làng đều hết sức nhiệt tình hiếu khách. Cũng tại làng ở nơi xa xôi cách trở, hiếm hoi lắm mới có một vị khách từ nơi khác đến, khi ấy có lẽ chúng tôi còn nhiệt tình hơn những làng khác nữa cũng nên. Rồi đến một ngày, có một quái nhân tóc vàng mắt xanh xuất hiện. Điều khiến người ta kinh ngạc là hắn nói tiếng tạng rất lưu loát, hoàn toàn có thể trao đổi vô ích người trong thôn. Mọi người đều chiêu đãi hắn rất nhiệt tình, coi hắn như anh em ruột thịt của mình vậy, còn quái nhân ấy cũng kể cho dân làng ngơ rất nhiều chuyện ở thế giới bên ngoài. Về sau, hắn lân la dò hỏi về cánh cửa sinh mệnh. Sợi cương ngựa chắc mộc cường ba đang kéo bỗng rung lên, con ngựa tức khắc dừng lại, tìm gã dường như cũng giật đánh thoát một cái. Chỉ nghe na thâm chậm rãi kể tiếp, chúng tôi cũng không biết hắn ta nghe ở đâu tin tức này, nhưng thời đó dân phong thuần phác, mọi người đều sẵn lòng chia sẻ bị mật sâu thẳm nhất trong lòng mình với hắn, nên đã nói cho hắn biết. Na thâm ngưng lại một chút để lấy hơi, nhạc dương và chắc mộc cường ba đều không nén được buồn miệng thốt lên, về sau đó thì như thế nào. Sắc mặt na thâm đượm vẻ bi thương, buồn bã nói, về sau, sau khi kẻ ấy từ biệt dân làng, không ngờ đã tự tìm đến nạp bạc thác, lại còn thuê rất nhiều công nhân gánh đồ, đến khi người làng phát hiện được thì bọn cũng đã vào trong cánh cửa sinh mệnh rồi. Trác Mộc Cường ba lạnh toát cả người, thầm nhủ, vậy là những chỗ có thể đi được, đều đã bị người khác đi mất rồi. Hơn 100 năm trước, Stanley, nhất định là ông ta, gã nhớ lại cảnh tượng ở Đại Cung Cút, chỉ có tượng đá, cơ quan, các bức bích họa khổng lồ, còn đâu mọi thứ đáng tiền đã bị cướp phá sạch, lẽ nào lần này đi cánh cửa sinh mệnh cũng lại gặp phải kết cục như thế sao? Trong đầu Trác Mộc Cường ba vang lên những lời lữ cánh nam từng nói, châu báu của cải nhiều như lông châu, được ảo ạt vận chuyển về nước anh trong lòng lại không khỏi ngấm ngầm run rẩy lạt ma á là điềm đạm hỏi vậy người làng không ngăn ông ta lại à na thâm cúi đầu ói cánh cửa sinh mệnh là cánh cửa cấm của người công bố chúng tôi toàn bộ dân làng đều không được phép bước vào lạt ma á là giận dữ gắt lên ngu xuẩn vậy các người cứ mở mắt chân chân ra nhìn đám trộm cướp đó đi vào thánh địa tổ tiên để lại giao cho các người nhiệm vụ đời đời canh giữ ấy hay sao so với trác mộc cường ba trong lòng ông lúc này còn lo âu gấp bội na thâm cúi đầu không đáp giáo sư phương tân khẽ thở dài nói xem ra nơi chúng ta tới quán nửa lại là một cái hang không rồi lữ cánh nam nói để xem rồi hãy nói đột nhiên ngựa không chịu đi tiếp nữa cứ thấp giọng hí lên khe khẽ rừng phong dường như đã hết xa xa vọng lại tiếng gầm rú của loài động vật nào đó na thâm giải thích phía trước có mãnh thú lũ ngựa đã cảm giác thấy nguy hiểm Lữ cánh nam liền phân chia, trương lập, đại sư, giáo sư và mẫn mẫn, mấy người ở lại trông ngựa, chúng tôi đi lên trước xem thế nào. Năm người tiến về phía trước được chừng trăm mét, thấy ở bìa khu rừng có một hang động đi vào lòng núi. Trên bãi cỏ phẳng rộng chừng năm chục mét vuông ngoài cửa hang, có một người đàn ông dân tộc tạng, tay cầm chiếc xiên hai lưỡi, đang quần nhau với một con báo lớn. Na thâm vừa thấy vội nói, na nhật đấy, tôi qua giúp chú ấy mộ tay đã dứt lời liền vẫy tay chào na nhật, cứ thế tay không lao thẳng vào trận chiến. Nhạc dương kêu lên. Chà, có phải báo hoa không nhỉ? Na thâm xông vào con báo hoa. Con báo đã quần nhau với Na Nhật hồi lâu. Rằng có rền dứ không phân cao thấp. Đột nhiên lại thấy kẻ lạ mặt xuất hiện. Liền gầm lên một tiếng với Na thâm. Rồi lao bổ tới. Na thâm không buồn tránh né. Đấm thẳng vào giữa chán con báo hoa đang nhào tới một cú mạnh như búa bổ. Khôn ngờ hất ngược cả con vật về phía sau. Con báo lăn tròn dưới đất mấy vòng biết kẻ mới đến này rất lợi hại, liền xoay người định chạy vào hang động, xong lại thấy Na Nhật cầm xiên sắt chặn trước cửa hang như một pho tượng kim cương giữ cửa. Na Nhật nói, con báo này giảo quyệt lắm, lần trước suýt chút nữa thì bắt được nó rồi, kết quả vẫn để nó chặt mất. Tối qua chú ở đây canh trước cửa hang tròn một đêm mới đợi được nó ra ngoài kiếm mồi đấy. Na thâm cười nới, chú Na Nhật, thân thủ hình như hơi chậm thì phải, đối phó với một con báo này cần gì tốn thời gian thế. Na Nhật tỏ vẻ không phục, nếu không phải sợ làm hỏng mất bộ da thì chú giết nó từ lâu rồi cần gì phải lâu la mất thời giờ na thâm nói nhìn cháu đây này đảm bảo không làm dụng cả một sợi lông dứt lời liền lao bổ tới chỗ con báo hoa nhạc dương hỏi động vật được nhà nước xếp hạng bảo vệ cấp hai đấy chúng ta có nên ngăn họ lại không nhỉ na thâm đáp à phải rồi nói ra mới nhớ bốn hôm trước đa cát dẫn một vị thánh sứ khác đến cánh cửa sinh mệnh rồi từ hôm đấy đã về đâu hả Trác Mộc Cường ba giật bắn mình kinh ngạc, vội hỏi, cậu nói cái gì? Một vị, thánh sứ đại nhân khác. Na thâm gật đầu, vâng, tôi không thích cái vị thánh sứ đại nhân đó, vì ông ta giống hệt cái kẻ mà các vị trưởng lão vẫn kể, tóc vàng, mắt xanh, mũi ló. Trác Mộc Cường ba lộ vẻ hoảng sợ ngước nhìn ra phía sau, mọi người đều có cảm xúc tương tự. Ben, đối thủ lớn nhất của họ đã đến cánh cửa sinh mệnh trước đó những bốn ngà, nhóm của họ lại một lần nữa bị bỏ lại phía sau. Na Thâm thấy thần sắc mấy người có vẻ không ổn, vội vàng giải thích: Tôi không có ý nghĩ gì bất kính với thánh sứ đại nhân cả, chỉ là chỉ là. Trác Mộc Cường Ba vội hỏi: Bọn họ có bao nhiêu người? đã đi được bốn hôm trước hả? Na Thâm đáp: Người và trang bị của bọn họ nhiều hơn các ngày nhiều, chắc khoảng hai ba chục người gì đấy, xuất phát từ giờ chuột bốn hôm trước. Sao vậy hả? Thánh sứ đại nhân cũng không biết có một vị thánh sứ khác cũng đến ư? Trác Mộc Cường Ba thấy ra đầu ngưa ran nếu nói 100 năm trước người kia chưa phát hiện cũng chưa lấy được thứ gì nhưng nhóm của Ben cũng đã tới đó rồi hai ba chục người và các trang thiết bị hiện đại nhất vậy thì còn lại thứ gì nữa đây giờ đây điều mà gã kỳ vọng nhất ngược lại chính là bọn người của Ben cũng như gã không phát hiện được điều gì trong cánh cửa sinh mệnh kia còn chấm condu nữa không chúng ta có cần đi tới đó nữa không giáo quan nhạc dương cất tiếng hỏi tất cả những người còn lại đều tập trung vào nữ cánh nam với ánh mắt dò hỏi Cô liền hỏi Na Thâm xem đường còn bao xa. Na Thâm chỉ về phía xa đáp, qua ngọn núi này là tới rồi. Lữ cánh Nam nghiến răng đáp, đi, dù thế nào cũng phải qua xem sao. Hy vọng có thể tìm được chút đầu mối gì đó. Bọn chúng không dám mang theo vũ khí, công nhiên ngồi các phương tiện giao thông trên không, không thể đi nhanh quá được, chúng ta vẫn có thể đuổi được. Cứ nghĩ đến lần này lại đến một nơi bị càn quét hai lần, không còn thứ gì, mọi người lại bắt đầu mồm năm miệng 10 bàn luận xôn xao. Mọi người đang trò chuyện, Na Thâm đã dừng bước nói, đến nơi rồi. Nhóm Trác Mộc Cường ba ngước nhìn khắp núi xanh ngắt màu cây lá, không hiểu Na Thâm nói đến đâu rồi, chỉ thấy anh ta sải bước chân lên đỉnh dốc, đoạn nói, nạp bạc thác, cánh cửa sinh mệnh, chính là ở chỗ này đây. Trác Mộc Cường ba liền theo Na Thâm trèo lên đỉnh dốc, vạch tán cây và bụi cỏ ra, phía trước liền hiện lên một quầng xanh biếc, làn nước trong vắt lăn tăn gợn sóng, cơn gió hổ thổi tới mát rượi. Hai mặt núi hai bên tựa như một chiếc thuyền đông đầy nước sạch, nạp bạc thác, hồ nước nhỏ ẩn sau rừng cây này hình dáng tựa như một con mắt, hoặc có thể coi là hình thoi cũng được, nước hồ xanh ngắt như ngọc phỉ thúy. Giữa hồ có hai hòn đảo một lớn, một nhỏ, cây cối chằng chịt, tựa như hai tròng mắt vậy, bên trên lũ chim díu rít trao liệng, lại càng khiến vẻ đẹp của hồ nước xanh ngăn ngắt thêm mấy phần. A, à, đẹp quá, Đường Mẫn ngạc nhiên thốt lên. Khi gió rừng sóng lặng, toàn bộ mặt hồ tựa như một chiếc gương làm từ ngọc bích sắc xanh mơn mờn khiến người ta không sao nén nổi tiếng thở dài cảm thán trước vẻ đẹp của sắc màu ấy chẳng rõ nước hồ sâu bao nhiêu nhưng thoạt nhìn đã thấy tận đáy đếm được cả lũ cá đang lững lờ bơi lúc đúng lúc tính lúc dương vây lên hoan vũ xôn một thiếu nữ đang hất vạt áo xanh biếc lên nhảy múa bước chân nhẹ nhàng lướt trên mặt sóng khói mù tỏa lan vấn viết quanh hồ nước và núi non làm khung cảnh trở nên như ảo mộng nhóm người của trác mộc cường ba đa phần đều đã đi cửu trại câu cũng biết nước ở đó như thế nào, cũng biết đến thứ màu sắc lung linh đến độ khó thể hình dung ở nơi ấy, màu ngọc bích của cái hồ này cũng giống như nước ở Cửu Trại Câu vậy, nhưng hồ ở Cửu Trại Câu không lớn bằng, không có hồn bằng, không có cái vẻ linh động và thánh khiết như nơi đây. Bước lại gần hồ, mọi người gần như nín thở, phảng phất như thể thông qua mặt hồ mà nhìn thấy tiền thế kim sinh, cánh cửa sinh mệnh, có thể cho con người ta một cuộc sống mới. Lạt Ma Á là tuyên niệm Phật hiệu, ngồi xuống nhập định mọi người khác đều chìm đắm trong khung cảnh tuyệt mỹ, quên hết mọi vinh nhục ở đời. Bầu không xanh màu ngọc bích ở trên, hồ nước như phỉ thúy bên dưới, thi thoảng lại có bầy chim bay vụt qua, hình bóng phản chiếu xuống mặt nước, hoàn với làn mây tím trên trời cao, tất cả đều thật tự nhiên, trong lòng mỗi người đều không khỏi dâng trào lên dòng cảm xúc đúng là phải như thế mây nước minh mang biến hóa phức tạp, nhìn ngắm sao cũng không thấy đủ, chẳng những đôi mắt mà cả thân thể mỗi người cũng đều được hân thưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, linh hồn như tắm trong sự yên bình tĩnh lặng. Nhạc Dương khẽ hỏi Na Thâm, cánh cửa sinh mệnh ở đâu thế? Na Thâm chỉ vào hòn đảo lớn hơn ở giữa hồ, ở đó chính là cánh cửa sinh mệnh. Trương Lập nói, hòn đảo ấy nhìn không lớn lắm thì phải, đúng không? Tại sao lại gọi là cánh cửa sinh mệnh? Na Thâm đáp, chuyện này, nghe các vị trưởng lão nói, chỗ chúng tôi ở là hoác thân của thắng Phật Mẫu, dòng bố tạng bố chính là một chân của thắng Phật Mẫu, chúng ta men theo đùi đi dọc lên, vì thế, ở đây chính là cánh cửa sinh mệnh. Giáo sư Phương Tân nói, thắng Phật mẫu, lạ thật, cái tên này nghe quen quá, cậu có biết không? Trác Mộc Cường ba lắc lắc đầu, nhưng những chuyện trong Phật điển gã biết rất ít. Lạt Ma Á là mở mắt ra, chậm rãi nói, thắng Phật mẫu, chính là minh phi của thắng lạc Phật, còn gọi là đa cát cát bạc mẫu cũng chính là kim cương hạch mẫu. Kim cương hạch mẫu, đầu đội ngũ ngũ khô lâu, có ba mắt, biểu thị người có thể quan sát được tam thế, quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngoài chính diện, bên cạnh còn có thêm một đầu hình đầu lợn nữa, đại biểu trí tuệ song thành. Trên cổ Phật mẫu đeo chuỗi niệm châu làm từ 50 cái đầu lâu người, đại biểu cho toàn bộ kinh điển của Phật giáo. Tu luyện hạch mẫu Pháp có thể tương ứng với thượng sư, đoạn tuyệt phiền não, sở chi, khởi phát trí tuệ, tu đến đẳng cấp chuyết hỏa, sẽ luyện được thân bất tử, dáng yêu phục ma, uy chấn thập Pháp giới, hiểu được Pháp môn độc nhất vô nhị, thắng sinh thoát tử. Giáo sư Phương Tân vỗ tay lên chán nói, tôi nhớ ra rồi, có một chuyện thế này. Trong truyền thuyết, toàn cảnh mặc thoát thời cổ đại, nếu dựa theo thế núi thì vừa hay tạo thành một bức ngọa đồ tranh nằm của nữ thần đa cắt cắt bạc mẫu. Nói như vậy, vị trí của chúng ta lúc này chính là ở giữa đùi của nữ thần. Cánh cửa sinh mệnh, cha, đây quả nhiên là cánh cửa sinh mệnh còn gì. Giữa hai đùi nữ thần, đến giờ chắc Mộc Cường ba mới hiểu, nhìn lại hồ nạp bạc thác, quả nhiên, bề ngoài hình thoi và hai hòn đảo một lớn, một nhỏ giữa hồ, vừa hay hình thành nên một cái ngoại sinh thực khí khổng lồ của phụ nữ, cánh cửa sinh mệnh, thì ra là nơi sinh mệnh được sinh ra. Lữ cánh nam thoáng đỏ mặt, thấp giọng lầm bẩm không ngờ lại liên tưởng đến chuyện ấy, những người này thật là. Lạt ma á là bình tĩnh thong dong nói, từ khi ý thức của nhân loại manh nha xuất hiện đã có sự sùng bái rất mạnh đối với sinh thực rồi, sinh mệnh từ khi thai nghén, tới lúc sinh ra không nghi ngờ gì nữa, đây là sự việc thần bí nhất và cũng thần thánh nhất. Sinh sôi nảy nở, có nghĩa là chủng tộc có thể tiếp diễn kéo dài, trong mắt cổ nhân, không còn gì quan trọng hơn việc này cả. Hơn nữa, hợp thể giao hoan, nam nữ giao cấu, chẳng những mang đến niềm sung sướng về mặt cảm quan, mà đồng thời còn thăng hoa tinh túy, khiến con người hướng đến thần Phật, tâm trí linh đài giữ được thư thái. Đây chẳng phải chuyện cấm kỵ gì mà không thể bàn luận tới, mà nơi sinh mệnh được sinh ra, cũng chẳng phải chỗ ô uế gì hết. Từ cổ tới kim vẫn có vô số tao nhân mặc khách viết thơ, vẽ tranh tán tụng, gọi nó là cánh cửa sinh mệnh. Hoàng phế nhà thâm nói, được rồi, Tôi chỉ có thể đưa các vị tới đây, còn đường tiếp sau đây, phải dựa vào thánh sứ đại nhân tự tìm kiếm rồi. Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba chặt cây đóng bè, ngồi thuyền đi tới cánh cửa sinh mệnh. Treo bè trên sóng biếc lăn tăn, tự nhiên là cảm giác rất đặc biệt. Na Thâm từ chối lời mời nhiệt tình của bọn Trác Mộc Cường Ba, kiên quyết không đặt một bước vào cánh cửa sinh mệnh. Anh ta nói với Trác Mộc Cường Ba, từ rất lâu trước đây Đa Cát đã lên đảo xem một lần lần này quá nửa là anh ta đã đi theo vị thánh sứ đại nhân kia lên đảo rồi. Nếu các vị gặp anh ta, xin hãy bảo anh ta về làng nhanh lên, hãy nói là ca ca rất nhớ anh ta. Trên bè, nhìn bóng na thâm xa dần, xa dần, Trương Lập nói, tên của công bố tộc này sao tôi cứ cảm thấy quen nhỉ. Lạt Ma Á La nói, công bố là một trong những nơi phát nguyên của bản giáo, không hiểu bên trong có quan hệ gì không. Đến nơi rồi chắc một cường ba và ba tang đưa đầy chiếc mái chèo đơn giản, cho thuyền đi một vòng quanh hòn đảo có cánh cửa sinh mệnh, xong cũng không phát hiện ra nơi nào có thể cập bờ, cách duy nhất là bám vào vách đá mà trèo lên. Mọi người thả neo bè lại, rồi lần lượt trèo vách đá, giờ đây những vách đá dốc đứng 90 độ này đối với họ mà nói chẳng khác gì mặt đất bằng phẳng cả, chỉ thoáng cái cả nhóm người đã lên trên đỉnh vách đá của hòn đảo nhỏ. Trèo lên vách đá, phóng mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy cổ thụ chọc trời, chim hót líu lo, hương hoa thơm ngát, vừa nãy là đứng ngoài xem tranh giờ đây đã ở trong tranh nhìn ra phía ngoài, lại là một phong cảnh khác khiến người ta phải chìm đắm say mê. Sóng hồ lăn tăn, chim bay cá lội tự nhiên là không cần nhắc đến, khi ở trên đỉnh vách đá, phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy bốn phía núi non trùng trùng điệp điệp trải dài, xanh biếc âm u, kéo ra vô tận. Càng khiến người ta phải xúc động hơn nữa là, đỉnh núi phủ tuyết phía xa xa nhô lên nhọn hoắt, non cao đâm thẳng lên bầu trời, làm ai nấy đều sinh lòng kính phục. Thật đúng là, núi xa xanh ngắt liền một dài, đỉnh tuyết trắng xóa ánh dương hồng. Trương Lập kích động thốt lên, đó, đó có phải là núi Nam Ca Ba Ngoã không? Chúng ta có thể trông thấy núi Nam Ca Ba Ngoã không nhỉ? Lạt Ma Á là nheo nheo mắt nhìn, ừm, không chắc lắm, cũng có thể là núi tuyết lập ra bạch lũy, có điều nhìn từ phía này, hình như giống đỉnh Nam Ca Ba Ngoã hơn. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên chỉ tay về phía đỉnh núi tuyết xa tít tắp kêu lên, mây cờ, mây cờ kìa. Lạt Ma Á là lập tức chắp tay tụng niệm, lầm bẩm cầu phúc trước cảnh tượng thiên nhiên hiếm thấy này. Chỉ thấy một đóa mây trắng mềm mại như nhúm bông bay qua đỉnh núi tuyết, bị đỉnh núi chặn lại, nhưng vẫn kiên cường tiếp tục hành trình của mình, đã bị núi tuyết kéo thành một lá cờ trắng muốt khổng lồ, lại tựa hồ như một vị nữ thần thánh khiết đang dơ cao tấm vải sa màu trắng phấp phới trong gió, cảnh tượng hình tráng phi thường. Ở đất tạng có một truyền thuyết thế này, thấy cờ mây cũng như thấy hào quang của Phật, hai hải thị thần lâu, đều là điềm đại cát, đại phúc, trong đó nổi tiếng nhất là cờ mây trên đỉnh cho mơ lung ma, khí thế vời vợi quả là tác phẩm tuyệt thế của đấng tạo hóa vậy nhạc dương nói hay lắm xem ra ông trời cũng chúc chúng ta kỳ khai đắc thắng đó lữ cánh nam cũng nhoẻn miệng cười phát lệnh lên đường thôi đeo trên lưng những chiếc ba lô to tướng đoàn người đi một vòng quanh đảo đảo này không lớn lắm đứng trên vách đá là có thể quan sát được toàn cảnh khắp nơi đâu đau cũng thấy cổ thụ um tùm song cũng chưa phát hiện được điểm gì đặc biệt cũng không có công trình kiến trúc nhân tạo nào lớn cả giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á là đều cho rằng có lẽ có các kiến trúc kiểu như hang động ngầm, ẩn khuất dưới tán cây, cực khó phát hiện. Lữ cánh nam lệnh cho mọi người tản ra tìm kiếm, chỉ một lát sau, Nhạc Dương và Trương Lập đã phát hiện lối vào hang động. Lúc chắc một cường ba chạy tới, chỉ thấy dưới gốc cây có một vật thể bằng đá được mài nhẵn, dài 3 mét rộng 2 mét, mặc dù bị phá hoại, song vẫn lờ mở nhận ra được đường rãnh hình vòm có mái cong. Trác Mộc Cường ba hít sâu một hơi không khí, nói, huyết trì. Lạt ma á la gật đầu nói, ừm, um, chỉ là đã không dùng được nữa rồi. Ở ngay bên cạnh huyết trì, mặt đất như tấm vải bị chuột gặm, toát ra một hố lớn, bên trong tối đen như mực không thấy gì hết. Giáo sư Phương Tân quan sát cửa hang, nói, miệng hố này bung ra ngoài, chắc do thuốc nổ gây ra. Lữ cánh nam mở ba lo lấy ra các thứ dụng cụ, đồng thời nói, chúng ta xuống dưới đó xem sao. Mũ phát sáng đã bật, máy bộ đàm của mọi người đều mở, vũ khí rắt ở thắt lưng dụng cụ cầm trên tay. Sau khi chắc một cường ba nhảy xuống hố, đại khái cũng nhìn rõ được cấu tạo của hang động này. Đây là một đường hầm dốc xuống dưới, vách tường đều ốp những phiến đá dài chừng một mét, dốc chừng 30 độ, sâu không thấy đáy. Đi được chừng trăm bước, phía trước liền mặt 90 độ, xem ra cả đường hầm này có lẽ chạy xuống lòng đất theo hình xoáy ốc. Cứ vậy càng đi càng xuống sâu hơn, sau khoảng 7-8 lần dễ ngoặt, cuối cùng cũng đi hết đường hầm, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tất cả đều sôi trào phẫn nộ đường hầm đã trở nên bằng phẳng, hơn nữa còn đột một rộng lớn hơn nhiều, có lẽ là do khoét lòng núi tạp thành, cao chừng 4-5 mét, rộng 4 mét, nhìn đường hầm dốc dài như vậy và hang ngầm lớn bên trong lòng núi này, là có thể tưởng tượng được công trình khi ấy quy mô đến nhường nào, sau khi hoàn thành, căn hầm ngầm này ắt hẳn phải mỹ lệ đường hoàng, hùng vĩ rực rỡ. Thế nhưng, giờ đây, những gì đập vào mắt bọn trác mộc cường ba, lại là vô số những vết đục khoét chẳng chịt, lôi thôi nhếch nhác, dưới đất toàn là những mảnh sứ vỡ vụn, cả bốn bức tường đều bong chóc như da người dán thuốc cao bị mưng mủ, đâu đâu cũng thấy vết khói đen kịt do so lửa hun. Mấy người chắc Mộc Cường ba giờ tay lên bốn bức vách, trên tường còn để lại những vết cắt thẳng thớm gọn gàng, lớp đá vôi gần những vết cắt này dày chừng 3 cm, có thể tưởng tượng được, trước đây bốn bức tường này đều được quét vôi chát vữa, rồi vẽ lên những bức bích họa tuyệt mỹ. Sau khi bọn trộm phát hiện ra, liền vạch lên những đường phân cách trên bích họa, sau đó dùng dao cắt thành từng mảng một, rồi áp giấy da trâu lên, dán keo siêu dính, bóc cả mảng tường có bích họa xuống mang đi. Mấy người chắc mộc cường ba dẫm chân lên nền sàn như đá gội của căn hầm, nhặt những mảnh sứ vụn, phủi đi bụi đất và muội than bám lên trên, mảnh sứ liền lộ ra những hoa văn rực rỡ, từ độ cong của mảnh vỡ có thể suy đoán, lúc còn hoàn chỉnh, những đồ sứ này chắc là rất lớn. Chắc mộc cường ba ngước mắt nhìn quanh khắp trốn, giờ đây, chỗ này chẳng khác gì một căn nhà cũ sau cơn hỏa hoạn, gã bỗng nhớ đến trường hợp của vườn viên minh, thứ gì mang đi được thì bị mang đi, không mang đi được thì đập phá xong lại cho thêm mùi lửa, ngoài muội than ra, không còn gì để lại cho những người đời đời canh giữ những thứ đó nữa cả. Từ vết tích của những mảnh vỡ còn sót lại để suy đoán, nơi này ít nhất cũng đã bị phá hủy gần 100 năm rồi, giờ chỉ còn lại vài mảnh vun và bốn bức tường trống không, đang âm thầm kể lại câu chuyện của chúng mà thôi. Châu báu nhiều như lông châu ùn ùn vận chuyển về Anh Quốc. Ngón tay chắc một cường ba run lên bần bật, chỉ muốn tìm thứ gì đó đấm cho xả cơn tức trong lòng. Nhà thám hiểm lớn, xem ra nhà thám hiểm lớn cũng chẳng hề đáng cho người ta tôn kính chút nào. Bốp bốp chỉ nghe Lữ Cánh Nam vỗ tay hai tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình, đoạn nói, đi thôi, tiếp tục tiến về phía trước, chúng ta không có thời gian ở đây tưởng nhớ quá khứ đâu, phải xem xem có nơi nào người khác chưa phát hiện hay không. Nhạc Dương thấp giọng lẩm bẩm, thành ra thế này rồi, thì còn lại gì được nữa chứ? Đại điện đã không còn nữa, khắp nơi đổ nát tan hoang, bước đi giữa đống hoang phế này, tâm trạng mọi người càng thêm chịu xuống. Rất nhiều nơi có xương người giải rác, những người chết này đều là lao công người Trung Quốc, vì bị cưỡng ép xông vào cơ quan mà mất mạng, đồng thời bên cạnh quá nửa là có một đống đá vụn, mấy lưỡi dao hình trang khuyết hoặc đinh sắt. Chắc là sau khi những lao công Trung Quốc đi trước dò đường bị cơ quan giết chết, bọn trộm đã dùng thuốc nổ phá cơ quan nên mới gây ra những tổn hại như vậy. Một số cánh cửa lớn bằng đá cũng bị nổ thành đống đá vụn, càng đi vào trong lại xe àng có nhiều xương người chết. Nhạc Dương nói, tôi nghĩ chỗ này đã bị hủy hoại tan hoang thế này rồi mà đám người của tên ben kia cũng đã đi qua chắc là không còn cơ quan gì nữa đâu nhỉ trương lập than van đúng là không sao chịu nổi lần nào cũng bị người ta bỏ lại sau lưng nhạc dương thở dài đám người công bố đó cũng thật là chẳng hiểu có phải họ gặp ai ở nơi khác đến cũng cho là thánh sứ cái gì không nữa trương lập nói không phải đâu nếu thế tại sao cậu không được làm thánh sứ hả lạt ma á la nói chắc là có nguyên nhân gì đó, nhưng bọn họ dựa vào điều kiện gì để đoán đinh thánh sứ thì chúng ta cũng không thể nào biết được. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này. Chỗ này đã biến thành một đống đổ nát, nhưng các sảnh các điện đã gần như tan hoang này vẫn có quy mô, nhánh rẽ lại nhiều, e là một chốc một nhát cũng khó mà đi hết được, chúng ta có cần kiểm tra tiếp không nhỉ? Lữ cánh nam khẽ nghiến răng, nói, nếu đã thế, vậy thì hai người một tổ, chia nhau kiểm tra đống tan hoang dưới lòng đất này đi, bật máy bộ đàm lên, chỉnh tần số 16135, lúc Nhao cũng phải giữ liên lạc. Trương Lập và Nhạc Dương lập tức thốt lên, chúng tôi là một tổ. Lạt Ma Á La và giáo sư Phương Tân nhìn nhau mỉm cười, nói, vậy thì hai chúng tôi một tổ. Trác Mộc Cường ba giành nói trước, tôi, tôi muốn chung tổ với Mẫn Mẫn. Lữ Cánh Nam gật đầu, được rồi, tôi và Ba Tang một tổ, mọi người chia nhau hành động đi. Trên đường đi Trác Mộc Cường Ba càng nhìn lại càng thấy phẫn nộ. Đây mà là nhà thám hiểm lớn cái nỗi gì chứ? Còn chẳng bằng cả hành vi của lũ trộm cướp, còn những gì ở trước mắt gã đây, gần như dã là bi thảm nhất trần gian này rồi. Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt lại, tựa hồ như đã thấy vương triều phong kiến đang lung lay muốn sụp đổ giữa cơn mưa bão kia, các cường quốc thi nhau tranh bá, dân chúng khổ sở lầm than, đã bao người vì một bát cơm ăn, mà phải bán vợ bán con, sinh ra giữa thời loạn thế, mạng người không bằng cỏ rác kẻ đến đây đào bới báu vật năm ấy chị e cũng chẳng bỏ bao nhiêu tiền để thuê cả đám người này đâu phải trả giá bằng chính mạng sống của mình mang những thứ tổ tiên để lại tặng cho kẻ khác bị sai khiến như nô lệ chỉ vì một chút tiền nhỏ nhoi mà khom lưng cúi đầu đây là nỗi xót xa ở tận sâu thẳm linh hồn trác mộc cường ba nắm chặt hai bàn tay lại thầm thề với bản thân mình bất kể là thế nào không thể đê chuyện tương tự thế này xảy ra nữa ben cho dù các người muốn gì chỉ cần là thứ mà tổ tiên người Trung Quốc để lại trên lãnh thổ Trung Quốc, cho dù một cây kim, ta cũng không cho phép các ngươi mang đi. Hai người đi chừng 3 tiếng đồng hồ trong đống đổ nát dưới lòng đất. Vẫn không ngừng đi sâu xuống dưới, vẻ huy hoàng năm xưa của kiến trúc ngầm càng lúc càng khiến người ta ngưỡng mộ say mê, còn những gì trước mắt cũng càng lúc càng khiến người ta thấy xót xa tiếc nuối. Dọc đường có một chỗ vương vãi đầy những lá thép vụn quăn queo, xung quanh có gần 30 bộ xương người. Có thể thấy khi đi qua đao trận ở đây, Nhà thám hiểm kia đã dùng máu thịt của đám lao công mở ra một con đường tiến tới. Còn có một chỗ dốc, dưới nền giải rác xương vỡ, đều là xương của kẻ bị xấu số bị đá đè, không ngờ đã ô ô lên thành một tấm dày trên con dốc. Trác Mộc Cường ba không ngừng lắc đầu, tâm trạng hết sức kích động, phẫn nộ. Đến cả đường mẫn cũng không sao nén nổi, cất tiếng mắng chửi, thật đúng là, quá đáng quá, đúng là vô nhân tính. Cuối cùng hai người dừng lại trong một gian đại sảnh, thoạt nhìn như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Xét về số lượng xương cốt, thì ở đây là nhiều nhất, 8-9 người bộ xương cốt chất ngổn ngột một, một đống lên nhau, tư thế mỗi bộ một khác, có những bộ xương tay còn mắc vào nhau, tư thế mỗi bộ một khác. Tựa như là ẩu đã đến chết vậy, ở góc đông bắc gian đại sành, chồng chất một đống vải sành vải sứ vỡ nát. Hiếm có nhất là, trong đống đổ nát ấy vẫn còn một hai chiếc vải giữ được hoàn chỉnh, miệng vải như vừa mới mở chưa lâu, có một chiếc lăn sang bên cạnh, dịch thể không mai không mùi bên trong chảy ra lan thành một mảng dưới sàn. Bức tường phía trước đống xương cốt và đại sảnh khác biệt rõ rệt, hình như vẫn chưa bị động tới. Đường Mẫn nói, có lẽ chỗ này có cơ quan gì đó ghê gớm lắm, kiểm tra kỹ một chút rồi hãy đi tiếp. Dựa vào trực giác, chắc một cường ba đi thẳng tới đống vải. Đường Mẫn cũng muốn đi theo gã xem thử thế nào, xong lại thấy hơi sợ sợ, bèn dứt khoát dừng lại tìm kiếm ở khu vực giữa đại sảnh. Trác Mộc Cường Ba đi tới góc chất đầy vải sành vải sứ phía đông bắc gian đại sảnh, chỉ thấy đám vải gốm xứ vỡ nát ít nhất cũng phải tới vài trăm chiếc, hầu hết đã bị đập cho vỡ tan tành, chỉ còn lại một hai cái nguyên vẹn. Dịch thể trong chiếc vải gốm cổ dưới đất kia vẫn chưa chảy hết, rõ ràng là vừa mới bị mở ra không lâu. Chắc Mộc Cường ba đoán chắc là do nhóm người của Ben mở. Bên cạnh chiếc vải có một vật như cục thịt màu trắng, đã bắt đầu bốc mùi tanh tanh, chắc Mộc Cường ba bước lại gần nhìn kỹ hơn, cục thịt trắng toát ấy chẳng ra hình thù gì cả, nhưng có lẽ còn nguyên vẹn, hơi giống con chó sơ sinh, to bằng nắm tay. Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi dây lát rồi ôm một vải xứ còn nguyên vẹn lắc thử bên trong vang lên tiếng ục ục, gã nhìn chỗ niêm phong trên miệng vải, người xưa đã dùng nắp gốm úp ngược lên trên miệng vải, sau đó lại bịt kín bằng một thứ tương tự như vôi, chẳng trách đã bao nhiêu năm như thế mà vẫn giữ được dịch thể bên trong. Trác Mộc Cường ba lấy một dụng cụ hơi giống cái vòng số 8 kê vào, dùng sức nảy khẽ, cách một tiếng, cái nắp đã nứt ra một đường, sau đó nhấc ra, không ngờ bên trong lại ít hòn có một nắp đá bịt kín miệng. Trác Mộc Cường ba lại làm theo cách cũ, bật cái nắp đá đó ra, chỉ thấy bên trong có hơn nửa vải chất lỏng, tỏa ra một thứ mùi kỳ quái. Bảo là thơm, thì vị cay cay, cay chua chua lại hơi gắt, bảo là khó ngửi thì lúc sộc vào mũi lại để lại vị ngọt ngào khó tả. Lúc này đường mẫn gần đó kêu lên, anh lại đây mà xem. Trác Mộc Cường ba lập tức đặt cái vải xuống, đi về phía đường mẫn. Cô chỉ tay vào một cọc gỗ dưới đất nói, anh thấy chưa, đây là dấu hiệu của các nhà thám hiểm thời kỳ đâu của thế kỷ trước rất thích sử dụng. Khi họ phát hiện ra điều gì đó hoặc đi tới chỗ nào không thể đi tiếp về phía trước được nữa, đều để lại một dấu hiệu như thế này. Chắc Mộc Cường ba bước tới, nói như vậy nghĩa là kẻ vào đây hơn 100 năm về trước đã không thể qua được cơ quan ở đơ, và đành phải bỏ cuộc để lần sau đến tiếp. Đường mẫn chỉ tay vào đầu kia của thông đạo, nhưng bọn người bên chắc chắn đã đi qua rồi. Bên kia có ánh lửa, chúng ta cũng tới xem đi đừng, đừng vội chắc Mộc Cường Ba nói không biết sau khi chúng đi qua có khôi phục lại cơ quan không nữa lần trước ở địa cung cút, bọn gã đã phát hiện rất nhiều cơ quan mà trong cuốn sổ tay ghi là đã bị phá hoại, lại được người nào đó khôi phục công năng ban đầu, đã mấy lần suýt mất mạng. Đường Mẫn nói, đường đi rất hẹp, chỉ cho một người qua thôi, bất kể là có cơ quan ở phía trước hay hai bên cũng đều khó để tránh né. Mà chốt lấy để cơ quan phát động, thông thường đều lợi dụng trọng lực để bật lên, cũng chính là mặt sàn mà chúng ta đặt chân lên ấy. Trác Mộc Cường ba nhìn sàn nhà dưới chân, ước chừng một mét vuông ghép lại. Kết cấu sàn nhà thế này khá phổ biến trong địa cung put, là loại kết cấu dễ đặt cơ quan bẫy dập nhất. Có điều Trác Mộc Cường ba bây giờ đã không còn là gã Trác Mộc Cường ba ở địa cung bút nữa rồi. Gã mỉm cười, tràn đầy tự tin nói, đã đến lúc kiểm tra hiệu quả huấn luyện của chúng ta rồi. Anh lên thử trước xem sao, em đừng đi theo đấy nhé. Đường mẫn gật đầu, anh cẩn thận đấy. Trác Mộc Cường ba dẫm lên phiến đá đầu tiên, cảm thấy hơi lún xuống, gã liền nhanh chóng giật ngược lại, chỉ nghe đinh một tiếng, một vật thể đã bắn trúng bức tường đối diện lối đi. Trác một cường ba lại gần nhìn kỹ, hóa ra là một cây đinh ba màu xanh lam. Đường mẫn tái mặt thốt lên, tầm thuốc độc rồi, đinh độc đấy. Trác một cường ba nói, ừm, um, có điều chắc là không bắn ra liên tiếp được, anh thử lần nữa xem nào gã lại dẫm chân lên phiến đá, quả nhiên không thấy điều gì thường nữa. Trác Mộc Cường ba giờ mới cẩn thận dẫm lên phiến đá thứ hai, đột nhiên cả người thụt xuống. Gã liền lộn ngược một vòng, lăn tròn sang bên, lại trở về bên cạnh đường mẫn. Chỉ nghe tiếng sột soạt vang liên liên tiếp, không có thứ gì bắn ra. Nhìn lại phía lối đi, mới thấy hai bên vách tường lóe lên những tia sáng lành lạnh rồi biến mất, thoát sau lại lóe lên. Trác lẩm bẩm nói, đao trận, đây là lần đầu tiên anh tận mắt thấy đao trận do cổ nhân thiết kế đấy đặc điểm của loại cơ quan truyền thống này chính là dấu lưỡi đao sắc bén bên trong vách tường, lợi dụng khe hở trên tường che giấu, một khi phát động, sẽ như xoay chuyển như cưa máy, vị trí trên dưới khác nhau, người bình thường khó mà tránh nổi. Trác Mộc Cường ba lại bước tới trước lối đi đó, quan sát vị trí cụ thể của đao trận. Chỉ thấy ở hai phiến đá thứ năm, thứ sáu đao trận đều sắp đặt ở khoảng dưới đầu gối sau đó độ cao bắt đầu lên đến đùi non, rồi đỉnh đầu đan xen lẫn nhau, người bình thường tuyệt đối khó có thể vượt qua nổi. Trác Mộc Cường ba ngấm ngầm tính toán, chỉ cần nắm chắc thời gian, nhảy qua chỗ đao thấp, sau đó trượt người sát mặt đất, vậy là có thể tránh được toàn bộ đao trận. Gã suy tính xong xuôi, liền bắt đầu chạy đà, xong lại quên mất tác dụng của hai phiến đá thứ ba và thứ tư. Vừa dẫm lên phiến đá thứ tư, Trác Mộc Cường ba liền lập tức cảm thấy không ổn. Audio điện tử võ tấn bền Cánh cửa địa ngục, hương ba la khi những từ ngữ quen thuộc ấy một lần nữa vang lên bên tai nhóm người ngày tinh thần ai nấy đều phấn chấn hẳn lên đây mới là lần thứ hai Trác Mộc Cường ba nghe nhắc đến cánh cửa địa ngục song theo những gì đã biết hình như cánh cửa này mở ra con đường xuyên dãy Himalaya thật không ngờ ở nơi xa xăm hẻo lánh như Mặc Thoát này lại được nghe truyền thuyết về cánh cửa địa ngục Trác Mộc Cường ba hỏi cậu biết cánh cửa địa ngục ở đâu không Chư Phật mật giáo Trác Mộc Cường ba bước hụt một bước thân thể mất thăng bằng ngã xuống hố sâu ánh sang lóe lên gã đã trông thấy trông thấy lưỡi đao sáng lấp lánh trong hố trong khoảng khắc sinh tử ấy trác mộc cường ba bỗng nhiên vươn cả hai tay ra hai chân đạp mạnh cả người kẹt lại giữa hai bức tường đá thân thể lúc này gần như song song với mặt đất đầu mũi chỉ còn kém chút xíu là chạm phải lưỡi đao thì ra hai phiến đá lát nền thứ ba và thứ tư vốn chỉ là một phiến đá hình chữ nhật hài 2 m rộng 1 m đục lỗ ở giữa xuyên gậy sắt qua là thành một cái cửa xoay đơn giản bất kể là dẫm lên phiến đá thứ ba hay thứ tư, cả phiến đá cũng đều lập tức xoay chuyển. Loại cơ quan này, trong cơ quan học gọi là hoạt bản, vừa đơn giản lại dễ thực hiện, đặc biệt là những nơi nền sàn được lát bằng những phiến đá quy chuẩn mà sắp đặt một vài cơ quan như vậy, bên dưới lại đào hố sâu 2 mét, bố trí cọc nhọn hoặc lưỡi đao, thì tỷ lệ sát nhân thành công sẽ cực lớn. Hai tay hai chân chắc một cường ba trống vào hai bên bức tường, chậm chậm leo lên trên, đồng thời dịch chuyển lên phía trên đao trận, tránh khỏi hai lưỡi đao xoáy đầu tiên, sau đó mới từ từ nhích xuống dưới, rồi dùng ba lô ném sang đầu bên kia lối đi, sau khi xác định an toàn, gã mới áp người sát đất trượt qua. Đường Mẫn đã quan sát từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình này, vậy nên lúc cô đi qua thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lạ thật, đường Mẫn nghi hoặc nói, những cơ quan này mặc dù có tổ hợp hoàn chỉnh, nhưng kẻ đến trước chúng ta có thuốc nổ, hoàn toàn có thể phá hủy được chúng, tại sao hắn lại quay trở ra nhỉ? Trác Mộc Cường Ba nói, những bộ xương ngoài kia giải rác khắp đại sảnh, nhưng không có bộ xương nào chết bên cạnh lối đi, cũng có nghĩa là bọn họ còn chưa tiếp xúc với lối đi này thì đã rút lui rồi. Có lẽ là đã chạm phải cơ quan nào khác, một loại cơ quan không thể giải quyết bằng thuốc nổ, chẳng hạn như khí độc, xương độc gì đó. Xem ra chỗ này đích thực là chưa bị phá hoại, phải báo cho những người khác mới được. Trác Mộc Cường ba ấn nút chiếc đồng hồ nguyên tử đeo trên tay, bắt đầu gọi những người khác trong nhóm. Trong vòng 3 phút, Đại Khái đã nói rõ vị trí của mình, để những thành viên chưa có phát hiện gì đặc biệt nhanh chóng tới đây. Trác Mộc Cường ba giờ cổ tay lên nói, vậy nhé, chúng tôi đã qua trước rồi. Mọi người nhớ cẩn thận, lối đi hẹp này là một tổ hợp cơ quan, mặc dù cơ quan tổng đã bị phá hoại, song các cơ quan phân tổ thì vẫn vận hành. Phiến đá đầu tiên là đinh độc bắn vào chính diện, phiến đá thứ hai khởi động đao trận, phiến đá thứ ba và thứ tư là cửa lật, bên dưới sắp đặt cọc nhọn, từ phiến thứ năm đến phiến thứ mười lăm là đao xoáy, mọi người phải cẩn thận giáo sư Phương Tân nhắn qua máy liên lạc, chúng tôi biết rồi, đến ngay đây, hai người cũng nhớ cẩn thận đấy. Đi qua lối hẹp ấy, cảnh tượng trước mắt liền mở rộng sáng bừng. Tận cùng của lối đi tựa như một bàn đạp nhô ra khỏi vách đá dựng đứng, đưa hai người bọn Trác Mộc Cường ba vào vị trí trung tâm của một gian đại sảnh màu vàng. Đứng trên bàn đạp lơ lửng giữa không trung, cách trên, dưới, trái, phải mỗi phía chừng hai chục mét, bốn vách là những bó đuốc như những trẻ cây, chiếu sáng rực rỡ cả gian đại sảnh. Trác Mộc Cường Ba nhận ra những bó đuốc phun lửa lớn bằng ngón tay cái, dài khoảng 30cm, chính là những ống an lỏng. Mỗi ống như vậy, cho dù ở môi trường không có dưỡng khí cũng vẫn cháy được 100 giờ đồng hồ, hơn nữa còn vừa nhỏ vừa nhẹ, một người mang theo 100 ống cũng không vấn đề gì. Loại ống an lỏng này các nhà thám hiểm hiện đại chuyên dùng để chiếu sáng và đánh dấu đường, xem ra chắc là nhóm người của Ben để lại. Đối diện với bọn họ là một pho tượng ngồi của nộ mục kim cương, có 6 cánh tay, treo lơ lửng giữa không trung bằng 8 sợi dây sắt to cỡ cánh tay người thả từ trần nhà xuống. Pho tượng này cao khoảng 3 mét, toàn thân đen thui, dường như là đúc bằng thép dòng, sáu cánh tay đều cầm pháp khí, mắt trợn lên giận dữ, răng nhe ra ngoài, tướng mạo hung tợt, thoạt nhìn trông như kim cương của Phật giáo, nhưng lại có chút không giống với những pho kim cương mà Trác Mộc Cường ba thường ngày vẫn thấy. Nét mặt như cười mà chẳng phải cười ấy, kết hợp với ánh mắt phẫn nộ kia, toát lên mấy phần kỳ dị, mấy phần tà ác, Chắc một cường ba chỉ có thể tạm gọi đó là tượng kim cương chứ cũng không dám chắc. Chỗ rốn của kim cương có lỗ thủng, trên đỉnh đầu có mối buộc, xem ra đinh độc bắn ra lúc dẫm lên phiến đá đầu tiên là bắn ra từ cái lỗ này. Lối thông này dính sát vào tượng kim cương, xem ra cổ nhân đã đặc biệt thiết kế như vậy để tiện cho việc lau chùi tượng Phật và lắp ráp các cơ quan. Đường mẫn nhìn độ cao hai chục mét, băn khoăn hỏi, cao như vậy, chúng ta xuống bằng cách nào bây giờ? Trác Mộc cường ba đưa mắt nhìn quanh đích xác là không có đường nào đi xuống, nhưng các ống an kin lỏng cắm trên bốn vách tường đã chứng tỏ đám người của Ben đã xuống bên dưới rồi. Gã cẩn thận quan sát một lần nữa, phát hiện ra trên đùi tượng kim cương còn một mẩu thừng nhỏ, Ben nói, bọn chúng buộc dây thừng vào đùi kim cương leo xuống, nào, lấy dây thừng an toàn ra đây, chúng ta cùng xuống từ chỗ này thôi. Trác một cường ba buộc chắc dây thừng, rồi bảo đường mẫn, anh xuống trước, tới nơi sẽ gọi em, không được làm bừa đâu đấy. Đường mẫn khẽ gật đầu. Trác Mộc Cường ba quấn một vòng dây vào cổ tay trái, rồi lại quấn một vòng vào hông, tay phải kéo đầu kia sợi dây, tung mình nhảy lên, tính thuận theo sợi dây mà trượt xuống. Nào ngờ vừa mới nhảy lên, gã đã nghe thấy tiếng hô kinh hãi của đường mẫn. Trác Mộc Cường ba chỉ thấy thân thể rơi xuống, căn bản không hề có cảm giác bị lực tác động nào, kế đó nghe thấy tiếng rầm 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 vang lên. Cũng may Trác Mộc Cường ba lâm nguy bất loạn, không hề do dự, đã dứt khoát cởi ngay sợi dây thường ra, hai tay giang rộng, mở chiếc áo cánh rơi ra, sau khi giữ được thăng bằng liền vung tay bắn dây thép kích một tiếng đầu dây đã xuyên vào vách đá trác mộc cường ba cũng lập tức đu người qua vừa mới áp sát bức tường đã nghe thấy huỳnh một tiếng ngoảnh đầu nhìn lại cả pho tượng kim cương đã như một quả trùy sắt khổng lồ giận mạnh vào vị trí vỗ gã định leo xuống kế đó một chàng những tiếng cạch 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 vang lên cơ quan vận hành lại kéo pho tượng nặng mấy tấn trở về vị trí ban đầu trác mộc cường ba nhìn mà toát hết mồ hôi lạnh không ngờ đó cũng là cơ quan sợi thừng đứt còn sót lại ấy hóa ra là vật để dụ người ta mắc bẫy đường mẫn ở bên trên lớn tiếng gọi vọng xuống không sao chứ anh cường ba trác mộc cường ba đưa tay giờ mó bốn vách tường đều chân tuột muốn bỏ từ đây xuống là không thể gã liền hét lên trả lời không sao giờ em nèm cho anh một sợi thừng khác rồi em xuống theo hướng kia mẫn mẫn em có nghe thấy không kế đó gã lại khởi động máy liên lạc trên đồng hồ nói cho giáo sư phương tân và mấy người khác chuyện pho tượng phật bằng sắt cả mấy người kia đều dặn dò trác mộc cường ba phải hết sức cẩn thận đường mẫn buộc một đầu dây thừng vào một vật thể tương đối nặng có hình dạng như cây đèn pin rồi nèm cho trác mộc cường ba vươn tay bắt lấy sau đó quấn sợi dây quanh người hai vòng vẫy tay nói được rồi đường mẫn liền tung mình nhảy từ phía bên kia chỗ con đường nhô ra trượt xuống bên dưới sau đó lại kéo căng sợi dây trác mộc cường ba khi ấy mới thu sợi thép lại đu người xuống mặt đất hai người nhìn cái hố khổng lồ trước mũi chân và những đốm đỏ lấm chấm bên trong, không hiểu pho tượng Phật sắt rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu kẻ lỡ bước đến chốn này rồi nữa. Trác Mộc Cường ba thu dây thường lại, trong lòng vẫn còn chưa hết kinh hãi, đi thôi, xem xem dưới đây còn có đường nào nữa không. Đứng bên dưới nhìn lên đỉnh, cả gian đại sảnh màu vàng kim này trông huyết chống hoác, bốn vách tường cũng không có những bức tranh cầu kỳ đẹp đẽ, chỉ có pho tượng Phật sắt hung ác kia treo lơ lửng giữa không chung. Từ góc này nhìn lên, Trác Mộc Cường ba và đường mẫn mới phát hiện, thì ra tượng Phật sát này có ba đầu sáu tay, bất kể là nhìn từ hướng nào, trông cũng như thể hung thần ác sát đang nhìn chòng chọc vào người ta, hình dáng sáu cánh tay thì mười phần quái dị, cho dù chuyển sang hướng nào chăng nữa, người xem cũng có cảm giác như sáu cánh tay cầm vũ khí kia đang hướng vào phía mình vậy. Đường mẫn không nén nổi bột miệng hỏi, đây là Phật gì vậy? Nhìn đáng sợ quá đi mất. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, anh cũng không biết, pho tượng này không hề giống tượng Phật nào mà anh từng thấy trước đây cả gian đại sảnh này có bốn cửa lớn ở bốn phía trước sau trái phải. Hai người bọn Trác Mộc Cường ba lấy là bàn ra kiểm tra, thấy ở bốn hướng đông tây nam bắc lại có bốn cửa ngách tương đối nhỏ. Giữa đại sảnh có một miệng hố hình tròn, đường kính khoảng 3 mét, bên trên bịt kín bằng những phiến đá hình dạng như cánh hoa, nhìn khác hẳn với những phiến đá lát sàn khác ở xung quanh, ở chính giữa đều có một thứ vật chất màu đỏ, chạm vào thấy mềm mềm. Trác Mộc Cường ba thoáng ngẩn người ra, Cửa hầm này giống hệt như cánh cửa đá ở địa cung Ahad, út cánh cửa phải dùng đến huyết trì mới mở ra được. Nhưng vật chất màu đỏ này không phải dạng sợi như Lạt Ma Á La đã hình dung, mà giống hệt như tổ chức mô cơ vẫn còn đang sống. Trác Mộc Cường ba dịch chuyển dần ánh mắt khỏi cửa hầm, chỉ thấy bốn đường rãnh thông thẳng đến bốn cửa ngách, khéo léo đan xem nào những khe hở giữa các phiến đá lát sàn, khiến người ta khó mà phát hiện ra được. Trác Mộc Cường ba gõ gõ tay lên phiến đá, tiếng động trầm đục, xem ra là rất dày và nặng nhất thời không thể tìm được cách mở cửa hầm. Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn liền đi vòng vòng xung quanh một lượt. Đường Mẫn nói, gian đại sảnh này thật kỳ lạ, tại sao không hướng đúng theo bốn phía đông tây nam bắc mà lại kẹt giữa bốn phương vị này làm gì chứ? Trác Mộc Cường Ba đột nhiên sực nhớ ra cha gã từng nói rằng tứ phương miếu không phải ở bốn phương vị đông, tây, nam, bắc mà ở chỗ ngoặt nét của chữ vạn luân hồi. Gã lại nghĩ đến thân phận thánh sứ của mình, không khỏi ngấm ngầm hoài nghi, có lẽ nào Nơi này thật sự có liên quan rất lớn tới mình và gia tộc của mình hay sao? Nhưng xưa nay có nghe cha mình nhắc tới bao giờ đâu, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trác Mộc Cường ba âm thầm quyết định, sau khi hành động này kết thúc, nhất định phải trở về tìm gặp cha gã hỏi cho rõ ngọn ngành. Nghĩ vậy, gã không trả lời ngay câu hỏi của Đường Mẫn, mà dẫn cô tới trước cánh cửa ngách ở hướng chính bắc, chỉ thấy một giải bậc thang đá lớn trải dài xuống dưới, ánh sáng vàng vọt của các ống lửa cắm bên vách tường tựa hồ như đang chiêu dẫn vong hồn trở về chốn hoàng tuyền. Trác Mộc Cường ba nói, xuống dưới xem sao đi. Cuối cầu thang là một gian phòng nhỏ, rộng chừng 5 chục mét vuông, chính giữa là một bệ đá hình vuông, bốn phía có các giá cũng bằng đá. Trên nền đá và giá treo bằng đá đều không tránh nổi lưu lại những vết nâu sập, khiến hai người vừa bước vào phòng đã cảm thấy một trận gió âm thổi tới, tựa hồ có vô số oan hồn chưa tan vẫn đang đảo lượn giữa không chung. Xung quanh bệ đá còn sắp đặt vài món đồ bầy biện đã mục nát, có lẽ là các thứ pháp khí, bàn thờ, lò lửa ngày xưa vẫn dùng để tế bái cầu khẩn, có điều tất cả giờ đã không còn hình dạng ban đầu nữa rồi. Hai người đi xung quanh một vòng, không có phát hiện gì đặc biệt, nghĩ rằng mấy gian phòng sau những cánh cửa mé còn lại cũng đều như vậy cả, chắc Mộc Cường ba quyết định vào thử cửa chính xem thế nào. Cửa chính cao lớn hơn cửa mé bên rất nhiều, bậc thang rộng rãi, hai người bước xuống cầu thang, liền tới một gian đại sảnh khác. Chính giữa sảnh là bệ tam cấp dùng để cúng tế, bên trên là một tượng Phật đá tạo hình nữ giới, cao 5 mét, chân trái quấn quanh chân phải, sau lưng dựa vào một cái bệ trông như vỏ sò. So. Phật có ba mắt, khóe miệng cười gần, từ ngược tới bụng có sáu bầu vú, hai tay vòng trước ngực ôm một đứa trẻ sơ sinh, đầu đã đứt liệt, chỉ còn lại một cánh tay. Tượng Phật đang há rộng cái miệng to như chậu máu, răng nhuộm đỏ rực, phảng phất như máu vẫn cô đặc trên đó, từng giọt từng giọt nhiều xuống. Ta dị hơn nữa là, trong miệng tượng Phật có một cánh tay trẻ sơ sinh trắng muốt như tuyết thò ra, tựa hồ như vẫn còn muốn nắm lấy thứ gì đó đường mẫn chỉ nhìn lướt qua đã vội ngoảnh mặt sang hướng khác không dám nhìn tiếp đây cũng là lần đầu tiên trác mộc cường ba thấy thứ gì tà ác như vậy phía trước tượng phật có một chiếc đỉnh bằng kim loại rõ ràng là để đốt hương cúng tế bốn phía xung quanh còn có các cột gỗ chắc là dùng để treo phướn rủ màn tre giờ màn phướn đều đã hóa thành cho bụi chỉ còn lại những chiếc cột gỗ này mà thôi đường mẫn nói đi thôi ở đây không còn thứ gì nữa rồi em nhìn thấy khó chịu lắm trác mộc cường ba nói đợi chút đã mẫn mẫn, em xem kìa, vết chân dưới đất tán loạn, còn nữa, lớp bụi đất ở hai bên tượng Phật rất dày, e là chỗ giữa kia có bí mật gì đó. Để anh lại xem thế nào đã, Trác Mộc Cường ba lấy hết can đảm, dấn từng bước lại gần tượng Phật nữ, càng lại gần càng cảm thấy lạnh lẽo dùng mình. Cái miệng há rộng như chậu máu kia, tựa hồ như sẵn sàng cúi xuống cắn xé người ta, ba con mắt xếp trên trán thành hình cánh quạt, đều toát lên vẻ đói khát, thèm muốn giành giật lấy thức ăn. Trác Mộc Cường ba điều chỉnh lại hơi thở, cuối cùng nhích lại dưới chân pho tượng Phật, chỉ thấy bức tượng đá khổng lồ từ trên cao nhòm xuống, ba con mắt trợn trừng không rời, ánh mắt nửa mừng vui lại mang theo nỗi thèm khát ấy được người xưa điêu khắc hết sức có hồn. Trác Mộc Cường ba càng nhìn lại càng thấy kinh hãi trong lòng. Gương mặt cười cười nhe hàm răng nhỏ máu ấy, thật khiến người ta phải dởn hết cả gai ốc. Trác Mộc Cường ba thu ánh mắt lại, nhìn thẳng về phía trước, liền phát hiện ra, chân phải cong xuống của tượng Phật có khác một thứ như giáp bảo vệ đầu gối, vừa hay hình thành nên một cái bậc, bề mặt bằng phẳng, có lẽ để cho người ta leo lên. Gã nghĩ ngợi trong thoáng chốc, rồi cẩn thận leo lên chỗ khớp gối tượng Phật. Đường mẫn ở bên dưới run giọng nói, anh Cường Ba, anh làm gì thế? Trác Mộc Cường Ba nói, đừng lo, anh lên trên xem sao thôi. Từ hướng này nhìn ra, chỉ thấy đứa trẻ đứt đầu kia, dường như là một bức tượng giống, bên trong hẳn là phải có thứ gì đó. Trác Mộc Cường ba men theo đùi tượng Phật một bước, vừa hay lại dẫm lên điểm đặt chân tiếp theo, tự nhủ thầm trong bụng, trong lòng không có ma quỷ thì sẽ không sợ gì hết, cái đó liền táo gan thọc tay vào trong cổ bức tượng trẻ sơ sinh lần mò. Trong bụng bức tượng dường như có một tay nắm, Trác Mộc Cường ba quan sát kỹ lưỡng xung quanh, sau khi xác thực đây không phải là cơ quan phát động công kích, mới kéo tay nắm đó một cái. Chỉ nghe rầm một tiếng, Trác Mộc Cường ba vội thung người nhảy xuống khỏi tượng Phật, lộn nhào trên không một vòng, rồi bình ổn hạ xuống giờ mới nhìn rõ tượng Phật đã tách ra làm đôi, trong bụng là một cái đài sen có rắn quấn quanh. Đường mẫn giơ hai tay lên bụng miệng, suýt chút nữa thì kêu rú lên. Trác Mộc Cường ba lại bước lên bệ thờ, quan sát đài sen, quả nhiên. Chỉ thấy chính giữa đài sen lộ ra một lỗ nhỏ, bên trong chắc là từng có thứ gì đó cắm vào, nhìn dấu vết trên lỗ nhỏ ấy, thứ đó chắc là có một mẩu hình thoi nhô lên, ngoài ra còn có tay nắm. Chắc một cường ba nhét sợi dây thừng vào lỗ giò thử, thấy bên trong dài chừng 30cm. Trác Mộc Cường ba kiểm tra xong xuôi, bước xuống bậc thang, đúng lúc bước xuống bậc thang cuối cùng, tượng Phật liền như cái bẫy chuột, chập đánh dầm một cái vào nhau, tiếng vang rất lớn, bụi đá rơi xuống lả tả như mưa. Đường Mẫn lại run bắn mình lên một chập, mặt hoa thất sắc. Trác Mộc Cường ba bước tới ôm lấy cô, cảm nhận được đôi vai cô đang rung lên nhẹ nhẹ như một chú thỏ nhỏ đang run sợ, liền thì thầm an ủi, đi thôi, chúng ta tới những gian sảnh khác xem sao. Bên trái là một quái thú ba mắt, trên vai mọc sáu cánh tay, bụng to như trống, đầu người mình rắn, có điều con mắt thứ ba của nó lại tròn vành vạnh chứ không phải hình thoi dựng lên như tượng Phật nữ. Bên phải là một đôi đầu voi mình người đang hợp thể giao hoan, có được có cái, nhưng ở đây, tượng giống cái đang ngồi to hơn rõ rệt, tượng giống được ngược lại tương đối nhỏ, tựa như một đứa trẻ bổ vào lòng bức tượng giống cái, không thấy mặt mũi thế nào, chỉ lộ ra cặp ngà dài và cái vòi voi. Gian đại sảnh sau cánh cửa lớn cuối cùng là một bức tượng nữ Phật có bốn cánh tay, cũng có ba mắt, tướng mạo hung ác, cơ thể đen đúa, ngực đeo vòng sâu chuỗi đầu lâu, eo hông đeo tay người làm vật trang trí, hai cánh tay bên trái chia ra cầm búa và câu liêm, tay phải thì cầm đồ đựng bằng đầu lâu người và một trái tim đang nhỏ máu ròng ròng. Những bức tượng hung Phật này tạo hình hết sức đặc thù, nét mặt đáng sợ, không ngờ chắc Mộc Cường Ba lại chẳng nhận ra được pho tượng nào. Các bức tượng trong bốn gian sảnh đều có cơ quan, chắc Mộc Cường Ba đã lần lượt mở ra, bên trong đều trống không. Đường Mẫn hỏi, nếu chưa có ai tới chỗ này, vậy tại sao ngoài tượng phật ra thì chẳng còn thứ gì nữa vậy trác mộc cường ba nói làm sao anh biết được chứ có lẽ đã bị người nào đó tinh thông cơ quan học lấy đi mất rồi hoặc là đã có biến cố gì đó nên toàn bộ đồ đạc đã được chuyển đi hoặc cũng có thể ở đây căn bản không có pháp khí hay tế vật gì để những kẻ tìm kiếm báu vật bỏ qua những gian phòng này hòng bảo vệ bí mật cuối cùng giấu bên trong tượng phật cùng lúc ấy trương lập và nhạc dương đã tới căn phòng chất đầy vại sành vại sứ trương lập nhìn lối đi nhỏ hẹp nói ở đây rồi nhạc dương mắt tinh vừa liếc cái đã thấy cục bầy nhảy giống thịt nằm dưới đất nói xem kìa cái gì thế trương lập lắc đầu không biết nữa nhạc dương chặc lưỡi đây có lẽ nào là thái tuế trong truyền thuyết không nhỉ trương lập liền hỏi thái tuế là cái gì nhạc dương đáp một thứ nghe đồn là ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể thoạt nhìn giống thịt nhưng thực ra là một loại nấm ngoài ra khi cắt một phần đi nó sẽ tự mọc lại được, chỉ cần ngâm trong nước là sẽ giữ được không bị thối rữa. Hồi ở Thanh Hải tôi có nghe người ta kể về thứ này rồi. Nói đoạn, anh chàng liền nhấc cái vải chắc mộc cường ba đã mở ra lên, lắc lắc mấy cái rồi bảo Trương Lập, anh xem đi, trong này cũng ngâm đây này. Trương Lập ghé mắt vào nhìn kỹ hơn, không phải đấy chứ, chỉ là một cục thịt trắng to bằng con chó con mới đẻ thôi mà, trong vải cũng đang ngâm một cục như thế. Nhạc Dương nói, chẳng lẽ ở đây lại có nhiều thái tuế thế cơ à? Trương Lập trầm trồ, trà, ăn vào có thể trường sinh bất lão, vậy thì chúng ta phát to rồi. Nhạc Dương thò tay vào trong vải vứt cục thịt trăng trắng ấy lên, dí sát miệng Trương Lập nói, anh nếm thử xem mùi vị thế nào. Trương Lập vội vàng lắc đầu quầy quậy, cái thứ này nghe thì có vẻ rất hay, nhưng khi đặt ở trước mặt, chỉ nhìn thôi cũng thấy buồn nôn lắm rồi, hơn nữa lại còn có một thứ mùi hết sức quái đản, người còn chẳng muốn người nói gì đến ăn. Nhạc Dương cười hì hì chế diễu, đúng là chẳng biết gì hết, đồ tốt thế mà lại nhưng lúc anh chàng đưa lên miệng, bị khí vị quái gì ấy sộc vào mũi thì cũng không sao há miệng ra nổi. Trương Lập lo lắng hỏi, được không đấy, cái thứ này có lẽ đã ngâm cả ngàn năm rồi đó, cho dù có là đồ tốt thật thì cũng bị ngâm giữa ra rồi, chúng ta mau mau qua kiếm cường ba thiếu ra thì hơn. Chắc một cường ba vừa bước xuống khỏi bệ thờ, bức tượng Phật bốn tay liền khôi phục lại hình dáng ban đầu, chỉ nghe bên ngoài đại sảnh có tiếng cạch cạch khe khẽ. Chắc một cường ba chợt nghĩ, chẳng lẽ cánh cửa trong dưới đất đã mở ra rồi đi, đi xem sao, nghĩ đoạn, gã liền dắt tay đường mẫn nhanh nhanh chạy vù về gian đại sảnh sắc vàng. Đường mẫn lầm bẩm nói, không phải là huyết chỉ à, sao lại dễ mở ra như thế nhỉ? Quả nhiên, các phiến đá giống như cánh hoa trong đại sảnh đã xoay cả về phía gần tường đá, để lộ ra một cửa hầm trơn nhẵn hình tròn, đường hầm hình xoáy tròn xuống dưới, bên trong trơn như gương, rất giống một cái vỏ ốc biển khổng lồ. Đường mẫn lo lắng nói, bên trong này trơn như thế, xuống rồi là không lên được đâu, Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi dây lát, rồi lấy dụng cụ ra, đóng đinh sắt vào mặt đá, rồi lại dùng ba cái chốt an toàn chặn mấy cánh hoa lại, thắt dây an toàn vào đinh sắt, cài móc thả xuống đường hầm. Xong xuôi đâu đó, gã nói với đường mẫn, để anh xuống trước, em ở trên này đừng để cửa đóng lại đấy. Trác Mộc Cường ba đội mũ phát sáng lên, một tay bám dây thừng, ngồi trong rãnh trượt xuống, giống hệt như trẻ con ngồi cầu trượt vậy, vừa trượt gã vừa không khỏi nghĩ thầm trong bụng, sao chân vậy, rốt cuộc là đã dùng công nghệ gì nhỉ? gã giờ tay lên vách, thấy lạnh buốt xương, gõ gõ lên, thì thấy không phải tiếng trầm đục của đá, chắc một cường ba liền điều chỉnh cho mũ sáng hẳn lên, liền thấy vách tường đen xì xì như làm từ thép dòng, thầm nhủ, chẳng lẽ tường bên trong lối đi này toàn bộ đều ghép từ vật liệu kim loại chắc. Bọn họ dùng cách gì mà giữ được kim loại cả ngàn năm cũng không gì xét nhỉ. Đang suy nghĩ, dưới chân gã hình như đạp rơi thứ gì đó, thân thể hơi trùng lại, đoạn liền nghe thấy tiếng cục 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 bên dưới vọng lên, Trác Mộc Cường ba không kịp nhìn cho kỹ, nhưng đã càng thêm cẩn trọng, bám chặt dây thường chậm chậm trượt xuống, quả nhiên không ngoài suy đoán của gã, cách đó chưa đầy 3 mét, ở phía trước bỗng nhiên nhô ra một lưỡi đao sắc, mũi đao hướng thẳng về phía Trác Mộc Cường ba, nếu gã mà không bám vào dây an toàn, nói không chừng lưỡi đao ấy đã xẻ người gã ra làm hai mảnh rồi. Trác Mộc Cường ba còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe soạt 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 mấy tiếng nữa vang lên, trong đường hầm trơn tuột ấy lại xẹt ra mấy lưỡi đao nữa. Những lưỡi đao này rõ là vô cùng sắc bén, sợi thừng chắc đến mức có thể treo cả con voi lên, bị lưỡi đao cọ vào hai ba lượt đã không chịu nổi trọng lượng của Trác Mộc Cường Ba, bưng một tiếng rồi đứt lìa. Trác Mộc Cường Ba chỉ kịp hét vọng lên phía cửa đường hầm một tiếng, không được xuống đây, thân thể đã trượt vù xuống dưới. Đường hầm, Trương Lập và Nhạc Dương ung dung đi qua lối đi hẹp. Nhạc Dương không khỏi Dương Dương đắc ý nói, vượt qua mấy cái cơ quan này dễ quá đi. Trương Lập liền châm chọc, không có cường ba thiếu ra nhắc nhở, cậu qua được dễ dàng thế không hả? Phải rồi, bây giờ đi tiếp sau đây, mấy người đám cường ba thiếu ra đâu rồi nhỉ? Đi thêm mấy bước nữa, nhạc dương nhìn pho tượng Phật sáu tay, kinh ngạc thốt lên, oa, đây là Phật gì thế, nhìn cứ như hung thần ác sát ấy. Trương Lập nói, dạ xoa phải không? Hay chẳng lẽ là tượng Diêm Vương? Hai anh chàng đi tới phía trước tượng Phật sắt, liền nhìn thấy gian đại sảnh màu vàng và đường mẫn ở bên dưới. Trương Lập vẫy chào, rồi cùng nhạc dương mỗi người giữ một đầu dây, gá lên phần nhô ra của lối đi, cùng lúc trượt xuống. Hai người chạy tới bên cạnh đường mẫn, trông thấy cửa hầm hình tròn dưới đất, Trương Lập bèn hỏi, sao cô không xuống đó luôn? Đường mẫn đáp, anh Cường Ba vừa mới xuống, anh ấy nói để thăm dò xem có nguy hiểm gì không. Cô vừa nói tới đây, chợt nghe trong đường hầm vọng tới giọng chắc một Cường Ba, không được xuống đây. Kế đó sợi dây thường buộc vào đinh sắt bên trên giật nảy lên cả ba người đang đứng trong đại sảnh đều ý thức được một điều dây thừng đã đứt đường mẫn cuống hết cả lên thò đầu quan sát rồi định trượt xuống đường hầm nhưng đã bị trương lập kéo lại nhạc dương nói mấy công chuyện nặng nhọc này để đàn ông chúng tôi làm cho nói xong liền cầm sợi thừng lên thắt bốn cái nút liền nhau rồi bám dây xuống luôn đường hầm trương lập cũng nói yên tâm công chúa chúng tôi nhất định trả lại cho cô một cường ba thiếu ra hoàn chỉnh nguyên vẹn dứt lời cũng trượt xuống theo luôn Trác Mộc Cường ba gào lên cảnh báo, đồng thời hai tay vươn ra, ấn vào hai núm xoay ở cạnh đế giày. Đôi giày leo núi đặc chế liền tự động bơm khí xuống đế, hình thành nên những rác hút và các sợi lông cong lớn nhỏ khác nhau. Trác Mộc Cường ba lợi dụng chút lực hút này mà áp chặt người vào vách đường hầm trơn tuột, từ từ giảm tốc độ, cuối cùng cũng coi như dừng lại được. Một thanh đao sắc lẻm kê ngay dưới nách gá, lưỡi đao gần như đã cắt rách lớp áo bên ngoài. Trác Mộc Cường ba cẩn thận vòng tay qua tránh lưỡi đao, rồi dùng sức phần hông từ từ trườn xuống dưới, trông hệt như một con sâu đang uốn éo bỏ đi. Lại vòng thêm ba vòng nữa, phía trước hình như đã xuất hiện mặt đất bằng phẳng, nhưng ở ngay chính diện lại xuất hiện một thanh đao dựng đứng. Từ góc độ của Trác Mộc Cường ba, thoạt nhìn nó như một sợi tơ bạc, phía sau sợi tơ đột nhiên phình to ra như quản bút. Gã thầm nhủ, xung quanh chắc chắn phải có chốt lấy nào để đóng cái cơ quan bật lưỡi đao này mới phải, vừa nãy trượt từ trên xuống dưới, những lưỡi đao này đều dựng đứng ở ngay phía dưới lối thông, nếu thả cho trượt tự do xuống thì người sẽ áp sát vào một bên vách do quan tính, thành ra lại không hề nguy hiểm, chỉ có điều khi trượt tới đoạn dốc cuối cùng này, chắc chắn sẽ bị lưỡi đao sắc phía trước xẻ ra làm đôi. Khi sắp lại gần lưỡi đao, Chắc Mộc Cường Ba liền phát hiện ra ở mé bên đường hầm hình tròn này có một kết cấu mộng ghép nhô ra, lẽ nào đây chính là chốt để đóng mở cơ quan. Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe kịch một tiếng, lưỡi đao kia bỗng rụt trở lại, cái đó nghe phăng một tiếng nữa, lưỡi đao lại bật trở ra, Trác Mộc Cường Ba còn chưa hiểu ra chuyện gì, đã nghe bên trên có người hét lớn, Cường Ba thiếu ra, anh ở đâu? Tôi xuống đây, tiếng nhạc dương từ xa thành gần, đến thật là nhanh. Trác Mộc Cường Ba thầm than không xong, hai chân ấn chặt vào đường hầm. Chỉ thấy hai vai trầm xuống, cả hai người cùng lúc bị một xung lực mạnh mẽ kéo trượt xuống. Lưỡi đao kia cách tầm mắt Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Trác Mộc Cường Ba định thay đổi phương hướng, nhưng muốn trụ vững được thân hình ở chỗ này một mình đã không phải chuyện dễ rồi, làm sao gã được như ý. Thành ra hai người cùng lúc cứ thế trượt thẳng về phía lưỡi đao sắc bén. Cuối cùng coi như nhờ đôi giày leo núi đặc chế chất lượng cao, không ngờ cũng giữ ổn được thân hình của cả hai người. Xong lưỡi đao kia đã kề vào giữa hai đùi chắc một cường ba, cọ sát vào đúng quần. Gã lần này đúng là được một phen toát mồ hôi lạnh, không ngờ còn chưa kịp định thần, bên trên đã có tiếng vọng xuống, tôi cũng đến rồi đấy. Trác Mộc Cường ba cả kinh thất sắc, may là trong lúc loạn cũng không mất đi sự bình tĩnh, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó gã đã vươn tay phải ra ấn xuống kết cấu hình mộng kia, còn cái đó thế nào thì đành nghe theo mệnh trời thôi vậy. Trác Mộc Cường ba vừa mới làm xong, trọng lượng trên vai đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, ba người như một đoàn xe lửa, trượt ngồi xuống tận cùng của đường hầm. Khốn kiếp, rõ ràng đã nghe thấy tôi bảo đừng có xuống, thế tức là chắc chắn có cơ quan rồi, vậy mà vẫn còn mạo hiểm như vậy nữa. Trác Mộc Cường ba có tốt tính đến mấy cũng không thể nhịn nổi, lớn tiếng trách móc các thành viên trong nhóm. Nhạc Dương trừng mắt lên nhìn Trương Lập, giọng đầy trách móc, đều tại cậu cả, suýt chút nữa là làm Cường ba thiếu ra tuyệt đường con cháu rồi. Hai người áp vào vách tường trượt xuống, thành ra không chạm phải lưỡi đao nào hết. Trương Lập vội biện bạch, sao lại trách tôi, rõ ràng là cậu xuống trước cơ mà, cậu không đạp phải cái cơ quan ấy, những lưỡi đao đó liệu có bật ra làm đứt dây thường hay không chứ? Trác Mộc Cường bao ôm đầy một bụng tức, có điều cũng không muốn lằng nhằn mãi với hai anh chàng lắm điều này, liền lấy thiết bị ra liên lạc với Đường Mẫn, báo cho cô biết tạm thời họ chưa gặp nguy hiểm gì, nhưng trong thông đạo có cơ quan, tốt nhất là đừng có xuống vội, cứ ở trên đó đợi mấy người nhóm Lạt Ma Á la tới đã. Kế đó, gã lại liên lạc với giáo sư Phương Tân, từ vị trí của giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á la, rõ ràng là đã sắp tới gian đại sảnh màu vàng kim kia rồi. Chỉ có lữ cánh nam và ba tang là đã phát hiện ra một lối đi lạc giờ đang thăm dò. Hơn nữa lối đi mà họ phát hiện ra đó, hình như cả nhóm người của Ben cũng chưa phát hiện ra, bên trong vẫn còn giữ được nguyên vẹn trạng thái mấy trăm năm không hề có người lai vãng. Thông đạo bí mật mà Lữ Cánh Nam và Ba Tăng đi nghe nói còn nguy hiểm kỳ bí gấp bội, nói chuyện qua thiết bị liên lạc nhất thời cũng khó có thể nói rõ ràng được. Lữ Cánh Nam chỉ dặn dò bọn Trác Mộc Cường Ba nhanh chóng điều tra rõ lối đi bọn gã phát hiện, sau đó xem xem có thể liên hệ và giúp đỡ gì nhau không. Trác Mộc Cường ba ấn nút trên đồng hồ, chấm dứt cuộc tranh luận từ nãy vẫn chưa hề ngừng lại của Trương Lập và Nhạc Dương, đoạn nói, tôi còn chưa nói cái gì, hai cậu tranh cái gì mà tranh cãi. Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra rõ tình hình dưới này trước, rồi sau đó tìm cách leo lên trên kia. Con đường này nối liền với ống trượt hình xoáy ốc mà mấy người vừa trượt xuống, độ võng dưới mặt đất tương đối nhỏ, cao hơn 2 mét một chút, Trác Mộc Cường ba chỉ cần vươn tay lên là đã chạm tới đỉnh vòng rồi, chiều rộng đâu chừng 2-3 mét, đi bên trong cảm tưởng như đang bước trong một đường hầm thời không cổ kính vậy. Gã cảm thấy con đường này hơi giống lối đi hình ống xương ở địa cung Ahatput, nơi ra ra vào vào của bọn chuột khổng lồ, không khỏi thầm nhủ, ở đây chắc không có cái thứ ấy chứ nhỉ. Đi được chừng 10 bước, phía trước liền xuất hiện lối rẽ, ba người đứng lại nhìn quanh ngó quất, chỉ thấy cả hai lối đều có phân nhánh. Trương Lập không ghim nổi bột miệng thốt lên, không phải chứ, mê cung hả. Nhạc dương ô lên một tiếng, trong ngành cơ quan học, hai vị nhân huynh này sợ nhất chính là môn mê cung, cái gì mà mê cung vòng, mê cung vuông, mê cung pháp trận, mê cung lập thể. Dù là loại mê cung gì cũng khiến cả hai đầu váng mắt hoa. Thế nhưng cổ nhân lại cứ xếp mê cung vào loại dễ xây dựng mà hiệu quả lại cao nhất trong cơ quan thuật. Các loại mê cung, chẳng hạn như kỳ môn độn giáp, bát trận đồ, mê hồn trận, đều từng nổi tiếng hiển hách một thời, lập công lớn trên chiến trường và còn nhiều nơi khác. Trong cơ quan học, riêng kiến thức về mê cung lập nên hẳn một ngành chuyên biệt. Những gì bọn Trác Mộc Cường Ba đã học và nắm bắt, có thể nói đều là những kiến thức đơn giản và tinh yếu nhất về mê cung. Trác Mộc Cường Ba nói, không giống, làm gì có mê cung nào cứ đi 4 năm bước đã thấy dễ nhánh rồi, hơn nữa tường ở đây đều trơn nhẵn thế này, chẳng giống như có bố trí cơ quan lớn gì cả. Nhạc Dương lẩm bẩm, cũng cần gì cơ quan cỡ lớn chứ, chỉ như cái vừa nãy. Trương Lập vội nhéo mạnh lên lưng anh chàng một cái, ý bảo Nhạc Dương đừng có nhắc chuyện vừa nãy làm gì nữa. Trác Mộc Cường Ba nói, chúng ta đi thêm mấy bước nữa xem thế nào, dù sao cũng còn hơn đứng mãi ở đây. Không có máy tính của giáo sư Phương Tân, đi trong đường hầm phân nhánh chẳng chỉ thế này đúng là tương đối khó khăn. Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba đánh dấu điểm đang đứng lại, sau đó bắt đầu đi về phía trước. Trong mê cung mà không có bản đồ, thì nên tuân theo nguyên tắc dựa phía trái. Đây là một nguyên tắc rất cơ bản, chính là đi thế nào cũng được, nhưng bao giờ cũng phải bám sát vào bức tường bên trái, như vậy thì từ đầu chí cuối vẫn luôn tiến lên phía trước. Nếu như mê cùng có dạng thức một vòng tuần hoàn thì họ đã đánh dấu ở điểm khởi đầu, khi nào quay lại đây sẽ phát hiện ra được ngay. Lúc này, giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La đã tới gian phòng chất đầy vại sành sứ và xương người chết, cũng nhìn thấy cả lối đi chật hẹp kia. Giáo sư Phương Tân nói, đến nơi rồi, đoạn liền cởi ba lô xuống chuẩn bị đi qua. Lạt Ma Á La liền ngăn lại, đợi đã để tôi xem mấy cái vải này một chút giống như nhạc dương lúc nãy lạt ma á la nhấc chiếc vải lên nhìn cục thịt và chất lỏng bên trong ánh mắt hấp háy bất định giáo sư phương tân thấy thế liền hỏi bên trong có gì thế lạt ma á la như người bừng tỉnh cơn mộng giật mình đáp à gì hả ô không biết nữa đúng là kỳ quái thật nhiều vải như vậy bên trong này rốt cuộc là ngầm thứ gì đây nhỉ chụp ảnh lại đã rồi chúng ta nhanh qua xem bọn cường ba thiếu ra thế nào Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng ông lại thầm kinh hãi, trời đất, lẽ nào đây lại chính là thánh đàn năm đó? Từ sau khi máy tính của giáo sư Phương Tân ghi lại được rất nhiều thông tin trong địa cung Ahatut, lãnh đạo của tổ huấn luyện đặc biệt tỏ ra rất hứng thú với phương thức ghi hình này. Sau khi được nhóm nghiên cứu cải tiến, máy quay của giáo sư Phương Tân đã đổi thành loại ống kính có độ phân giải cao, gắn trực tiếp vào mắt kính của ông, chỉ cần kéo sợi dây chuyển số liệu trong ba lô ra gắn vào là có thể dùng được luôn, lại có chức năng quay chụp dưới nước còn máy tính sách tay được giữ trong ba lô, giải phóng cho đôi tay tự do hoạt động. Mới được khoảng 3 phút mà mấy người bọn Trác Mộc Cường ba đã đi qua vô số đường dễ nhánh, nếu phải gượng ép đi theo trí nhớ, lúc này họ khẳng định là đã lạc đường. Đột nhiên, chiếc đồng hồ trên cổ tay nhạc dương sáng đỏ lên, báo có tín hiệu liên lạc. Thì ra giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La đã tới nơi, sau khi nghe đường mẫn kể lại mọi chuyện liền liên lạc với ba người bên dưới. Nhạc dương trả lời rằng trước mắt coi như vẫn an toàn, Cả bọn đang ở trong mê cung, bên dưới này ngoài đường hầm ra thì chẳng phát hiện được gì khác nữa, nếu tìm thấy gì sẽ liên lạc với bên trên sau. Giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La dặn dò ba người cẩn thận, bọn họ cũng phải ở trên này quan sát mấy tượng Phật kia một chút. Đường Mẫn dẫn đường cho hai ông già tham quan hết cả mấy gian sảnh sau bốn cánh cửa chính và bốn cánh cửa ngách, cũng xem cả những cơ quan bên trong, rồi giáo sư Phương Tân sắp xếp lại các tư liệu trong máy tính, cùng Đường Mẫn thảo luận những gì hai người trông thấy trong đống hoang tàn đổ nát lạt ma á, á la thì nhìn chằm chằm vào pho tượng phật đen treo lơ lửng giữa không trung tâm trạng nặng nề mà phức tạp nhủ thầm trong bụng đại hộ pháp thần ma kha ca la chỉ thiên hộ pháp thần kha lợi đế mẫu địa linh tôn na ca đại thánh thì na giả ca địa mẫu thần ca lợi thần phật cõi trời đều tụ tập cả về đây không thể sai được thứ chúng ta vừa trông thấy đó là rượu tế chỗ này đúng là thánh đàn rồi đức ma hê thủ la tôn kính vạn năng xin hãy thư tha cho kẻ tội đồ thành kính này chúng con đến muộn mất rồi nhưng chúng con không bỏ cuộc, không bao giờ ngừng nỗ lực để tự tại mạn Đà La trùng hiện quang minh. Giáo sư Phương Tân nhìn màn hình máy tính rồi nói với đường mẫn, thứ giáo lý cổ xưa hoặc có lẽ đã biến mất này, bọn họ toàn sùng bái tà Phật và ác ma. Chẳng hạn pho tượng Phật sắt trên đầu chúng ta đây, nếu tôi không lầm, đó chắc là Đại Hắc Thiên Mahakala. Đại Hắc Thiên là một trong những vị thần bảo hộ được nhiều người biết đến nhất ở Tây Tạng. Tương truyền Đại Hắc Thiên đã bị quan em mờ thu phục, có lúc còn được coi là hóa thân phẫn hoán của Bồ Tát. Còn bức tượng hai con voi ôm lấy nhau đó chắc là Đại Thánh Hoan Hỷ Thiên, ngài thường xuất hiện dưới hình tượng chiến thần, còn gọi là Đại Thánh Thiên, Thánh Thiên. Hình tượng hai vợ chồng đầu voi mình người ôm nhau hợp thể này chính là bản tôn, hình tượng thật của ngài. Nam Thiên là con trai trưởng của Đại Tự Thiên, là đại Hoan thần tàn hại thế giới, nữ thiên là quan em mở hóa ra, ôm chặt lấy nhau như vậy là để Nam Thiên hoan tâm, dồn nén cơn hung bạo xuống, vậy nên mới gọi là hoan hỷ thiên. Còn bức tượng Phật nữ mà cháu cho là đáng sợ nhất ấy có lẽ chính là quỷ tử mẫu trong truyền thuyết. Quỷ tử mẫu trong truyền thuyết, quỷ tử mẫu còn gọi là hoan hỷ mẫu, tiếng Phạn là kha lợi đế mẫu. Quỷ tử mẫu vồn là một vị ác thần trong bà La Môn giáo, chuyên ăn lũ trẻ con ở trốn nhân gian, gọi là mẫu dạ xoa. Sau khi được Phật Pháp giáo hóa, liền trở thành thần hộ Pháp chuyên trách bảo vệ trẻ con. Hai bức tượng còn lại thì tôi không nhận ra, nhưng quá nữa cũng là loại tượng Phật này những vị thần phật này sau khi quy hồi phật giáo thì đều là đại hộ pháp đại kim cương là các thần phật chính nghĩa chuyên trách tiêu diệt tà ma ác đạo nhưng những bức tượng được khắc tạc ở đây rất rõ ràng đều thể hiện hình tượng trước khi quy y phật giáo của họ đều là đại hung thần đại sát tinh thần phật bình thường đều không thể làm gì nổi họ những thần phật mà giáo phái này thờ phụng chính là những vị tà phật này đó tôi nghĩ lạt ma á la chắc biết về việc này nhiều hơn chúng tôi đúng không á la đại sư lạt ma á la giật mình gì hả đường mẫn nói ông kể cho chúng cháu nghe về lai lịch những tượng phật này đi đại sư lạt ma á la nói những tượng phật này hả chậc những tượng phật này hả những bức tượng này đều xuất hiện dưới dạng tướng mạo bản tôn chắc là thuộc về một chi bên lề của mật tông tây tạng nói đến mật tông tây tạng chị e sẽ dài đấy nhất thời ta cũng không biết nên nói từ đâu nữa đường mẫn nghĩ ngợi một thoáng rồi đáp vậy đại sư đừng nói chuyện này vội nói chuyện huyết chỉ đi tại sao không đổ máu vào mà cửa cũng mở ra được vậy có phải mấy ngày trước đã có người sử dụng huyết trì nên nó vẫn giữ được trạng thái đó không lạt ma á la lắc đầu à huyết trì cũng có nhiều loại khác nhau trường hợp này không thể gọi là huyết trì nó là bạch trì đường mẫn nhắc lại bạch trì lạt ma á la nói ừm um, bạch trì không cần máu chỉ cần dùng nước sạch bình thường là có thể tác động mở cửa được rồi sau đó đúng như cháu nói đấy chỉ cần lượng nước đầy đủ thì có thể dùng mấy ngày liền đường mẫn chỉ vào một cánh cửa mé nói nhưng mà những cái chúng ta thấy bên trong các căn phòng kia không phải là giống hệt như huyết trì hay sao ạ à? lạt ma á la mỉm cười đáp đó chỉ là hình thức mô phỏng thôi dựa vào ý đồ của cánh cửa đá này mà suy đoán bên dưới có lẽ là hệ thống nước thải ngầm cơ quan mà mấy người cường ba thiếu ra nhắc tới ta nghĩ có lẽ là đao cắt đây hình như là một hệ thống thoát nước ngầm chắc mộc cường ba cũng đưa ra một kết luận tương tự gã nói đường hầm ở đây rộng rãi chẳng chịt như mạng nhiệt, bốn vách lại trơn nhẵn thế này, dùng để xử lý nước thải rất hợp, chắc chắn không phải mê cung đâu. Nhạc Dương nói, tôi cũng thấy không giống mê cung lắm. Chỗ này một là không có cơ quan, hai là không có trang trí gì cả. Trác Mộc Cường Ba càng thêm chắc chắn hơn về suy luận của mình, gật đầu nói, ừm, um, khi mưa lớn nước dâng lên, có lẽ hòn đảo này sẽ bị nhấn chìm, đợi khi nước rút đi, sẽ nhờ vào hệ thống thoát bớt nước. Trí tuệ của cổ nhân đúng là vô cùng vô tận." Trương Lập nói, "Vậy những lối thông này thông đi đâu chứ?" Trác Mộc Cường Ba nói, "Ra bên ngoài đảo, hoặc là đáy hồ." Nhạc Dương đề nghị, "Chúng ta lại trở về chỗ ban đầu xem, được không?" "Ủa, chỗ đánh dấu đâu rồi? Sao chẳng thấy đâu nữa nhỉ?" Trác Mộc Cường Ba xem thử, quả nhiên chỗ này nối liền với một đường hầm hướng thẳng lên trên, nhưng thông đạo hình như lại hơi khác với đường bọn họ đi xuống." Trác Mộc Cường Ba nói, không phải lối chúng ta đi xuống đây là lối thông từ chỗ khác xuống các cậu xem đây là một đường dốc thẳng không có rẽ ngoặt ừm bên trên có ánh sáng kia chắc là cửa mở đấy chúng ta lên trên xem sao nhỉ trương lập băn khoăn trơn thế này thì làm sao mà lên trác mộc cường ba dẫm dẫm chân nói leo lên chứ còn sao lúc này lòng tin của gã đối với giày hấp lực đã khôi phục phần nào vừa nãy trọng lực ba người còn chịu nổi huống hồ giờ chỉ có một người nhạc dương gật đầu ồ bình thường ít khi dùng tới không ngờ đã quên bén mất cái công năng này rồi leo lên trên xe một chút cũng được trương lập cảnh giác nói cẩn thận lại có lưỡi đao bật ra như vừa nãy đấy trác mộc cường ba nói tôi tính toán rồi loại lưỡi đao đó dài không quá 30 cm vừa nãy là trượt xuống giờ nếu chúng ta đi thẳng lên không dẫm vào khe ở giữa thì lưỡi đao đó không gây nguy hại gì đâu ba người cẩn trọng dè dặt leo lên đường hầm trơn tuồn tuột Phía trước có ánh lửa thấp thoáng, chỉ chốc lát đá ở trong một động đá. Chỗ này và đại sảnh ban nãy hoàn toàn khác biệt, dường như chỉ là một hang đá được đục đẽo thô sơ, không có bất cứ trang trí gì, bốn bức tường và trần vẫn còn lởm chởm, chính giữa có một pho tượng đá, miệng hang ba người leo lên ở ngay sau lưng tượng. Trương Lập và Nhạc Dương vòng qua phía trước tượng Phật, rồi hét váng lên, "Ối chà, yêu nữ lông dài." Trác Mộc Cường ba đi tới phía trước tượng đá, cũng phải thầm ngạc nhiên. Bức tượng đá này không hiểu là chưa hoàn thành hay là cố ý tạc như vậy, chỉ thấy toàn thân trần chuồng, mang đặc điểm của nữ giới, song lại có lông dài phủ khắp người, mặt mũi bị lông che kín, đến trước ngực tượng cũng có lông dài, bảo là một con tinh tinh lớn thì không phải, ngược lại có lẽ giống với một cái dễ cây hình người hơn. Chắc một cường ba lờ mờ nhớ lại câu chuyện về mao yêu nữ vương mà cha gã từng kể cho nghe hồi nhỏ, nhưng trước giờ gã cũng chưa bao giờ trông thấy bức tượng nào tương tự như thế này, không rõ đây có phải là mạo yêu nữ vương hay không nữa. Trên bàn tế trước mặt bức tượng Phật là một tượng xác người, dưới chân có ba ác quỷ, bên cạnh có một ác quỷ nữa, đều giơ tay, chân, thân thể của xác chết lên há miệng định cắn, còn tay phải tượng đá giơ trái tim người lên quá miệng như muốn ăn, tay trái cầm một thứ giống như hòn đá cội đặt vào lồng ngực người nằm trên bàn. Ba người đi một vòng quanh hang đá, không tìm thấy cơ quan gì, cũng không thấy lối đi nào khác, cảm thấy hết sức kỳ quái. Tại sao lại là một cái động đá hoàn toàn biết kín, chỉ thông với lối thoát nước ngầm chứ? xong tìm kiếm khắp cả hang, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì, ba người đành chuẩn bị theo đường cũ trở lại. Đến cửa đường hầm, Trác Mộc Cường ba bỗng dừng phát lại, nói, bên trong có người. Đa cát điệt bất, Trương Lập vừa mới nhìn qua tượng hung Phật, tim đã đập thình thịch không thôi, Trác Mộc Cường ba lại còn đột nhiên buông ra một câu bên trong có người, lập tức làm anh chàng giật thoát cả mình, vội hỏi, cái gì? Ở đâu có người cơ? Trác Mộc Cường ba ra hiệu cho mọi người không lên tiếng, nghiêng tai lắng nghe, chỉ thấy bên trong hang đá kín mít trống huếch hoác này quả nhiên có những âm thanh kỳ dị vang lên, tự như tiếng gì gõ đập, đều đặn mà có thiết tấu, chậm nhanh mạnh nhẹ liên tục thay đổi, hơi xa xăm và yếu ớt, không chú ý lắng nghe thì hoàn toàn không thể phát hiện ra được, có vẻ như phát ra từ một góc hang đá, nhưng lại không thể phân biệt được chính xác ở đâu, cứ như cả bốn vách hang đều đang phát ra tiếng động. Chắc một cường ba lạnh giọng thì thầm, em mờ thanh vừa nãy tôi nghe thấy không phải thế này, hình như là có người đang kêu cứu, mà còn bằng tiếng tạng cổ nữa. Trương Lập và Nhạc Dương làm bộ khoa trương ôm lấy nhau, đồng thanh thốt lên, cường ba thiếu ra, anh đừng có mà dọa chúng tôi đấy, chẳng lẽ ở đây có mà. Chắc một cường ba vung tay lên, nói, tìm lại xem, nói không chừng ở đâu đó có cơ quan đã bị chúng ta sợ ý bỏ qua. Cái hang này không thể nào không có lối ra vào được. Đao cắt là gì ạ? À? Đường Mẫn vẫn chưa hiểu. Lạt Ma Á là giải thích, hòn đảo này nằm ở giữa hồ, nếu nước hồ dâng lên nhấn chìm, toàn bộ kiến trúc ngầm dưới lòng đất sẽ bị ngâm trong nước, vì vậy ở tầng dưới này mới có một loại bạch trì hễ gặp nước là mở ra. Nhưng nếu nước xối ra cuốn theo những vật thể lớn, chẳng hạn như màn tre, phướn trong đại điện, bàn thờ và một số tạp vật khác, làm tắc lối thoát nước thì sao? Lúc đó, lối thông hình loa kèn và đao cắt bên trong liền phát huy tác dụng, cắt những vật thể lớn thành miếng nhỏ, khơi thông hệ thống thoát nước thải ngầm. Các lưỡi đao thình lình bật ra như có lò xo, so, sau một khoảng thời gian lại đột nhiên rụt về, rồi bật ra, liên tục băm cắt. Đường mẫn ngạc nhiên thốt lên, thật là khéo léo, không thể nào tin nổi. Lạt ma á là điềm đạm nói, đây chính là trí tuệ tích lũy từ thực tiễn lao động và đời sống của cổ nhân đó. Ba người lại nói chuyện phím một lúc, Lạt Ma Á là kể một số chuyện liên quan tới các thần Phật của Mật Giáo, rồi nói, à, không hiểu mấy người cường ba thiếu ra giờ ra sao rồi, thử liên lạc với họ xem. Giáo sư Phương Tân lại liên lạc với nhóm của Trác Mộc Cường Ba. Ba người bọn họ lúc này đang bới tung hang đá kín kia lên để tìm cơ quan hay đường ngầm chỉ vì Trác Mộc Cường Ba cho rằng bên trong có người. Trác Mộc Cường Ba tả lại bức tượng yêu nữ lông dài mà bọn gã thấy ở đây cho giáo sư Phương Tân nghe. Lạt ma á la lại thêm một phen chấn động trong lòng, thầm nhủ, đà chi ni độ hóa thần mẫu, trời ơi, ở đây rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật nữa. Không ngờ chúng ta lại hoàn toàn không hay biết gì về sự tồn tại của thánh đàn nơi đây, đúng là không thể tưởng tượng nổi, đúng là không thể tưởng tượng nổi nghĩ đoạn ông liền nói xuống đó đi ở đây còn rất nhiều thứ chúng ta chưa hề hay biết đường mẫn lộ vẻ do dự nhưng mà đao cắt trong lối thông này không phải rất nguy hiểm hay sao lạt ma á la mỉm cười cứ đi theo ta không có vấn đề gì đâu giáo sư phương tân cũng muốn xuống thăm dò từ đầu liền vui vẻ đồng ý vậy là ba người liền cùng nhau trượt xuống hệ thống nước thải bên dưới trác mộc cường ba và hai người trương lập nhạc dương lại tìm kiếm khắp hang đá thêm một lượt nữa song vẫn không phát hiện ra cơ quan hay đường ngầm nào mồ hôi đầm đi ướt đẫm người em mờ thanh yếu ớt kia thật giống như đang có người kêu lên cứu mạng hơn nữa còn là tiếng tạng cổ nhạc dương lại còn nghe ra được đó là tiếng của một người đàn ông sắc mặt lập tức tái dại đi hang đá vốn chống hoác chống hơ âm thanh vang lên quá bất ngờ ánh mắt ba người dần tập trung cả vào bức tượng phật cao 5 mét ở giữa có phải bức tượng này vừa hét lên hay là người đàn ông nằm trên bàn kia hay là bốn con quỷ, Trương Lập, Nhạc Dương càng thêm nghi hoặc, không hiểu có phải đã đụng phải yêu tinh ngàn năm gì đó rồi hay không. Không thì tại sao lại nói tiếng tạng cổ cơ chứ? Trác Mộc Cường Ba đột nhiên vỗ đùi đánh đét một tiếng, "Ôi cha, chúng ta ngu thật." Trương Lập, Nhạc Dương lại giật thoát mình, nhảy ngược về phía sau một bước. "Trác Mộc Cường Ba nói, tượng đá, là tượng đá chứ còn gì nữa? Chúng ta tìm cơ quan khắp nơi, mà sao lại bỏ qua cái ở lù lù trước mắt thế này?" gã bước lên cái bệ tròn hình áng mây, đến bên dưới chỗ ngồi của nữ Phật lông dài, chỉ vào khe hở nhỏ nói, bức tượng đá này chắc chắn là có thể di động, đây này, vừa rõ ràng lại vừa đơn giản, vậy mà chúng ta đều không nghĩ tới. Ba người liền hợp sức lại đẩy tượng Phật ra, không ngờ nó nhẹ hơn hẳn so với họ tưởng, xem ra bên trong chưa chắc đã đặc ruột. Quả nhiên, bên dưới bệ ngồi của bức tượng lộ ra một vách ngăn vuông vắn mỗi bề khoảng một mét, mở vách ngăn ra, bên dưới hóa ra là một hồ nước, đầy nước trong vắt, ở giữa có một thứ trông như cái bệ đá nhô cao lên khỏi mặt nước nhưng bên trên không có người trương lập thò đầu quan sát dưới nước cũng thấy có bóng người nào đâu anh chàng đang nghi thần nghi quỷ đột nhiên từ trong làn nước nhô lên một cái đầu tóc tai bù xù mặt mày bợt bạt trương lập lập tức giật nảy người ngã ngửa ra đằng sau cái đầu đó vùng vẩy mạnh bọt nước bắn tung tóe một gương mặt vuông vắn mắt to mày rậm mũi vuông môi dày xuất hiện trước mặt mấy người bọn trác mộc cường ba phun ra một búng nước nhanh nhẹn leo lên bờ nói coi như được cứu rồi. Vừa nghe anh ta cất tiếng, cả ba liền tức khắc hiểu ra ngay, đây là người ở thôn công bố. Tiếng cứu mạng ban nãy phát âm giống như tiếng tạng cổ, nhưng câu sau lại là thứ ngữ âm kỳ quái nằm ở giữa tiếng tạng cổ và tiếng tạng hiện đại thời kỳ đầu. Người này nhỏ bé lạ thường, chiều cao chưa được mét dưới, tứ chi nhỏ, da ngâm đen, còn cái đầu lại to tướng ra, đứng trước mặt chắc một cường ba, trông cứ như một đứa nhỏ châu phi suy dinh dưỡng vậy, chắc tại ngâm nước quá lâu nên thân thể ánh lên một thứ sắc trắng không tự nhiên của thịt nữa. Người này mặc áo phổ lỗ, đi ủng ống cao, không buộc dây lưng phổ lỗ, dắt một con dao đi rừng, cổ tay đeo chuỗi hạt bồ đề, trước ngực có một chuỗi Phật Châu bằng mã não, chính giữa là một viên mã não hình thoi có hoa văn đen trắng. Trác Mộc Cường Ba vừa nhìn đã nhận ra ngay là thất nhãn thạch. Người kia vung vẩy lắc nước trên đầu văng ra, tự giới thiệu bằng giọng kiêu ngạo và tự hào, tôi là Đa Cát, cảm ơn các vị đã cứu mạng. Đa Cát, anh là Đa Cát Điệt Bất. Trác Mộc Cường ba hỏi như vậy, làm Nhạc Dương và Trương Lập đều giật mình ngạc nhiên. Trước đó hai người và Trác Mộc Cường ba đều nghĩ giống nhau, đã là thợ săn giỏi nhất thôn công bố, chắc chắn là phải cao lớn khôi vĩ, lực lưỡng như bò mộng, làm sao anh chàng nhỏ con loát chót này lại là Đa Cát Điệt Bất được. Không ngờ anh chàng nhỏ con kia lại hiên ngang ngẩng đầu lên đáp lời, đúng vậy, sao anh biết tên tôi thế? Tôi rất cảm ơn các anh đã cứu mạng, nhưng, các anh là ai? tại sao lại đến chỗ này? Còn nữa, sao các anh biết nói ngôn ngữ này? Trác Mộc Cường ba đáp, Na Thâm đưa chúng tôi tới đây. Kế đó gã lại nói với Đa Cát những lời Na Thâm nhờ chuyển giúp. Đa Cát há hốc miệng, hai mắt sáng ngời lên, như thể nước mắt sắp trào ra đến nơi, hồi lâu sau mới cất tiếng, Na Thâm, ôi, trời xanh ơi! Đức Phật Vạn Năng ơi! Cảm tạ người đã ban cho con hạnh phúc này. Trong đời Đa Cát Điệt Bất, không ngờ có thể cùng lúc gặp được hai vị thánh sứ đại nhân anh ta lại hoan hỉ chạy tới quỳ lạy trước bức tượng Phật nữ lông dài, miệng lẩm bẩm, không hành mẫu đại nhân từ bi, con xin được cảm tạ các thần Phật trốn thiên giới đã chiếu cố, con muốn cảm tạ, muốn dùng linh hồn trong sạch nhất của mình tiếp nhận sự độ hóa của người. Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương, Trương Lập lấy làm kinh ngạc, không hành mẫu thì bọn họ đều biết, đó là một trong những vị Phật từ bi có tiếng ở Tây Tạng, cứu khổ cứu nạn giống như quan thế âm Bồ Tát vậy, tượng không hành mẫu ở đây sao lại tạc ra hình dạng thế này cho được thấy đa cát đứng lên trương lập liền hỏi cái này sao các anh lại gọi là không hành mẫu đại nhân đa cát ngạc nhiên hỏi đây chính là không hành mẫu đại nhân mà sao vậy thánh sứ đại nhân có pháp danh khác để gọi người ạ à? thánh sứ trác mộc cường ba bản thân cũng không tinh thông phật học cho lắm vội nói ừm không có đa cát nói thánh sứ đại nhân ngài đúng là thánh sứ đại nhân thật rồi nói đoạn liền quỳ xuống trước mặt trác mộc cường ba nhạc dương đứng cạnh nói lại còn không phải nữa à ba vị trưởng lão của các anh đã nói rồi đây chính là thánh sứ đại nhân nhưng làm sao anh biết anh ấy chính là thánh sứ thế đa cát đáp không có người công bố chúng tôi dẫn đường muốn đến được đây không dễ dàng chút nào đâu gò địa, khe bỏ gạp núi rắn thung lũng người chết thung lũng chướng khí đầm đen đó đều là những nơi người thường không thể vượt qua được muốn tìm cánh cửa sinh mệnh lại khó càng thêm khó có na thâm dẫn đường lại vào được cánh cửa sinh mệnh vậy thì chỉ có thánh sứ đại nhân và thôi. Đa cát quỷ dưới đất, đột nhiên lấy tay lần khắp người tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng cũng móc trong lần áo ướt súng ra một vật màu đỏ to bằng cái cúc áo, hai tay dâng lên quá đầu cung kính nói, đa cát tôi đã thể rằng, ai cứu tôi ra khỏi hôi hà địa ngục thì sẽ tặng viên trích huyết hồng thạch này cho người ấy, không ngờ lại chính là thánh sứ đại nhân ngài giải cứu đa cát ra khỏi địa ngục, xem ra đúng là trời cao có pháp nhãn, thần thông quảng đại, xin thánh sứ đại nhân tiếp nhận. Trác Mộc Cường ba mỉm cười nói, sao tôi lại lấy đồ của anh được? Đa Cát liền cuống cuồng nói, viên trích huyết hồng thạch này vốn là thánh vật cuối cùng ở đây. Đa Cát liều chết trong thủ kiếm địa ngục mới lấy được để dâng lên cho thánh sứ đại nhân. Đa Cát giữ vật này bên người, tức là đã đại bất kính với trời đó. Nói dứt lời, không ngờ anh ta còn đập đầu bốp bốp xuống đất nữa. Trác Mộc Cường ba thấy Đa Cát kiên quyết như vậy, đầu đập xuống nền đá mà phát ra tiếng như thế, nếu còn đập tiếp e sẽ chảy máu mất, đành miến cưỡng nhận lấy cầm lên quan sát không ngờ lại là một viên hồng ngọc không chút tỉ vết tròn như cái khuy áo trác mộc cường ba áp viên ngọc sát người tỏ ý tôn kính bấy giờ đa cát mới mừng rỡ đứng lên trương lập nhạc dương cầm viên hồng ngọc quan sát kỹ lưỡng chỉ thấy long lanh trong suốt đỏ như giọt máu biết chắc chắn là đồ tốt song rốt cuộc là tốt thế nào thì hai người đều không nói ra được trác mộc cường ba nói viên ngọc này anh tìm được ở đâu vậy đa cát đáp thủ kiếm địa ngục lá cây như kiếm, gió thổi lá rụng, kiếm đâm khắp người, chạm tay tay gãy, chạm chân chân lìa, thân thể đầu mặt, không sao thoát nạn. Trác Mộc Cường ba nghe chỉ hiểu lờ mờ, nhưng gã biết, thủ kiếm địa ngục mà Đa Cát nói chắc chắn là cơ quan, xem ra bên trong vẫn còn những nơi bọn gã chưa phát hiện ra, nghĩ đoạn liền nói, đưa chúng tôi tới đó xem xem. Đa Cát nói, xin tuân lệnh, anh ta không xuống lối thoát nước, mà quay người lại đi ra chỗ cái hồ. Trác Mộc Cường ba đưa mắt quan sát hồ nước, nói ra cũng thật kỳ lạ, sau khi tưởng không hành mẫu được rời đi, mực nước trong hồ không ngờ lại chậm chậm rút xuống, để lộ ra những bậc thang. Trác Mộc Cường ba hỏi, sao anh lại bị nhốt trong hồ nước này? Đa cát đã nhảy xuống dưới, nước lúc này đã rút đi gần hết, không ướt cả giày, anh ta do dự một lát rồi mới trả lời, chuyện này, có lẽ là tại tôi chưa hoàn thành chức trách của mình, hoặc có lẽ vì tôi đã làm trái lời dân của tổ tiên, một mình đi vào cánh cửa sinh mệnh, nên thánh sứ đã phạt tôi tịnh thân tẩy trừ mọi lỗi lầm trong át ca chỉ cũng nên. Tôi vốn đã lấy được trích huyết hồng thạch chuẩn bị dâng lên cho thánh sứ, nhưng họ lại bảo tôi đợi ở đây. Trác Mộc Cường ba nhảy xuống theo đa cát, thấy bốn vách đều ẩm ướt, nhưng trên nóc vẫn khô ráo, đoán rằng lúc trước ở đây cũng không có nước, đồng thời hỏi, thánh sứ mà anh nói, có phải người anh dẫn tới đây phải không? Đa cát điệt bất bước xuống cầu thang, vâng, thánh sứ ngài ấy. Trương Lập và Nhạc Dương trước sau nhảy xuống. Nhạc Dương phì phì nói, thánh với chẳng xứ cái gì, bọn chúng muốn giết anh đấy. Bọn chúng đến lúc nào, đã lấy gì ở đây đi rồi, giờ chúng ở đâu, anh đưa mắt liếc sang phía Trác Mộc Cường ba một cái, hai người đều hiểu rõ trong lòng, đám người của Mức Kim vì sợ đa cắt tiết lộ hướng đi của chúng, nên đã nảy ý muốn giết người diệt khẩu. Nước ngập không quá đầu gối, đa cắt ở bậc thang phía dưới nói lên, tôi đợi trong át ca chỉ không biết bao nhiêu lâu nữa, Thánh sứ kia đã lấy đi bộ Tứ Pháp Trượng để khai mở Thiên Thủ Phật, giờ chắc đã đến lãnh địa của Tượng Hùng Vương rồi. Tượng Hùng Vương, Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập và Nhạc Dương đưa mắt nhìn nhau, cùng đồng thanh thốt lên, "Cổ Cách." Đa Cát gật đầu, vị thánh sứ đại nhân kia cũng nói y như vậy. Thực ra, như các vị trưởng lão nói, Cổ Cách Vương vốn là người đến sau. Trương Lập gật đầu, "Sao bọn chúng lại đi Cổ Cách? Phải chăng bọn chúng biết điều gì mà chúng ta chưa biết?" Đa Cát lại nói, vì người công bố chúng tôi đời đời bảo vệ ba nơi thánh địa cánh cửa sinh mệnh, mở ra con đường tìm đến hy vọng, đảo huyền không tự, tìm thấy pháp môn chỉ lối vào, cuối cùng sẽ đến được miền cực lạc hương ba la, tất cả mọi phiền não sẽ tan biến, chúng sinh chuyên tâm tu hành, dễ được vãng sinh. Cổ cách phương phát hiện ra đảo huyền không tự của chúng tôi, ngỡ là thần tích, vì vậy đã rời đô đến đó, xây cung điện bên trên, cho là bí bảo. Nhạc dương nghe mà như người đi giữa đám sương mù, hỏi, thế là ý gì? Trác Mộc Cường Ba nói, có nghĩa là ở cổ cách có một ngôi chùa gọi là Đảo Huyền Không Tự, cũng là thánh địa giống như cánh cửa sinh mệnh này, nơi đó có pháp môn dẫn đến Hương Ba La, pháp môn chính là chỉ. Bản đồ, Trương Lập gieo lên. Vậy thì Hương Ba La chính là nơi có Bạc Ba La thần miếu rồi, lẽ nào nơi chúng ta vẫn tìm kiếm chính là Hương Ba La? Hương Ba La trong truyền thuyết, cả Nhạc Dương cũng kinh ngạc thốt lên. Trác Mộc Cường Ba nói, mau liên lạc với đại sư và thầy giáo xem bọn họ có thể đến hội hợp với chúng ta không bảo là có phát hiện lớn nhạc dương liền liên lạc với mấy người nhóm của giáo sư phương tân đa cát chỉ tấm vách ngăn trên đầu nói bên trên cũng có vật nặng nhưng cảm giác không nặng lắm vừa nãy một mình đa cát cũng dịch chuyển được chỉ thiếu chút nữa là mở ra rồi trác mộc cường ba dơ tay đẩy lên biết bên ngoài có vật nặng đè xuống liền gọi trương lập lại giúp ba người cùng vận sức đẩy lật nhào thứ ở bên trên chỉ nghe tiếng lục cục không ngớt Cuối cùng tấm vách ngăn cũng được mở ra. Mấy người bước vào gian đại sảnh phía trên, ở đây cũng có một pho tượng Phật, trông khá giống với tượng Bát Tí Kim Cương đang ngồi, tay trái cầm một thanh kiếm hai lưỡi, tay phải cầm một thứ giống như dây thừng, ba con mắt trợn lên, gian nhanh nhe ra, tướng mạo phẫn nộ, sau lưng là vầng Phật quang hình ngọn lửa, bên cạnh có hai đồng tử đang đứng, thứ chặn lên tấm vách ngăn là ba cái đôn bằng đá, giờ đã lăn lông lốc ra xa. Gian sảnh này có bốn cánh cửa mở làm theo hình tượng của Phật, bên ngoài cửa lại có cửa nữa, không hiểu là bao nhiêu tầng lớp. Đa cát quỳ xuống bái lạy, thánh sứ niệm thập tứ căn bản ấn, chân ngôn chú, tiến về vãng sinh, dẹp mọi tai chướng. Niệm dứt, liền quay đầu lại nhìn Trác Mộc Cường ba, băn khoăn không hiểu sao vị thánh sứ này lại không quỳ bái bản tôn một. Thấy vẻ hoang mang trên mặt gã, anh ta bèn thầm nhủ không hiểu có phải vì bản tôn ở đây khác, nên thánh sứ không nhận ra hay không, liền vội giải thích, đây là bất động bản tôn, thánh sứ đại nhân. Trác Mộc Cường ba ửng một tiếng, thầm nhủ, mặc kệ bất động hay di động, tóm lại là binh pháp đã viết, địch bất động, ta bất động. Đa các thoáng lộ vẻ thương tâm, vị bất động bản tôn này chính là đại bản tôn được sùng bái nhất, trung ương minh vương trong ngũ phương đại minh vương, vậy mà thánh sứ đại nhân này dường như lại không biết đến vậy. Trương Lập thấy thế liền nói bằng tiếng phổ thông, vị thần này cũng ra hình ra dáng đấy, đẹp trai hơn mấy cái lúc nãy nhiều, nào, bái thì bái. Trác Mộc Cường ba giờ mới có phản ứng vội nói, ừm, đúng, bái thì bái. Nói rồi liền mô phỏng theo tư thế của Đa Cát, quỳ bái bất động minh vương, Đa Cát thấy thể nở một nụ cười, vui vẻ tựa như đứa trẻ được người lớn cho kẹo vậy. Trác Mộc Cường ba hỏi, Đa Cát, nơi anh định đưa chúng tôi đến còn xa nữa không? Đa Cát đi trước nói, thỉnh xong ngũ đại minh vương, ngũ đại hư không tạng Bồ Tát là đến. Có người dẫn đường, tự nhiên là không cần phải vào từng gian Phật Điện một. Bọn họ còn thấy mấy pho tượng khác nữa, có pho toàn thân xanh đen, tướng mạo giận dữ, sáu mặt sáu tay sáu chân, ngồi trên một con trâu, lưng đeo bao cung, roi, kiếm, tên, gậy, đa cắt gọi là uy đức tôn giả, có pho màu xanh, đầu đội mũ ngọc, tóc dựng đứng như ngọn lửa, có ba mắt, tướng mạo giận dữ, răng nanh chìa ra ngoài, tay phải cầm một mũi kích ba lưỡi, cánh tay cong lại, tay trái cầm ba cái chùy, xung quanh mình có lửa cháy, ngồi trên hòn đá, đa cắt gọi đấy là dáng tam thế tôn giả, có tượng Phật cưỡi chim công. Thân màu đỏ, bàn tay phải dựng lên, ngón trỏ gấp lại, ngón giữa giữ một chiếc phất trần trắng, tay trái lật ngửa đặt trên bụng, cầm đóa hoa sen đỏ. Trên hoa sen có hạt châu màu xanh. Đa cát gọi là hồng liên hư không bồ tát. Còn có một tượng Phật trắng, đầu đội ba lớp mũ. Sau gáy có khay bạch ngọc hình tròn. Tay trái cầm móc câu, tay phải cầm hộp báu đậy nắp hoa năm cánh. Đa cát gọi là pháp hư không bồ tát. Các tượng Phật ở đây đều có ba mắt, hoặc một mặt, hoặc ba mặt sáu tay, hoặc bốn mặt tám tay, bốn mặt bốn tay, tướng mạo phẫn nộ chân đạo thi thể yêu ma, phục quái sát nhân, ba người càng nhìn lại càng kinh ngạc, đồng thời cũng đều ý thức được những gì tôn giáo cổ xưa này sùng bái không phải là thứ họ có thể lý giải được. Bước đến gian điện cuối cùng, Đa Cát dừng lại, cánh cửa bên trái bức tượng Phật, cúi đầu không nói gì, dường như đang do dự. Đại điện cao lớn rộng rãi, ánh lửa bập bùng, bốn bề trống không, ngoài tiếng bước chân lạo xạo của bốn người ra, đều tĩnh mịch như tờ, chính giữa gian có một bức tượng giận dữ. Tượng Phật này màu thịt, đầu đội mũ có bảy con rắn, tay cầm kiếm như đang trực nuốt vào, thân kiếm có một con rắn cuộn tròn, phía trên con mắt thứ ba ở chính giữa có góc cạnh, sau lưng có quầng lửa, trên mình đeo bảy chiếc mặt quỷ, ngược một chiếc, ngoài hai mặt quỷ ở vai hóa thành hình đầu rắn le lưỡi, năm mặt quỷ còn lại đều vặn vẹo xoắn suýt như sáp chảy, hình dạng quái đản ghê rợn. Trương Lập và Nhạc Dương nhủ thầm trong bụng, đây là thần Phật gì đây? Sao mà tà ác thế? Đa Cát nói, phía trước chính là kiếm thụ địa ngục rồi, nơi này cực kỳ nguy hiểm, Đa Cát phải thập tử nhất sinh mới xông qua được đấy, nhưng thực sự là Đa Cát không biết phải làm thế nào mới đưa được Thánh Sứ đại nhân qua đâu. Trác Mộc Cường ba mỉm cười nói, chuyện này không cần phải lo lắng. Qua đây là đến phải không? Vậy anh hãy kể lại tình hình lúc đó cho tôi xem, sau đó chúng tôi sẽ tự khắc có cách. Đa Cát nói, vừa bước vào là gặp ngay tên bay loạn xạ, tôi chỉ biết né tránh, nào có kịp nhìn rõ thứ gì đâu, dọc đường vừa lăn vừa chạy, bên trong có hình chiếc hồ lô, trên tường có rất nhiều mũi đinh nhô lên còn có cả chữ nữa, chính giữa có đài hoa báu, trên đài có mó, viên trích huyết hồng thạch này chính là lấy ở bên trong mõ ấy ra, lúc đi ra thì không có tên bắn nữa. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn Trương Lập, Nhạc Dương, rồi lại nhìn về phía bọn họ sắp phải đi qua. Đó là một gian sảnh hình chữ nhật, ở giữa là lối đi, hai bên đều là bệ để đồ cúng cao hơn mặt đất chừng một mét, bên trên đáng lẽ phải có tượng Phật, chuông, bình bát, mõ gỗ, nhưng giờ cũng đều trống hoác cả, còn ở chính diện chỉ có một cánh cửa nhỏ cao 3 mét, chỗ tường phía trên cánh cửa khắc một chữ vạn, sàn nhà thì lát bằng đá phiến, trên mỗi viên đều khắc một ký hiệu. Trương Lập nói, chốt bẫy ở dưới sàn nhà, dẫm lên là khởi động cơ quan. Những ký hiệu này đều là phản văn, chỉ tiếc là chúng ta không đọc được. Nhạc Dương nói, ừm, um, hai bên tường có rất nhiều rãnh, chắc là tên bắn từ tường đá pa không chúng ai sẽ rơi ngược vào vách tường bên kia. Trương Lập lại ngẩng đầu nói, trần nhà cao thế này, chắc là không có thứ gì rơi từ bên trên xuống đâu nhỉ. Nhạc Dương nói, gian phòng này nhiều lắm cũng chẳng hơn được hai chục mét, có cơ quan thì xông qua cũng được mà. Trác Mộc Cường Ba nói, vậy được, chúng ta thử xem sao. Trác Mộc Cường Ba đứng phía trước tấm đá lát sàn, xem những chữ phạt béo gầy bất nhất, trông giống những con sâu vặn vẹo, tức thời cũng không biết nên dẫm vào viên nào, thứ đưa một chân lên trước giò, thấy không có gì khác biệt, mới dậm hẳn xuống, sau đó bước đi như bình thường. Trương Lập, Nhạc Dương thì bước theo sau gã, cũng dẫm lên những viên đá gã đã dẫm, Đa cát chẳng hiểu mô tê gì, cũng bị yêu cầu làm như vậy. Bốn người dò dẫm từng bước một, đến cánh cửa ở phía bên kia lối đi, chỉ thấy hình dạng những viên đá lát sàn trong căn phòng hình tròn này không theo một quy tắc nào cả, hoàn toàn khác với hình cành cây ở phía bên này, song từng viên vẫn đều có khắc phản văn. Trác Mộc Cường ba bước qua cánh cửa chữ vạn, thở phào nhẹ nhõm nói, không hiểu tại may mắn hay vì cơ quan đã mất tác dụng rồi nữa. Trương lập lên tiếng, "Ưm, um, cơ quan cần động lực" xem ra đa cát xông vào lần trước đã làm tiêu hao hết động lực của cơ quan này rồi vừa đi qua cánh cửa đa cát đã cho là không còn nguy hiểm gì nữa liền nhảy ra giữa căn phòng hình tròn chỉ vào cái mõ trên bệ cao chính là ở chỗ này tôi lấy trích huyết hồng thạch ở đây này mấy người bọn trác mộc cường ba muốn ngăn anh ta lại nhưng đã muộn cũng may mà anh ta không hề có hành động gì bất thường trác mộc cường ba dẫm dẫm chân đá lát sàn bên dưới rất chắc chắn gã lại bước thêm hai bước nữa gắng sức men theo những nơi đa cát vừa nhảy qua mà tiến lên. Trương Lập và Nhạc Dương cũng thầm nghĩ đá lát sàn ở đây hình dáng như thế này, chắc chắn mười mươi là có vấn đề. Mọi người lên trên bệ cao, giờ mới nhìn rõ toàn cảnh gian phòng, quả nhiên là có hình chiếc hồ lô, chính giữa mái vòm có một lỗ nhỏ, bên trên lại xây một hình cầu lên trên, phần đỉnh hình cầu bên trên nhỏ dần, không nhìn rõ là có lỗ hay không. Những chữ đa cắt nói, chính là khắc trên tường của hình cầu nhỏ ở trên, ánh sáng mờ mịt, cộng với chữ viết trên đó quá nhỏ, khó mà nhìn cho rõ được. Trác Mộc Cường ba lấy ống nhòm điện tử ra, nhạc dương dơ đèn pha lên, ngửa đầu quan sát, lẩm bẩm nói, còn đỡ, là tiếng tạng cổ. Trương Lập nói, viết gì vậy? Trác Mộc Cường ba lẩm bẩm, quỷ, quỷ vu kim, nghiêu, hồng, đại hồng, liên diệu, văn, thù, bồ tát, cầm, cầm đồng thủy trước ngực, mở, mở ra vô lượng minh, đây là ý gì? Hai cậu xem thử xem. Trương Lập đón lấy chiếc ống nhòm, lẩm bẩm nói: "Dịch theo chữ thì chắc là như vậy đấy, không sai đâu." Nhạc Dương đưa đèn pha cho Trác Mộc Cường Ba, nói: "Để tôi xem nào." Anh chàng nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng chẳng nhìn ra được manh mối nào, các chữ thì đều đều biết hết, nhưng ghép lại thì lại không hiểu là ý gì. Đa Cát hoàn toàn không hay biết gì về thứ sản phẩm công nghệ hiện đại này, nghe nói dùng nó có thể nhìn thấy những nơi xa mà mắt thường không thấy được, liền lấy làm hứng thú nhạc dương bèn chỉ cho anh ta cách sử dụng ống nhòm đa cát mừng rõ như đứa trẻ được món đồ chơi mới vậy trác mộc cường ba thở dài nói cha xem ra chúng ta không thể hiểu được ý nghĩa của những dòng này rồi đành đợi nhóm của giáo sư phương tân đến coi sao vậy lời còn chưa dứt đã nghe giọng giáo sư phương tân vang lên bên ngoài ồ đây là phật gì vậy đại sư á la đại sư lại đây mà xem này trác mộc cường ba kêu lên thầy giáo thầy giáo chúng tôi ở trong đây mọi người vào đi, cẩn thận cơ quan dưới nền nhà, chúng tôi bước vào trên phiến đá thứ hai, thứ năm. Mấy người trong nhóm của giáo sư Phương Tân liền theo lời đi qua gian sảnh mé bên, bước vào gian phòng hình tròn, chắc Mộc Cường ba nói, thầy giáo, thầy xem trên kia viết những gì. Giáo sư Phương Tân nói, đợi chút đã, để tôi chụp lại những chữ phản trên nền nhà nước. Vừa nãy vội quá, còn bao nhiêu thứ vẫn chưa kịp ghi lại. Trương Lập lên tiếng nhắc nhở, cô mẫn mẫn, Đừng dẫm lên đó vừa nãy chúng tôi chưa đi qua chỗ ấy đâu. Lạt ma á la vừa vào đã hỏi ngay, Đa Cát đâu, Đa Cát ở đâu? Đa Cát đứng sau lưng nhạc dương lách người bước ra, nhìn lạt ma á la hỏi, ông là? Đường mẫn nói, hả, anh ấy chính là Đa Cát. Nhạc dương nói, Đa Cát, trả tôi cái ống nhòm. Nhất thời mỗi người góp một câu, gian phòng nhỏ liền ẩm ý hết cả lên. Giáo sư Phương Tân cùng mấy người khác cũng lên bệ hình tròn. Trác Mộc Cường ba lấy viên hồng ngọc của Đa Cát đưa cho ông xem, đồng thời chỉ lên không gian hình cầu phía trên, cho ông biết là có chữ. Đường Mẫn đón chiếc ống nhòm từ tay Nhạc Dương, bắt đầu quan sát. Lạt Ma Á La thì vẫn không ngừng hỏi Han Đa Cát về các tượng Phật. Giáo sư Phương Tân quan sát viên ngọc dây lát, đoạn nói, thủ công tương đối tinh xảo, đây là hồng ngọc loại thượng hạng, khẳng định là có tác dụng rất quan trọng trong lễ tế của cổ nhân. Kế đó, ông lại điều chỉnh tiêu cự của ống kính máy quay, nhìn những chữ tạng cổ phía trên, đoạn lẩm bẩm tôi chỉ biết Phan thù Bồ Tát là một vị Bồ Tát tương đối quan trọng trong Phật giáo, còn những thứ khác chỉ e là chỉ có Đại sư Á La mới giải thích được. Lạt Ma Á La đang hỏi, vậy các tượng thần Phật ở đây đều do tổ tiên của cậu tạc nên, hay đã có từ trước rồi, tổ tiên của cậu chỉ phụ trách bảo vệ nơi đây thôi. Thì giáo sư Phương Tân đã dơ màn hình máy tính ra, chỉ những chữ bên trên. Đa Cát nói, theo như các trưởng lão nói, thì chúng tôi chỉ phụ trách bảo vệ nơi này thôi. Lạt ma á là gật gật đầu, sau đó ngoảnh sang nhìn màn hình, ừm. Cái này, là ý gì đây? Giáo sư Phương Tân ngẩng đầu lên nhìn đỉnh vòm, sau đó lại nhìn cái mõ, bảo đa cắt để viên hồng ngọc về vị trí ban đầu, quan sát một lượt, sau đó nói, tôi hiểu rồi, chắc là dựa trên nguyên lý chiết xạ của tia sáng đây. Ông chỉ lên đỉnh đầu nói, miệng hồ lô này chính là nơi để lấy ánh sáng, thực ra tổ tiên người tảng chúng ta đã nghiên cứu âm thanh, ánh sáng, hình ảnh đạt tới trình độ tương đối cao, trong đó vô lượng Phật Bích chính là một ví dụ rất điển hình. Vô lượng Phật Bích thì chắc Mộc Cường Ba đã nghe nói đến, chính là một vách đá lớn trơn nhẵn như gương, nghe nói mỗi khi có sấm chấp sẽ xuất hiện pháp thân của Phật Tổ, khiến vô số tín đồ quỳ lại cúng bái, cho là thánh tích. Nhưng vô lượng Phật Bích và viên hồng ngọc ở đây có quan hệ gì chứ? Lại nghe Lạt Ma Á là nói tiếp, thực ra, nội dung khắc trên tường, chắc là một phương pháp để xuất hiện hình ảnh. Quỷ ở đây không phải quỷ quái theo nghĩa truyền thống, mà là một trong nhị thập bát tú. Kim Ngưu là thời gian, ý tức là vào thời gian Kim Ngưu, sao quỷ sẽ ở chính giữa phá trên cánh cửa sinh mệnh, đại hồng liên diệu, rất rõ ràng chính là ánh sáng sẽ chiết xả qua viên hồng ngọc này, đại hồng liên đồng thời cũng chính là thánh vật ở nơi sâu thẳm nhất trong bát đại băng đông địa ngục, mấy thứ này đều không quan trọng. Ừm, văn thù Bồ Tát, phải rồi, mọi người nhìn xuống sàn nhà xem, có mấy nơi hình dáng không theo quy tắc, mà có hình lá sen. Mấy người bọn Trác Mộc Cường ba nhìn theo hướng chỉ của Lạt Ma Á La, quả nhiên, không chỉ một chỗ, dưới đất có tới mấy nơi được cố ý làm thành hình lá sen, đếm thì tổng cộng có 8 lá sen, đều đặn vây quanh bệ tròn ở giữa. Lạt Ma Á La nói, đây là Bát Diệp lão sư, lần lượt tượng trưng cho 8 phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, còn Văn Thù Bồ Tát thì ở phía Tây Nam. Giáo sư Phương Tân chợt ngắt lời, "Đợi chút đã, Bát Diệp lão sư mà đại sư nói" là mạn đà la đúng không? Lạt ma á la gật đầu, không sai. Giáo sư Phương Tân không lên tiếng hỏi nữa, chỉ thấp giọng lầm bẩm mạn đà la, mạn đà la, thì ra là mật giáo, chẳng trách những tượng Phật kia đều có ba mắt, tướng mạo phẫn nộ, nhiều tượng còn không nhận ra được nữa. Lạt ma á la lại nói tiếp, đồng và thủy là gì thì tạm thời chưa biết, còn vô lượng minh là tên Phật ở Tây Phương tịnh thổ, cũng là Tây Phương cực lạc thế giới mà người ta vẫn nói tới. Ghép tất cả lại với nhau, ý nghĩa đại khái chắc là, đến giờ kim nghiêu, sao quỷ sẽ ở phía trên đỉnh, ánh sáng chiếu vào viên hồng ngọc này chiết xạ đến thánh vật gì đó ở phía tây nam, chiếu lên hình ảnh thế giới cực lạc. Còn nơi đặt viên ngọc này cũng không phải mõ miếc gì, mà chắc là trung tâm vũ trụ của mật giáo, Tu Di Sơn. Bát Diệp Liên Hoa Tu Di Sơn. Nghe Lạt Ma Á là giải thích xong, chắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân, đường mẫn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một cảm giác quái lạ. Hình như trên thế giới này có rất nhiều thứ liên hệ với nhau một cách vô cùng chặt chẽ. Quá trình mà Lạt Ma Á La vừa nói, gần như giống hệt với quá trình họ trông thấy trong địa cung Bút, chỉ là chiếc đầu lâu pha lê thay bằng viên hồng ngọc nhỏ hơn, có lẽ nào, thần tích mà chiếc đầu lâu pha lê ấy làm hiển hiện, cũng là truyền đến từ đất tạng này? Giáo sư Phương Tân hỏi Lạt Ma Á La, chẳng lẽ nơi này là do mật giáo xây dựng? Lạt Ma Á La lắc đầu, chưa chắc, thực ra trong cả quá trình từ trước khi tán thổ đời thứ 32 chính thức cho du nhập Phật giáo, đến khi tán thổ thứ 42 diệt Phật, sau đó Phật giáo tái hưng khởi, các tôn giáo ở Tây Tạng đều ở trong tình trạng ám đấu, có rất nhiều tôn giáo đã diệt vong, đồng thời cũng có rất nhiều giáo phái mới tách ra từ các giáo phái vốn có. Mạn đà la mà chúng ta trông thấy ở đây dường như có liên quan tới mật giáo. Mật giáo cũng là một nhánh của Phật giáo, nhưng bức tượng không hành mẫu lúc nãy chúng ta thấy lại bắt nguồn từ các truyền thuyết cổ xưa của Tây Tạng, hình như là Cửu Nguyên Tầm mẫu và Mao Yêu Nữ Vương thì phải. Hai bức tượng sau đó theo kinh nghiệm của tôi thì có lẽ liên quan tới bản giáo cổ xưa. Chắc là mọi người còn chưa biết, bản giáo là tôn giáo nguyên thủy ở Tây Tạng, song thực ra khi mới hình thành, ngoại trừ các giáo Oji cậu bản thân nó, giáo phái này còn hấp thu rất nhiều từ các tôn giáo cổ đại khác, chẳng hạn như bà La môn giáo ở Ấn Độ, Vu giáo ở Ba Thục cổ và các tín ngưỡng sùng bái tự nhiên của những bộ lạc nguyên thủy xung quanh. Vì vậy, thứ chúng ta nhìn thấy đây, rốt cuộc là một giáo phái thế nào, vì thời gian đã qua quá lâu rồi nên rất khó đưa ra một kết luận chuẩn xác, có lẽ là một giáo phái đã dung hợp nhiều loại giáo lý khác nhau, hình thành trong thời Phật giáo và bản giáo đang tranh chấp. Nói tới đây, giọng lạt ma á la khàn đi, mọi người tưởng đó là vì ông nói một mạch dài quá, nhưng không ai để ý khóe mắt vị sư già đã thấp thoáng ánh lệ xúc động, trong lòng ông đang thầm gào hét, đức ma hê thủ la trí cao vô thượng vạn năng, ngài có thể cho con biết, rốt cuộc thánh giáo, thánh giáo bị nhấn chìm trong dòng thời gian của chúng ta tên là gì, tại sao cả một cái tên cũng không thể lưu lại tại sao đa cắt giật chiếc ống nhòm trong tay đường mẫn nhìn ngó ngắm nghía một lúc rồi chỉ tay vào thứ gì đó hỏi nhạc dương nhạc dương nhìn thử liền cất tiếng hỏi lạt ma á la đại sư ngài xem đó là cái gì hình như chính giữa chỗ nhô lên trên tường kia kìa lạt ma á la ngước nhìn những chỗ gồ lên khắp tường mặc dù vừa vào gian phòng hình tròn này mọi người đều đã phát hiện ra nhưng không ai để ý đến cả cho tới khi nhạc dương nhắc giờ ống nhòm lên xem thử mới kinh ngạc nhận thấy chính giữa chỗ gồ lên ấy là một ống đồng. Ông liền hỏi Đa Cát, nơi đây là chỗ sâu nhất trong cung điện dưới đất này phải không? Ở đây anh đã đụng phải cơ quan lợi hại nhất, có phải không? Thấy Đa Cát gật đầu hai lần liên tiếp, Lạt Ma Á la vội nói, không xong rồi, cơ quan ở đây rất lợi hại, nhân lúc còn chưa khởi động, tất cả mọi người hãy lập tức rút đi, bằng không sẽ nguy đến tính mạng đó. Những chỗ gồ lên kia sẽ phun nước ra, tuyệt đối không thể chạm vào thứ nước ấy. Ông sợ hãi nhìn những chỗ gồ lên chi chít khắp tường, lòng thầm nhủ, không ngờ lại là ni thích bộ đà, đây. Đây là cơ quan chỉ có trong truyền thuyết thôi mà. Trác Mộc Cường ba nói, kỳ quái thật, nhưng lúc vào đây chắn ta có dẫm phải cơ quan đâu nhỉ. Mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút ra. Trương Lập, Nhạc Dương, giáo sư Phương Tân trước sau lần lượt ra khỏi gian phòng hình tròn, đều không xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Kế đó là đa cát cũng ra tới cửa. Đúng lúc đó, chợt nghe cách một tiếng, ống đồng hai bên cửa giường như có gì biến đổi, chỉ thấy hai vật trông như chiếc quản bút nhô lên phần mỏm của núm gồ, lạt ma á la vội kêu lên, mau xông ra, không thể để nó phun nước. Bằng không thì không thoát được đâu, chắc một cường ba thoáng ngẩn người, lập tức nghĩ đến đường mẫn vẫn còn ở sau lưng mình. Nhưng ống đồng đã bắt đầu phun nước, đa cắt sững người, chắc một cường ba ở sau lưng liền đẩy mạnh một cái, hất anh ta khỏi phòng, hai tay vươn lên nắm lấy ống đồng trên cửa, ngón cái bịt chặt miệng ống lạt ma á là kinh hãi thốt lên cường ba thiếu ra, cậu trác mộc cường ba nói chẳng phải là không thể để nó phun nước sao đi mau đường mẫn thẳng thốt kêu lên anh cường ba trác mộc cường ba cao giọng quát đi đi nhanh lên đường mẫn và lạt ma á là vội luồn qua dưới nách trác mộc cường ba nhưng vẫn còn trong phạm vi phun nước trác mộc cường ba nói đuổi theo bọn họ anh theo sau lạt ma á là ánh mắt đầy vẻ sợ hãi liếc nhìn trác mộc cường ba một cái thầm nhủ cường ba thiếu gia hoàn toàn không hiểu gì về bản giáo cổ đại thứ này làm sao có thể dùng tay bịt lại chứ lúc này gian sảnh phía ngoài cũng chợt có tiếng động lạ trương lập hoảng hốt cúi đầu liền bị một thứ gì không rõ lướt sát qua đầu làm rơi cả một nắm tóc chỉ nghe nhạc dương ở sau kêu lên hả cái gì thế giáo sư phương tân quát lên cúi đầu xuống trương lập nói chúng ta vẫn đi theo đường cũ cơ mà có chạm phải gì đâu giáo sư phương tân nói không lo được nhiều chuyện thế nữa đâu, cứ xông qua rồi hãy tính. Trương lập tránh một vật thể bay vù qua từ bên trái, kinh hãi kêu lên, ghê thật. Nhạc dương kêu lên, cẩn thận sau lưng, lời vừa dứt, trương lập liền ôi cha lên một tiếng, phần vai đã trúng thương. Anh ta nhịn đau rút thứ ám khí cắm vào vai ra, không ngờ lại là một chữ vạn bằng kim loại mỏng dẹt, to như bàn tay, bốn cạnh đều có lưỡi dao, lúc xoay tròn trên không thì như chiếc boomerang, có thể tự bay ngược trở lại sáu người cuống cuồng xông ra khỏi gian sảnh trương lập bị thương nhẹ ở vai những người khác đa phần bị quẹt phải mặt hoặc tay cả lạt ma á la cũng không tránh được đa cắt vóc người nhỏ bé thành ra lại không bị thương lúc ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy cả gian sảnh bên đó giờ toàn là các chữ vạn bay qua bay lại vù vù nhất thời mọi người đều kinh hãi không thốt nên lời đường mẫn giờ mới hỏi anh cường ba đâu mọi người đều giật mình hoảng hốt chỉ có lạt ma á la và đa cắt là biết trác mộc cường ba ở lại bên trong biết hai cái ống đã bắt đầu phun nước sau đó mọi người đều cuống lên tránh né chữ vạn bay thành ra không ai để ý trác mộc cường ba đã không chạy theo đa cắt đột nhiên chỉ tay nói nhìn kia thánh sứ đại nhân ở đó chính là ở đó chỉ thấy trác mộc cường ba ngã nhào bên cửa trong căn phòng mù mù một màn xương nước không ngừng rơi xuống người gã thì ra đúng lúc mọi người xông ra khỏi phòng trác mộc cường ba cũng chuẩn bị buông tay lao theo đột nhiên thấy trên đầu mát rượi, gã liền biết ngay những núm gỗ khác cũng bắt đầu phun nước. Cảm giác man mát qua đi, đỉnh đầu gã đột nhiên ngứa ran lên, vậy còn chưa hết, cái đó cơn ngứa lan đi khắp toàn thân, rồi thêm đau đớn không sao chịu nổi, nhưng cảm giác ngứa vẫn không giảm bớt chút nào, ngứa ran từ ngoài vào đến tận trong, tựa hồ như có vô số con kiến nhỏ li ti đang bò vào xương tủy. Toàn thân gã run lên bần bật, hai bàn tay đang ấn lên ống phun tự nhiên lỏng ra, cánh tay thõng xuống. Mọi ống phun đều đã phun nước, từng đợt xương mù lan khắp gian phòng, bao bọc hết xung quanh Trác Mộc Cường ba. Gã đau đớn lăn lộn dưới đất kêu lên hai tiếng, song âm thanh đó đã bị những chữ vạn bay vù vù bên ngoài nhấn chìm đi mất. Lạt Ma Á La nhìn những chữ vạn bắn qua bắn lại vù vù liên tiếp, nhìn bức tượng đeo bảy chiếc mặt nạ quỷ, bộ dạng như đang nuốt kiếm ở chính giữa đại điện, rồi đưa mắt nhìn những người còn lại, chỉ thấy Đường Mẫn mấy lần định xông trở vào nhưng đều bị Trương Lập, Nhạc Dương giữ dịt, giáo sư Phương Tân ủ rũ nhíu chặt hai hàng lông mày, còn đa cắt thì đang định nhau vào kéo trác mộc cường ba ra lạt ma á la vội kéo anh ta lại nói không thể trở vào giờ không thể chạm vào người cậu ấy được đâu chúng ta phải dùng dây thừng kéo ra vậy nói đoạn ông vung tay lên sợi dây thường liền móc đúng vào ba lô của trác mộc cường ba kéo gã qua lối đi chính giữa gian sảnh mé bên lúc qua khu vực có chữ vạn bay đi bay lại ba lô bị cắm chi chít như lông nhím trác mộc cường ba may không bị dính vết thương nào nhưng thân thể chắc mộc cường ba đã dần có biến đổi. Đường mẫn giơ tay bụng miệng, như muốn thất thanh khóc hòa ngay lên vậy. Giáo sư Phương Tân và Trương Lập đều thoáng lạnh người. Trương Lập nói, sao lại như vậy chứ? Khắp người chắc mộc cường ba, cứ hễ chỗ nào bị thứ nước kia dính vào đều đã biến thành màu xanh lục cả. Hơn nữa, trên bề mặt da màu xanh lục ấy chỉ thoáng sau đã nổi lên những vết lở loét lớn nhỏ, y như các vết rộp bỏng. Cơ quan của mật giáo Lạt ma á la không cho mọi người lại gần, đồng thời chỉ vào bức tượng đeo mặt quỷ nuốt kiếm hỏi đa cát vị thần này vừa nãy có phải cậu gọi là cụ lợi ca la bất động tôn đúng vậy không đa cát gật gật đầu nói kiếm có hắc long quấn quanh là bản tôn cụ lợi ca la đại long nuốt thanh kiếm sắc lạt ma á la nói không không phải đây là đức xoa ca long vương nhìn đâu độc đấy trong tạng giáo cổ đại và trong cả dân gian là hóa thân của ôn thần nhanh lên tìm nơi nào có nước vừa nãy không phải chúng ta có đi qua một hồ nước sao khiêng cậu ấy đến đó, không được chạm vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể cậu ấy đấy. Bốn người trương lập, nhạc dương, giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á là đeo găng tay, bỏ ba lô xuống, rồi chia nhau nắm chân tay chắc một cường ba, chạy như bay về phía có hồ nước. Đường Mẫn và Đa Cát theo phía sau, lúc này ở gian phòng Đa Cát bị nhốt nước đã rút gần hết để lộ ra mép hồ. Lạt Ma Á là bước lại gần hồ nước, nói, cởi hết quần áo trên người cậu ấy ra, không được để lại thứ nào cả đằng nào đường mẫn cũng không phải người ngoài, mấy người liền nhanh nhẹn lột sạch quần áo trên người trác mộc cường ba. Lạt ma á la chỉ đạo, ném xuống hồ nước, trước tiên bịt mũi miệng ngâm cả đầu cậu ấy xuống, làm mấy lần vào. Sau đó một người nâng đầu cậu ấy lên, đừng để ngập, cứ ngâm trong nước như thế đi. Thân thể trác mộc cường ba vừa chìm xuống hồ, trên mặt nước liền nổi lên một tầng váng máu xanh lục, càng lúc càng lan rộng, trở nên dày đặc, nhưng chỉ thoáng sau đã dã ra, rồi trôi theo dòng nước, không biết là chảy đi đâu. Nhạc Dương nhấc đầu Trác Mộc Cường ba lên nói: Đây, đây là cái gì vậy? Lạt Ma Á la giải thích, nói theo quan điểm hiện đại, đây có lẽ là một loại vi sinh vật thuộc họ nấm hoặc tảo. Bột phấn phơi khô của chúng gây dị ứng rất mạnh cho da người. Hơn nữa hình thức bào tử đặc biệt này khiến chúng luôn ở trạng thái ngủ, gặp nước mới tỉnh lại. Nhưng chu kỳ sống rất ngắn, chỉ cần có đủ nước, bọn chúng sẽ chết rất nhanh. Tác động của cái thứ màu xanh này rất ghê gớm. Trong nửa tiếng đồng hồ mà không có phương pháp trị liệu hiệu quả sẽ khiến nạn nhân toàn thân lở loét mà chết. Cường ba thiếu ra cũng coi như là mạng lớn. Giáo sư Phương Tân nói, loại cơ quan phun nước này hình như trước nay chúng ta chưa từng thấy bao giờ thì phải. Lạt ma á la gật đầu, ừm, thứ cơ quan này có lẽ là bắt nguồn từ bản giáo. Nói tới đây, ánh mắt lạt ma á la quét qua từng người một, một lần nữa hỏi lại câu chính ông từng hỏi Lữ Cánh Nam, mọi người hiểu được bao nhiêu về bản giáo cổ ở khu vực Tây Tạng này. Vấn đề này, quả thực không ai trả lời được bị ánh mắt lạnh lẽo của lạt ma á la quét qua, người nào người nấy đều không khỏi run lên. Lạt ma á la chậm rãi nói tiếp, bản giáo cổ đại là một trong những tôn giáo của loài người sản sinh ra từ tín ngưỡng sùng bái tự nhiên nguyên thủy, sớm hơn rất nhiều sơ với các giáo phái nổi tiếng như Phật giáo, Đạo giáo, Cơ đốc giáo, tôn sùng tự nhiên, tôn sùng tất cả các lực lượng không thể kháng cự mà bấy giờ con người còn chưa hiểu biết. Mưa gió sấm chấp, chim thú hoa lá, cây cỏ đất đá, không thứ nào không phải là đối tượng tôn sùng bản giáo cũng như rất nhiều tôn giáo nguyên thủy khác cũng có thầy mò cầu phúc dùng người sống tế trời đối với tất cả các sự vật chưa biết cổ nhân đều phải dùng thân thể mình để cảm nhận tất cả các loại động thực vật loại nào ăn được loại nào không ăn được đều phải dùng miệng nếm thử tất cả các hiện tượng kỳ lạ chẳng hạn như lửa cháy nước chảy gió thổi xét đánh đều phải dùng thân thể tiếp xúc thực vật sinh trường chim chóc bay lượn cá bơi dưới nước cổ nhân đều tìm cách mô phỏng đây là giai đoạn tất yếu mà tất cả mọi nền văn minh đều phải trải qua Chính trong những thử nghiệm, thí nghiệm không ngừng lặp đi lặp lại ấy, trải qua tích tụ lịch sử, bản giáo cổ đại đã hình thành cho mình một hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh riêng biệt để chống lại kẻ địch bên ngoài. Đó là họ đã phát minh ra, cổ độc sâu độc. Cổ độc, vừa nghe thấy từ này, ngoại trừ đa cát, tất cả mọi người đều giật mình đánh thoát. Từ ngữ này vốn đã toát lên vẻ âm hiểm vô cùng, thoạt nghe là người ta đã liên tưởng đến những thứ đáng sợ quái đản, kiểu như ngũ độc giáo hay đập hình nhân vậy. Lạt ma á là nói tiếp đất tạng thuở xưa, đặc biệt là vùng phía Đông Lâm Chi, nhất là khu vực Mạc thoát này, môi trường cực kỳ khắc nghiệt, có rất nhiều loại sâu kiến, nhiều nơi còn có trướng khí, xuất hiện độc trùng, gây ra bệnh dịch cho con người, lại không biết phải đề phòng thế nào. Chính những điều này đã tạo ra hoàn cảnh rất thuận lợi cho cổ độc được sản sinh và phát triển. Sau đó, trong khi giao chiến với Phật giáo, bản giáo cổ đại dần dịch chuyển, về sau thứ cổ độc này mới truyền vào vùng Vân Nam, Quý Châu và phát triển rực rỡ ở đó trong tiếng tạng nó vốn không gọi là cổ độc, đây là tên do người Hán sau này đặt ra. Thực ra cổ và độc là hai ý tách rời nhau, vốn cùng thuộc về phạm trù độc. Cổ là dùng các loại sâu kiến cho đánh nhau để chế độc, còn độc là dùng cây, cỏ, thuốc, đất đá chế độc. Chữ cổ gồm chữ trùng và chữ vại, ý là chỉ việc dùng vại nuôi trùng, sau đó đặt trùng vào bụng cho ăn gan rột nạn nhân gọi là cổ. Chữ độc chiết tự ra gồm chữ thanh và chữ mẫu, chỉ việc lấy cỏ cây đất đá trị bệnh, về sau chữ trị trong trị liệu bệnh tật biến thành chữ trí đến trong đạo trí dẫn đến thành ra nghĩa là dùng cỏ cây đất đá gây bệnh. Đây chính là ý nghĩa ban đầu của cổ độc, về sau thì phạm vi của cổ độc trở nên rộng hơn, phạm hế nuôi sâu nuôi trùng lấy độc, không nhất thiết phải cho lũ sâu trùng ấy vào bụng người khác mới gọi là cổ, còn bất kể là trùng độc hay độc chất từ thực vật, chỉ cần là loại thuốc khiến thân thể người khó chịu thì đều gọi là độc hết. Thứ mà lần này cường ba thiếu ra chúng phải cũng có thể nói là một loại cổ độc. Trương Lập Như sực hiểu ra, nói: "Tôi hiểu rồi, cái lối đi hẹp ở ngoài kia có nhiều xác chết như vậy, khẳng định là bị trúng độc mà chết rồi, vì vậy mới không có vết thương, hơn nữa lại còn chết nhiều như thế, chẳng trách kẻ hơn trăm năm trước đã không thể vượt qua đó được." Đường Mẫn lo lắng nói: "Vậy, vậy có cách gì giải độc không?" Lạt Ma Á La nói: "Cổ độc vô cùng quái lạ, cách gieo độc lại nhiều không kể xiết, không thể biết cách giải toàn bộ các loại độc được." Loại ni thích bộ đà này, vốn bắt nguồn từ danh tự nơi địa ngục cũng may ta từng đọc thấy trong các thư tịch cổ nếu như phương pháp không đúng hậu quả thật không thể nào tưởng tượng được được rồi hơi thở rất bình ổn các vết lở loét trên người cũng bắt đầu bớt đi giờ chắc là đã ổn định rồi một lát nữa cường ba thiếu gia sẽ tỉnh lại thôi nhưng ít nhất phải ngâm thêm nửa tiếng đồng hồ nữa theo những gì chép trong sách cổ chỉ cần rửa sạch chất độc bám trên người nửa tiếng sau sẽ hồi phục bình thường giờ tôi quay lại chỗ nước xoa ca long vương xem một chút đúng rồi sau khi cường ba thiếu gia tỉnh lại, hãy ngâm quần áo đồ đạc của cậu ấy xuống nước một lúc, để phòng hậu họa. Nhạc Dương nói, gì cơ, đại sư còn muốn quay lại đó nữa ư. Lạt ma á la gật đầu, ừm, um, ta phải quay lại xem một chút. Mặc dù chúng ta đã thoát thân, nhưng không ai biết cơ quan khởi động như thế nào cả, nếu lần sau mà gặp phải cơ quan tương tự như vậy, chẳng phải là cả cơ hội giữ mạng cũng không có hay sao. Đa Cát đi cùng với ta. Đa Cát nhìn Thánh Sứ Đại Nhân, rồi lại ngước nhìn lạt ma á la cuối cùng cũng hoang mang theo ông rời khỏi nhìn vị đại sư hiểu biết về tín ngưỡng của mình còn sâu rộng hơn chính mình trong lòng đa cắt chợt dâng lên một thứ cảm giác kính sợ như đối với các bậc trưởng lão trong thôn sau khi lạt ma á la rời khỏi trường lập liền y lời đi dọn lại đống quần áo vứt vung vãi của trác mộc cường ba lấy mấy thứ quan trọng ra dồn vào một chỗ chuẩn bị đợi gã tỉnh lại sẽ ngâm xuống nước đường mẫn thấy nhạc dương đỡ trác mộc cường ba vất vả liền đeo găng tay vào xuống nước đòi thay ca nhạc dương không nỡ từ chối đành nhường lại cho cô nhìn người yêu yên bình nằm trong vòng tay mình tựa như đứa trẻ sơ sinh đường mẫn chợt thấy dâng lên một cảm giác kỳ lạ cô hân hoan thầm nhủ cuối cùng em cũng có thể làm chút gì đó cho anh rồi anh cường ba anh phải bình an vô sự tỉnh lại đấy nhé nếu anh gặp phải chuyện gì em làm sao giáo sư phương tân nhìn chắc một cường ba gặp đại nạn không chết trong hồ nước không khỏi thở dài một tiếng để cô bé Đường Mẫn và Trác Mộc Cường Ba ở riêng với nhau, ông bèn quay ra sắp xếp lại đồ đạc cho gã. Nhạc Dương cũng tới giúp một tay. Lúc Trương lập sắp dọn quần áo cho Trác Mộc Cường Ba, phát hiện ra trong áo có một cái túi ngầm, liền lấy các thứ bên trong ra. Ba người sáu con mắt vừa nhìn đã trợn tròn hết cả lên, Nhạc Dương không nhịn nổi ngoảnh đầu lại liếc Đường Mẫn một cái, chỉ thấy Đường Mẫn vẫn đang tha thiết nhìn Trác Mộc Cường Ba như không còn biết mình đang ở nơi nào. Trong túi ngầm có bốn món vật nhỏ thứ đầu tiên là một thanh kiếm chữ thập bằng đồng mạ vàng, to cỡ bàn tay. Đó là tín vật gia truyền đức nhân lão ra đưa cho Trác Mộc Cường ba lúc gã mới tham gia nhóm huấn luyện đặc biệt. Ngoại trừ giáo sư Phương Tân, những người khác đều chưa thấy bao giờ. Món thứ hai là một viên đá hình ô dài có hoa văn đen trắng. Giáo sư Phương Tân nhận ra thứ này gọi là thiên châu, tín vật có giá trị cao vô thượng trong lòng người dân tộc tạc, mức độ chân quý được xác định dựa vào số lượng hoa văn giống như con mắt của nó, nếu có chín mắt thì gọi là cữu nhãn thạch, đã là tương đối quý giá rồi, thế mà cái thiên châu này lại khác tới 18 con mắt, chính giữa còn có hình một chiếc bảo bình. Chỉ cần liếc qua số lượng mắt giáo sư Phương Tân cũng biết ngay đây tuyệt đối không phải thiên châu bình thường, nhưng là loại gì thì ông cũng không biết. Đây có lẽ là một trong những bí mật ít ỏi của Trác Mộc Cường ba cũng nên. Vật thứ ba là chiếc sáo xương mà ba anh em sói xám ở khả khả Tây Lý tặng Trác Mộc Cường ba. Trương Lập cũng không ngờ cường ba thiếu ra lại coi trọng tình bạn với ba anh em nhà sói xám đó đến thế. Nhưng thứ khiến mọi người tròn mắt chính là món cuối cùng, và cũng chính là cái cớ để nhạc dương phải ngoảnh đầu lại nhìn đường mẫn. Đó là một tấm ảnh nhỏ bằng lóng tay, đã hơi ngả vàng, chụp một cô bé xinh xắn như thiên sứ đang nhoẻn miệng mỉm cười ngây thơ, đôi lông mày, đôi mắt ấy, rõ ràng chính là một cô đường mẫn nhỏ. Trương Lập len lén đưa mắt nhìn đường mẫn, hạ giọng thì thầm, Thật không ngờ cường ba thiếu gia yêu mẫn mẫn đến tận xương tủy rồi, cả ảnh hồi nhỏ của người ta cũng giấu áp vào ngực. "Cha, xem ra Thạch Quan em mờ nương nương hai của chúng ta." Nhạc Dương cũng thì thào đáp lại, "Không phải chỉ đơn giản là ăn vào xương tủy thôi đâu, tôi thấy là yêu đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi đấy." Người lớn sống sờ sờ ra trước mắt, tại sao lại phải giữ một tấm ảnh hồi nhỏ của người ta làm gì chứ? Giáo sư Phương Tân đột nhiên thấp giọng nói, "Không, không phải, đây không phải là ảnh của Mẫn Mẫn." Trương Lập và Nhạc Dương đều ý một tiếng. Giáo sư Phương Tân giải thích, nhìn công nghệ cắt diềm hoa này mà xem, còn cả mức độ cũ kỹ của bức ảnh này nữa. Hai cậu xem, bức ảnh này ít nhất cũng phải chụp từ 20 năm trước, lúc ấy mẫn mẫn còn chưa ra đời cơ đó. Trương Lập kinh ngạc kêu lên khe khẽ, cha, vậy là ai nhỉ? Tâm tình giáo sư Phương Tân trong thoáng chốc như chịu xuống, ông thì thào nói, tôi biết rồi, đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong lòng cường ba đó. Sự việc này, e cũng là nỗi đau lớn nhất của gia đình họ, xưa nay chưa từng được nói ra với người ngoài bao giờ, tôi cũng chỉ biết được loáng thoáng qua những câu chuyện thường ngày thôi. Cường ba, cậu ấy vốn còn một em gái nhỏ hơn mình mười mấy tuổi. Giáo sư Phương Tân khẽ thở dài, Trương Lập và Nhạc Dương ghé sát đầu lại, chỉ nghe giọng giáo sư Phương Tân vo ve như tiếng mũi kêu, khi em gái cậu ấy còn rất nhỏ, Cường ba dẫn em gái ra ngoài chơi, không ngờ để người ta bắt cóc mất. Mở mắt chân chân nhìn em gái mình bị người ta cướp đi ngay bên cạnh, vết thương lòng ấy chỉ sợ cả đời này cũng khó mà liền được. Nhạc Dương Lý Nhí nói, sao lại thế chứ? Giáo sư Phương Tân nói, hình như vì bộ ninh mã cổ kinh của gia tộc họ. Đức nhân lão gia cũng thật kiên quyết, ngày thứ hai sau khi nhận được yêu cầu của bọn bắt cóc đã tuyên bố rằng sẽ hiến tặng bộ kinh cho nhà nước. Hình như kể từ hôm đó trở đi, hai cha con họ mười mấy năm trời không nói với nhau một câu nào thì phải. Trương Lập thở dài nói, người vốn không có tội, chỉ có tội mang của báu trong mình, hà giáo sư Phương Tân như sực tỉnh ra, nói, lạ thật, tại sao tôi lại nói những chuyện này với hai cậu nhỉ? Nhớ kỹ đấy, chuyện này Cường Ba không muốn nhắc lại, các cậu không được nói với bất cứ ai, đến đây là chấm dứt, coi như chưa từng nghe thấy, ok. Trương Lập, Nhạc Dương vội vàng cam đoan, một người nói hiểu rồi, hiểu rồi, một người nói đã hiểu, đã hiểu. Nhạc Dương ngoảnh đầu lại nhìn đường mẫn và chắc một Cường Ba, thầm nhủ, thì ra là thế, vậy thì không khó lý giải tình yêu của cường ba thiếu gia với cô mẫn mẫn nữa rồi không ngờ trong ấy lại bao hàm ba tầng tình ái vì cách biệt tuổi tác nên có tình yêu giữa cha và con gái vì hấp dẫn lẫn nhau nên nảy sinh tình cảm lứa đôi đồng thời lại vì ký ức đau thương lại còn thêm tình yêu của anh trai dành cho em gái nữa trời đất chẳng trách cường ba thiếu gia lại yêu cô mẫn mẫn đến hồ đồ lung tung xà bần lên như vậy đường mẫn đột nhiên reo lên tỉnh rồi anh ấy tỉnh rồi mấy người vội chạy tới bên cạnh trác mộc cường ba gã mở mắt ra nói tôi tôi vẫn sống à cùng lúc đó lạt ma á la dẫn theo đa cắt trở lại gian đại điện có bức tượng đức xoa ca long vương bức tượng nộ tướng uy nghi sừng sướng đó khiến gian đại điện trống không trông hơi lạnh lẽo đến trước cánh cửa sang gian sảnh ở mé bên chỉ thấy các chữ vạn bay mù trời khi nãy đã cắm trở lại vách tường một vài chiếc do bắn chúng người nên đổi quỹ đạo rơi tản mát trên hai bên bệ cao trong sảnh lạt ma á la quan sát những tấm đá lát sàn viết chữ phạt và cả hai bức tường hai bên ngẫm nghĩ liệu có phải dẫm lên sàn sẽ làm cơ quan phát động nhưng đa cắt rõ ràng đã cùng mọi người chạy ra một lượt thứ tự bước chân cũng không có gì sai cơ mà xung quanh không có xác chết nào nghĩa là gian sảnh điện này từ lúc bị bịt kín đến giờ chưa từng có người lai vãng chi tiết này cũng gợi lên một nghi vấn không nhỏ loại trừ đi tiền lệ có thể tham khảo lạt ma á la lại hỏi đa cắt lần nữa lần đầu tiên cậu đến đây vừa bước qua cánh cửa này lập tức đã có rất nhiều chữ vạn từ trong bay ra phải không sau đó khi vào đến căn phòng bên trong cơ quan lại tự động ngắt đi lúc đi ra cũng không phát động nữa đa cắt nghe xong gật đầu lia lịa lạt ma á la lại nói lần thứ hai vào đây cơ quan cũng không hề khởi động lúc ra mới có rốt cuộc là chuyện gì đây nhỉ lần thứ hai cũng là do cậu dẫn đường đi đúng không đa cắt lắc đầu nói không là thánh sứ đại nhân đi trước dẫn đường Lạt Ma Á La trao mày lên nói, sao lại thế được? Ừm, thử lại lần nữa xem sao. A, à, đa cắt nuốt nước bọt, làm vẻ khó khăn ngước nhìn Lạt Ma Á La. Ông liền nói, không cần lo lắng, ta đi thử trước xem sao. Lạt Ma Á La dẫm lên sàn nhà, quả nhiên mấy bước đầu tiên đều hoàn toàn bình thường. Đúng lúc Lạt Ma Á La cho rằng mình có thể an toàn đi qua gian sảnh mé bên này, thì đến giữa sảnh đột nhiên phiến đá dưới chân thụt xuống. Lạt Ma Á La tùy cơ ứng biến tay phải ấn lên bệ cao bên phải, lúc này các tấm đá lát sàn đã tách hết cả ra, toàn bộ lối đi biến thành một cái hào sâu 10 mét, dài 20 mét, dưới tua tủa trông nhọn cắm đầy xác chết. Lạt ma á là đang ở giữa gian sảnh, cách hai cánh cửa trước sau đều 10 mét, mà lối đi rộng ít nhất cũng khoảng 2 tới 3 mét, hai tay trái thẳng cũng không thể giữ thân thể kẹt lại phía trên, nếu không phải ông đã nhanh tay ấn lên bệ cao, e là một chút cơ hội sống sót cũng không có nữa. Lạt ma á là còn chưa hết kinh hãi, đã nghe cạch cạch mấy tiếng, biết ngay là không xong, lại thêm một cơ quan nữa đã khởi động, đồng thời ngón tay cũng cảm thấy có chấn động nhẹ nhẹ, vội vận sức ấn mạnh xuống, bật cả người lên cao, thân thể lơ lửng giữa không chung. Bàn tay vừa rời khỏi mép bệ đá, đã thấy bụi đất cuốn lên, hai bên mép bệ cao đâm thẳng lên một hàng đinh nhỏ, nếu tay vẫn còn bám trên mép bệ, lúc này e là đã bị thương rồi. Thế nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, đột nhiên hai bên bệ đá dịch chuyển, để lộ ra một hàng lỗ nhỏ, cái đó là vô số lưỡi giáo mang theo xích sắt bắn qua bắn lại vù vù. Cũng may là lực tay của lạt ma á la mạnh, thân hình vọt lên khá cao, bằng không đã bị bắn treo lơ lửng rồi. Vậy còn chưa hết, những chư vạn trên vách tường cũng bắt đầu bắn vọt ra, đất bụi bên trên lả tả rơi xuống, miếng ghép trần bằng đá mở ra, để lộ vô số ống đồng nhỏ như quản bút. Lạt ma á là thầm kinh hãi, đây không phải chính là ống phun xương hay sao? Hào sâu bên dưới lại vang lên một tiếng cạch, tất cả đầu trông đều thụt xuống một chút Lạt Ma Á La lập tức hồn phi phách tán. Tiếng động ấy có nghĩa là tất cả những mũi trông bên dưới sắp bắn vọt lên, lúc này ông Giang ở giữa không chung, không có chỗ nào mượn lực, cho dù thân thủ có giỏi đến mấy cũng nghĩ là con chim trong lồng mà thôi. Đồng thời lại có tiếng sạch sạch, hai cánh cửa phía trước phía sau không ngờ lại có một tấm ván đồng hạ xuống, Lạt Ma Á La có cảm giác mình như một con hổ bị nhốt trong chuồng. Vô số họng súng đang chĩa ra từ các chấn song sắt, song bản thân lại không thể phản kháng được gì. Đúng vào khoảnh khắc vạn niệm tiêu tán ấy, trong đầu ông đột nhiên lóe lên một tia sáng. Không, giờ vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng, vẫn còn Đa Cát, Đa Cát đang ở bên ngoài. Vị sư già nhìn rõ vị trí của Đa Cát, vung tay lên một cái, sợi dây liền bắn vọt ra. Đa Cát cũng không hổ là thợ săn ưu tú nhất của bộ tộc công bố, sớm đã trông thấy Lạt Ma Á La đang vùng vẫy cầu cứu bên trong gian sảnh mé bên ấy, chỉ tiếc lòng như lửa đốt mà không thể giúp gì được. Anh ta đứng yên ở cửa, Chính là vì biết nhất định có lúc vị đại sư kia cần đến mình. Giờ thấy vị Lạt Ma vung tay lên ném ra thứ gì đó, Đa cát liền biết ngay nhất định là thứ gì đó giống như dây thừng, vội đưa tay bắt lấy, chẳng ngờ sợi dây của Lạt Ma á la quá lợi hại, đã dễ dàng xuyên qua bàn tay Đa cát, cắm thẳng vào mặt sàn bằng đá mấy mét sau lưng. Đa cát bất chấp đau đớn, quấn một vòng dây quanh cánh tay, xoay người chạy thẳng một mạch, Lạt Ma á la ở bên trong liền như con diều trên dây, được anh ta kéo thẳng ra cửa. Dầm. Cánh cửa đồng hạ xuống, cả gian sảnh mé bên giờ đã hoàn toàn nằm trong vòng vây của các cơ quan. Lạt Ma Á là mình đầy thương tích nằm dưới đất, hai chân vừa sát bên ngoài cánh cửa đồng, một lúc sau vẫn chưa định thần lại được, tựa hồ như vừa từ một thế giới khác trở về, quả vậy, vừa nãy thật chẳng khác gì mới vòng qua cửa địa ngục một chuyến. Lạt Ma Á là đi tới giữa gian sảnh, cơ quan phát động, cho tới khi cánh cửa đồng hạ xuống, toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng chưa đầy 30 giây, nếu không nhờ vào sợi dây thường được chế tạo theo công nghệ mới nhất cùng với Đa Cát, lúc này chỉ e lạt ma Á La đã trở thành lạt ma lông nhím rồi. Cho dù là vậy, trên người ông vẫn bị các chữ vạn bay làm bị thương nhiều chỗ, trên vai còn bị hai chiếc vạn tự luân cắm thẳng vào, vừa nãy lúc Đa Cát kéo ông qua cửa đã bị gờ cửa chặn lại làm rơi mất. Lạt ma Á La ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, thầm nhủ, thì ra khi xông ra lần đầu tiên, căn bản chưa phải là toàn bộ các cơ quan đồng loạt phát động, bộ tổ hợp cơ quan này so với các cơ quan ở núi đi hẹp phía trước lợi hại hơn cả trăm lần, nơi này căn bản là không cho phép người nào đi qua cả. Lắp đặt cơ quan bẫy dập ở những nơi người ta không ngờ đến nhất, rồi lại đặt các cơ quan đáng sợ hơn gấp bội ở những nơi đối phương có thể nghĩ đến hỏng cầu sinh, càng về sau lại càng hung hiểm, chớp mắt đã đồng loạt phát động, không để lọt một kẽ hở. Thế nhưng, vừa nãy làm sao mọi người lại vào đó được? Lạt ma á là lật người bò dậy, thấy đa cát đang cẩn thận kéo sợi dây có mũi dao của ông ra khỏi lòng bàn tay, toàn thân ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn ông liền lấy thuốc tê dạng phun xương trong túi ra, vừa giúp đa cát rút dây, vừa hỏi, trên người cậu có những gì? Trên người cậu có thứ gì quý giá và có ý nghĩa đặc biệt không? Phải mất một lúc, đa cát mới hiểu được ý lạt ma á là nói gì, ngẩn ra dây lát, rồi dơ viên thất nhãn thạch nơi ngực lên, lẩm bẩm nói, thánh vật. Lạt ma á là nắm lấy viên mã não đa cát đeo trên cổ, thấp giọng nói, thiên châu, chẳng lẽ có liên quan đến nó? Ông lẩm nhẩm tụng niệm, rồi tháo chuỗi Phật Châu trên cổ đa cát xuống, để anh ta từ từ sợi dây ra, còn mình cầm chuỗi hạt tới trước cửa, cũng chưa có động tác gì, đột nhiên nghe cạch một tiếng, cách cửa đồng đã tự động nâng lên, ẩn vào trong khe trên cửa đá. Những hình chữ vạn bay chiếu chiếu qua lại trong phòng cũng không còn nữa, hai bên tường vách trần đều đã trở về nguyên trạng, còn sàn nhà tách ra làm đôi dưới chân cũng đang lại cạch trở về vị trí ban đầu, trông như một chiếc cầu treo vậy, gian sảnh đã trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, không còn nhận ra bất cứ biểu hiện gì khác thường nữa. Nhìn hai miếng kim loại dài chưa đến 10cm trên cửa, Lạt Ma Á La lẩm bẩm nói, ta hiểu rồi. Cánh cửa địa ngục. Khi Lạt Ma Á La và Đa Cát cùng lúc bị thương quay trở lại, chắc một cường ba đã tỉnh tháo, đang ngâm mình dưới nước trò chuyện với đường mẫn. Thứ cổ độc này đến nhanh mà đi cũng nhanh, giờ gã đã như chưa gặp phải chuyện gì vậy, chỉ có mực nước trong hồ đã lại rút đi thêm một chút nữa. Thấy Lạt Ma Á La khắp người toàn vết thương, Trương Lập và Nhạc Dương đều kinh hoàng thốt lên, đại sư, ông bị thương không nhẹ đâu. Lạt ma á la không để ý tới hai người, bảo đường mẫn giúp đa cắt xử lý sát trùng vết thương ở tay, đoạn ngoảnh đầu lại nhìn chắc mộc cường ba, thấy ở môi ở mũi xuất hiện một vệt xanh lục mờ mờ, không khỏi kinh hãi trong lòng, lẽ nào đã trúng phải rồi. Việc này, phải làm sao bây giờ? Hy vọng người trong thôn công bố biết cách giải trừ, nhưng ông cũng không dám mạo muội hỏi ngay, mà chỉ cầm thiên châu dơ lên hỏi gã, trên người cậu có thứ nào giống món đồ này không? Trác Mộc Cường ba ngây người, hả? Viên thất nhãn thiên châu này không phải của Đa Cát à? Tại sao đại sư lại đột nhiên hỏi chuyện này? Nhạc Dương đã nhanh miệng đáp lời, ô, thiên châu của Cường ba thiếu ra to hơn cái này một chút. Giọng Trác Mộc Cường ba lập tức biến đổi, gắt lên, mấy người. Mấy người đã xem đồ của tôi hả? Nhạc Dương le le đầu lưỡi, không dám nói gì thêm. Lạt ma á la nói, vậy tức là có rồi. Trác Mộc Cường ba đành thừa nhận, phải, có một cái, đó là truyền thống của gia tộc chúng tôi, từ nhỏ đã đeo rồi, là con gái thì được truyền cho một viên thiên châu, còn là con trai thì được một thanh kiếm đồng nhỏ. Nói tới đây, gã như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, im lặng không thốt thêm tiếng nào nữa, thần sắc đượm vẻ bi thương. Ba người giáo sư Phương Tân, Nhạc Dương, Trương Lập giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Lạt Ma Á La nói, tôi có thể xem được không? Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu nhìn Trương Lập gã biết thứ mà nhạc dương đã trông thấy thì anh chàng này cũng không thể thiếu phần. Trương Lập vội lấy thiên châu ra, đồng thời cười gượng gạo giải thích, chúng tôi muốn giặt sạch quần áo cho anh nên mới sắp xếp lại những thứ quan trọng trong đó, tuyệt đối không có ý xem trộm đâu. a à, đây là... Tiếng kêu kinh ngạc ấy đồng thời phát ra từ miệng lạt ma á la và giáo sư Phương Tân, kế đó đa cắt đếm lên thành tiếng 10, 11, 12, 17, 18, thập bát nhãn thạch, Đến cả trưởng lão cũng chưa từng nhìn thấy thánh thạch này bao giờ đâu. Trương Lập và Nhạc Dương lại đồng thời ngẫm nghĩ, nói không chừng đây chính là nguyên nhân các vị trưởng lão xác nhận cường ba thiếu gia là thánh sứ cũng nên. Nghe nói thiên châu này ở Tây Tạng chỗ nào cũng có bán, tên bên kia có khi đã mua một viên nên mới giả mạo làm thánh sứ được một lần. Sau tiếng kêu kinh ngạc, Lạt Ma Á La không nói gì, chỉ ngoảnh đầu sang phía khác. Ông không muốn để người khác nhìn thấy những giọt lệ xúc động đang trào lên nơi khóe mắt trong lòng vị sư già như có một tiếng nói đang gào thét cường ba thiếu gia à cậu có biết đây chính là vật tượng trưng trí cao vô thượng hay không thập bát nhãn bảo bình thiên châu thập bát chính là thập bát trùng thiên của đức ma hê thủ la bảo bình là vật chứa đựng mọi điều thanh tịnh của đại thiên thế giới có bảo bình ánh sáng trói người ánh sáng trói người đó lạt ma á là cố nén cảm giác xúc động quay đầu lại bình thản nói cơ quan vừa nãy chính là do viên thiên châu này khởi động mọi người liền hỏi rốt cuộc là thế nào Lạt Ma Á là giờ mới giải thích, theo suy đoán của ta, trên hai cánh cửa gian sảnh mé bên đó, có một thứ cảm ứng được thiên châu. Nguyên lý cụ thể ra sao thì ta không được rõ lắm, nhưng khi đa cát vào lần đầu tiên, thiết bị cảm ứng nhận ra được thiên châu, cho là hậu nhân đến lấy đồ của mình, thế nên đã khởi động vạn tự luân để khảo nghiệm. nếu không qua được khảo nghiệm này, thì không đủ tư cách lấy được viên hồng ngọc. Khi cường ba thiếu ra lần thứ hai bước vào bước vào gian sảnh đó, thiết bị cảm ứng ở cánh cửa phía trước đã nhận ra rồi, khi chúng ta rời khỏi đó, thiết bị cảm ứng trên cánh cửa thứ hai lại bắt được tín hiệu thiên châu trên người đa cát. Vì vậy cơ quan chúng ta gặp phải lúc rời khỏi đó, thực ra không phải là cơ quan để dồn chúng ta vào chỗ chết, mà chỉ là một hình phạt nho nhỏ, ý là sau khi lấy viên trích huyết hồng thạch kia thì không nên quay lại, chớ tham lam quá đáng. Đây chính là điều mà những người xây dựng nên nơi này muốn nói với chúng ta. Mọi người thảy đều xôn xao bàn tán, trong đó Trương Lập và Nhạc Dương là to mồm nhất. Trương Lập nói, không phải chứ, trừng phạt cũng không cần bắt người ta phải liều mạng thế chứ. Nhạc Dương cũng lên tiếng, cơ quan ấy rõ là muốn lấy mạng người ta còn gì. Cường ba thiếu ra ra nông nỗi này, còn không phải dồn chúng ta vào chỗ chết rồi ư. Lạt ma á la để họ nói hết, mới điềm đạm kể lại toàn bộ quá trình thử cơ quan vừa nãy, làm ai nấy đều trợn mắt há hốc miệng ra. Không tin ư, đa cát ở bên cạnh vừa gật đầu lại vừa khoa chân múa tay, ánh mắt vẫn còn tràn ngập vẻ kinh khiếp. Cuối cùng, lạt ma á la nói vì vậy chuyện này cũng coi như là ý trời nếu chúng ta không có thiên châu căn bản là không thể bước vào gian phòng hình tròn chứ đừng nói gì đến chuyện có ra khỏi đó được hay không trác mộc cường ba cử động tay chân hỏi tôi có thể đứng dậy được chưa nói đoạn lại đưa mắt nhìn đường mẫn làm cô đỏ bừng mặt lạt ma á la nói được rồi kiếm cho cậu ấy bộ quần áo còn đống này thì ném xuống nước ngâm giặt rồi cất cẩn thận mang trở về đốt đi Đa Cát đã xử lý xong vết thương, cung kính đến trước mặt Trác Mộc Cường Ba, cúi đầu nói, thật không ngờ, Đa Cát Điệt bất lại được Thánh Sứ Đại Nhân cứu mạng lần nữa. Kể từ hôm nay, tính mạng này của Đa Cát chính là của Thánh Sứ Đại Nhân, Đa Cát sẽ đi theo Thánh Sứ Đại Nhân đi khắp Đại Thiên Thế Giới. Cho dù Đa Cát phải xuống địa ngục A Tỳ, chịu đủ 18 nỗi khổ đau cũng phải bảo vệ Đại Nhân được bình an. Trác Mộc Cường Ba nhìn anh chàng nhỏ con cao chưa đến ngực mình đang nghiêm túc thề sẽ bảo vệ gã đến cùng, không khỏi thương hại đưa tay vuốt lên đầu Đa Cát. Đa Cát tỏ ra hết sức mừng rỡ, được thánh sứ đặt tay lên đầu ban phúc là vinh dự cực cao đối với người công bố bọn họ. Thân hình chắc một cường ba cao lớn vạm vỡ, muốn tìm một bộ quần áo thích hợp không hề dễ dàng, Đa Cát liền cởi chiếc áo phổ lỗ trên người cho gã khoác bên trên rồi lại dùng tấm phướn sửa lại một chút, quấn quanh hông như cái tạp dề. Trương Lập đang chuẩn bị ném đống quần áo cũ của gã xuống nước, đột nhiên có tiếng động lạ vọng tới, Tựa hồ như cả khu hoang phế dưới lòng đất này đang rung lên, đồng thời nước trong hồ cũng đột nhiên biến mất, đá vụn rơi xuống là tả như mưa. Trương Lập, Trác Mộc Cường Ba vội hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Đường Mẫn ôm chặt Trác Mộc Cường Ba nói, mau rời khỏi đây thôi. Giáo sư Phương Tân nói, chỗ này sắp sập rồi à? Lạt Ma Á La cũng kêu lên, chuyện gì vậy? Nhạc Dương kêu lên, có phải chỗ giáo quan đã xảy ra chuyện gì không? Kế đó liền thử liên lạc nhưng không có hồi âm, mãi lâu sau mới có tín hiệu màu da cam nhấp nháy, nghĩa là bên kia đang bận, không có thời gian liên lạc. Chỉ có đa cát không bị cơn chấn động làm kinh hoàng, đang thò tay xuống hồ kiểm tra, phát hiện nước hồ quả nhiên không còn một giọt, cuối cùng mới hướng về phía tây quỷ bái. Mọi người hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đa cát nói, át ca chỉ xưa nay chưa từng cạn nước. Cửa mở rồi, cửa mở rồi, nạp bạc thác cạn khô rồi, vì vậy nước trong át ca chỉ mới chảy hết cửa đã bị mở ra rồi. Rốt cuộc là thế nào? Nói kỹ hơn nữa đi, nhưng Đa Cát đã bắt đầu tụng niệm một bài kinh văn của bộ tộc công bố, không nói thêm câu nào nữa. Lạt Ma Á là biết rõ quy tắc khi niệm chú, ra hiệu cho mọi người không được quấy dày. Cơn chấn động này không đến nỗi dữ dội lắm, cả quần thể kiến trúc ngầm dưới lòng đất này dường như không có vẻ gì là muốn sụp đổ. Mọi người liền lặng lẽ chờ đợi bên bờ hồ, chấn động không ngừng, bên ngoài tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, mãi nửa tiếng đồng hồ sau mới từ từ tan biến, đồng thời đa cát cũng ngưng tụng niệm. Lúc này, những người khác đã thu dọn xong quần áo khí giới, đeo sẵn ba lô, chỉ chờ đa cát xong là cùng rời đi. Trương lập lại hỏi thêm lần nữa. Đa cát nói, trong làng chúng tôi có truyền thuyết kể rằng, một khi cánh cửa sinh mệnh bị đóng, toàn bộ nước trong hồ nạp bạc thác sẽ khô kiệt. Chỉ cần trong hồ nạp bạc thác còn một giọt nước, thì giọt nước ấy nhất định ở trong át ca trì, nhưng giờ trong đó không còn một giọt nước nào, đã chảy hết cả rồi. Nhạc Dương nói, không phải chứ, vừa mới nói là cửa mở rồi, giờ lại bảo cửa đóng rồi, rốt cuộc là cửa đóng hay là cửa mở đây? Đa Cát đột nhiên nói, theo tôi, mọi người đi theo tôi. Kế đó liền dẫn mọi người chui xuống đường ống thoát nước bên dưới, lanh quanh trong đó một lúc thì đến một ngõ cụt. Trương Lập nói, hết đường rồi. Đa Cát nói, ở đó có cánh cửa, trước đây thì bất kể thế nào cũng không đẩy ra được, bây giờ Mọi người hãy đẩy cánh cửa đó ra đi. Trương Lập đẩy cửa, trong đường ống thoát nước vốn chỉ có ánh sáng lờ mờ từ mũ phát sáng, cánh cửa vừa mở ra, đột nhiên có ánh mặt trời bên ngoài chiếu thẳng vào, nhất thời không ai mở mắt ra được. Đợi khi thị lực khôi phục, Trương Lập mới kêu toáng lên, "A, đúng là khô cạn thật rồi. Nước hồ cạn thật rồi." Mọi người đứng dồn lại ở cửa ra, phát hiện hệ thống thoát nước này được thiết kế dưới đáy hồ. Những giọt nước nơi cửa ra rỏ xuống tong tỏng, bên ngoài đáy hồ cạn vô số cá các loại rẫy đành đạch trong đống bùn, vùng vẫy cầu sinh. Trời xanh mây trắng vẫn bình yên che phủ ngọn núi phía xa. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, một hồ nước lớn như thế không ngờ đã biến thành một đầm bùn cạn, thật biến thái đến mức người ta khó có thể nào chấp nhận được. Giáo sư Phương Tân nhìn cánh cửa bị đẩy ra nói, ô, cánh cửa này mượn sức nước ép xuống, chỉ có thể đẩy từ bên trong, lúc nước hồ còn đầy, đương nhiên là không thể nào mở được rồi. Đa cát sải chân bước ra, dẫm trong lớp bùn đóng dưới đáy hồ, ngập đến đầu gối, khẽ lầm bẩm hát, cánh cửa sinh mệnh đã khép lại, cánh cửa địa ngục sẽ mở ra, cánh cửa địa ngục đã mở ra, các sứ giả dũng cảm phải lên đường. Họ băng qua minh hà, vượt qua hoang mạc, lội qua đầm lầy có vô số trùng độc, trải qua tất cả gian nan khổ nạn, đến được thánh điện trên trời, tiên cảnh trốn nhân gian. Hương ba la, đa cắt ngoảnh đầu lại, đây chính là bài ca giao người làng chúng tôi hay hát, cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, là do các vị trưởng lão dạy cho đấy. Cánh cửa địa ngục, hương ba la, khi những từ ngữ quen thuộc ấy một lần nữa bên tai mọi người, tinh thần ai nấy đều phấn chấn hẳn lên. Đây mới là lần thứ hai chắc Mộc Cường ba nghe nhắc đến cánh cửa địa ngục, song theo những gì gã biết, hình như nó mở ra con đường xuyên dãy Himalaya. Thật không ngờ, ở nơi xa xăm hẻo lánh như mặc thoát này lại được nghe truyền thuyết về cánh cửa địa ngục. trác Mộc Cường ba hỏi, cậu biết cánh cửa địa ngục ở đâu không? Đa cắt gật đầu, đương nhiên, anh ta chỉ về ngọn núi phía xa, nói, Cánh cửa địa ngục ở phía tây cánh cửa sinh mệnh, vốn cũng là một trong ba thánh địa người công bố chúng tôi bảo vệ, nhưng vì ở đó thực sự chẳng có gì cả, nên về sau đã bỏ qua. "Hả?" Trương Lập Nghi hoặc nói, "Ngọn núi ấy hả, xem ra cũng không xa lắm phải không?" "Cánh cửa địa ngục thật sự ở đó chứ?" Trác Mộc Cường ba lại hỏi, "Không có gì cả, đây là ý gì?" Đa Cắt đáp, "Mọi người nhìn thì biết ngay, đúng là không có gì cả, chỗ ấy chính là ứng khắp bố tạng bố." Đường Mẫn nói: cái tên ứng gì gì đó này hình như rất quen, trước đây đã nghe nói đến rồi thì phải. Lạt Ma Á La nói, là tên gọi cổ của sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Na Thâm đã từng nhắc đến rồi. Nhạc Dương chỉ ra phía xa nói, nhìn kia, giáo quan, giáo quan đang ở ngoài kia. Chỉ thấy Lữ Cánh Nam và Ba tang đang bước trên đáy hồ cạn, dường như đang tìm kiếm gì đó. Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba liền chạy lại chỗ họ. Khi tới gần, bọn Trác Mộc Cường Ba đều không khỏi thầm kinh hãi mặt mũi chân tay ba tang chi chít vết thương, từ chán tới mũi hóa thành xanh đen. Cả lữ cánh nam cũng đầu tóc rối bù, hơi có vẻ tiểu tụy. Trương Lập chào một tiếng, nói, ô, giáo quan, anh ba tang, chúng tôi ở đây, chúng tôi đến đây. Lữ cánh nam nói, ừm, um, mọi người cũng phát hiện ra lối ra ngầm bên dưới ư. Nhạc Dương nói, làm sao mà ra nông nỗi này vậy anh ba tang. Ba tang lạnh lùng nói, cửu tử nhất sinh. Đám người chắc Mộc Cường Ba đã quen với tính cách của Ba tang biết rằng để anh ta phải thốt ra bốn chữ này, quả là họ đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm rồi. Ba tang lại bổ sung thêm một câu, mấy người cũng vậy hả? Mọi người nghe hỏi mới sực nhớ ra, bản thân mình cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, đặc biệt là chắc Mộc Cường Ba đang mặc một bộ đồ kỳ quái và lạt ma á la bị thương khắp mình mẩy. Trương Lập gật đầu nói, chật, cơ quan ở đây lợi hại hơn lúc huấn luyện nhiều, suýt chút nữa là không ra được rồi. À phải, anh ba tang rốt cuộc là chuyện gì vậy có phải hai người đã chạm phải cơ quan không hồ nước này sao lại đột nhiên cạn kiệt thế ba tang gật gật đầu lữ cánh nam lạnh lùng nói cơ quan chẳng có gì lợi hại quan trọng là các cậu có nghĩ đến những điều cổ nhân nghĩ hay không tất cả đều là người được huấn luyện chuyên môn một chút cơ quan này mà còn không đối phó nổi hay sao hử người này là ai trác mộc cường ba đáp đây là đa cát đa cát của làng công bố anh ta bị bọn tên bên kia nhốt trong hồ nước ngầm được chúng tôi cứu ra. Phải rồi, Đa Cát biết rất nhiều chuyện liên quan đến nơi này, còn cả cánh cửa địa ngục nữa, phải không Đa Cát? Đa Cát ngẩng cao đầu, hỏi ngược lại Trác Mộc Cường Ba, Thánh Sứ Đại Nhân, người đàn bà này là ai? Trác Mộc Cường Ba lại giới thiệu Lữ Cánh Nam với Đa Cát, cô ấy là giáo quan của chúng tôi, cũng là người phụ trách hành động lần này. Giải thích một lượt, để Đa Cát biết người phụ trách là gì, Xong anh ta vẫn không thể nào hiểu nổi. Trong thế giới của anh ta, Phụ nữ chỉ phụ trách sinh con và lo liệu việc nhà, làm gì có lý nào cả một đám người lại nghe hiệu lệnh của một người đàn bà. Trác Mộc Cường ba bất đắc dĩ phải dùng thân phận thánh sứ đại nhân, hỏi lại câu hỏi lứ cánh nam muốn hỏi một lần, Đa Cát mới miễn cưỡng trả lời, song vẫn không ngớt lẩm bẩm, ở chỗ chúng tôi, đàn bà như thế chắc chắn chẳng ai thèm đâu. Đàn ông nói chuyện, đàn bà sao có thể chó miệng vào chứ, lại còn đòi có ý kiến nữa, đúng là không được. Làm lứ cánh nam tức đến lỗ mũi xịt khói chỉ muốn mổ bụng moi tim anh ta ra ngay tại chỗ trong khi lữ cánh nam hỏi Cát mấy người bọn trương lập cũng cật vấn ba tang rốt cuộc đã chạm phải cơ quan gì lợi hại thế nào ba tang nói vắn tắt một lượt chỉ vậy cũng đủ biết mức độ kinh hồn bạt vía không hề thua kém những gì họ đã trải qua nghe xong chuyện của ba tang nhạc dương nói vậy thì nước hồ rốt cuộc đã chảy đi đâu rồi nhỉ ba tang dẫm chân nói ở bên dưới vẫn ở bên dưới trương lập ngạc nhiên thốt lên ba tang gật gật đầu ừm giáo quan có nói hệ thống nước ngầm trên cao nguyên này lúc nào cũng là vấn đề các nhà khoa học muốn nghiên cứu cho tận tường kết cấu địa chất vùng này cực kỳ phức tạp ước chừng có rất nhiều hang đá vôi và sông ngầm giải cao nguyên thanh tạng này có rất nhiều truyền thuyết nói rằng biển một đêm đã khô cạn mà lại được chứng thực khá nhiều lần nữa tất cả đều do các dòng sông ngầm đột nhiên liên thông rồi nước hồ theo đó mà chảy đi tôi và giáo quan vừa nãy chính là đang tìm xem có lối thông nào bị mở ra hay không Đường Mẫn nói: "Có thấy gì không ạ?" À? Ba Tang lắc đầu nói: "Cái hồ này vốn không lớn lắm, chắc chỉ khoảng 10 km vuông, chúng tôi đi hết một vòng cũng không có phát hiện gì." Giáo Quan nói: "Có thể sau khi nước hồ rút cạn, đất bùn dưới đáy hồ đã lại bịt miệng lối thông ấy lại rồi, nên chúng tôi mới không tìm được." Giáo sư Phương Tân dùng ống kính quay một vòng, chỉ thấy hai hòn đảo nhỏ kia đã thành hai ngọn núi đứng sừng sững, núi non quanh đó cũng cao lớn sừng sững hơn rất nhiều. Lữ cánh nam nghe Đa Cát nói xong, liền dặn dò, đi thôi, ở đây không còn thông tin gì chúng ta cần nữa rồi, lên bờ rồi tính sau. Bùn lắng dưới đáy hồ chỗ sâu chỗ nông, chỗ nông chưa tới mắt cá chân, chỗ sâu thì ngập lút cả chân, bước đi vô cùng khó khăn, song họ cũng không còn đường nào khác nữa cả. Trác Mộc Cường Ba để ý thấy hai người Lữ Cánh Nam và Lạt Ma Á là bước đi trong đầm bùn mà bùn đất không lúc nào ngập quá mở u bàn chân, trong lòng lấy làm ngưỡng mộ, thầm nghĩ đây chính là thành quả của mật tu rồi, có cơ hội, mình nhất định phải luyện tập mới được. Lên đến bờ, thấy đấy hồ bùn đầy bùn lắng, cá giấy đành đạch khắp nơi, thật khác một trời một vực với khi nãy, trong lòng mọi người đều dâng lên một cảm giác khó tả. Lữ cánh nam ngước mắt nhìn bầu trời, nhìn ngọn núi xa xa, sau đó hỏi, đi từ đây, cần bao nhiêu lâu mới đến được cánh cửa địa ngục. Đa cát coi như không nghe thấy, chắc một cường ba đành phải lặp lại một lượt, đa cát mới nói, từ làng của chúng tôi, thời gian cần để đến cánh cửa sinh mệnh và cánh cửa địa ngục là như nhau, nếu trực tiếp từ cánh cửa sinh mệnh đến cánh cửa địa ngục. Nhìn mọi người đều khỏe mạnh thế này, chắc chỉ cần 4 tiếng đồng hồ là tới được, có điều, nếu mang theo đàn bà, chỉ sợ là. Lữ Cánh Nam ngắt lời, "Biết rồi, giờ trời đã tối muộn, chúng ta trở về thôn công bố trước, sáng sớm mai sẽ tới cánh cửa địa ngục xem thử, sau đó đi thẳng đến cổ cách. Giờ đã biết lộ tuyến của đối phương, chúng ta phải nhanh lên mới được." Nói đoạn, cô lấy điện thoại di động ra, quả nhiên không có tín hiệu vậy là cô lại lấy một bộ máy truyền tin đặc chế và thiết bị tiếp nhận tín hiệu vệ tinh cỡ nhỏ, bắt đầu liên lạc với thế giới bên ngoài. Trương Lập tò mò hỏi, Đa Cát, sao anh biết nhiều chuyện thế? Không phải là đang gạt chúng tôi đấy chứ? Đa Cát tỏ ý không hài lòng nói, sao tôi lại không biết được? Tôi là thợ săn giỏi nhất trong làng, tương lai sẽ kế thừa chức vị trưởng lão, những chuyện này các trưởng lão tự nhiên phải nói cho tôi rồi, tôi còn biết nhiều hơn na thâm nữa đấy mọi người muốn đi đến chỗ tượng hùng vương triều thật đấy à? Nhạc Dương nói, đương nhiên, không phải một thánh sứ khác cũng đã đi rồi hay sao, chúng tôi cũng phải đến đó. Đa Cát nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt thành khẩn, tôi cũng muốn đi. Trác Mộc Cường Ba nói, anh, Đa Cát gật đầu, dù sao chúng tôi cũng là những người đời đời bảo vệ thánh địa, làm sao có thể cả thánh địa như thế nào cũng chưa từng thấy cho được. Tôi cảm thấy hết sức bất mãn trước cách làm của các vị trưởng lão trong làng, nếu 100 năm trước có đa cát này, tuyệt đối sẽ không chấp nhận để người ngoài sông vào thánh địa mà chỉ nhìn thôi không làm gì đâu. Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi dây lát, rồi chỉ Lữ Cánh Nam nói, vậy cậu đi hỏi giáo quan, cô ấy nói được là được. Đa cát ngạc nhiên, cô ta, không, tôi chỉ cần thánh sứ đại nhân đồng ý là được rồi. Sự cố của Đa Cát làm Trác Mộc Cường ba lấy làm khó xử, nếu để Lữ Cánh Nam nghe thấy Đa Cát nói vậy, thì thật không biết là như thế nào nữa. Đang định giải thích, Lữ Cánh Nam đã nói, đi thôi, chúng ta về thôn công bố, trực thăng cần thời gian điều phối, ít nhất cũng phải sớm mai mới tới đây được. Trường Lập bắt ngay chỗ sơ hở của Lữ Cánh Nam, nói, giáo quan. Không phải nói dùng trực thăng rất nguy hiểm à, tại sao lần này lại sử dụng vậy? Một bản tôn ở đây là dụng ngữ của mật giáo, chỉ các vị thần Phật, chẳng hạn như quan thế âm Bồ Tát, văn thủ Bồ Tát. Hai trong chuyện sở lưu hương của cổ Long, Thạch Quan M là một người đàn bà rất mạnh mẽ và độc ác. Trác Mộc Cường ba vốn vẫn đinh ninh rằng sói tuyết cao nguyên không hề có mối liên hệ trực tiếp nào với chiến ngao, mà gã cũng chưa bao giờ thấy một bức vẽ thế này. Gã vươn tay ra, ngón tay tưởng chứng như chạm được vào bộ lông mềm mượt và các cơ bắp căng cứng. Lữ cánh nam điềm tĩnh giải thích, khu vực cổ cách qua địa hình thổ lâm, nơi ấy ngoài các đụn đất ra thì toàn là bình địa, tầm nhìn của trực thăng rất rộng, cho dù bên dưới có phục binh cũng vẫn tránh được, không giống như mặc thoát nhiều rừng cây, rất dễ bị phục kích. Hơn nữa, chúng ta đã biết đích đến của bọn tên Ben kia rồi, nhất thiết phải tranh cướp thời gian với chúng. Theo như Đa Cát nói, bọn chúng muốn đến hang đá có tượng Phật ở cổ cách ít nhất phải mất thời gian 2 ngày, mà muốn mở cơ quan Phật, lấy được con mắt màu bạc cũng phải mất thêm một ngày, chúng ta vừa hay bù lại được 3 ngày thời gian sai lệch. Khi đến đảo huyền không tự bọn người ấy còn bị nhiều cơ quan cạm bẫy cản đường, không thể tiến lên nhanh được, vậy nên chúng ta sẽ có cơ hội bắt kịp chúng thôi. Nhạc dương huyết sáo một tiếng, ối cha cha, vậy chẳng phải là muốn đại khai sát giới hay sao? Lữ cánh nam gật đầu, ừm, biết được sĩ số và các vũ khí trang bị của bọn chúng rồi, chúng ta cũng cần chỉnh đốn lại vũ khí trong tay một chút, ngày mai sẽ nhất loạt vận chuyển đến đây luôn thể. Tất nhiên, có thể không giao chiến là tốt nhất, dù sao thì trong chỗ đó cũng toàn là di tích cổ đại, đi thôi nào. Ba tang, thời tiết ngày mai thế nào? Ba tang đáp gọn lòn, tốt. Trác Mộc Cường ba chợt lên tiếng, phải rồi, đa cát, tôi muốn gặp trưởng lão của các cậu. Đa Cát vừa bước đi vừa nói, trưởng lão hả, ba lão giả ấy cố chấp lắm, nhưng mà, để tôi nghĩ cách đã. Trên đường, mọi người vây lấy Đa Cát hỏi han không ngớt. Vì nể mặt thánh sứ đại nhân, Đa Cát đem hết tất cả những gì mình biết ra nói hết sức tường tận, đến lúc ấy mọi người mới hiểu được đại khái sự tình, theo quy củ của thôn công bố này, chỉ có thợ săn ưu tú nhất trong thôn mới được làm người dẫn đường cho thánh sứ. Nghe nói trước đây cũng đã có thánh sứ đến thôn làng rồi, thậm chí từ trước khi Đa Cát ra đời đã có thánh sứ xuất hiện ở đây, nhưng bọn họ hoặc là bỏ cuộc, hoặc là sau khi vào cánh cửa sinh mệnh rồi thì không bao giờ trở ra nữa. Mọi người nghe kể như vậy thảy đều ngơ ngác nhìn nhau không ngờ thánh sứ của thôn công bố này cũng không ít chút nào. Chắc Mộc Cường ba vốn biết gia tộc nhà gã xưa nay chưa nghe nói có người nào làm qua cái chức thánh sứ này, ít nhất thì gã biết trong 40 năm nay là chưa có ai, cha gã cũng chưa từng rời khỏi làng đạt ngõa nô thố, bởi vậy bản thân gã tại sao lại được chọn làm thánh sứ, cho đến giờ gã vẫn thấy hết sức mờ hồ khó hiểu. Về sau khi Đa Cát nói đến vị thánh sứ kia và người áo xám tướng mạo đáng sợ đi cùng với y, chắc một cường ba lập tức nghĩ đến người thổi rắn ở Putumayo, cái bóng đáng sợ đã theo chân bọn gã vào tận địa cùng Erhis. Con người ấy, hệ ai đã thoáng trông thấy một lần thì tuyệt đối không thể nào quên được. Cứ như lời Đa Cát miêu tả, chắc chắn kẻ áo xám ấy chính là y chứ chẳng sai. Sau đó đa cắt hình như còn nói loáng thoáng thêm về tình hình trang bị của nhóm người do Ben dẫn đầu đó, chỉ có điều là nói theo cách của anh ta, cái gì mà ống thổi lửa bằng sắt, gậy sắt giống ruột treo thêm cái hộp kim loại trông như quả chuối tiêu, chắc Mộc Cường ba không còn để ý lắng nghe nữa. Còn về chuyện tại sao lại khẳng định đám người của Ben đã đi cổ cách, đa cắt dùng một bài ca dài gần như sư thi để trả lời. Theo như anh ta quả quyết, mấy người bọn Ben mất kiên chính là nghe xong bài ca này thì lập tức chuyển hướng đi về phía Tây. Nội dung bái ca này rất dài, suốt quãng đường, đa cắt hầu như lúc nào cũng ngâm nga, trong đó có mấy câu thu hút được sự chú ý của Trác Mộc Cường Ba, một khi để máu tanh với bẩn bậc thang thánh miếu, vô số tai ương sẽ ùn ùn kéo đến như tuyết lở, dáng xuống khắp nơi nơi. Tất cả thành thị đều sẽ biến thành nơi hoang phế không một bóng người, giống xài lang an cư bên dưới thánh đàn, lũ độc xà phơi nắng trên bậc cấp, lưới nhện bịt kín khung cửa, loài hoa chết chóc nở khắp mặt đất mênh mông. Trác Mộc Cường ba cứ lờ mờ cảm giác như đã nghe đoạn ca từ này ở đâu đó, nhưng sới tung cả ký ức lên gã cũng không thể nhớ ra nổi. Còn những đoạn sau đó như vạn tự luân thần thánh trở về phương Bắc, trong miệng sói tuyết cao nguyên rơi ra, trái tim nạp nam tháp phóng ra hào quang ánh bạc. Khi vùng đất nơi tổ tiên yên nghỉ tắm trong ánh dương vàng rực rỡ, Đức Phật vạn năng sẽ chỉ đường dẫn lối cho kẻ một lòng thành kính. Bọn họ giấu đi một mặt trăng, con mặt màu bạc có thể mang đến cho mặt trăng sức mạnh mới nhún nhường quỳ xuống, mở ra cung điện của dũng sĩ. Trời đất ảm đạm vô quang, thần thoại do chư thần kiến tạo. Trải qua 18 vòng khải nghiệm, tiếp nhận hào quang của bậc dũng sĩ. Dường như đều dùng một phương thức cực kỳ khó hiểu để diễn đạt lại phương pháp khai mở cơ quan thông đạo và các khảo nghiệm họ sẽ phải vượt qua. Lạt ma á la và lữ cánh nam lắng nghe rất kỹ, hy vọng có thể nghe ra chút đầu mối gì đó trong những lời ca này, song cả hai đều lộ vẻ mơ hồ khó hiểu. Trương Lập và Nhạc Dương thì lại phát hiện ra, anh chàng đa cát này dường như vô cùng sùng bái chắc một cường ba, cứ hát một hai câu, là lại phải liếc mặt nhìn thánh sứ của anh ta bốn năm bật, ánh mắt kiểu đó chỉ có thể thấy ở đám fan cuồng nhìn thần tượng của mình mà thôi. Đợi đến khi đa cát hát chọn bài ca đó thì cả đoàn người đã gần về đến thôn công bố rồi. Lạt ma á la hỏi, đa cát, bài ca này xưa nay vẫn lưu truyền trong thôn làng của các cậu hả, tôi nghe nội dung ca từ và các phần chân, thấy lẽ ra ở giữa còn phải có mấy đoạn nữa mới đúng chứ. Đa cát đáp, Đúng vậy ạ, à, ở giữa không chỉ thiếu mấy đoạn thôi đâu, mà là thiếu cả một phần lớn. Nghe nói bài ca này ban đầu vốn hoàn chỉnh, được chép lại trong một cuốn sách, về sau. Đa cắt ngưng lại dây lát, kế đó nói, về sau tên mắt xanh đó mượn, rồi không đòi về được. Lúc ấy, trưởng lão trong thôn đã dựa vào ký ức của mình để viết lại, nhưng vị trưởng lão đó già lắm lắm rồi, thế nên để sót mất rất nhiều. Mấy người bọn chắc mộc cường ba đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc, ấn tượng về Stanley theo đó cũng càng thêm xấu đi gần về đến thôn công bố bóng người đỏ rực như ngọn lửa và đàn cừu trắng muốt ấy lại một lần nữa khắc họa giữa trời đất bức tranh đẹp mê hồn đa cát nhìn thấy cái bóng đỏ như dáng mây chiều dường như hơi ngẩn người ra trong thoáng chốc cái bóng đỏ cũng đã trông thấy đa cát cô gái vung vẩy ngọn roi cừu hân hoan chạy tới niềm vui lộ rõ trong ánh mắt khiến ai nấy đều lấy làm ngưỡng mộ mấy người bọn trác mộc cường ba thầm nhủ xem ra cô gái này chính là ca ca rồi cô gái trẻ ấy cao hơn đa cát hẳn một cái đầu đôi mày lá liễu cong cong, khuôn mặt thon dài như trái trứng ngỗng, nước da hồng háo khỏe mạnh, nụ cười hết sức đáng yêu, xét về bất cứ khía cạnh nào cũng đều là một tiểu mỹ nhân hàng tiêu chuẩn. Vậy mà tên tiểu tử đa cắt kia cứ vênh mặt lên câu được câu mất, làm bộ làm tịch, còn cô gái duyên dáng yêu kiều thi đứng mân mê vạt áo, ánh mắt chan chứa niềm vui. Trương Lập nhìn mà tức muốn xịt khói ra mồm, đến cả chắc Mộc Cường ba cũng không khỏi thầm lắc đầu. Không hiểu đa cát dùng cách gì mà khiến cô gái trẻ ấy ngoan ngoãn xua đàn dê về trước, còn anh ta thì dẫn thánh sứ đại nhân vào thôn, trông như cáo mượn oai hùng, rất lấy làm vinh vang đắc ý. Trác Mộc Cường ba nói, đó là ca ca phải không? Cô bé ấy đối với cậu cũng tốt lắm mà, sao vừa gặp mặt đã của trách người ta rồi? Đa Cát lào bầu, cái con bé đần ấy, tôi là thợ săn ưu tú nhất trong thôn cơ mà, còn cô ta chẳng qua chỉ biết chăn cừu với dệt vải thôi, bọn nha đầu trong thôn đứa nào mà chẳng biết làm mấy việc ấy. Nếu bây giờ mà nói chuyện tử tế ôn tồn với thị, sau này làm sao dạy dỗ được? Nhiệm vụ chủ yếu của đàn bà là sinh con đẻ cái với cả phục vụ đàn ông, tôi thật chẳng thể hiểu nổi, sao lại có loại đàn bà có thể đi khắp mọi nơi với các bậc lão ra thế cơ chứ. Trác Mộc Cường ba vội cảnh giác đưa mắt liếc nhìn, cũng may là lữ cánh nam đứng ở phía sau không nghe thấy, bằng không nắm đấm của bà mợ giáo quan này mà giáng xuống, e rằng sẽ khiến chàng lùn này lại lùn thêm một mẩu nữa mất. Trở về thôn công bố, có không ít dân làng chen nhau ra phía trước xem thánh sứ. Tự nhiên cả đoàn lại được sắp xếp về gian phòng lớn đêm qua để nghỉ ngơi được dâng lên dê nướng cả con và bánh rán thượng hảo hạng. Cũng không hiểu Đa Cát nói gì mà thuyết phục được ba vị trưởng lão đồng ý với yêu cầu của Trác Mộc Cường Ban, nhưng họ chỉ chịu gặp một mình gã thôi. Căn phòng rất lớn, rất trống trải, sàn nhà trải thảm lông cừu phổ lỗ màu đỏ, bốn vách sáng đèn, trần nhà vẽ hình báo bảo cát tường, chính giữa có một cái lò, khói hương vấn vít, phía sau lò đặt một hương án bày các loại pháp khí và đồ thờ, sau lưng hương án là một bệ đá, một pho tượng thần ba mặt 18 tay từ trên cao nhìn xuống giói mắt quan sát chúng sinh các bức tường chính hai bên đều có cửa ngách, rèm buông che kín. Ba vị trưởng lão trong cửa ngách bước ra, chắc một cường ba đứng giữa sảnh chăm chú quan sát, chỉ thấy cả ba trưởng lão đều là bậc cao niên, dâu tóc bạc trắng, trên người khoác áo choàng phổ lỗ, đeo Phật Châu pháp khí, tay cầm chuyển luân. Nhờ có đa cát, chắc một cường ba biết được vị trưởng lão có vầng trán rộng đứng giữa tên là Niết Chát Tây Đơn Ba, người mũi sư tử đứng bên phải tên là Côn Giang Anh Đạt Kiệt, người lông nghi dài đứng bên trái gọi là Nương Đa Cát Cách Liệt. Ba vị trưởng lão trông thấy Trác Mộc Cường ba chẳng buồn nói năng gì, cứ thế người cầm tay, kẻ sơ chán, lại vạch mí mắt lên xem nữa, làm như đang kiểm tra toàn bộ thân thể gã vậy. Trác Mộc Cường ba cho rằng đây là lễ tiết đặc thù của địa phương, bản thân gã lại chẳng biết trả lễ thế nào, chỉ đành đờ ra như người gỗ mặc ba vị trưởng lão điều khiển. Nghi lễ gần như là kiểm tra sức khỏe này diễn ra gần 30 phút đồng hồ mới kết thúc, vị trưởng lão tên là Đơn ba cất tiếng hỏi, không biết thánh sứ hẹn gặp ba lão già chúng tôi có chuyện gì vậy? trác mộc cường ba nói tôi muốn làm rõ thân phận thánh sứ này của mình dám hỏi ba vị đại sư tại sao lại phán đoán tôi là thánh sứ vậy cách liệt trưởng lão nói tại sao thánh sứ lại hỏi vấn đề này phải chăng ngài hoài nghi bọn lão trác mộc cường ba vội nói không không phải tôi chỉ muốn biết thôi vì xưa nay tôi chưa từng nghe nói chuyện này bao giờ liệu có liên quan đến thiên châu trên người tôi hay không đơn ba trưởng lão lắc đầu thiên châu này đích thực là một món thánh vật tột cùng quý giá nhưng không liên quan đến thân phận thánh sứ của ngài, mong rằng thánh sứ hãy bảo quản cho tốt, chớ nên tùy tiện cho người ta thấy. Trác Mộc Cường Ba lại nói gần xa vòng vo hỏi thêm mấy câu nữa, từ đầu đến cuối nhất nhất đều do đơn Ba trưởng lão và cách liệt trưởng lão trả lời, Đạt Kiệt trưởng lão không hề hé môi, nét mặt nghiêm trang như một vị phán quan quyền uy. Mà hai vị trưởng lão kia mồm miệng cũng hết sức kín kẽ, nếu không phải nói những chuyện không liên quan thì đều cố ý lảng tránh. Tuyệt đối ngậm miệng không nhắc đến nguồn gốc thân phận thánh sứ của Trác Mộc Cường Ba chút nào. Liên tiếp mấy lần đều không hỏi ra được, Trác Mộc Cường Ba đã hơi sốt ruột, lời lẽ dần trở nên đanh sắc hơn. Lúc này, Đạt Kiệt trưởng lão từ đầu đến giờ vẫn chưa nói lời nào mới lên tiếng, "Vấn đề xác nhận thân phận của thánh sứ đại nhân, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để lộ ra chút gì đâu, bởi ở thế giới ngoài kia, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ muốn tìm kiếm Hương Ba La, ấy là điều chúng tôi không thể xác định được." nếu cách thức xác nhận thân phận thánh sứ bị tiết lộ ra ngoài, đám người tham lam ấy sẽ lấy chiêu bài thánh sứ đi khắp nơi lừa gạt. Thôn làng chúng tôi vì dễ dãi tin người mà đã phải chịu tổn thất nặng nề không sao bù đắp nổi, vì thế chắc chắn ngài có thể hiểu cho chúng tôi phải không, thánh sứ đại nhân. Trác Mộc Cường Ba chỉ muốn biết tại sao Mắc Kinh lại trở thành thánh sứ, nghe đạt kiệt trưởng lão nói thế, đoán chừng là không có khả năng hỏi ra được rồi, nặng nề hừ khẽ một tiếng, gật gật đầu. Đạt kiệt trưởng lão lại tức thì hỏi ngay, có điều, tôi muốn hỏi thánh sứ một vấn đề, không hiểu có được hay chăng. Trác Mộc Cường Ba lại gật gật đầu, Đạt Kiệt trưởng lão bèn nói, thánh sứ đại nhân từ châu Mỹ xa xôi ngàn dặm về đất tạng này, kết nên mối duyên không thể tháo gỡ với bạc ba la thần miếu, ngài có cảm thấy rằng, một loạt những chuyện xảy ra với mình chỉ là một sự trùng hợp hay không? Trác Mộc Cường Ba đã đoán biết ý của Đạt Kiệt trưởng lão, gã mỉm cười hỏi, không biết đại sư muốn nói với tôi chuyện gì vậy? Đạt Kiệt trưởng lão chậm rãi nói, Thánh sứ đại nhân có bao giờ nghĩ rằng tất cả mọi chuyện này đều không ngẫu nhiên, mà do Phật tổ Vạn năng đã sắp đặt từ ngàn năm về trước hay không? Đời này thánh sứ đại nhân đã được định sẵn là gắn liền với Bạc Ba La thần miếu, mặc dù ngài ở đâu, mặc cho ngài là thân phận gì, rốt cuộc ngài vẫn sẽ biết về sự tồn tại của thần miếu và lên đường tìm kiếm. Không phải ngài đi tìm nó, mà là nó đang gọi ngài, đây là một con đường trở về. Nhìn điệu bộ nghiêm túc lại như cố tình làm ra vẻ thần bí của Đạt Kiệt trưởng lão, Trác Mộc Cường ba thản nhiên cười đáp, xin lỗi, đã vô ý mạo phạm đến địa vị của thần hay Phật trong lòng đại sư rồi, nhưng tôi là kẻ theo thuyết vô thần, tôi chỉ tin vào khoa học. Tôi tin rằng, trên thế gian này không có thần mà cũng chẳng có Phật, tất cả đều do chính con người sáng tạo ra thôi. Nói xong, gã im lặng chăm chú quan sát nét mặt Đạt Kiệt Trưởng Lão. Nằm ngoài dự đoán của Trác Mộc Cường ba, Đạt Kiệt Trưởng Lão dường như đã biết trước gã sẽ trả lời như vậy, lại tiếp tục nói, không, không phải thánh sứ đại nhân không tin mà chỉ là thời cơ chưa tới ngài vẫn còn chưa thức tỉnh khi ngài thức tỉnh ngài sẽ tin vài đức phật toàn năng người ở ngay bên cạnh ta người quan tâm săn sóc hết thảy chúng sinh đồng thời chủ đường dẫn lối cho ta thế giới bên ngoài kia không như ngài nhìn thấy đâu có những sự thật đã bị che đậy đi rồi càng đến gần bạc ba la thánh sứ đại nhân sẽ càng đến gần chân tướng sự thật cuối cùng rồi sẽ đến một ngày ngài sẽ thức tỉnh trước ánh mắt chằm chặp của ba vị trưởng lão trác mộc cường ba hờ hững nói ba vị đại sư với thánh sứ nào các vị cũng đều nói như vậy phải không không đạt kiệt trưởng lão khẳng định chắc chắn chỉ có ngài bởi vì ngài là vị thánh sứ có pháp tướng và huệ căn nhất mà chúng tôi từng gặp phật tổ vạn năng đã minh thị cửa lớn của thánh miếu sẽ được bàn tay ngài mở ra nói xong ba vị trưởng lão đều hơi cúi đầu về phía trước ánh mắt nghiêm trang nhìn trác mộc cường ba chằm chằm nửa như dò xét lại nửa như đang khẳng định những lời vừa nói ra bị ba ông già nhìn xoáy tròng trọc, chắc Mộc Cường ba hơi có chút lúng túng không biết phải làm sao, ngượng ngập cười, chuyển sang hỏi câu khác, vậy các vị trưởng lão biết được bao nhiêu chuyện về thánh địa mà các vị bảo vệ. Ví dụ đảo huyền không tử và hương ba la là gì chẳng hạn. Đơn ba trưởng lão nói, khởi nguyên và vị trí địch xác của thánh địa thì chúng tôi không rõ tường tận, chúng tôi chỉ là người canh gác, tất thảy những chuyện liên quan tới thánh địa đều chỉ biết được qua lời kể của đời trước và ghi chép trong thôn, Đảo Huyền Không tự là nơi tu hành của thánh nhân thời xưa, một nơi quanh năm không thấy ánh mặt trời, thuở trước tất cả mọi ôn dịch, bệnh tật, yêu ma quỷ quái đều sinh sôi nảy nở ở chốn ấy. Các thánh nhân đã lấy thân mình xua đuổi bóng đêm, mang đại đức đại trí đối kháng với loài ma quỷ, xây dựng ở đó tượng thần thông thông thiên triệt địa, trấn áp tất cả mọi yêu ma. Từ đó đất tây tạng mới được bình yên. Còn bạc Ba La mà thánh sứ đại nhân đang tìm kiếm, chúng tôi chắc chắn chính là thánh địa hương Ba La trong ghi chép của thông công bố này nơi ấy là trốn tịnh địa cuối cùng của nhân gian. Nhưng các vị thần minh không chịu dễ dàng để con người đạt đến, vì vậy đã đem đặt vào trung tâm địa ngục Ati, chỉ có vị dũng sĩ dám vượt qua địa ngục mới có thể tìm thấy. Mặc dù các vị trưởng lão không nói gì về bộ tộc Qua Ba và đạo quân ánh sáng, mà từ đầu chí cuối câu chuyện truyền thuyết chỉ nhắc tới thánh nhân và tiên tổ, song chắc Mộc Cường Ba vẫn phản phất nhận ra bóng dáng của bộ tộc Qua Ba qua lời kể. Hương Ba La trong lời các vị trưởng lão và trong truyền thuyết không khác nhau nhiều lắm, đều là trốn thiêng liêng thanh khiết, muốn đến được phải vượt trùng trùng hiểm nguy và có thần minh phù hộ nữa. Lần này đúng là chắc Mộc Cường Ba không tìm hiểu được mấy thông tin hữu dụng, mà ngược lại còn phải nghe thêm một đống chuyện thần thoại khác. Chắc Mộc Cường Ba biết có hỏi nữa cũng không được thêm cái gì hữu ích, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Trước khi cáo từ ba vị trưởng lão, gã làm như vô tình hỏi một câu, ba vị trưởng lão dường như biết rất nhiều truyền thuyết và thần thoại Tây Tạng cổ, không rõ các vị có từng nghe nói đến truyền thuyết về tử kỳ lân bao giờ chưa có lẽ ngôn ngữ có sự sai biệt, nên ba vị trưởng lão không hiểu ra ngay lập tức. Trác Mộc Cường ba cũng ý thức được vấn đề này, liền vội càng giải thích, chiến ngao, tảng ngao, chó lớn, lông dài, con chó lớn cao ngần này này. Gã vừa nói vừa khua tay múa chân diễn tả. Cuối cùng, đơn ba trưởng lão là người đầu tiên hiểu ra, lập tức bật ra một tràng âm thanh dài liên miên. Trác Mộc Cường ba nghe lơ mơ chữ được chữ mất, chỉ biết đại khái nghĩa là bảo hộ, canh giữ, linh hồn kiên định, trí cao vô thượng, nhưng rốt cuộc là để biểu đạt điều gì thì gã lại không hiểu cho lắm. Nhìn vẻ mặt hoang mang của Trác Mộc Cường Ba, cách liệt trưởng lão liền bật ra một từ mà dường như tất cả dân tạng đều đã nghe mãi quen tai, Sói Tuyết Cao Nguyên. "Hả? Không, không phải Trác Mộc Cường Ba lắc đầu. "Không, Sói Tuyết Cao Nguyên tôi cũng biết, nhưng đó là một loại thần thú khác trong truyền thuyết, không phải là chiến ngao." Dứt lời, gã rậm đứng lên định bỏ đi. Nhưng câu hỏi của gã dường như đã khiến ba vị trưởng lão hết sức hứng thú chỉ nghe cách liệt trưởng lão nói, thánh sứ đại nhân đợi một lát. Ông già nói xong quay người đi vào nhà trong luôn, không lâu sau run rẩy bưng ra một tấm thang ca tranh thờ cuộn tròn, mở ra thấy có vô số hình am thờ Phật nho nhỏ được vẽ trên các đường quỹ đạo hình vuông và hình tròn, trong mỗi am thờ lại có vẽ một tượng Phật hình thù quái dị. Trác Mộc Cường ba chưa bao giờ trông thấy những hình vẽ tượng Phật như thế, tất cả đều mặt xanh ba mắt trợn trừng răng nhe ra giận dữ, nhiều đầu nhiều tay, cầm các loại pháp khí bằng xương người, dáng dấp rất giống các tượng Phật gã gặp ở cánh cửa sinh mệnh. Ở chính giữa bức thang ca, có vô số am thờ Phật bao vây chung quanh, là một bức vẽ tượng Phật lớn màu đỏ rực, ba mắt giận dữ, mình khoác giáp trụ, bốn cánh tay giang ra, tay trên cầm pháp khí đầu lâu, sâu chuỗi đầu người, tay dưới cầm đao và diều chiến bằng xương, hai bên tả hữu có hai đồng tử tướng mạo phẫn nộ, tay đao tay gậy, cưỡi trên tỏa kỵ là một con tuyết ngao toàn thân trắng toát. Túm lông bờm trắng như tuyết xóa tung, bốn chân thô chắc bám vững trái trên mặt đất, những đường nét của cơ thịt được người họa sĩ vẽ thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện dưới lớp lông trắng khiến thân thể con tuyết ngao lộ lộ tất cả mọi vẻ trắng kiện. Đặc biệt là đôi mắt, nhãn trâu trong suốt sáng như viên ngọc lưu ly, li, tàng ẩn sát khí hừng hực, ánh nhìn dõi khắp bốn phương, khiến người đối diện không ai dám nhìn thẳng. Nhưng điều làm chắc Mộc Cường ba kinh ngạc nhất, chính là trên mình con tuyết ngao này, ngoài tấm nệm mồi của tượng Phật, từ đầu đến đuôi còn phủ thêm một lớp giáp mềm ánh kim nữa lớp giáp mềm mại bằng sợi tơ vàng trói mắt và màu lông trắng như tuyết đó tương phản nhau rất mạnh, khiến con tuyết ngao càng thêm giống một vị đại tướng quân chuẩn bị xông ra trận tiền, khí phách phi phàm thừa đủ để trấn áp tất thảy mọi loài yêu ma quỷ quái. Vì con tuyết ngao được vẽ rõ mồn một như thế, chắc một cường ba gần như không cần nhìn kỹ đã tức khắc kêu lên, chiến ngao. Gã từng nghe vô số truyền thuyết về chiến ngao, nhưng rốt cuộc chiến ngao hình dáng như thế nào gã thật khó mà tưởng tượng nổi giờ được thấy con tuyết ngao mình phủ áo giáp oai phong lẫm liệt, dạng dỡ uy nghi trên bước thang ca này, chắc Mộc Cường Ba lập tức hiểu ngay đây không phải là tuyết ngao thông thường mà là một con chiến ngao, đấu sĩ nắm giữ vận mệnh của cả chiến trường trong truyền thuyết cổ đại. Cách liệt trưởng lão đưa mắt nhìn chắc Mộc Cường Ba, nói với giọng khẳng định, sói tuyết cao nguyên. Chuyện này rốt cuộc là sao? Trác Mộc Cường Ba vốn vẫn đinh ninh rằng sói tuyết cao nguyên không hề có mối liên hệ trực tiếp nào với chiến ngao, mà gã cũng chưa bao giờ thấy một bức vẽ thế này gã vươn tay ra ngón tay tưởng chừng như chạm được vào bộ lông mềm mượt và các cơ bắp căng cứng đơn ba trưởng lão nói đây là di vật của tổ tiên để lại vị này là quỷ vương liệt lệ để bảo vệ phía tây nam tỏa kỵ của ngài chính là sói tuyết cao nguyên sói tuyết cao nguyên chính là chiến ngao trác mộc cường ba nhíu mày suy nghĩ đây là lần đầu tiên gã nghe nói vậy đạt kiệt trưởng lão chậm rãi nói chúng tôi không rõ chiến ngao mà thánh sứ đại nhân nói đến là thứ gì nhưng sói tuyết cao nguyên và hương ba la có quan hệ vô cùng mật thiết, không thể tách rời được. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc lắng nghe, mỗi chữ thốt ra từ miệng đạt kiệt trưởng lão đều khiến tim gã nảy lên, ngài biết đó, các vị thánh nhân đã kiến tạo nên hương ba la, miền cực lạc tịnh thổ truyền thừa ngàn vạn năm của mật giáo, mà sói tuyết cao nguyên và các vị thánh nhân là một thể thống nhất, không khi nào phân ly, sói, chúng là người bảo vệ cuối cùng của hương ba la đấy. Đạt kiệt trưởng lão lại nói một từ mà Trác Mộc Cường ba nghe không hiểu, gã chỉ biết âm tiết trước từ đó có lẽ là chỉ sói, còn chuối âm tiết sau đấy, hình như ý là cao quý, hay ở trên cái gì đó vậy. Gã không dám ngắt lời đạt kiệt trưởng lão, chỉ lặng lẽ nghe ông già nói tiếp, trong truyền thuyết lịch sử của chúng tôi, sói tuyết cao nguyên đã cùng các bậc tiên hiền làm nên sự huy hoàng của tuyết vực chỉ quốc, chúng là thủy thú canh giữ bốn phương, không có chúng. Đợi chút đã, trác mộc cường ba giật mình cắt ngang, vừa rồi dường như tôi nghe thấy đại sư nói, thủy thú canh giữ bốn phương gã đột nhiên nhớ lại đoạn bất động minh vương chú mà người qua ba điên ngâm nga. Có thể nói cụ thể hơn một chút những chuyện liên quan tới tứ phương thủy thú được không? Trác Mộc Cường Ba biết rõ, bốn động vật này vẫn xuất hiện trong các loại tâu tầm và cờ phướn khác nhau, đại diện cho những hàm nghĩa khác nhau. Nhưng dù đều đã đi vào truyền thuyết thần thoại, hình như bọn chúng chưa bao giờ cùng lúc xuất hiện cả, nhất là cách gọi tứ phương thủy thú này Trác Mộc Cường Ba lại càng chưa nghe nói đến bao giờ. Đạt Kiệt trưởng lão đưa mắt nhìn hai vị trưởng lão còn lại đơn ba trưởng lão liền bằng những ngôn từ ngắn gọn mạch lạc nhất, kể ra rất nhiều truyền thuyết về tứ phương thủy thú, nhưng thảy đều không có khác biệt gì so với các truyền thuyết lưu truyền ở nhiều vùng khác nhau mà chắc Mộc Cường ba đã biết, thành ra gã cũng không thu thêm được thông tin gì hữu dụng. Sau đó cách liệt trưởng lão lại kể thêm một số câu chuyện về sói tuyết cùng thánh nhân dáng yêu trừ ma, trải qua muôn vàn gian khổ đạt thành thiện quả, trong lòng chắc Mộc Cường ba vẫn đầy ấp nghi vấn, vô cùng mong có được lời giản đáp nhưng không phát hiện được gì trong những câu chuyện thần thoại ấy, bèn nôn nóng định đi tìm giáo sư Phương Tân để thỉnh giáo, mới lựa lời khéo léo bày tỏ lòng biết ơn đồng thời cáo từ ba vị trưởng lão lui ra. Trác Mộc Cường ba và ra đến cửa, đạt kiệt trưởng lão bỗng cất tiếng hỏi, xin thứ cho sự hiếu kỳ của chúng tôi, thánh sứ đại nhân có thể cho chúng tôi biết tại sao ngài lại quan tâm đến sói tuyết cao nguyên thế hay không? Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu lại đáp, nếu tôi nói chuyến đi tìm kiếm bạc ba la thần miếu lần này vốn bắt đầu từ một con chó ngao Tây Tạc, không biết ba vị đại sư có tin không? Chẳng ngờ, cả ba vị trưởng lão đều tỏ vẻ thì tất nhiên rồi. Đơn ba trưởng lão nói, sói tuyết cao nguyên và hương ba la quả thực là không thể tách rời mà. Cách liệt trưởng lão cũng nói, lần theo dấu chân sói tuyết cao nguyên, nhất định là có thể tìm thấy hương ba la. Trác Mộc Cường ba xoay người bước đi, chỉ nghe đạt kiệt trưởng lão ở sau lưng nói với theo, Thánh Sứ Đại Nhân vẫn không chịu tin đây chính là sự sắp xếp của Đức Phật Vạn Năng dành cho số mệnh của Ngài hay sao? Ngài đến đây vì cớ gì, sẽ đi tới phương nào, tất cả đều đã được định sẵn từ muôn ngàn năm trước rồi. Trác Mộc Cường ba cười cười, đại sư nói vậy, nếu giờ tôi buông tay bỏ mặc, thế chẳng phải là lời tiên đoán của các vị sẽ chật lất hay sao? Đạt Kiệt trưởng lão điềm nhiên đáp, ngài sẽ không bỏ cuộc, bởi vì ngài chính là thánh sứ, ngài có thể cảm nhận được sự vẫy gọi của bạc ba la. Trác Mộc Cường ba hơi chuột dạ, khẽ lắc đầu, sải chân bước đi. Trác Mộc Cường ba vừa đi khỏi, lạt ma á la ở sau tấm màn bước ra, cất tiếng hỏi, thế nào? Ba vị trưởng lão có người lắc đầu, có người gật đầu, nhưng đều nhíu chặt hai hàng lông mày, như đang suy tư một vấn đề cực kỳ khó quyết, chỉ nghe Đạt Kiệt trưởng lão hạ giọng, "Đại Thanh Liên." Sắc mặt Lạt Ma Á La tối sầm đi. Trên đường Trác Mộc Cường ba gặp Đa Cát, liền kéo anh chàng thợ săn nhỏ con lại hỏi, "Mới đầu nghe Na Thâm nói người trưởng lão không muốn gặp thì không thể gặp được trưởng lão, cậu làm thế nào mà thuyết phục được họ vậy?" Đa Cát gái đầu nói, "Tôi cũng không biết, vốn là các trưởng lão đều không đồng ý." nhưng sau đó vị đại pháp sư cùng đi với mọi người nói chuyện với các vị ấy, vậy là các trưởng lão đều nhận lời. Đại pháp sư, cậu nói là vị đi cùng với chúng tôi ấy à? Lạt ma á la, trác một cường ba sực nhớ ra đã nghe đường mẫn nói lạt ma á la hết sức quen thuộc với các thần Phật và cơ quan cạm bẫy trong khu hoang phế. Bản thân gã khi chúng độc hôn mê cũng nhờ vị sư giả ấy tìm ra cách giải cứu, nhất định là lạt ma biết chuyện gì đó. Đúng, phải đi hỏi ông mới được. Trác Mộc Cường Ba đi tìm lạt ma Á La, liền hỏi ngay đại sư nghe nói sau khi ngài và các trưởng lão thôn công bố nói chuyện bọn họ mới đồng ý gặp tôi lạt ma á la lắc đầu tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi cường ba thiếu ra tôi và ba vị trưởng lão chỉ đàm luận những vấn đề liên quan đến tôn giáo của chúng tôi thôi còn về chuyện tại sao họ lại đồng ý gặp mặt cậu e là có liên quan tới thân phận thánh sứ của cậu đấy trác một cường ba nói vậy ạ à, đại sư lúc tôi nói chuyện với ba vị trưởng lão nghe được một số chuyện những chuyện này trước đây tôi chưa bao giờ nghe nói đến cả không biết ngài có thể chỉ bảo cho một chút được chăng lạt ma á la gật đầu nói cậu nói ra nghe xem nào trác mộc cường ba nói ba vị trưởng lão bảo tôi rằng chiến ngao chính là sói tuyết cao nguyên đúng thế lạt ma á la gật đầu sau đó nhìn trác mộc cường ba với ánh mắt hết sức kỳ quặc tựa hồ như đang hỏi ngược lại chẳng lẽ cậu không biết điều ấy à trác mộc cường ba kinh ngạc thốt lên nhưng tôi đã nghiên cứu tạng ngao gần 20 năm nay rồi, chưa bao giờ xem qua văn bản nào có ghi chép tạng ngao và sói tuyết cao nguyên có liên hệ trực tiếp. Lạt ma á la thoáng ngẩn người, rồi tức khắc lộ vẻ hiểu ra, mỉm cười nói, tôi hiểu rồi, hiểu biết của cường ba thiếu ra đối với tạng ngao đều bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian và các tri thức sinh vật học, chứ cậu chưa bao giờ bắt gai tìm hiểu từ phương diện tôn giáo, vì vậy, cậu mới không biết. Sự thực thì không chỉ có cậu không biết, mà còn rất nhiều chuyên gia kinh nghiệm dày dạn cả đời nghiên cứu tạng ngao cũng chưa chắc đã biết tạng ngao và sói tuyết cao nguyên có quan hệ như thế nào. Chuyện này mà giải thích ra thì phức tạp lắm, có lẽ phải mất nửa ngày chứ chẳng đùa đâu, nhưng tôi có thể khẳng định với cậu rằng, sói tuyết cao nguyên chính là chỉ tạng ngao, hơn nữa còn không phải tạng ngao thông thường mà chính là chiến ngao. Chắc một cường ba lắp bắp, có, có thể giải thích sơ qua một chút cho tôi được không? Lạt ma á là nghĩ ngợi dây lát, rồi đáp, chắc là cường ba thiếu gia không xa lạ gì với truyền thuyết về sói tuyết cao nguyên. Theo chuyện kể lưu truyền, Tây Tạng cổ quả thực là có một loài động vật sống trên đỉnh núi tuyết, thường cứu giúp các cao tăng mộ nạn hoặc những người đáng được cứu giúp. Còn trong mắt một số chuyên gia và nhà nghiên cứu hiện đại, sói tuyết cao nguyên chính là loài động vật sinh tồn ở vùng cao nguyên băng tuyết được dân tạng cổ thuần hóa mà thành. Thực ra, sói tuyết cao nguyên chính là tên gọi chiến ngao của người tạng cổ. Cậu phải biết rằng, chó ngao Tây tạm thời ấy không được người ta biết đến nhiều như ngày nay đâu. Người bình dân nói chung không thể có được khả năng lại gần hay trông thấy một con tạng ngao, đến cả quý tộc cũng chưa có tư cách ấy, vì đó là vật nuôi đặc biệt chỉ hoàng tộc mới được sở hữu. Mãi cho đến khi vương triều thổ phồn suy bại, tạng ngao mới rời khỏi trốn thâm cung hậu viện, tản mát đi khắp cao nguyên. Còn về chuyện tại sao chó ngao Tây Tạng lại là vật nuôi riêng của hoàng tộc, rồi tại sao phải sau khi vương triều thổ phồn suy bại mới tỏa ra giải rác trong dân gian, đó là một giai đoạn lịch sử dài cả mấy trăm năm, hơn nữa còn liên quan trực tiếp tới đạo quân ánh sáng. Nếu cậu muốn biết, sau này chúng ta có thể dành riêng một lúc nào đó, tôi sẽ nói tường tận hơn. Trác Mộc Cường ba nghe mà máu nóng bừng bừng, bởi gã chợt ý thức được, hiểu biết về chiến ngao của mình quả tình chưa hề dính dáng tới, hoặc có thể nói là dính dáng cực kỳ ít ỏi tới một lĩnh vực, đó chính là tôn giáo, những nhân sĩ tôn giáo mà gã từng tiếp xúc trước đây dường như đều không hề biết giữa tạng ngao và tôn giáo có quan hệ mật thiết như thế nào, nhưng những điều Lạt Ma Á La nói hôm nay đã vạch ra một nét nối liền tạng ngao và sói tuyết cao nguyên lại cùng nhau. Vậy thì nếu dựa vào các thần thích của sói tuyết cao nguyên, nói không chứng lại có thể tìm được đầu mối về từ kỳ lân nữ, đây chính là điều mà gã vẫn hằng khát khao mong mỏi. Trác Mộc Cường Ba lại nói, có mấy từ, đọc là sói gã cố hết sức nhại lại các âm của trưởng lão, nghĩ rằng nhất quyết không thể sai được. Lạt ma á la khẽ cười nói, sói thống lĩnh, đây là cách dịch thông thường, muốn cặn kẽ hơn chút nữa thì có thể gọi là sói thống lĩnh trời sinh. Nếu truy đến nghĩa gốc kìa cổ văn thì có rất nhiều thuật ngữ của tôn giáo cổ đại cực kỳ khó lý giải, nhưng ý nghĩa chính của từ này đại khái có thể dịch là sói thống lĩnh cũng không sai đâu. Sói thống lĩnh, sói tuyết cao nguyên là sói thống lĩnh, những chuyện này có can hệ gì với nhau chứ? Trác Mộc Cường ba lại thêm một phen mù mờ khó hiểu. Chuyện tiên hiệp, Lạt Ma Á là điềm đạm nói, điều đó thì rất dễ giải thích, sói thống lĩnh, chính là chỉ bọn chúng có thể thống lĩnh bầy sói. Nhìn nét mặt đột nhiên ngây ra của Trác Mộc Cường ba, Lạt Ma Á la mỉm cười nói tiếp, chuyện này nghe ra thì dường như khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng tôi muốn hỏi cậu một câu, Cường ba thiếu ra, trong suốt quá trình nghiên cứu cho ngao Tây Tạng của mình, cậu đã theo dấu bao nhiêu con tạng ngao hoang dã rồi, hay có thể nói, cậu đã bao giờ trông thấy tạng ngao hoang dã hay chưa? Cậu có biết chúng sinh tồn trên cao nguyên thế nào hay không? Hơn nữa, cậu đã thấy chó ngao tây tạng hoang dã sống chung với bầy sói bao giờ chưa? Trác Mộc Cường ba lắc đầu tiếc nuối. Chính xác, trong đời nghiên cứu chó ngao tây tạng của mình, gã chưa từng tiếp xúc với tạng ngao hoang dã, thậm chí có một độ gã còn băn khoăn không rõ trên cao nguyên ngày nay có tồn tại tạng ngao hoang dã nữa hay không. Đây quả là phần thiếu khuyết đáng tiếc nuối trong sự nghiệp nghiên cứu tạng ngao của gã nhưng theo gã được biết, giáo sư Phương Tân đã từng lùng theo dấu một con tạng ngao hoang dã. Mà trong những lời đánh giá của ông dành cho tạng ngao hoang dã ấy, nhiều nhất chính là hai chữ thần kỳ. Nhưng cả giáo sư Phương Tân cũng chưa từng trông thấy tạng ngao hoang dã sống chung với bảy sói bao giờ, cảnh tượng ấy có thể ra sao, chắc Mộc Cường ba gã thực sự không thể nào tưởng tượng nổi. Lạt ma á là nói với giọng pha chút tiếc nuối, cậu chưa bao giờ gặp tạng ngao hoang dã, phải không? Hừm, có lẽ tại ngày nay chúng ta không còn dễ trông thấy tạng ngao hoang dã nữa rồi. Sở dĩ tôi hỏi cậu câu này là bởi vì thời trẻ tôi từng quen một chuyên gia nghiên cứu cho ngao Tây Tạng vào bậc lão làng. Ông ta từng có lời bình phẩm về quan hệ giữa tạng ngao và chó sói bảo rằng, người ta thường vẫn cho là chính sự trung thành và hung mãnh của tạng ngao đã khiến chúng trở thành giống chó chăn cừu xuất sắc nhất và rằng chúng là khắc tinh trời sinh của lũ chó sói bắt trộm dê cừu. Bản thân ông ta đã quan sát rất nhiều trận chiến giữa sói và tạng ngao, và cũng phát hiện ra nỗi sợ của lũ sói đói với bọn chó ngao Tây Tạng ấy. Khi gặp phải bầy dê có tạng ngao bảo vệ, dù số lượng sói có đông gấp 10 lần tạng ngao, bọn chúng cũng không dám vì tiện tấn công, trừ phi là đàn sói đã đói sắp chết đến nơi, hoặc là trong đàn có một con sói mẹ cực kỳ uy nghiêm. Nhưng ông ta lại nói, ông ta cảm thấy nỗi sợ mà bầy sói thể hiện khi đối mặt với tạng ngao không phải là nỗi sợ kẻ thù trời sinh, mà giống một sự kính sợ nhiều hơn, Tựa như những kẻ nô lệ hay dân thường thời cổ trông thấy bậc quân vương tối cao xuất hiện vậy. Trác Mộc Cường ba càng thêm kinh hãi, ý, ý của đại sư là. Lạt Ma Á La lắc đầu, không phải ý của tôi, mà là của vị tiền bối kia. Nghiên cứu về chó ngao Tây Tạng của ông ta sâu hơn mọi người nhiều lắm, các phương diện đề cập đến cũng rộng hơn nhiều. Ông ta từng nhốt một con sói và một con chó ngao Tây Tạng vào hai chiếc lồng sắt kê sát cạnh nhau, kết quả phát hiện ra một số chuyện rất thú vị. Ông ta kể con sói kia không dám đối diện với ánh mắt của con tạng ngao, khi bị tạng ngao nhìn, nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, đuôi cúp lại, những lúc tạng ngao bước lại phía gần lồng nhốt chó sói, con sói sẽ rút vào một góc ở cuối lồng, không dám lại gần. Vị chuyên gia đó nói, thứ mà ông ta nhìn thấy nơi con sói ấy không phải vẻ khiếp đảm và run rẩy mà là nỗi căng thẳng pha lẫn bất an, một sự hèn mọn ti tiện. Ông ta còn nói, ấy là bởi trên mình tạng ngao toát lên khí thế của bậc vương giả trời sinh, khiến linh hồn của con sói kia phải thần phục. Tất nhiên, tôi cũng không biết liệu đây có phải chỉ là chuyện đùa hay không. Ngoài ra, ông ta còn làm một chuyện kinh người nữa, đó là đã từng lần theo dấu vết của một con tạng ngao sinh sống giữa bầy sói. Trác Mộc Cường ba không ghim được buột miệng hỏi, ông ta đã thấy chưa? Lạt Ma Á La nói, chính kết quả quan sát lần đó đã khiến ông ta thay đổi triệt để cách nhìn của mình đối với chó ngao Tây Tạng. Ông ta nói, nhìn những con tạng ngao đeo xích sắt bên cạnh đàn dê đàn cừu chẳng khác gì lũ sư tử và hổ trong chuồng ở vườn bách thú chỉ khi nhìn thấy con tạng ngao kia giữa bầy sói, ông ta mới cảm thụ được cảm giác trở về, tựa như thấy giao long về với biển lớn, đặt tị bàng sải cánh giữa trời xanh. Được chứng kiến nó dẫn theo bầy sói tự do tự tại tung hoành trên cao nguyên, ông ta nghĩ mình rất sẵn sàng cam tâm tình nguyện trở thành một trong những con sói ấy. Ngoài ra, vị tiền bối đó còn bắt tay nghiên cứu từ một phương diện khác nữa. Mọi người ai cũng biết, chó và sói là hai loài chung một tổ tiên, đều thuộc họ chó, nhưng cường ba thiếu gia cậu có biết rằng trong tất cả các động vật thuộc họ chó, duy chỉ có chó ngao Tây Tạng và sói là có bộ gen khác biệt nhiều nhất, gần như đã vượt quá tỷ lệ tương ứng trên 90% cần thiết để có thể quy về chung một họ, vì thế cũng có học giả dựa vào căn cứ này để đưa ra quan điểm tạng ngao không phải do loài sói tiến hóa thành. Nhưng vị tiền bối kia lại nêu một quan điểm khác hẳn với mọi người. Ông ta cho rằng từ mấy triệu năm về trước, trong quá trình tiến hóa thành sói hiện đại của tổ tiên loài sói, có một bộ phận rất nhỏ đã phát sinh biến dị, khiến chúng trở thành những cá thể mạnh mẽ nhất của loài sói thời thượng cổ, và để sinh tồn, bọn chúng cần phải theo đuổi sức mạnh lớn hơn thế nữa. Trải qua mấy triệu năm tiến hóa, những cá thể đặc biệt ấy đã trở thành tảng ngao của ngày hôm nay. So với lũ sói, bọn chúng sở hữu thân thể cường tráng hơn, tốc độ cao hơn, nanh vuốt sắc bén hơn, đầu óc tinh minh hơn, chính là các bậc vương giả trời sinh trong học nhà sói. Vị tiền bối kia còn cho rằng, sói hay rộng hơn là cả quần thể họ chó, trong gen của chúng đã in sẵn dấu hiệu thần phục trước tạng ngao không phải vì tạng ngao cường tráng mạnh mẽ hơn mà bởi vì chúng mang trong mình thứ huyết thống cao quý đương nhiên một loạt thực nghiệm sau này đã chứng minh lý luận của ông ta không chính xác cho lắm nhưng vị tiền bối ấy lại là người hiện đại đầu tiên đã đi kiểm chứng sói thống lĩnh trời sinh là gì nhưng đại sư vừa nói kết luận của ông ta là sai lầm mà lạt ma á là gật đầu ừm đúng vậy nhưng cũng không phải là sai lầm hoàn toàn Cuối cùng vị tiền bối đó đã cải cách chính lại kết luận của mình, đó là loài sói ở cao nguyên thanh tạng có một mối liên hệ đặc biệt nào đó với chó ngao Tây Tạng, còn có các động vật thuộc họ chó ở những nơi khác dường như không có cái vẻ nhún nhường thần phục ấy. Trên thực tế, vị tiền bối ấy đã đến rất gần chân tướng rồi, chỉ có điều vẫn chưa thể lý giải hàm nghĩa thực sự của sói thống lĩnh mà thôi, nếu ông ta bắt tay từ lịch sử, biết đâu lại điều tra ra được manh mối gì đó. Được rồi, cường ba thiếu ra, tôi đã giới thiệu cho cậu một cách ngắn gọn quan điểm của một số học giả còn chúng có chính xác hay không bản thân tôi cũng không rõ lắm đâu đợi chút đã trác mộc cường ba nói sao đại sư lại biết những chuyện này sói thống lĩnh rốt cuộc là như thế nào lạt ma á la nói chúng tôi đương nhiên biết nguyên nhân tại sao cường ba thiếu ra lại đi tìm bạc ba la thần miếu vì vậy trước khi vào việc đã tìm hiểu một chút về chó ngao tây tạng nhưng những điều tôi biết quả thực không nhiều đâu vị tiền bối kia tên là gì vậy Trác Mộc Cường ba hỏi tiếp, gã hiểu rõ, có lẽ những điều Lạt Ma Á là biết về táng ngao đúng là không nhiều, nhưng những điều ông biết gã đều chưa từng biết đến, vậy nên gã tuyệt đối không thể bỏ qua bất cứ cơ hội đặt câu hỏi nào. Lạt Ma Á la khẽ ngẩng đầu lên, nói, tôi không biết, hồi tôi còn trẻ vì tiền bối ấy đã cao tuổi lắm rồi, giờ thì sớm đã thành ra người thiên cổ rồi, tôi chỉ biết ông ấy họ trải thôi, nói tới đây, vị sư già liêm mắt quan sát phản ứng của Trác Mộc Cường ba, thấy gã không có bất cứ phản ứng nào. Không nén nổi phải truy vấn thêm một câu, cường ba thiếu ra giường như không cảm thấy cái họ này có gì đặc biệt thì phải. Chắc một cường ba lắc đầu, họ chạy, tìm, rất hiếm gặp, chưa nghe thấy bao giờ, có phải họ của dân tộc hiểu số nào đó không? Lạt ma á là mỉm cười nói, thì ra là chưa nghe qua bao giờ, đó là họ của người tảng chúng ta, một cái họ tương đối cổ, thậm chí còn lâu đời hơn cả thời gian tồn tại của các phương triều thổ phồn và tượng tung. Được rồi, sắc trời đã tối. Tôi biết cường ba thiếu gia vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng giờ chưa phải lúc. Cần đi nghỉ sớm để đảm bảo thể lực dồi dào. Ngày mai là một khảo nghiệm đối với chúng ta đấy. Những hoài nghi trong lòng cường ba thiếu gia cậu chờ tới khi chúng ta từ đảo Huyền không tự trở về rồi nói tiếp có được không? Tôi nhất định sẽ nói với cậu tất cả những gì mình biết. Mà những chuyện này cũng nhất thiết phải nói cho cậu biết, bởi vì tất cả chuyện bốn con thú cánh giữ bốn ơ ương danh sương sói tuyết cao nguyên và sói thống lĩnh thảy đều liên quan đến sự hưng thịnh và diệt vong của vương triều thổ phồn, liên quan đến đạo quân ánh sáng, liên quan đến Bạc Ba La. Trác Mộc Cường Ba nhìn nụ cười mỉm thần bí của Lạt Ma Á La, trong lòng càng thêm mê hoặc khó hiểu. Quan hệ giữa chó ngao tây tạng và sói làm sao lại dính dáng đến cả Bạc Ba La? Sói thống lĩnh kia rốt cuộc là chỉ thứ gì? Đi ra đến cửa, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên lại nhớ đến sự thức tỉnh mà ba vị trưởng lão nói, gã ngoảnh đầu lại, "Đại sư, còn một chuyện nữa." hả lạt ma á la đưa mắt nhìn trác mộc cường ba thôi bỏ đi không có gì trác mộc cường ba xoay người đi trong lòng thầm tự chế diếu chuyện gì thế này không ngờ lại còn đi chất vấn cả những chuyện huyền ảo mơ hồ ấy nữa rốt cuộc là mày đang nghĩ gì thế hả trác mộc cường ba trác mộc cường ba không đi nghỉ ngơi như lạt ma á la nói mà vội vàng mang những thông tin này tới nói với giáo sư phương tân về những chuyện liên quan tới tạng ngao mà lạt ma á la đề cập giáo sư cũng cảm thấy hết sức khó tin đem sói tuyết cao nguyên gắn với cho ngao Tây Tạng, đây thực là một khía cạnh hoàn toàn mới mà trước đây bọn họ chưa từng nghĩ đến bao giờ. Lúc nói đến sói thống lĩnh, Trác Mộc Cường ba thử hỏi ý kiến giáo sư Phương Tân, tạ ngao sống chung với bảy sói, thầy giáo, thầy cảm thấy có khả năng này hay không? Giáo sư Phương Tân gật đầu, về mặt lý luận thì có thể được. Phải biết rằng, sói sống quần thể kiểu gia tộc, không giống với những loài khác, chúng có tập tục tiếp nhận những con sói lưu lãng từ nơi khác đến các loài động vật họ chó đều sở hữu cơ quan phát và tiếp nhận tín hiệu gần giống nhau, điểm này rất quan trọng đối với chuyện xác nhận thân phận và giao lưu. Hơn nữa dựa trên kết quả nghiên cứu của tôi, đại đa số động vật họ chó đều có ngôn ngữ cơ thể cực kỳ giống nhau, chẳng hạn hướng trỏ của cái đuôi, ánh mắt, khóe miệng, cách phát âm, lăn lộn cũng giống như những động tác ra hiệu bằng tay thường dùng của con người mà cả thế giới đều hiểu vậy. Yếu tố tương đồng này chính là nền tảng vững chắc để chúng tiến thêm một bước trong khả năng giao lưu giữa các cá thể không biết cậu đã xem qua một cuốn tiểu thuyết tên là Tiếng gọi nơi hoang dã chưa? Cuốn sách đó viết về một con chó được con người thuần dưỡng, đã trải qua rất nhiều sự kiện trong xã hội loài người, cuối cùng quay trở về với đàn sói, và trở thành sói đầu đàn. Bỏ qua không nói đến ý nghĩa xã hội của câu chuyện, trong tác phẩm tác giả miêu tả tương đối sinh động quá trình một con chó săn đã trở thành sói đầu đàn. Do vậy, mặc dù nói chó săn gần với sói hơn chó ngao Tây Tạc, nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng tạng ngao sống chung với bầy sói được sở dĩ chúng ta chưa từng nhìn thấy bao giờ là vì ngày nay cả sói lẫn tạng ngao hoang dã đều còn lại quá ít. Nhưng kiến giải về sói thống lĩnh trời sinh thì hình như hơi quá khoa trương, tôi sẽ giữ thái độ hoài nghi. Phân tích từ những điều Lạt Ma Á La nói, tôi khẳng định là vẫn còn nội tình gì đó ở đây. Trác Mộc Cường Ba nói, Lạt Ma Á La kể, ông ấy biết được những thông tin này từ một vị tiền bối. Kế đó, gã thuật lại các điều tra nghiên cứu mà vị tiền bối Lạt Ma Á La nhắc đến đã thực hiện mới kể được một nửa, đã nghe giáo sư Phương Tân ngắt lời nói, vị tiền bối mà Lạt Ma Á La nói ấy, có phải là một vị họ trại, người dân tộc Tạng hay không? Ồ, Trác Mộc Cường ba ngớ người ra dây lát, gật đầu. Thầy giáo cũng biết người này. Ừm, giáo sư Phương Tân nói, hồi tối học đại học, thầy giáo của tôi từng nhắc đến con người này. Ông ấy nói, thời kỳ trước giải phóng, vị họ trại này chính là người yêu thích nghiên cứu tạng ngao cuồng nhiệt nhất. Nếu không có người đó, Thầy giáo của tôi thậm chí còn không biết trên thế giới này còn có loài chó ngao Tây Tạng ấy nữa, chính là vị tiền bối ấy đã thay đổi phương hướng cũng như đề tài nghiên cứu của thầy giáo dạy tôi đó. Nói tới đây, giáo sư Phương Tân ngưng lại một chút, cơ hồ đang hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Trác Mộc Cường Ba hỏi thêm một câu, thầy giáo, thầy của thầy trước đó nghiên cứu đề tài gì vậy? Giáo sư Phương Tân tiện miệng đáp luôn, nhân giống gấu trúc nhân tạo. Ông định thần lại, ngước mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, rồi nói tiếp vào thời ấy thì đây là hạng mục nghiên cứu khoa học trọng điểm. Có điều vị trại tiên sinh kia, thực ra không thể nói là một học giả được, ông ấy chỉ chuyên chú vào tảng ngao mà thôi, vì vậy thầy giáo của tôi mới gọi ông ta là người yêu thích chó ngao Tây Tạng. Vậy thầy giáo của thầy nhất định là biết rất nhiều chuyện về vị trại tiên sinh ấy rồi. Ông ấy tên là gì? Là người vùng nào ở Tây Tạng? Giờ còn có thể tìm được ông ấy nữa không? Trác Mộc Cường ba hỏi liền một hơi dài. Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói, không, không, thực ra thầy giáo của tôi hết sức ngẫu nhiên có gặp mặt ông ấy một lần sau này bọn họ đều chỉ thư từ qua lại thầy giáo của tôi luôn gọi ông ấy là trại tiên sinh tôi cũng không biết ông ta tên là gì nữa chỉ nhớ thầy giáo tôi từng nói rằng trại tiên sinh có thân phận hết sức đặc biệt đó là một chức nghiệp liên quan đến động vật nghe nói đó cũng là một chức nghiệp cực kỳ đặc biệt ở tây tạng gọi là gì thì tôi cũng quên mất rồi giáo sư phương tân đẩy gọng kính lên sống mũi đoạn nói tiếp tóm lại là thầy giáo tôi đánh giá trại tiên sinh đó rất cao nói rằng thời kỳ trước và đầu giải phóng, ông ấy là người am hiểu nhất về chó ngao Tây Tạc, hơn nữa con người này còn tinh thông nhiều thứ ngôn ngữ, có học thức rất sâu rộng, vậy nên đến giờ tôi vẫn còn chút ấn tượng về ông ấy. Nhưng vị trại tiên sinh này trước nay chưa từng xuất hiện trên bất xứ báo, tạp chí hay ấn phẩm học thuật nào, có lẽ ông ấy là người độc lai like, độc vãng, điều này chắc có liên quan đến chức nghiệp thần bí kia của ông ấy cũng nên. Vốn tưởng rằng giáo sư Phương Tân biết nhiều hơn, chắc Mộc Cường Ba không khỏi có chút thất vọng. Giáo sư Phương Tân thấy vậy, mỉm cười nói, "Được rồi, thu hoạch của chúng ta hôm nay cũng đủ rồi, những đầu mối này thoạt nhìn thì có vẻ không ra đâu vào đâu, nhưng lại là một phương hướng hoàn toàn mới mẻ, thêm một chút thời gian nữa, nhất định chúng ta sẽ có bước đột phá lớn." "Giờ đã muộn lắm rồi, Lạt Ma Á là nói đúng đấy, ngày mai có lẽ sẽ rất nguy hiểm, chúng ta cần phải chuẩn bị cho tốt, giờ chưa phải thời cơ thích đáng để thảo luận những vấn đề này đâu. Trở về nghỉ ngơi trước đã, ok?" Trác Mộc Cường ba trầm ngâm dây lát rồi nặng nề gật đầu bước đi. Gió đêm u uất, tường đá im lìm dưới bầu trời sao lồng lộng, một cánh chim ưng lướt về phía vầng trăng non. Lữ cánh nam bước ra hậu viện khu nhà, nói với bóng đen đứng phía trước, á la đại nhân. Bóng đen quay đầu lại, điềm đạm nói, ừm, um, con biết không, thôn công bố này là hậu duệ của ngoại kim cương viện ở phương nam của chúng ta, cánh cửa sinh mệnh chính là thánh đàn của giáo ta. Lữ cánh nam khẽ kêu lên, á, điều, điều này thì con không hề nghĩ đến chỉ cảm thấy có chút quen thuộc thôi lạt ma á la nói lần này có thể liên hệ được với họ đúng là thu hoạch bất ngờ đã xa cách cả nghìn năm rồi bọn họ vẫn kiên trì với sứ mệnh của mình nếu không phải nhìn thấy những thứ bên trong thánh đàn ta cũng không ngờ bọn họ lại chính là hậu duệ của ngoại kim cương viện đâu lữ cánh nam nhìn theo bóng chim ưng đã biến thành một chấm đen trên nền trời nói báo với trưởng lão hội rồi ạ à. lạt ma á la gật đầu ừm um, chuyện ở đây vẫn phải để trưởng lão hội cân nhắc đưa ra quyết định ta không thể làm chủ được lữ cánh nam nói vậy còn thân phận thánh sứ đại nhân của cường ba thiếu gia lạt ma á la đáp chuyện này thì ta cũng không biết thân phận thánh sứ là gì thánh sứ phụ trách sứ mệnh gì bọn họ đều không hé môi nửa lời bọn họ cũng tuân thủ theo quy tắc giống như chúng ta chỉ trung thành với lời thề chứ không trung thành với bất cứ người nào tuyệt đối không nói chuyện này với người ngoài đâu cho dù là người cùng giáo phái cũng không thể. Có điều theo ta thì trải quan một nghìn năm, phương pháp xác nhận thân phận thánh sứ của họ e là đã có vấn đề. Nói thế nào thì Mơ cũng không thể là thánh sứ mới ô ải, hắn là người ngoại quốc cơ mà. Lữ cánh nam trầm ngâm, liệu có khả năng không phải Mơ Kinh, mà một người nào đó trong đám lính đánh thuê của hắn. Lạt ma á la lắc đầu, không, ta đã xác nhận lại rồi, chính là Mơ Kinh. Hơn nữa, con cũng biết đấy, thánh sứ không chỉ có mình mất Kim và cường ba thiếu gia, còn có những thánh sứ khác nữa. Lữ cánh nam ngạc nhiên thốt lên, đây, rốt cuộc là chuyện thế nào vậy? Thánh sứ này rốt cuộc là để làm gì? Còn nghe cách nói của Đa Cát, hình như thánh sứ có quan hệ trực tiếp với bạc ba la thần miếu thì phải. Lạt ma á la gật đầu, ừm, thánh sứ hình như là người có thể đi thẳng đến bạc ba la thần miếu, hoặc là người có thể nảy sinh một mối liên hệ gì đó với bạc ba la thần miếu, còn những người khác thì đều không có tư cách này. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cho dù không có thôn công bố xác nhận thân phận thánh sứ của cường ba thiếu gia, thì chẳng phải là chúng ta cũng nghĩ như vậy hay sao, trong cơ thể của cường ba thiếu gia, chẳng phải đang chảy dòng máu cao quý thần thánh đó hay sao. Ông hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm xa thẳm, một chút hưu tư thấp thoáng hiện lên vầng trán, thầm nhủ, nhưng mà sức khỏe của cường ba thiếu gia cũng khiến người ta thật hết sức lo lắng, lần sơ suất này thật không biết phải ăn nói với trưởng lão hội thế nào. Lữ cánh nam dường như đã nhìn thấu tâm tư của lạt ma Á La, liền truy vấn, Á La đại nhân, con muốn biết, sức khỏe của cường ba thiếu gia, rốt cuộc. Lạt ma Á La lắc đầu nói, còn nhớ chuyện ta từng nhắc nhở con không, chớ nên đánh giá thấp người bộ tộc qua ba, chớ nên coi thường vu thuật của người tạng cổ. Lần này, cường ba thiếu gia chính là chúng phải cổ độc đại thanh liên, ba vị trưởng lão đó đã chứng thực rồi. Lữ cánh nam vội nói, cũng có nghĩa là lúc ấy ngâm trong nước sạch chỉ giải trừ được đau đớn bên ngoài, chứ không thể trừ tận gốc cổ độc. Lạt ma á la gật đầu xác nhận, lữ cánh nam lâu lắng nói, vậy thì sẽ ra sao? Lạt ma á la lắc đầu, không nói được, ba vị trưởng lão chỉ khẳng định trong khoảng thời gian tới đây sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, lâu nhất cũng không quá 2-3 năm, sau đó thì không rõ, ta còn phải thỉnh giáo trưởng lão hội, xem các vị đại nhân ở đó có cách gì không? Phải rồi, chuyện này ngàn vạn lần không được để cường ba thiếu ra biết, trừ phi là chúng ta đã tìm được phương cách giải quyết. Lữ cánh nam không nói gì. Lạt ma á là đột nhiên gần giọng ở đây có quá nhiều chuyện cần chúng ta phải làm rõ đầu mối, một nghìn năm chờ đợi mòn mỏi có lẽ chính là vì ngày hôm nay đây. Con nhất định phải nhớ rõ thân phận và sứ mệnh của mình, trên danh nghĩa con là chỉ huy của đội ngũ này, chúng ta không cho phép con phạm bất cứ sai lầm nào, đặc biệt là đối với cường ba thiếu gia, con hiểu chưa? Lữ cánh nam cúi gầm mặt, con hiểu rồi. Lạt ma á la thấp giọng xuống, đúng rồi, còn hai chuyện nữa con cần phải biết, con còn nhớ bài ca đa cát đã đọc thuộc lòng đó không? Lữ cánh nam đáp, con nhớ. Lạt ma á la nói, đó chính là tụng ca, ta đã xác nhận được ở chỗ ba vị trưởng lão. Thôn công bố hiện giờ chỉ còn lại 11 phần tụng, tất cả đều tách rời độc lập, ngay cả trước kia, họ cũng có chừng không quá 30 phần tụng đâu, nhưng những điều họ nắm giữ hẳn phải có một phần rất lớn có giá trị then chốt. Ta cũng đã báo thông tin này cho trưởng lão hội, hy vọng họ có thể tìm ra nguồn gốc và xuất xứ bài tụng ca này, nếu có các kinh văn liên quan nữa, nói không chừng đây sẽ là một đầu mối vô cùng đắc dụng đó. Lữ cánh nam thắc mắc, còn không hiểu, dựa theo nội dung đã dịch ra được của cổ cách kim thư thì bấy giờ cổ nhân đã cố ý phân tán các đầu mối, tại sao lại để những người trong thôn công bố này ở lại nơi đây, lại còn bảo vệ đầu mối quan trọng tới nhường này nữa? Đó chính là đáp án mà cả nghìn năm nay chúng ta vẫn đang tìm kiếm đấy. Lạt Ma Á la ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, trầm mặc hồi lâu, rồi mới đổi giọng nói phải rồi. Lần trước ta có nhắc đến 13 người muốn đến địa cung Ohis trộm mộ, theo tin tức trưởng lão hội gửi đến, bước đầu phỏng đoán rằng đó chính là 13 kỵ sĩ bàn tròn, nếu mất Merkin và người áo xám đó. Kỵ sĩ bàn tròn, lứa cánh nam lặp lại danh từ xa lạ ấy. Ưm lạt ma á la nói, 13 kỵ sĩ bàn tròn là tổ chức trỗi dậy nhanh nhất, thực lực mạnh nhất, nguồn gốc thần bí nhất trong rất nhiều cơ quan, tổ chức tìm kiếm bạc ba la thần miếu khoảng một hai chục năm gần đây đồng thời cũng là đối thủ đáng sợ nhất trong các kẻ địch mà thánh giáo ta từng phải đụng đầu. Trước đây, trong các cuộc chiến giành giật đầu mối để tìm kiếm thánh miếu, bọn chúng là thế lực hung hăng càn quấy nhất, không chỉ đối địch với thánh giáo chúng ta, mà còn không bỏ qua cho bất cứ tổ chức nào muốn dính dáng đến thánh miếu. Nhưng mấy năm gần đây, đột nhiên tổ chức này ẩn hình dấu tích, tin đồn thì có đủ loại, đoán chừng là do chúng tổn thất nặng nề trong địa cung của Ngưu Mai A, không thể nào gượng dậy được nữa. Lữ cánh nam nghi hoặc nói, tại sao con không hề biết chuyện này nhỉ? Lạt Ma Á La nói, lúc con tiếp xúc với trận chiến đưa Thánh Miếu trở về, tổ chức này đã biến mất được một thời gian rồi, mà kẻ địch của chúng ta thì nhiều lắm, tất cả những kẻ nào đã biến mất thì đều không cần nghĩ đến nữa. Con có biết không, số 13 này ở phương Tây là biểu trưng cho địa ngục, 13 kỵ sĩ bàn tròn chính là nói đến những kỵ sĩ xa đọa trốn địa ngục. Mới đầu chúng ta cũng chỉ biết có một nhóm người tự xưng là 13 kỵ sĩ bàn tròn, chuyên đi trộm các lăng mộ thuộc hàng quốc bảo của các nước trên thế giới, không ngờ bọn chúng đúng là có 13 người thật. Lữ cánh nam trầm ngâm suy tư, 13 kỵ sĩ bàn tròn, những kỵ sĩ xa đọa trốn địa ngục, cái tên này mang đến cho cô dự cảm hết sức bất thường. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả bị tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng đánh thức, đổi xong hành trang, cả đoàn lại vội vã lên đường. Đa Cát là người có thể ra khỏi thôn công bố, lại có khả năng tìm được cánh cửa địa ngục, đồng thời được Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á la cùng ra sức tiến cử, anh chàng đắc ý dương dương ngồi lên máy bay trực thăng. Nhưng ánh mắt cô nàng giáo quan kia thì trông như vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể giơ chân đạp văng tên tiểu tử lùn một mẩu cuồng vọng tự đại này xuống khỏi máy bay. Sau khi trực thăng cất cánh, mọi người mới trông thấy một cái bóng đỏ rực ở tiết đằng xa chạy theo máy bay một quãng dài nhưng cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp. Các thành viên trong đội trên máy bay đều cười thầm trong bụng, tên nhãi đa cắt này giả bộ không để ý, vậy mà khóe mắt lại cứ liếc về phía sau. Bay về phía tây được nửa tiếng đồng hồ là đến cánh cửa địa ngục mà Đa Cát nói đến. Xuống máy bay, xung quanh núi non vây bọc cây cối rậm rạp thâm u, vách đá hun hút, bên dưới là dòng nhã lỗ tạng bố thét gào gầm rú, nước chảy rất xiết, thế tựa như ngàn vạn thất ngựa cùng tung vó lao đi. Chỉ thấy có một bình đài khá thông thoáng, xa xa núi non nhấp nhô, trùng trùng điệp điệp, kéo dài liên miên không dứt. Gần đó là vực sâu, xung quanh toàn vách núi, một dòng sông cuồn cuộn chảy không ngừng, thung sâu u tĩnh, nếu có thêm một gian nhà cỏ thì tưởng chừng như nơi đây chính là lựa chọn tuyệt vời cho bậc ẩn sĩ trốn thâm sơn. Dòng sông như một đường lạch trời rạch phá núi xanh, sông dài tuôn chảy, tựa một con rắn bạc hay một giải lụa trắng quấn quanh khối ngọc bích. Mấy ngọn thác dạng bậc thang lao thẳng xuống từ chín tầng trời cao, bắn tóe ra những quầng hơi nước mịt mùng, lại như hoa bay tơi tả trong đêm tuyết, sương mù vẩn vít mờ mờ, tiếng vang vẳng tới mây xanh, tựa rồng ngâm hổ hú, như chim kêu vượn hót hơi ẩm bốc lên, ập vào mắt rượi, thêm nữa lại có mặt trời rực rỡ, ánh lên giữa thác nước những quầng sáng bảy màu, từng cây cầu vồng bắc qua giải nước biếc giữa những ngọn linh sơn. Đếm dần từ dưới lên trên, tổng cộng có 5 đạo cầu vồng, ánh sáng mê ly huyền ảo, hòa cùng ảo ảnh do hơi nước mù mịt tạo ra, cảnh tượng tựa hồ như trốn tiên cảnh vậy. Ở tầng mây bay thác đổ trên cùng, cầu vồng khúc khuỷu, không ngờ lại đã hình thành một vòng ánh sáng lấp lánh, hệt như Phật quang, khiến người ta sinh niềm kính ngưỡng từ tận đáy tim, dấy lên cảm xúc bồi hồi rung động. Mọi người đều không kìm nén nổi cảm giác xúc động sâu sắc, lạt ma á la thậm chí còn nước mắt lưng tròng. Quang cảnh này là biết bao nhiêu bậc tu sĩ hồng hóa một mà thành, phải mất mấy ngàn năm mới có được. Nhạc dương, trường lập thì bừng bừng phẫn nộ, cảnh tượng như này mà lại bị gọi là cánh cửa địa ngục, thế thì chẳng phải là ảnh hưởng đến cả phong cảnh tuyệt trần nơi đây hay không. Trường lập đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, không tin tưởng hỏi lại, Đa Cát, chỗ này đúng là cánh cửa địa ngục đấy chứ. Có giống đâu, Đa Cát gật đầu chắc như đinh đóng cột, nhưng nơi đây đến cả một chút dấu vết nhân tạo cũng không hề có, hoàn toàn là cảnh sắc tự nhiên, xung quanh chỉ có núi, có nước, có cây, đừng nói là cửa, mà đến cả một thứ giống cái cửa cũng chẳng có luôn. Theo như Đa Cát nói, nơi này không hề có một ký hiệu nhân tạo nào, phải hoàn toàn dựa vào ký ức về hình thể núi non cây cối xung quanh thì mới có một nơi thế này ở đây. Nói như vậy đúng là có cảm giác hết sức bí mật thật, một nơi mãi mãi chỉ tồn tại trong ký ức của mấy con người, thế nhưng ở đây một là không có cửa, hai là không có lối thông, hỏi Đa Cát thì anh ta cũng chẳng biết gì, chỉ biết nơi này chính là cánh cửa địa ngục trong truyền thuyết mà thôi. Nhạc Dương hỏi, cánh cửa địa ngục đã mở, các dũng sĩ phải xuất phát lên đường. Cửa mở ở chỗ nào thế? Anh chàng chỉ xuống dòng sông cuộn chảy ầm ầm hàng trăm mét bên dưới nói, chẳng lẽ bảo chúng ta phải đi dọc theo sông nhã lỗ tạng bố này chắc? hai mắt đa cát sáng bừng lên nói à chuyện này cũng rất có khả năng đấy không biết cẳng chân này của thánh mẫu rốt cuộc là đuổi đến tận đâu nữa nhạc dương nghe vậy liền cốc mạnh vào đầu đa cát một cú lữ cánh nam vẫy tay nói đi thôi xem ra ở đây chẳng có đầu mối gì hết đa cát anh ở đây tự quay về hay là để chúng tôi phái người đưa anh về đa cát trợn tròn mắt lên nói tôi tôi đi tượng hùng với mọi người lữ cánh nam tỏ ra khinh miệt anh đi làm gì Nơi chúng tôi sắp đi đây vô cùng nguy hiểm, đội ngũ này đều là những người đã trải qua huấn luyện đặc biệt cả rồi, chúng tôi không thể lo cho sự an toàn của anh được, mà anh lại còn làm chậm tiến độ tiến lên của chúng tôi nữa. Gương mặt Đa Cát đỏ bừng lên, trong thôn còn chưa có người nào dám nói với anh ta những lời ấy, anh chàng uất ức kêu lên, "Tôi, tôi là thợ săn giỏi nhất trong thôn công bố, tôi sẽ không làm liên lụy mọi người đâu. Hơn nữa, hơn nữa còn có thể giúp mọi người rất nhiều nữa." Lữ Cánh Nam nhìn Đa Cát như thể nhìn một chú bé, mỉm cười nói, anh có thể giúp chúng tôi làm gì chứ? Đa Cát nói, tôi, tôi có thể dẫn mọi người tìm đến lối vào đảo Huyền Không tự. Lữ Cánh Nam lắc đầu, chúng tôi có bản đồ rồi. Đa Cát nói, tôi, tôi biết các cơ quan bẫy dập mà người xưa đã bố trí, tôi có thể phá giải chúng nữa. Lữ Cánh Nam vẫn lắc đầu, về mặt này thì chúng tôi đều là chuyên gia, không cần anh giúp đỡ. Đa Cát nói, Tôi, tôi còn biết rất nhiều chuyện liên quan đến thánh địa, toàn là những chuyện chỉ có trưởng lão thôn công bố chúng tôi chúng tôi mới biết thôi. Lữ cánh nam liếc mắt nhìn đa cát, đến khi chán chàng lùn túa mồ hôi ra, cô mới nói, thế này đi, để chứng minh anh không phải là cục nợ gây liên lụy cho chúng tôi, hãy chọn bất cứ người nào trong những người ở đây, nếu anh thắng được, tôi sẽ cho anh đi cùng. Nhìn anh chàng đa cát cao chưa đến mét dưới, chắc một cường ba thầm lắc đầu, đoạn mảnh sang nhìn đường mẫn, thầm nhủ, nếu chọn mẫn mẫn thì may ra còn có cơ hội giành chiến thắng. Nhưng sự tự tôn và kiêu ngạo của Đa Cát không cho phép anh ta lựa chọn một đối thủ nữ giới. Ngoại trừ Thánh Sứ Trác Mộc Cường Ba, Đa Cát quét ánh mắt qua người từng đội viên đã được huấn luyện đặc biệt, chỉ tay vào Ba Tang nói, "Vậy thì chọn anh Ba Tang đi." Giải nghĩa, hồng hóa, theo thư tịch của Phật giáo Tây Tạng ghi chép, hồng hóa là hiện tượng cao tăng đắc đạo khi viên tịch thân thể không ngừng thu nhỏ lại trong nháy mắt hoặc vài ngày, cuối cùng tan biến, hóa thành đạo cầu vòng. Tương truyền, những tu sĩ phái ninh mã cổ tu luyện đến mức đại viên mãn thì sẽ hồng hóa. Cùng thời điểm ấy, trong đại sảnh của thôn công bố, vị trưởng lão có vầng trán rộng lên tiếng hỏi, đi rồi à? Na thâm gật đầu, vâng, bọn họ ngồi lên con chim sắt, bay đi rồi. Trưởng lão nghe xong gật đầu vẫy tay ra hiệu cho na thâm có thể lui đi, đồng thời ngó anh sang nhìn vị trưởng lão nghi dài, tựa hồ như đang hỏi ý. Trưởng lão nghi dài nói, vị thánh sứ đầu tiên đã đi rồi, vị thánh sứ thứ hai cũng đi rồi, vòng luân hồi đã khởi động, những người còn sót lại trên mảnh đất này cũng phải theo vết chân của các vị tiền bối, đi tìm nơi thánh địa ấy. Trung quy thì vẫn là số mệnh, trung quy thì vẫn là số mệnh. Vị trưởng lão mũi sư tử hỏi, vậy còn vị thánh sứ thứ ba? Vị thánh sứ đại nhân thứ ba có còn đến chỗ chúng ta nữa hay không? Trưởng lão mi dài lắc đầu, không có nữa đâu. Vị thánh sứ đầu tiên đã mang chìa khóa đi, vị thánh sứ thứ hai đã mang hồng thạch đi, cánh cửa sinh mệnh đã đóng lại, không còn thứ mà các vị thánh sứ cần nữa rồi, vị thánh sứ thứ ba sẽ không đến đâu. Có điều, lần này Nam Phương Ngoại Kim Cương Viện của chúng ta có thể bắt liên lạc được với Bắc Phương Ngoại Kim Cương Viên, thì cũng coi như không uổng công cay đăng khổ sở ở trốn không người này suốt một nghìn năm, rồi sẽ đến một ngày, Mạn Đà La sẽ trùng hiện lên ánh sáng trói ngời. Vị trưởng lão chán rộng nói, tôi có linh cảm rất mãnh liệt, hai vị thánh sứ lần này khác hẳn với những vị trước đây, bọn họ chắc chắn sẽ tìm được thần miếu cuối cùng, đại thần ma hê thủ la ở trên trời cao quan sát, nhất định sẽ phù hộ cho họ. Trưởng lão mũi sư tử lo lắng nói, nhưng trong các ghi chép để lại, trong thần miếu cuối cùng ngoài giáo lý của chúng ta ra còn có lời nguyền đáng sợ đó nữa, nếu lỡ bất cẩn, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Vị trưởng lão chán rộng thấp giọng ngâm nga, một khi để máu tanh với bẩn bậc thang thánh miếu, vô số tai ương sẽ ùn ùn kéo đến như tuyết lở, giáng xuống tất thảy mọi nơi. Tất cả thành thị đều sẽ biến thành nơi hoang phế không một bóng người, giống như xài lang an cư bên dưới thánh đàn, lũ độc xà phơi nắng trên bậc cấp, lưới nhện bịt kín khung cửa, loài hoa chết chóc nở khắp mặt đất mênh mông. Không sai, trong sổ sách nghìn năm trước của thôn làng chúng ta có ghi lại như vậy, nhưng chúng ta phải tin rằng các thánh sứ có đủ năng lực để giáng phục tất thảy mọi điều tà ác trên đời. Vị trưởng lão mũi sư tử bất an thở dài, nhưng mà các vị thánh sứ đại nhân đều đã quên đi thân phận của mình, và lại còn cổ độc trên người vị thánh sứ thứ hai nữa, nhiều nhất chỉ còn sống được hai năm nữa thôi. Vị trưởng lão Nghi dài nói, Cát tường thiên mẫu, Đại cát tường thiên mẫu, Lục độ mẫu một các vị ấy đều sẽ chiếu cố lo lắng đến người gánh vác sứ mệnh, đây không phải chuyện mà chúng ta có thể lo lắng được. Chú giải, Cát tường thiên mẫu, Đại cát tường thiên mẫu còn gọi là Đại cát tường thiên nữ, thiện nữ, là vị nữ thần hộ pháp trong Phật giáo Tây Tạng, thần bảo vệ cho thành ha Sa và đạt Lai Lạt Ma, có ảnh hưởng rất sâu rộng trong mật tông Tây Tạng. Lục độ mẫu, một trong 21 hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát trong khe sâu không nhìn thấy ánh mặt trời dưới lòng đất. Hưm, làm được lắm, lôi ba, Merkin tán thưởng, trừ một sợi bị bắn chệch, năm sợi thường đã được bắn hết sức chuẩn xác từ bờ bên này sang vách đá đối diện, khoảng cách không gian hơn 200 mét đã được nối liền. Hai mắt lôi ba nheo lại thành một khe hở hẹp, cười cười nói, ông chủ quá khen rồi. Sau khi trải qua đợt huấn luyện quân sự của Merkin, quan hệ của cả đám người này và hắn đã không chỉ là giữa chủ thuê và người làm thuê nữa, mà hầu hết là những thành viên đã được huấn luyện đều nảy sinh thêm cảm giác kính sợ đối với Merkin, khiến bọn chúng không dám phản kháng hắn. Merkin ngoảnh lại nhìn Tây Mễ, thấy tên này đang lạnh lùng quan sát, cặp mắt tam giác thoáng lộ một tia nhìn khiến người ta phải dùng mình ớn lạnh. Y hiểu rất rõ mục đích của Merkin, nhưng đối phương lại nắm trong tay quân bài chốt khiến Y không thể nào mở miệng được. Sos nói, để tôi qua xem trước thế nào, nói không chừng còn có cơ quan cạm bẫy. Nói đoạn, y đã bám dây thường biến mất trong bóng tối mịt mù. 10 phút sau, không thấy hồi âm, bọn Merkin đứng bên bờ khe vực sốt ruột chờ đợi. Lại thêm 10 phút nữa trôi qua, vẫn không có tín hiệu gì, Merkin không kìm được nữa, giật lấy bộ đàm nói, Sos, Sos. Anh nghe thấy gì không? Có phải đã đến rồi chưa? Sos. Lát sau, một quả pháo sáng bắn vọt lên bầu không đen kịt, chứng tỏ Sos đã sang bờ bên kia an toàn, sau đó là tiếng rẹt rẹt khi Sos mở máy bộ đàm mau qua đây mà xem, bọn người phương đông này biết phép thuật, trời đất ơi, anh không biết được đâu, hùng vĩ quá. Hết quả pháo sáng này lại đến quả pháo sáng khác từ từ bay lên, Merkin đang bám ở đoạn giữa sợi dây thường biết đây là do Sos đang quan sát toàn bộ đảo huyền không tự bắn lên. Y hơi ngẩng đầu, liền trông thấy một kiến trúc dạng Phật tháp cao khoảng 9 tầng nhưng được xây lộn ngược. Cả tòa Phật tháp lộn ngược treo lơ lửng trên không trung, trông như núi tiên trong đạo giáo truyền thống của Trung Quốc vậy. Cảm giác đầu tiên hiện ra trong đầu Merkin là, không thể tin nổi, đây là ảo giác. Kiến trúc lớn như thế, sao có thể treo ngược trên không chung được? Quả pháo sáng tiếp theo bắn lên, Merkin lại nhìn thấy rõ ràng, thì ra không chỉ có một tòa, mà là vô số những tòa tháp 7 tầng, 12 tầng, lớn nhỏ lộn ngược tựa NS những ngọn núi úp ngược trôi lơ lửng giữa không chung, trong bóng tối thâm u kia lại còn có không biết bao nhiêu tòa tháp náu mình nữa. Nếu như nơi này không ẩn mình trong bóng tối, lại có thêm hạc tiên mây trôi, thì những thứ tiên điện, hay lăng tiêu bảo các một. Merkin bám dây thường bò đến chỗ Sox đứng, Sox đang ngẩng đầu nhìn trong tư thái hết sức xuất thần. Chỗ này là phần đỉnh của một ngôi đảo huyền không tự, một dạng thế đàn hình bát giác rộng hơn trăm mét vuông, có lan can đá vây quanh, chính giữa sừng sững một tượng Phật cao ba mét, xung quanh tượng Phật là tám vị Bồ Tát, hiền giả. Dây thường có gắn móc câu của bọn y bắn từ bên kia sang đều găm vào những tượng đá này. Đến bên mép lan can, cúi đầu ngó xuống, là vực sâu hun hút không nhìn thấy đáy. Vì tầng trên cùng này có diện tích lớn nhất, càng xuống dưới càng thu hẹp lại, thành ra dù đứng ở tầng nào nhìn xuống dưới đều chỉ thấy vực sâu tối tăm, khiến người ta không khỏi dùng mình kinh sợ. Merkin đến cạnh Sauce cất tiếng hỏi, bọn họ làm thế nào vậy? Sauce lại bắn một quả pháo sáng nữa lên, trỏ vào phần bệ của một ngôi đảo huyền không tự, chỉ thấy trong bóng đêm có một cánh tay vươn ra, tựa như thác tháp thiên vương nâng tòa bảo tháp lột ngược, chống đỡ cho ngôi chùa. Merkin lẩm bẩm thế này, thế này thì trái lẽ thường quá rồi. Phần bệ nhỏ như vậy chống đỡ cả đỉnh tháp khổng lồ như này, không thể nào giữ được thăng bằng một cách chuẩn xác, mà cũng không thể chịu nổi trọng lực, một cánh tay bằng đá như vậy vươn ra không chung, làm sao mà đỡ được cả một vật thể khổng lồ như thế này chứ? Sau lắc đầu, không biết, có điều, tòa tháp ngược này cũng do một cánh tay bằng đá chống đỡ, đây là tòa tháp lộn ngược gần bờ vực bên kia nhất, những tòa tháp khác đều ở phía sau nó, còn bên đầu kia khe vực thì còn cách tòa tháp này ít nhất cũng phải hơn trăm mét nữa. Nói cách khác, chiều rộng thực sự của khe vực này chắc chắn phải trên 400 mét. Lúc này, những người khác trong đội của bọn y cũng đã lần lượt sang đến bình đài bắt giác. Merkin ra lệnh cho thủ hạ đốt ống cháy sáng, bình đài lập tức sáng bừng lên. Sos nói, phải tìm đường xuống dưới thôi, chúng ta phải từ mặt tháp lớn nhất này xuống đến tầng dưới đáy tháp, sau đó đi men theo cái giường đá khổng lồ mà sang bờ bên kia của khe vực, nhưng ở đây dường như không có đường nào đi được. Người cổ cách cổ đại làm sao ra vào được nhỉ? Có lẽ phải tìm lối ra trên thân mấy tượng Phật này thôi. Y bước đến trước mặt pho tượng Phật ở giữa, nhìn chằm chặp vào cái móc sắt bị quần ra nằm trên mặt đất. Loại móc câu bắn ra bằng pháo từ lực này uy lực kinh người, cho dù đá hoa cương cũng có thể xuyên vào được sâu đến mấy mét, nhưng cái móc sắt này không ngờ lại bị quần đi. Ánh mắt sauce dần dịch chuyển lên cao, cuối cùng cũng phát hiện ra một vết hẳn rất nhạt trên thân pho tượng Phật, Y gọi Mertzkin lại nói, anh nhìn xem, móc câu hợp kim sắt của chúng ta lại không ghim vào nổi tượng Phật này, tượng Phật này không ngờ là hợp kim đồng. Một pho tượng lớn thế này, toàn bộ đều đúc bằng hợp kim đồng cả đấy. Mertzkin lấy ra thứ vũ khí dạng búa trông như cái cuốc chim leo núi, dùng sức đập mạnh vào pho tượng Phật lực phản chấn khiến cánh tay hắn tê dần dần. Tượng Phật không phát ra tiếng động nào. Mertzkin tặc lưỡi nói, đặc ruột, khá lắm. Sau tìm khắp một lượt trên thân tượng Phật đồng, phát hiện một cái chốt lấy bèn bảo tất cả lùi lại, sau đó chuyển động cơ quan, chỉ nghe tiếng két két vang lên, một phiến đá ở sát mép đài bát giác bật tung, để lộ ra dãy bậc thang đi xuống dưới. Một thành viên khác trong đội dùng máy đo kiểm tra xong báo cáo chất lượng không khí bên trong cho phép con người tiến vào. Sos gật đầu, giờ có đường rồi, nhưng rốt cuộc là chúng ta phải đi tới đâu để tìm cái pháp môn kia chứ hả? Merkin đáp, tên nhỏ con ấy không biết, trưởng lão trong làng cũng không biết, chúng ta chỉ còn cách cứ thẳng đường mà tiến, nên có lối rẽ thì tách ra tìm kiếm thôi. Sau châm trích, anh là vị thánh sư có pháp tướng và huệ căn nhất, cánh cửa của bạc ba la chỉ có mình anh mở ra được mà thôi. Merkin giận dữ đáp, tôi đã bảo đừng bao giờ nhắc lại lời của ba lão già điên ấy nữa. Nói đoạn, y xoay người lại dặn dò đám thủ hạ, chắc là một tấm bản đồ khác cùng chất liệu với tấm bản đồ trước đây của chúng ta, chúng mày nhớ cả rồi chứ. Bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới đó, nhớ cho kỹ, cứ 20 mét lại đốt một ống pháo sáng dứt lời hắn quay lại bảo Sos, mở đường đi cho chúng tôi xem thành quả của anh thế nào Sos gật đầu không vấn đề y rút ra một cái hộp nhỏ bên trong không ngờ lại có một con bồ câu trắng nhưng phần đầu của con chim này đã bị người ta dùng thủ thuật gắn lên một cái máy nhỏ như hộp diêm sauce thả con bồ câu trắng xuống phía trước lối vào lấy ra một bộ điều khiển nhỏ như chiếc điện thoại di động đèn xanh ở cái hộp diêm trên đầu con bồ câu sáng lóe lên trên màn hình điện thoại di động của Sos liền xuất hiện hình ảnh dưới sự điều khiển của y, con bồ câu đập cánh bay thẳng vào trong ngọn Phật tháp đảo ngược. Tình hình bên trong được truyền ra một cách rõ nét trên màn hình điện thoại di động của Sauce, chỉ thấy bên trong tòa Phật tháp này là một không gian chỉnh thể, không có phân tầng, cầu thang vòng quanh tường Phật tháp theo hình xoáy trôn ốc đi xuống dưới đến tận bệ tháp, chính giữa tòa tháp là một cột trụ lớn, xem ra chính cột trụ này chống đỡ cho cả tòa Phật tháp, vì sử dụng kỹ thuật giả quang nên hình ảnh hiện lên màn hình toàn một màu xanh lét, không nhìn rõ được những nội dung khác. Sauce nói: có thể đi xuống, xem ra không có vấn đề gì hết, kỳ lạ thật, không ngờ lại là một tòa tháp giống, sao lại xây những công trình kiến trúc thế này nhỉ? Đoàn người đi theo hàng một tiến vào, bộ cầu trắng bay trước mở đường, người đi đầu phụ trách đốt ống phát sáng. Những bậc thang xây trên vách tường tòa Phật tháp lộn ngược sử dụng công nghệ tương tự công nghệ sạn đạo một đục mắt trên tường đá vào, hoặc từ lúc xây tháp đã để lại hốc trống, rồi cắm vào các thanh xà đá, cái đó ghép ván gỗ này cũng không biết là dùng chất liệu gì mà cả ngàn năm rồi vẫn chưa mục nát khi đi hết một vòng thang, có thể nhìn thấy các xà đá trên đỉnh đầu đều có rất nhiều hình khắc trang trí. Đó là hình tượng phi thiên dạ xoa và các lọ ai tiểu quỷ, như thể chúng đang ở trên đầu dõi theo quan sát người đi bên dưới. Trên vách tường còn vẽ vô số hình ảnh trong các câu chuyện Phật giáo, một phần đã bong chóc nham nhở, cả mức và sauce đều không thể đoán được hàm nghĩa của chúng. Một đoạn sạn đạo có lan can bằng gỗ, đi bên trên cảm giác rất an toàn, có điều trên lan can gỗ ấy còn có rất nhiều vòng sắt, có những vòng còn treo cả một sợi xích sắt dỉ đến không còn hình dạng gì nữa khẽ chạm vào một cái là liền kêu lên đinh đang đinh đang bên trên cột trụ lớn ở giữa đường như có rất nhiều thứ nhưng hiểm nỗi khoảng cách quá xa nên từ lúc xuống đến giờ vẫn không thể nhìn cho rõ được sauce đoàn là hình khắc tượng Phật còn Merkin thì cho rằng đấy là cơ quan bẫy dập gì đó sauce nhìn tòa tháp cho ngược hết sức phân vân tại sao phải xây kiểu như thế hơn nữa lại còn giống ở bên trong nhưng cả người nghiên cứu rất sâu về Tây Tạng như Merkin cũng không biết gì về vấn đề này. Mãi đến khi cả bọn đi được nửa đường thì mời nhìn rõ, bên trên cột trụ khổng lồ ở giữa ấy chi chít vết dỉ màu xanh lét, còn có những chỗ không bị dỉ lại ánh lên sắc tựa vàng kim. Sau skin hãi thốt lên, là trụ đồng, hợp kim đồng có pha thêm kim loại khác nữa, cột trụ đường kính 5 mét, cao hơn trăm mét này không ngờ lại là trụ bằng đồng. Chẳng trách nó có thể chống đỡ được cả tòa tháp lộn ngược, cái bọn người ấy, cái bọn người ấy họ lấy đâu ra mà nhiều đồng thế nhỉ, trời ơi. Còn Merkin lại chú ý đến vô số vòng lớn trên thân trụ đồng, nhìn có vẻ như hợp kim sắt hoặc là kim quại gì đấy khác, nhiều vòng còn lủng lẳng thêm những sợi xích sắt gì hoen gì hoét ra, có vẻ giống hệt những vòng sắt xích sắt ở lan can gỗ bên cạnh bọn y. Merkin nuốt một ngụm nước bọt, tôi, tôi nghĩ, tôi nghĩ là tôi biết những tòa tháp ngược này dùng để làm gì rồi. Sos hỏi ngay, dùng để làm gì? Merkin nói, có thấy những vòng sắt trên trụ đồng kia không? Chúng được bố trí thẳng hàng với những vòng sắt ở lan can bên này của chúng ta, sau đó gắn xích sắt vào. Một nghìn năm trước đây, trong tòa tháp lộn ngược này hẳn là phải có vô số sợi xích sắt như thế vắt ngang trên không dấu lớn. Sos hỏi, làm thế để làm gì? Merkin run giọng đáp, tu luyện. Sos không hiểu bèn hỏi lại, tu luyện. Merkin gật đầu, tôi từng nghe nói Tây Tạng cổ đại có một tôn giáo đã biến mất. Đó không phải là Phật giáo đích truyền, cũng không thuần úy là bản giáo cổ, mà là một thứ tôn giáo tiếp nạp Phật giáo Mật tông, đồng thời cũng bao dung cả giáo lý bản giáo cổ đại. Bọn họ đề ra khẩu hiệu Phật bình đẳng với chúng sinh, ta tức là Phật. Cũng không rõ bắt đầu từ đời nào, các giáo đồ của tôn giáo này biết được một phương pháp rèn luyện thân thể đặc biệt. Bọn họ có thể tự do khống chế nhịp tim, hô hấp, sự bài tiết chất dịch, thậm chí là bất cứ cơ quan nào liên quan đến sự trao đổi chất trong cơ thể mình. Tôi tin rằng anh cũng từng nghe qua khá nhiều những chuyện như thế chẳng hạn như vị đại sư yoga nào đấy bị trôn dưới đất chỉ dùng một cái ống để hít thở hai tháng sau đào lên vẫn hoàn toàn khỏe mạnh hay bậc kỳ nhân nào đó tự xưng cả đời không tiểu tiện lấy một lần ngoài ra còn có rất nhiều tin bên lề tương tự như vậy nữa thực ra đó chỉ là một số phương thức đặc thù đó mà thôi tôn giáo này chính là mật tông mà trước đây tôi từng nhắc với anh giáo đồ của tôn giáo này tôi gọi là mật giáo đồ đây vốn là một tôn giáo không biết ra đời vào thời điểm nào cũng đã biến mất trong một giai đoạn nào đó của lịch sử nhưng trong quá trình điều tra nghiên cứu, tôi lại phát hiện ra không phải tôn giáo này đã hoàn toàn tuyệt diệt, mà giáo đồ của nó đã như nước chảy lan nhập vào các tôn giáo khác ở Tây Tạng và các khu vực xung quanh như Phật giáo, bản giáo, phải yoga, tạng mật, đường mật, ấn mật, Nhật Bản mật một đâu đâu cũng có người của bọn họ. Saus nhìn cột trụ đồng khổng lồ hỏi, vậy những sợi xích sắt kia chính là để bọn họ dùng tu luyện à? Merkin đột nhiên kêu lên, tôi đúng là ngu thật, bắt đầu từ huyết trì, Bắt đầu từ lúc chúng ta nhìn thấy cái huyết chỉ ở cánh cửa sinh mệnh tại mặt thoát, tôi đã phải nghĩ ra rồi mới đúng. Từ đầu đến giờ chúng ta vẫn đang điều tra về cái tôn giáo đáng sợ không hiểu vì nguyên nhân gì mà đã đột nhiên biến mất trong lịch sử ấy. Những tượng Phật ở cánh cửa sinh mệnh, những cơ quan bẫy dập và cả tượng thiên thủ cơ quan Phật ở cổ cách kia nữa, tất cả đều là sản phẩm của tôn giáo đáng sợ đó. Nói như vậy, chắc chắn là có quan hệ trực tiếp với nhau. Không hiểu là sự kiện tôn giáo này đột nhiên biến mất trong lịch sử có liên quan gì với Bạc Ba La hay không nữa. Sauce lại hỏi, thế những sợi xích sắt này thì dùng để tu luyện gì vậy? Merkin lắc đầu, tôi cũng không rõ nữa, có điều những sợi xích này chắc chắn là để tu luyện một loại công pháp gần như là đi trên dây thép ấy. Lúc tìm Hayu tôi từng nghe nói rằng, trong mật tông có rất nhiều loại phương pháp tu luyện cổ quái mà chúng ta không thể nào lý giải nổi trong đó có một loại tu luyện là ăn uống ngủ hay bài tiết tất cả đều chỉ trên một sợi dây thép nhỏ như đầu ngón tay. Tương truyền người tu luyện phải ở trên dây thép mấy ngày liền, những sợi dây thông thường đều cách mặt đất cả hơn trăm mét hoặc bên dưới toàn là lưỡi đao nhọn, tóm lại hễ rơi xuống thì chỉ có một con đường chết. Merkin chỉ vào trụ đồng nói tiếp, anh nhìn mà xem, từ phần giữa này trở xuống không còn vòng sắt nữa, cách dưới bệ ít nhất cũng phải 50 mét, tự độ cao này rơi xuống chết là cái chắc. Sauce lầm bẩm nói, đây là tôn giáo quái gì vậy, huấn luyện còn tàn khốc hơn chúng ta năm đó nữa. Merkin nói, cứ vừa đi vừa xem thôi, không biết phía trước còn gì nữa đây. Chú giải, sản đạo, là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp bên sườn núi đá, dùng để đi quan các vùng núi non hiểm trở. Tạng mật, đường mật, ấn mật, Nhật Bản mật, các nhánh của Phật giáo Đại Thừa tại Tây Tạng hay còn gọi là Tạng truyền Phật giáo, nước đại đường Trung Quốc cổ đại Ấn Độ và Nhật Bản. 5. Truyền thuyết về núi thần Trực thăng bay qua dãy núi Cương để Tư và núi Đường Cổ Lạp, đổi máy bay ở hasa rồi bay thẳng đến Cổ Cách. Theo yêu cầu của Lữ Cánh Nam, trên máy bay đã chuẩn bị mới 9 bộ vũ khí trang bị hoàn chỉnh. Trên trực thăng, Đa Cát đã học cách sử dụng mũ chiếu sáng và đèn pha, cũng như các thao tác đơn giản như kết thừng. Nhưng anh chàng lùn rõ ràng là hứng thú với con chim sắt biết bay này hơn nhiều, ngồi trên trực thăng mà không lúc nào chịu yên. Anh ta đã không còn cảm giác mất tự nhiên lúc mới lên máy bay lần đầu tiên nữa cứ hết nhìn cái nọ lại sợ cái kia, cũng có lúc những hành động kỳ quái của anh ta khiến cho mọi người bật cười, nhất là những lúc đa cắt nhìn qua cửa ổ xuống bên dưới đối với anh ta, đây nhất định là một chuyện không thể nào tin nổi. Lúc trực thăng bay qua huyện phổ lan, đa cắt đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ kêu toáng lên, đó là núi gì thế? Đó là núi gì thế? Bên ngoài cửa sổ khoang máy bay, ở phía xa xa, giữa dải núi dài nhấp nhô, một ngọn núi tuyết hiện lên sừng sững, nổi bật trắng toát một màu tựa như ngọn kim tự tháp tạc bằng ngọc, toát lên một vẻ hoàn toàn khác biệt với những ngọn núi xung quanh, thánh khiết, tĩnh lặng, trang nghiêm. Ngọn núi khoan thai quan sát mỗi một con người đi qua nó, nói với ngàn vạn chúng sinh bằng phương thức duy chỉ nó mới có, và từ trăm vạn năm nay, nó vẫn tĩnh lặng dõi nhìn phong vân biến ảo, đầu chuyển tinh rời như thế. Vầng dương tranh trách chiếu trên những góc cạnh khắc tạc tinh sập lại càng phủ lên tòa tạo vật của thế giới tự nhiên này một sắc màu hoa lệ tuyệt trần, dù cho cách xa bao nhiêu trăm nữa, người ta cũng vẫn cảm nhận được mê lực độc đáo toát lên từ ngọn núi ngoài đa cắt hay kêu toáng lên ra những người còn lại trên máy bay chìm đắm vào tĩnh lặng mặc dù tín ngưỡng của mỗi người không giống nhau nhưng ngắm nhìn ngọn núi phía xa đó trong lòng ai nấy đều dâng lên cùng một cảm xúc trước sự thần kỳ của tự nhiên vĩ đại cơ hồ có một thứ sức mạnh khiến người ta vứt bỏ hết mọi dục niệm trong đầu quên đi hết thảy công danh linh hồn thoáng bỗng bình yên tĩnh lặng phảng phất như được một lần rửa tội trước sức mạnh thần thánh đó cho dù chỉ một chút âm thanh, cũng sẽ phá hoại cả bầu trời không khí trong lành tinh khiết mà cao nhã ấy. Giây lát sau, thấy Đa Cát vẫn còn hỏi mãi, nhạc dương mới lên tiếng, đó là núi cương đệ tư, trong làng các anh hẳn phải có truyền thuyết về nó chứ chỉ. Núi cương đệ tư, Đa Cát gắng sức suy nghĩ, rồi lắc đầu, không có đâu, nhưng chắc chắn đấy là một ngọn núi thần, giống như núi thiên mâu ấy. Không phải chứ, núi cương đệ tư nổi tiếng thế cơ mà, sao các anh ở đó lại không biết đỉnh cương nhân ba tề hồ mã bảng ung thác anh chưa nghe qua bao giờ hả đa cát lắc đầu ngọn núi thần này xem ra còn thanh khiết thiêng liêng hơn cả đỉnh thiên mâu nữa có phải là núi thần không nhất định là núi thần đúng không nhạc dương nói không chỉ là núi thần thôi mà còn là ngọn núi thần thánh nhất nữa đó được rồi lạt ma á la lên tiếng dừng cuộc đối thoại của hai người lại nói ngắn gọn với đa cát đó chính là cửu trùng vạn tự sơn a à, đa cát lập tức tắc lời khóe miệng run run, nước mắt đột nhiên trào ra từng giọt lớn lã trà tuôn rơi, ngây ngây ngẩn ngẩn lầm bẩm mấy câu, đó, đó chính là cửu trùng vạn tự sơn. Nơi ở của thần, thật không vậy, đại, đại pháp sư, đa cắt tôi lại có thể nhìn thấy cửu trùng vạn tự sơn hay sao? Đoạn anh ta liền hướng về phía núi thần mà dập đầu bái lại. Cửu trùng vạn tự sơn, nhạc dương lục tìm trong ký ức một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra đó là cách gọi đỉnh cương nhân ba tề của người tượng hùng ngọn núi thần này được vô số tôn giáo, phái hệ công nhận là núi thần đứng đầu trong các ngọn núi thần. trong bản giáo, nó là trung tâm của thế giới. trong Phật giáo, nó là trung tâm của vũ trụ, là nơi giải thoát của người sáng lập ra đạo Zenner. một cũng là thiên đường của vị thần trí cao vô thượng trong Ấn Độ giáo, Siva. đỉnh núi chính cương nhân ba tề chính là vương miện của quốc vương. quanh năm tuyết phủ lấp lánh. đi một vòng xung quanh nó có thể tẩy rửa hết sạch mọi tội nghiệt đi 10 vòng thì có thể miễn chịu nỗi khổ luân hồi trốn địa ngục A ti đi 100 vòng thì thăng thiên thành Phật. Truyền thuyết và thần tích về ngọc núi này nhiều như sao trên trời, tin đồ của nó giải khắp mọi nơi trên thế giới. Trăm nghìn năm nay, vô số tín đồ đã đi vòng quanh sườn núi này, bất kể là nghịch chiều hay thuận chiều kim đồng hồ, bọn họ đều thông qua nghi thức quỷ bái và ngưỡng vọng núi thần để thu về sự an ủi nơi tâm hồn. Ở phía đông nam ngọn núi thần thánh chính là hồ thần đứng đầu trong các hồ thần, hồ mã bàng ưng thác, mỗi khi mây tan mù tạch, ảnh phản chiếu của núi thần sẽ hiện lên trong hồ một cách thần kỳ, kết hợp bên nhau, núi ấy hồ ấy cũng được rất nhiều tín đồ thờ phụng, coi là một đôi vợ chồng. Tên của hồ thần luôn sánh vai bên cạnh núi thần, hồ mã bàng ưng thác chính là Tây Thiên Giao Trì trong đại đường Tây Vực Ký của đường Huyền Trang, cũng là nơi ở của Thiên Nga trong sử thi Ấn Độ. Thần hồ chi chủ, hồ chúa tể của các hồ thần là cách gọi trong kinh Phật. Trong mắt các tín đồ, nước thánh trong hồ có thể rửa sạch ngũ độc, tham, sân, si, sái, đố của con người, thanh tẩy mọi phiền não trong tâm, uống nước ở đây còn có thể trị bệnh, kéo dài tuổi thọ, còn người nào đến bái tế đi vòng quanh hồ một vòng, nhặt bất cứ thứ gì thuộc về cái hồ này thì đều là ân huệ của quảng tài Long Vương ban cho, ắt sẽ mang đến sự giàu có cả một đời. Nhạc Dương vẫn còn đang hồi tưởng lại, thì Đa Cát đã thực hiện xong nghi thức bái giải chín cái, quay sang hỏi Lạt Ma Á La, vậy có phải giống như trong truyền thuyết, trên cửu trùng vạn tự sơn có hai biển lớn tượng trưng cho sinh mệnh và tử vong? còn cả thủy thú canh giữ bốn phương vây quanh vạn tự sơn nữa hà người phát ra âm thanh ấy là chắc mộc cường ba thậm chí gã còn không tự chủ được mà nhổm đứng dậy mắt trợn trừng trừng nhìn đa cát gã căn bản không thể ngờ rằng thủy thú bảo vệ bốn phương lại xuất hiện một lần nữa chẳng những thế lại còn liên hệ với cả núi cương đệ tư lại còn cả biển lớn tượng trưng cho sinh mệnh và cánh cửa địa ngục mà người làng đa cát canh giữ bạn đang đọc truyện được tại sau khi cơn chấn động qua đi Trác Mộc Cường ba phát hiện đường mỡ đang nhéo nhéo tay mình, còn những người khác thì đều nhìn chằm chằm, mới nhận ra mình đã thất thố, bèn chầm chậm ngồi xuống. Lại nghe Lạt Ma Á la nói, "Đúng vậy, biển tạo sinh mệnh và biển kết thúc sinh mệnh đều vẫn ở trong núi thần, thủy thú canh giữ bốn phương cũng chưa từng rời đi một bước, chỉ có điều tên của chúng đã không còn như nghìn năm trước nữa rồi." Đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Sao chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến nhỉ? Nhạc Dương thay Trác Mộc Cường ba cướp lời lên tiếng hỏi. Lạt Ma Á La nói, hồ thần và một hồ khác đối xứng với nó trên núi Cương Đệ Tư đều nổi tiếng cả, chắc mọi người đều biết chứ. Trác Mộc Cường Ba nói, có phải đại sư nói đến hồ thần Mã Bàng ưng thác và hồ quỷ lạp ngang thác? Nhạc Dương cũng sực nhớ ra, cách hồ thần Mã Bàng ưng thác không xa, ước chừng một đường vạch, còn có một hồ nước được mệnh danh là hồ quỷ nạp ngang thác. Có truyền thuyết nói hai hồ này vốn là một cặp vợ chồng, cũng có truyền thuyết nói hồ nạp ngang thác như vầng nguyệt ở phương Tây, còn hồ thần mã bảng ưng thác là mặt trời ở phương Đông. Theo các chuyên gia khảo cứu, hai hồ này trước đây thông nhau, về sau bị tách rời do vận động địa chất, nhưng cũng từng có sông đào núi liền lại, về sau mực nước thay đổi nên lòng sông đào khô cạn, đến ngày nay có kẽ hai đáy hồ vẫn còn thông với nhau. Điều khiến người ta không thể tin được là nước trong hồ thần thì trong veo, mát ngọt, còn nước hồ quỷ lại chát xít đắng ngắt, hồ thần những khi trời trong thường phản chiếu Phật quang trên đỉnh thần sơn, còn hồ quỷ thì quanh năm mây mù mờ mịt, mặt hồ vừa u ám vừa kỳ bí, tương truyền màu sắc nước hồ ấy cũng biến ảo bất định giữa ba màu xanh, đen, trắng. Ngày nay, người ta vẫn đi qua khoảng giữa hai hồ để tiến vào phổ lam. Mã bàng ưng thác, nạp ngang thác, đây là tên gì vậy? Đa cắt ngược lại tỏ ra hết sức mù mờ đối với những cái tên tưởng chừng ai cũng biết này. Lạt ma á la nói, đây chính là tên ngày nay của chúng đấy, nơi sinh mệnh sinh ra và nơi sinh mệnh kết thúc sớm đã bị người ta cho vào quên lãng rồi, ta nghĩ, sau này, có lẽ không còn ai nhớ đến nữa đâu. Trác Mộc Cường Ba thắc mắc, đại sư, người có thể cho chúng tôi biết những cái tên này rốt cuộc là thế nào hay không? Tại sao tên mà đa cắt nhắc đến lại khác xa tên mà chúng tôi biết đến thế? Lạt Ma Á La nói, Cường Ba thiếu ra, chắc là cậu cũng biết núi thần cương nhân ba tề được vô số tôn giáo nhận là thánh địa tối cao của tôn giáo mình, Cuộc tranh đấu giành giật quyền phát hiện và chủ quyền đối với núi thần chưa bao giờ gián đoạn trong lịch sử cả. Mỗi giáo phải đều nói rằng núi thần cương nhân ba tề là thánh địa duy nhất của họ. Đồng thời mỗi giáo phái đều đặt cho núi thần những cái tên khác nhau, trong đó cũng bao gồm cả hồ thần và hồ quỷ. Trong cuộc tranh đấu ấy, kịch liệt và lợi hại nhất chính là bản giáo nguyên thủy ở cao nguyên Tây Tạng và Tạng truyền Phật giáo, tên mà ngày nay chúng ta biết, chính là do người chiến thắng đặt ra, còn tên mà Đa Cát nhắc đến, có lẽ là tên cổ từ thời Vương Triều Tượng Hùng. Giáo sư Phương Tân lúc này cũng lên tiếng, tôi hiểu rồi, tương truyền mã bàng ưng thác là tên do giáo đồ Phật giáo đặt sau khi chiến thắng giáo đồ bản giáo, ý nghĩa là hồ bất bại, trong tư liệu cũng có nhắc đến chuyện này. Lạt ma á là đưa mắt nhìn giáo sư Phương Tân, rồi tiếp tục nói, mã bàng ưng thác thực ra là tên có từ thời vương triều thổ phồn, nhưng không phải là tên do các giáo đồ Phật giáo chiến thắng bản giáo đặt ra đâu, còn cái tên từ thời vương triều tượng hùng để lại thì chính xác là đã bị lịch sử nhấn chìm từ lâu lắm rồi trong lịch sử có một quãng thời gian rất dài, các giáo đổ bản giáo đi ngược chiều kim đồng hồ vòng quanh núi thực ra để không cho phép người khác dùng bất cứ phương thức nào tiếp cận ngọn núi thần này. Cho đến ngày nay, núi thần mới mở rộng vòng tay rộng lớn của nó, tiếp nhận tín đồ với đủ loại tín ngưỡng khác nhau từ khắp nơi trên thế giới đến đây. Thực ra, trong giáo phái mà tôi tu hành, ý nghĩa của núi thần và hai cái hồ lớn này là cửu trùng vạn tự sơn tượng trưng cho luân hồi liên miên không dứt, còn hồ thần tức là nơi sự sống sinh ra, hồ quỷ là nơi sự sống chấm dứt, vạn sự vạn vật trong đại thiên thế giới đều không ngừng luân hồ xoay chuyển giữa sống và chế. Nếu mọi người có chút hiểu biết về tôn giáo thì chắc sẽ biết ý nghĩa tượng trưng này bao hàm cả lý luận về bản giáo lẫn lý luận luân hồ của Phật giáo, khi mà hai bên vẫn còn chưa phân cao thấp rõ rệt. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lạt ma á la lại đang thầm gào thét, hồ bất bại, đó là cái tên vương triều thổ phồn đặt để kỷ niệm đạo quân ánh sáng. Quên rồi, thế nhân này đều quên hết cả rồi. Ô Trương Lập nói, biển nơi sự sống sinh ra, không phải rất giống với cách nói hiện đại hay sao? Giáo sư Phương Tân gật đầu, chúng ta không biết tư tưởng triết học của cổ nhân thế nào, nhưng ở Tây Tạng đúng là có rất nhiều cách nói cực kỳ ăn khớp với khoa học hiện đại ngày nay, chẳng hạn như nói người từ khỉ tiến hóa mà thành, dãy Himalaya từng là đại dương, sự sống bắt nguồn từ biển. Nhạc Dương đột nhiên nói, vậy thủy thú canh giữ bốn phương đó, liệu có phải chính là? Lạt Ma Á là gật đầu đáp, đỉnh cương nhân ba tề còn một tên khác gọi là chúa tể của mọi dòng nước là nơi bắt nguồn của bốn con sông thánh có tên lần lượt được đặt tên theo bồn loài động vật trác mộc cường ba thấp giọng nói sông sư tuyền sông tượng tuyền sông mã tuyền sông khổng tước đây đây chính là thủy thú canh giữ bốn phương ư lạt ma á là điềm tĩnh nói không giống như mọi người nghĩ cho lắm thực ra bốn cái tên này cũng như tên mã bảng ưng thắc vậy đều là tên do người chiến thắng đặt ra bọn họ giữ lại cách đặt tên trước đó nhưng lại không biết ý nghĩa bên trong những cái tên ấy. Thời vương triều thổ phồn trị vì, tên bốn dòng sông này dịch nghĩa nguyên bản phảo là từ miệng sư tử chảy ra, từ miệng voi chảy ra, người ta không biết tại sao lại đặt tên như vậy, liền cho rằng những nơi ấy rất giống với mấy loài động vật này. Nếu có cơ hội đến tận nơi xem, mọi người sẽ thấy thực ra rất khó tìm ra mối liên hệ giữa tên gọi với các địa phương đó. Nếu dựa theo một số ghi chép còn sót lại của giáo phái chúng tôi, trong lịch sử từng xuất hiện cách đặt tên thế này, nanh sói bảo vệ phương Tây Bắc, vuốt đại bàng uy chấn phương Tây Nam, thân thể của voi lớn và sừng bò yắc lần lượt ở phương Đông Bắc và Đông Nam. Hơn nữa, bốn cái tên này vốn cũng không phải để chỉ bốn mặt của đỉnh cương nhân ba tề, tượng trưng cho bốn loại sức mạnh và bốn nguyên tố lớn mà đời người phải có. Sói tượng trưng cho sức sống, voi tượng trưng cho thân thể, bò yắc tượng trưng cho sự phồn vinh, đại kim bằng tượng trưng cho linh hồn. Đồng thời, bốn loài động vật này cũng chính là tứ đại thủy thú bảo vệ bốn phương không giống lời kể của các vị trưởng lão thôn công bố lắm, chắc Mộc Cường ba nói. Lạt ma á là đưa mắt nhìn đa cắt hỏi, ở chỗ các cậu người ta nói như thế nào? Đa Cát nói, ừm, um, lẽ ra là tiếng gầm của ả sói tuyết cao nguyên, nanh vuốt của mãnh hổ, mắt của đại bàng, sừng của bò yắc mới đúng. Lạt ma á là gật đầu với chắc Mộc Cường ba, có cách nói ấy, là do cùng với dòng thời gian thay đổi, thế giới trong lòng cổ nhân cũng nảy sinh biến đổi, Tứ phương thủy thú mà tôi nói có lẽ là của thời kỳ Phật giáo mới lên cao nguyên thanh tạng này, khi ấy vương triều tượng hùng sắp diệt vong nhưng cũng chưa hoàn toàn diệt phong. Người tượng hùng coi cửu trùng vạn tự sơn là trung tâm thế giới, thủy thú bảo vệ tứ phương của họ chính là sói, voi, đại bàng và bò yắc Tây Tạng. Còn bốn loài thú mà Đa Cát nói, đó là thủy thú của thời kỳ vương triều thổ phồn, lấy ha sa làm trung tâm. Chiến ngao, mãnh hổ, đại bàng và bò yắc Tây Tạng chính là thủy thú bảo vệ cho bốn phương của nước thổ phồn. Có một điều chắc giáo sư Phương Tân cũng biết là mỗi quốc gia mỗi dân tộc đều có tô tầm và tín ngưỡng riêng của mình, khi chiến tranh khiến các vùng lãnh thổ thôn tính lẫn nhau, những văn hóa và tín ngưỡng đó cũng dung hợp lại, không có thứ gì là bất biến vĩnh viễn cả. Thực ra cả hai cách đặt tên này đều đã có bóng dáng của thần thú bảo vệ trong Phật giáo, chỉ có điều không giống tên của bốn con sông mà ngày nay mọi người đều biết rõ đấy thôi, tên ngày nay thì đã hoàn toàn là tên trong Phật giáo rồi. Tạm gác những tên khác sang một bên không nói, chỉ nói riêng tên sông khổng tước thôi, Trước khi Phật giáo thâm nhập vào Cao Nguyên Thanh Tạng, người tượng hùng tuyệt đối không bao giờ lấy khổng tước ra để đặt tên cho sông đâu. Giáo sư Phương Tân thắc mắc, nhưng trong Phật giáo thì đại bàng cũng là một loài thủy thú mà, hà tất phải thay bằng tên khổng tước? Lạt Ma Á La đáp lời, không sai, thực ra ở thời kỳ đầu của vương triều thổ phồn, có lẽ vẫn đặt tên dòng sông đó là đại bàng, sở dĩ dùng khổng tước minh vương trong Phật giáo để thay thế đại bàng là bởi vì vương triều thổ phồn sau khi hoàn toàn chinh phục tượng hùng đã cố ý đổi tên dòng sông ấy. Đương nhiên, ở đây có một phần rất lớn là quan điểm cá nhân của tôi, chúng tôi vẫn chưa có chứng cứ trực tiếp, dù sao thì ngày nay những tư lai hữu văn bản cổ xưa nhất cũng chỉ có thể truy ngược về những ghi chép ở Đôn Hoàng, hầu hết là tư liệu từ sau khi Vương Triều Thổ Phồn thành lập, còn các tư liệu thời Vương Triều Tượng Hùng thì đã biến mất hoàn toàn. Mà chúng ta muốn tìm bạc ba la thần miếu, có một phần rất lớn nội dung cana phải truy ngược về thời Vương Triều Tượng Hùng mới được. Đây là thách thức lớn nhất trong công tác thu thập tư liệu của chúng ta đấy. Đợi chút đã, Nhạc Dương nói, bạc ba la thần miếu ấy biến mất trước khi vương triều thổ phồn bị diệt phong cơ mà nhỉ, có liên quan gì đến vương triều tượng hùng đâu chứ? Lạt ma á la lắc đầu, nhưng cậu chớ có quên, mấu chốt để tìm kiếm bạc ba la thần miếu là người bộ tộc qua ba, là đạo quan ánh sáng, muốn tìm hiểu về bọn họ buộc phải truy tìm về thời kỳ trước vương triều tượng hùng. Cũng như chuyến đi cổ cách lần này cả chúng ta vậy, có liên quan rất lớn tới vương triều tượng hùng, có thể nói là núi liền một mạch cũng không ngoa huyện phổ lam này, chẳng phải cũng chính là nơi phát tích của cổ cách vương đấy hay sao trác mộc cường ba nói đại sư thủy thú canh giữ bốn phương này rốt cuộc là chỉ gì vậy chúng không chỉ là một thứ văn hóa và tín ngưỡng mà thôi đúng không lạt ma á la nói còn nhớ những gì tôi nói với cậu tối hôm qua không tứ đại thánh thú canh giữ bốn phương này tuyệt đối không đơn giản chỉ là một loại tâu tầm trên cao nguyên cổ đại mỗi quốc gia đều có thủy thú của riêng mình chúng không phải tâu tầm mà là những vị thần bảo hộ thực sự tồn tại tôi đã bảo trở về tôi sẽ nói chuyện với cậu rồi mà. Trong lúc mọi người trò chuyện, trực thăng đã bay vào địa giới chát đạt. Thổ lâm tựa như ảo ảnh đập vào mắt những người ngồi trên máy bay, mặt đất biến thành sắc vàng, quái thú và thành trì sen lẫn vào nhau, con rồng khổng lồ đang cuộn tròn ngẩng đầu lên gầm rú, trong không trung phảng phất vang lên tiếng tù và đồng vang vẳng. Bay qua vùng đất hoang vu cằn cỗi này cảm giác tựa hổ đi xuyên lịch sử, trở về thời đại hồng hát vậy. Mặt trồ lặn ở chát đạt tròn, to, đẹp một vẻ thê lương mà cổ phác, sắc tựa như màu đỏ vẽ trên giấy trắng tuyền. Gió bút lạnh thổi qua, cuộn lên lớp cát từ ức vạn năm trước, lũ cỏ duy nhất có thể sinh tồn ở vùng đất này dạp cúi xuống, run rẩy dập dình theo cơn gió. Nơi này, nơi này chính là cổ cách đây rồi, nó cũng như tất cả những vương quốc đã bị lịch sử lãng quên khác, đã bị vùi lấp trong phong trần tuế nguyệt, lặng lẽ nằm giữa dãy Himalaya và đỉnh cương nhân Ba Tề, cung điện huy hoàng thuở nào đã hóa thành cát bụi, gió thổi cát bay, vô số truyền thuyết đẹp thê lương cũng bay trong gió cát, cảnh vật lướt qua, chuyện xưa tựa như mây như khói. Đi đường cả một ngày trời, mặc dù không phải đi bộ, nhưng vẫn khiến mọi người cảm thấy hơi mệt mỏi uể oải. khi dòng sông tượng tuyền như một giải lụa bạc phát qua mặt đất vàng sệt, cả đoàn người mới cảm thấy thư giãn phần nào. Mặt trời hoàng hôn hắt lên sông tượng tuyền ngoằn ngoèo uốn khúc một lớp màu vàng đỏ rực rỡ lấp lánh, lầu tháp và tượng điêu khắc phản chiếu dưới mặt sông đều trở nên lung linh sinh động. Giáo sư Phương Tân nhớ đến một bài thơ cổ, đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên, cảnh vật trước mắt đại để chính là như vậy đấy, một sự hoang vụ đắm chìm trong dòng sông lịch sử. Mặc thoát là ốc đảo cô độc trên cao nguyên, nơi ấy có thảm thực vật phong phú và những cây đạ thụ dập tán, còn vùng đất chát đạt này lại là gò hoang của cao nguyên thanh tạc, chỉ có một thứ đất vàng trải dài ngút tầm mắt, có cát bay mù mịt khắp trời. Nhìn cảnh sắc ấy, trong lòng người bỗng dâng lên nỗi quạnh hưu cô tịch của các vị độc hành hiệp khách thời cổ, lãng đãng khắp trốn giang hồ, trời đất bao la rộng lớn, Phía trước là số mệnh không thể đoán biết, không thể do bản thân mình quyết định, điều duy nhất có thể làm chỉ là nắm cho chắc thanh kiếm trong tay. Nhìn xuống, những cánh rừng đất giống như thành trì, như quái thú trải ngút mắt dưới cửa khoang máy bay, mảnh đất cằn cỗi bạc màu hoang vu không có cây hoa lá trong ánh tàn dương toát lên vẻ đẹp bi tráng lạ thường khiến mọi người cảm giác như đang theo bước chân vương tử A Lý tiến về phía tây, lại càng có cảm giác hào hùng như khoa phụ đuổi mặt trời vậy. Người ta thường nói, đến A Lý mà không thấy thổ lâm coi như là chưa từng đến A Lý. Vùng thổ lâm cao thấp lô nhô này đã trở thành biểu tượng đặc biệt của vùng cao nguyên phía Tây, từ trên cao nhìn xuống, có chỗ giống như thành quách phương Tây, có chỗ lại giống điện đường phương Đông, long cung loạn các, lầu quỳnh tháp ngọc, tòa này nối liền tòa kia, liên miên không dứt, mở rộng tầm mắt ra xa dần, vệt đỏ hồng kéo dài dưới vầng tịch dương kia mỗi lúc một lan rộng, hòa lẫn vào vùng thổ lâm cao thấp nhấp nhô bên dưới, vừa giống như sa mạc minh mông ảo ạt, lại như mây đỏ chất chồng. Chăm chú nhìn thật lâu, sẽ sinh ra ảo giác không biết mình đang ở chỗ nào, không phải đang đứng trên mặt đất, mà cũng chẳng phải lơ lửng trên không, phảng phất như cảnh đẹp mơ hồ biến ảo kia đã bị kéo lại gần ngay trước mắt, muốn hòa nhập với thân ta thành một thể vậy. Trong cảm nhận thẩm mỹ kỳ dị ấy, các đội viên vừa bay lên cao vừa tìm kiếm mục tiêu. Lữ cánh nam nói với mọi người, nạp nam tháp là thần rắn sáng tạo thế giới của mật tông, Thổ lâm tuy lớn nhưng các chuyên gia khảo sát thực địa đã đánh dấu mấy chỗ tương tự nhau trên bản đó, trong đất những chỗ hình dáng giống rắn khổng lồ rất ít ỏi. Hơn nữa, dựa trên tư liệu mà Đa Cát và Thôn công bố cung cấp, hình dáng đại thể của thổ lâm hình rắn đã được vẽ ra, điều bọn họ cần làm bây giờ chỉ là lần lượt nhận diện mà thôi. Đa Cát chỉ ngón tay, trong rãnh sâu phía trước, một con rắn khổng lồ uốn khúc ngoằn ngoéo, đầu ngừng ngực rộng, dương dương tự đắc, dòng sông tượng tuyền chảy bên dưới nó liền trở thành con sâu nhỏ hiên flanh. Ở đầu bên kia của con rắn khổng lồ, bất ngờ hiện lên mờ mờ mấy nếp nhà. Lữ cánh nam và lạt ma á là đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên đúng như bọn họ nghĩ, ở nơi này, nhà nước đang tiến hành nghiên cứu khảo sát khoa học. Đến nơi rồi lữ cánh nam ra lệnh, trực thăng liên từ từ hạ xuống. Vừa xuống khỏi máy bay, đa cát đã phấn khích lộn nhào mấy vòng liền. Trực thăng hạ cánh xuống phần đuôi của nạp nam tháp, nhìn từ dưới mặt đất, nạp nam tháp về cơ bản là một quả núi đất khổng lồ, thổ lâm từ từ cao dần lên dọc theo một con dốc kéo dài, lỗ chỗ có đến trăm ngàn lỗ thủng, trông không khác gì một cái tổ ong bắp cầy phóng to lên vô số lần cả. Nhưng rất rõ ràng, những hang động ấy tất cả đều là hang Phật, tượng Phật bên trong tầm ánh tà dương, tuy chỉ hiện lên lờ mờ nhưng vẫn nhìn rõ tư thái. Nhạc dương ngẩng đầu lên nói, đây, đây là nơi nào thế? Những đốm lửa nhỏ kết thành một vệt dài ấy khiến Lạt Ma Á La nhớ đến hình ảnh ông từng nhìn thấy trong quá khứ, tượng thần ma hê thủ la khổng lồ vươn ra 18 cánh tay, mỗi cánh tay nâng một tòa phá tháp đảo ngược. Tương truyền, đó chính là thiền phòng để người xưa tu luyện. Rất lâu rất lâu trước đây, những mật tu giả vượt qua cấp cách Tây sẽ có vinh dự tiến vào thánh địa tu hành ở cấp độ cao hơn này. Lẽ nào, lẽ nào, đây chính là thánh luyện đường của mật tu giả đã bị chôn vùi trong lịch sử hay sao? Lữ Cánh Nam nói, đây là di chỉ của vương triều cổ cách do đoàn khảo sát khoa học của nhà nước phát hiện vào thập niên 90 của thế kỷ trước hoặc có thể nói là di chỉ của tượng hùng cũng được. Theo tư liệu khảo sát hiện nay, tổng cộng có 379 hang, bảo tồn hoàn hảo đến khoảng 50% thì chỉ có 7 hang, bên trong có vô số tượng điêu khắc, bích họa bị thời gian hủy hoại, vẫn chưa thể khảo chứng được niên đại lịch sử là từ khi nào. Vì cả khu vực A Lý này còn rất nhiều di chỉ chờ được khảo sát nghiên cứu, thế nên di chỉ này mặc dù trước nay vẫn chưa mở cửa với thế giới bên ngoài, nhưng cũng không hề được đưa vào dạng mục bảo vệ. Trương Lập đếm sơ qua một lượt nghi hoặc nói, có hơn 300 hang thôi sao? Ít thế thôi à? Lữ cánh nam lắc đầu, nếu cộng thêm cả những hang động hoàn toàn trống rỗng, không có chút giá trị khảo sát khoa học nào, ước chừng có khoảng hơn 3.000 hang. Nhạc Dương khó khăn nuốt nước bỏ đánh ực một tiếng, nói, hơn 3.000 hang. Vậy chúng ta cứ tìm từng cái từng cái một, thế chẳng phải cả ngày trời cũng không tìm thấy hay sao? Vậy nên đừng mất thời gian ở đây nữa, chúng ta chia làm hai nhóm. Trác Mộc Cường Ba, Nhạc Dương, Trương Lập, Ba Tang, mấy anh cao lớn cường tráng, mau lên phần đầu của nạp nam tháp, chúng tôi bắt đầu từ phần đuôi, tìm từng hang một, không được bỏ qua bất cứ dấu vết nào, máy bay trực thăng sẽ ở trên cao hiệp đồng quan sát. Đa Cát nói, tôi, tôi cũng muốn đi với Thánh Sứ Đại Nhân. Không được, Lữ Cánh Nam biết rõ, sau khi Đa Cát rời khỏi thôn công bố liền như con khỉ thoát khỏi lồng mà cô chẳng yên tâm chút nào với anh càng lùn tịt này. Lập tức xuất phát, nhớ giữ liên lạc. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn đường mẫn, hai người khẽ mỉm cười rồi tách ra. Trác Mộc Cường Ba và mấy người Ba Tang, Trương Lập đeo những chiếc ba lô lớn trên lưng, bắt đầu đi vòng lên phần đầu của con rồng khổng lồ uốn khúc. Lúc nãy ở trên không nhìn xuống, sơ bộ ước tính con rắn khổng lồ này dài khoảng 5 km, chúng tôi sẽ đến trong 10 phút nữa. Trác Mộc Cường Ba vừa chạy vừa báo cáo. Biết rồi, chúng tôi bắt đầu kiểm tra các hang động đây. Khi nào đến nơi báo lại cho tôi đã hiểu. Đợi chút đã, cường ba thiếu ra, vừa ra khỏi tầm nhìn của mấy người nhóm nữ cánh nam, nhạc dương liền gọi mọi người đứng lại. Anh chàng chỉ vào đoạn đường đầy khe rãnh chẳng chịt phía trước nói với Trác mộc cường ba, nạp nam tháp chỉ là một ngọn trong rất nhiều ngọn núi đất ở vùng thổ lâm này, một khi đã bước vào thổ lâm, hai bên đều là vách cao ngất, nhìn thì có vẻ khác nhau, hình thái muôn vẻ. Nhưng chỉ đi mấy bước thôi là sẽ phát hiện ra, ta không thể nào xác định được phương hướng chính xác đâu. Trác Mộc Cường Ba nói, ý cậu là con đường này không phải đường tắt đi thẳng lên phần đầu nạp nam tháp như chúng ta nghĩ à. Nhạc Dương nói, tôi đề nghị chúng ta vòng xa thêm chút nữa, dọc theo con sông ấy. Vừa nãy trên máy bay tôi đã quan sát rồi, mặc dù đi đường vòng hơi xa, nhưng nó là mốc chỉ đường chính xác duy nhất đấy. Trương Lập Tán Thành, đúng thế, con sông này không phân nhánh, cứ men theo đó mà đi át không lạc đường. Có phải vậy không anh Ba Tạng? Anh Ba Tang chỉ thấy ba tang đang nghi hoặc quan sát thổ lâm vây quanh họ, có lúc lại đột nhiên xoay ngoắt người 180 độ, tựa như có điều phát hiện gì. Trác Mộc Cường ba nói với Trương Lập và Nhạc Dương, đừng quấy dày, hình như anh ta đang nhớ ra điều gì đó. Trong ký ức của ba tang thổ lâm biến hóa muôn hình muôn vẻ kia đang không ngừng trùng lập lên một đoạn ký ức nào đó. Thành trì, đúng rồi, anh ta đã thấy một tòa thành trì, cũng giống như thổ lâm ở đây vậy, nguy nga hùng vĩ, khí thế phi phàm, nhưng kết cấu không phải đất cát, mà là nham thạch kia. Còn màu sắc, phải rồi, màu sắc chính là thứ màu vầng tịch dương đang lặn xuống sau dặn núi hắt lên thổ lâm, đỏ, đỏ như máu vậy. Thế nhưng, ngay sau đó liền xuất hiện một hình ảnh khiến người ta phải dùng mình run rẩy, đó là vô số cánh tay và cẳng chân người trắng ẩn, tua tủa vươn lên trời cao, không ngừng chuyển động nhung nhúc hệt như một con sâu thịt nhiều chân. Những cánh tay cẳng chân không ngừng nhu động, chắc chắn là cánh tay và cẳng chân của con người chứ không sai a à, ba tang như bị thứ gì đó đẩy bật ra giật bắn mình lùi về sau một bước không thể nào nhớ nổi gì nữa trác mộc cường ba đứng cạnh đó đỡ lấy anh ta hạ giọng hỏi nhớ ra điều gì hả anh ba tang màu sắc màu sắc giống hệt nó ba tang chỉ vào thổ lâm xung quanh ngoài ra không còn gì nữa chúng ta đi thôi nói đoạn anh ta thầm nhủ những cánh tay cẳng chân ấy rốt cuộc là chuyện gì nhỉ đang nghĩ vậy đột nhiên bỗng thấy sống lưng lành lạnh trên đường nhạc dương hỏi trương lập anh nói xem con sông này là dòng chính hay nhánh phụ của sông thượng tuyền trương lập nói chắc là nhánh phụ thôi nhỏ thế này cưỡi ngựa là lội qua được rồi nhạc dương nói tôi thấy không giống trong sa mạc sông như thế này đã được coi là sông lớn rồi đấy ở đây không phải sa mạc mà là thổ lâm trương lập sửa lại cường ba thiếu gia anh nói xem nếu chúng ta đến thôn làng ở phía sau nạp nam tháp kia liệu có thu hoạch được gì không nhỉ nhạc dương lại hỏi trác mộc cường ba trác mộc cường ba lắc đầu chắc là không đâu người thôn công bố vốn đã canh du ở đó từ một năm trước còn cổ cách thì một thời gian rất dài đã trở thành vùng đất hoang cư dân đều mãi về sau mới di cư tới nếu có liên hệ gì lữ cánh nam nhất định đã nói với chúng ta rồi dù sao thì đội khảo sát khoa học của nhà nước cũng từng đến đây khảo sát mà trương lập hỏi thế dân cư trước đây của cổ cách đi đâu cả rồi trác mộc cường ba lắc đầu không biết có giả thuyết cho rằng sau khi chiến bại họ đã bị giết hết, cũng có thuyết nói cả dân tộc đã rời đi, nhưng đi đâu thì không thể biết được. Nhạc Dương quay sang nhìn Trương Lập, anh nghiên cứu cái kiểu gì thế? Chuyện này mà cũng phải hỏi. Trương Lập cãi chảy cãi chối, tất nhiên là tôi biết rồi, tôi chỉ nghĩ là, nghĩ là không hiểu cường ba thiếu ra có biết thêm gì hay không mà thôi. Đi được nửa đường mới thấy bên bờ sông thấp thoáng xuất hiện mấy con dê đang vụt đầu uống nước. Nhìn thấy có người đến, bọn chúng không tránh cũng không nhường lối trương lập ngạc nhiên hỏi ở đây sao lại có dê thế nhỉ nhạc dương nói phía trước còn nhiều hơn nữa trương lập hỏi sao cậu biết nhạc dương 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 đắc ý không đáp lời vòng qua một khúc ngoặt quả nhiên phía trước xuất hiện cả một đàn dê lớn trương lập nắm ba lô nhạc dương giật lại hỏi sao cậu biết nhạc dương vừa chạy vừa trả lời vấn đề đơn giản vậy mà cũng hỏi bọn dê ấy không sợ người thêm nữa quanh đây còn có thôn làng Thêm nữa lúc chúng ta đến đây, phía tây nam liên thẳng một mạch đến giải đồng cỏ ở chỗ núi tuyết, chẳng khó gì cũng nghĩ ra đây là dê của dân cư sống gần đây nuôi, mà dân cư ở đây đã nuôi dê thì không thể nào chỉ nuôi hai ba con, cũng không thể nào bọn dê đi xa quá được, vì thế. Lúc này, chắc một cường ba đang chạy đầu tiên bỗng thả bước chậm lại, cuối cùng thì dứt khoát dừng hẳn luôn. Nhạc Dương và Trương Lập đều dừng lại nhìn gã, ba tang chạy quá mấy bước, cũng ngoảnh đầu lại nhìn chắc một cường ba với ánh mắt kỳ quái. Sao vậy, cường ba thiếu ra, nhạc dương hỏi. Chắc một cường ba chỉ phía trước lắp bắp nói, đó, đó là trận đồ đá khổng lồ kia. Nhìn theo hướng ngón tay chắc một cường ba, một vùng cỏ xanh mướt như tấm thảm trải rộng, đàn dê trắng muốt đang ung dung gặm cỏ dưới ánh chiều tà, có con nghịch ngợm vầy nước bên bờ sông tượng tuyền, mấy cột đá khổng lồ quây thành hình tròn, nước lặng, gió yên, cảnh tượng ấy thật không khác nào một khu vườn địa đàng mà thần linh sơ ý bỏ quên lại giữa trốn thổ lâm giặt một sắc đỏ rực này vậy mấy người bọn nhạc dương chưa thấy trận đồ đá khổng lồ ở Nam Mỹ bao giờ. Đối với bọn họ, mấy cây cột đá cao cao này ngoài tác dụng tăng thêm vẻ đẹp cho toàn thể cảnh tượng trước mắt ra, thì không còn ý nghĩa gì hết. Nhưng cảm giác mà trận đồ đá khổng lồ này mang đến cho chắc một cường ba lại hoàn toàn khác. Những tảng đá khổng lồ được dựng đứng, sắp xếp gần như giống hệt trận đồ đá khổng lồ nơi yên nghỉ của tổ tiên người Cucua trong rừng già châu Mỹ. Nếu xung quanh không phải là thổ lâm rộng lởm chởm, Trác Mộc Cường ba có lẽ ngỡ rằng mình đã lại trở lại rừng rậm Châu Mỹ mất rồi. Cái này quan trọng lắm hả? Nhạc Dương hỏi. Bạn đang đọc chuyện được tại. Trác Mộc Cường ba đáp, không biết nữa. Chúng ta qua xem thế nào. Tôi có một cảm giác rất kỳ quái. Trương Lập gật đầu, được thôi, thì qua xem thế nào. Ba Tạng có vẻ phản đối, không cần thiết phải mất thời gian thế chứ. Nhạc Dương nói, xem qua một chút cũng đâu can hệ gì. Đoạn bốn người liền đi về phía đàn dê. Càng lại gần, trận đồ đá khổng lồ ấy càng khiến người ta thấy lạ kỳ. Những tảng đá to tướng ấy sao tự dưng lại được dựng ở đây làm gì? Hơn nữa bên trên lại còn chất tảng đá lớn khác, tựa như đặt một quả trứng gà lên trên cái đũa cắm thẳng đứng, cơ hồ một trận gió cũng có thể thổi cho đổ ngã rúi rụi. Những tảng đá này cao thì khoảng 3-4 mét, thấp thì cũng chừng SPN 200 mét, bên trên quấn một số kinh phướn và khăn hada, bên dưới thì có đá mani và sừng bò phủ một lớp cát dày màu sắc giống hệt như thổ lâm xung quanh, từ trên cao nhìn xuống nói chung không thể phát hiện ra được. Một người chăn dê đang nằm ngửa bên cạnh trận đồ đá khổng lồ, gối đầu lên một tảng đá nhỏ. Đột nhiên thấy có người lạ đến, anh ta liền vỗ vỗ bụi cát trên người, chậm rãi đứng lên. Chỉ thấy người chăn dê này mặc áo da dê non màu xanh đen, đeo một cái thiên châu hai mắt làm trang sức, tuổi khoảng trên dưới 40, gương mặt đen đúa đã hằn sâu nếp nhăn nhỏ ẩn miệng cười lộ ra hàm răng trắng xóa anh ta quan sát bốn người bọn trác mộc cường ba một hồi đoạn hỏi bằng thứ tiếng phổ thông không được lưu loát cho lắm các ông đến du lịch hở trác mộc cường ba dùng tiếng tạng trả lời không ép người chăn dây nhe răng cười cười tôi biết rồi đến khảo sát phòng tôi tên là khúc địa sương ba nhà tôi ở ngay gần đây thôi dê của tôi đi cả một ngày rồi đến đây nghỉ một lúc các ông có muốn về nhà tôi ngồi nói chuyện không trác mộc cường ba cảm ơn rồi nhã nhận từ chối sau khi giới thiệu qua các thành viên trong đội gã mới hỏi sương ba chúng tôi chỉ muốn hỏi một chút anh có biết lai like lịch các trụ đá này không sương ba nhìn mấy trụ đá sau lưng mình đáp ông nói cái tư bối đa nhân này hả nghe nói là đã dựng ở đây từ rất lâu rất lâu rồi tôi nhớ là đi về phía nam cũng có các trụ đá giống thế này nhưng không lớn thế này đâu mà cũng không hoàn chỉnh như ở đây nữa tư bối đa nhân trác mộc cường ba trầm ngâm suy nghĩ không có ấn tượng gì hết. Ba tạng giờ cổ tay lên, vỗ vỗ vào chiếc đồng hồ nguyên tử đang đeo, ý là thời gian không còn nữa. Trác Mộc Cường ba hiểu ý, gật đầu nói với Sương Ba, cảm ơn anh Sương Ba, chúng tôi còn có việc phải đi trước đây. Sương Ba nói, ô, đi luôn hả? Tôi tưởng các ông đến để nghiên cứu từ bối đa nhân nữa kia, thế thì hôm nay mấy trụ đá này không phải do các ông di chuyển à? Kỳ quái thật đấy nhỉ? Anh nói gì hả? Trác Mộc Cường ba quay phát người lại, Tức tốc hỏi, anh nói mấy trụ đá này hôm nay đã bị di chuyển hả? Không phải hôm nay thì là hôm qua, tối hôm kia tôi đến đây đâu có giống thế này đâu, ông xem chỗ này, còn cả chỗ này nữa, vốn là không phải thế đâu, là ai đấy đã sắp đặt lại đấy." Sương Ba nói. Trác Mộc Cường ba quang luôn ba lô xuống đất, bất ngờ chạy đến kiểm tra những tảng đá có người di chuyển ấy. Ba tang nhíu mày, Trương Lập thì lấy làm khó hiểu, chuyện gì thế này? Nhạc Dương cũng bỏ ba lô xuống, nói trực giác của cương ba thiếu ra mạnh lắm. Khu vực quanh đây không thể có nhiều du khách đi quan, hơn nữa đội khảo sát khoa học cũng không ở đây, những tảng đá lớn thế này cũng không phải hai ba người có thể nâng lên được. Rõ ràng là người làm chuyện ấy có mục đích gì đó. Trương Lập hiểu ra, ý cậu là, có khả năng do bọn mất kinh làm hả? Nhạc Dương đến cạnh chắc một cường ba, cùng quan sát dấu vết tảng đá để lại trên mặt đất. Nhưng vết tích này chứng tỏ xương ba không nói dối có mấy tảng đá vốn ngã đổ dưới đất đã bị di chuyển, bên cạnh các dấu tích cũ còn có thêm vết lún tròn của giá đỡ. Nhạc Dương nói, dùng con đội, tại sao họ phải di chuyển những tảng đá này nhỉ? Chắc Mộc Cường Ba vừa lấy trang bị trong ba lô ra vừa nói, chắc chắn là có liên hệ gì đấy, chúng ta phải báo lại với Lữ Cánh Nam đã. Nhạc Dương, cậu kiểm tra xem rốt cuộc có bao nhiêu tảng đá bị di chuyển, có thể tìm xem tảng nào dịch chuyển tới chỗ nào không? Trương Lập, cậu giúp Nhạc Dương một tay, xem xem có phát hiện được đối phương sử dụng những công cụ gì, ngoài ra còn để lại dấu vết gì khác không. Anh ba tăng cảnh giới, anh và Sương ba lùa đàn dê ra chỗ nào xa xa một chút, để chỗ này chống trải thông thoáng, được không, Sương ba? Lời gã còn chưa dứt, Lữ Cánh Nam đã phát tín hiệu liên lạc, thế nào vậy? Gần 15 phút rồi, các anh vẫn chưa tới nơi à? Chắc Mộc Cường ba hồi đáp, chúng tôi có phát hiện mới, có lẽ là đã tìm thấy một nơi mất kinh đi qua ở bên bờ sông tượng tuyền có một trận đồ đá rất lớn sớm hôm nay hoặc hôm qua đã bị người ta di chuyển hiện giờ chúng tôi vẫn chưa biết rốt cuộc là chúng tôi có liên hệ gì với lối vào hay không lữ cánh nam hỏi các anh cần gì trác mộc cường ba nói cho tôi nói chuyện với thầy giáo chúng tôi cần tư liệu trong máy tính của thầy ấy giây lát sau đã nghe giáo sư phương tân nói nghe bảo các cậu có phát hiện mới hả trác mộc cường ba nói vâng thầy giáo thầy cha giúp tôi tư bối đa nhân Xem có tìm được gì không? Lúc chúng ta học tập nghiên cứu chưa có tra đến cái này. Giáo sư Phương Tân đáp, từ bối đa nhân, chỉ có bốn chữ ấy thôi à? Như vậy thì máy tính tìm kiếm sẽ cho ra rất nhiều kết quả đó. Lạt Ma Á là đứng bên cạnh lên tiếng, đấy là bia vũ trụ, là di tích phiến cổ từ thời vương triều Tượng Hùng hoặc trước cả vương triều Tượng Hùng còn lưu lại. Ông có thể tìm trận đồ đá khổng lồ ở A Lý, như vậy thì dễ tìm hơn một chút đấy chỉ lát sau đã nghe giáo sư phương tân nói tìm thấy rồi đa bối tư nhân là cách gọi của dân du mục địa phương tư bối có nghĩa là xa xưa đến nỗi bị lãng quên các chuyên gia dịch lại tên đầy đủ là bia vũ trụ trác mộc cường ba nói dùng để làm gì thế giáo sư phương tân ngừng lại một chút hình như đang hỏi lạt ma á la sau đó đáp đợi một chút máy tính đang tìm kiếm rõ ràng lạt ma á la cũng không thể xác định chuyện này giáo sư phương tân hỏi Cường ba à, trận đồ bằng đá này rất quan trọng với lối vào mà chúng ta cần tìm phải không? Chắc một cường ba đáp lại, tôi cũng không biết nữa. Nhưng trận đồ đá này về mọi mặt đều gần như giống hệt cái trận đồ đá chúng ta thấy trong rừng rậm châu Mỹ, đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên được. Lúc này, Sương Ba đã hò hét xua đàn dê tản đi, chắc một cường ba hỏi, Sương Ba, anh có biết từ bối đa nhân này dùng để làm gì không? Sương Ba lắc đầu đáp, chúng tôi chỉ biết nó rất cổ xưa rồi thôi, những chuyện khác thì chịu. anh ta sờ sờ vành tai bên trái, đột nhiên nói, hình như mấy năm trước cũng có chuyên gia của đội khảo sát khoa học đến đây, họ bảo thì ra là mộ của vị quốc vương cư trú ở vùng gần đây. mộ tám chắc một cường ba lầm bẩm, quả nhiên. bên phía giáo sư phương tân có tín hiệu truyền đến, vì lịch sử của nó quá xa xưa, nên hiện nay vẫn chưa rõ mục đích xây dựng là gì. tuy nhiên có chuyên gia nhận định rằng chúng khá giống với những mộ táng ghi chép trong các thư tịch cổ đại từ thời thất xích thiên vương. Nhạc Dương và Trương Lập đã hoàn thành công tác thăm dò chắc địa, cũng quay lại báo cáo, có ba tảng đá bị dịch chuyển, nếu chúng tôi đoán không lầm, thì bọn họ định khôi phục nguyên trạng trận đồ bằng đá này, nhưng chưa xong. Trận đồ đá này có vẻ giống như một cánh cửa, một cánh cửa giải đáp cho câu đố tìm lối vào vậy. trác Mộc Cường Ba nói, tư liệu cho thấy đây là mộ táng tổ tiên của người tượng hùng hoặc người thời trước đó nữa, cậu có nhận ra mối liên hệ nào không? Nhạc Dương trầm ngâm, nơi mai táng tổ tiên, à, tôi nghĩ ra rồi, Đa Cát từng nói, khi vùng đất nơi tổ tiên yên nghỉ tắm trong ánh dương vàng rực rỡ, Đức Phật vạn năng sẽ chỉ đường dẫn lối cho kẻ một lòng thành kính. Đúng là nói như vậy đấy. Trác Mộc Cường ba chợt hiểu ra, liền ngẩng đầu nhìn về phía đông, chỉ thấy thổ lâm nạp nam tháp đang hướng về phía trận đồ đá khổng lồ. Trương Lập nói, ý cậu là, bọn Mắc Kinh đã hoàn toàn giải nghĩa được bài ca của Đa Cát. Nhạc Dương nói, bọn chúng dư giả thời gian hơn chúng ta, hoàn toàn có khả năng này. Đợt chút đã, nếu mà là như vậy, trên đường đến đây, có rất nhiều điểm mốc đều đang từng bước từng bước kiểm chứng lại bài ca của Đa Cát. Vạn tự luân trở về phương Bắc, chính là chỉ cửu trùng vạn tự sơn, chảy ra từ miệng sói tuyết cao nguyên, chẳng lẽ là sông Sư Tuyền. Không chắc một cường ba cất tiếng, trong tứ phương thủy thú của thôn công bố, sói tuyết cao nguyên ở phía đông Bắc, còn theo như tên mà Lạt Ma Á La nói, phía đông bắc là thân hình của voi lớn, mới là dòng nước chảy ra từ miệng sói tuyết cao nguyên mà đa cắt nhắc tới. Trương Lập gật đầu nói, tôi hiểu ý hai người rồi, trận đồ đá khổng lồ này đối diện với các hang động ở nạp nam tháp, khi ánh mặt trời chiếu vào, quan sát từ vị trí riêng biệt nào đấy, sẽ có thể tìm được cái hang động có lối vào kia. Nhưng chỉ giây lát sau anh chàng đã trở nên nghi hoặc, nhưng mà, ánh mặt trời chiếu hướng xuống dưới, thổ lâm lại còn cao hơn cả trận đồ đá này cơ mà. Chẳng lẽ, cái bóng của những tảng đá ấy chỉ được phương hướng chắc. Chắc một cường ba lắc đầu, không, khoảng cách xa quá, bóng không thể nào vươn xa thế được. Hơn nữa, các cậu nhìn trận đồ đá này mà xem, trụ đá gần bờ sông thấp hơn, còn trụ ở phía nạp nam tháp lại cao hơn, rõ ràng là điểm quan sát phải là từ dưới nhìn lên trên mới đúng, ánh mặt trời không thể nào chiếu theo góc độ ấy được. Nhạc Dương nói, nhất định là có quan hệ gì đó, phía sau sông tượng tuyển cũng có thổ lâm, mặt trời phải lên đến một độ cao nhất định mới chiếu đến đây được, cũng có nghĩa là góc khúc xạ hàng ngày là cố định bất biến, sông tượng tuyền, góc khúc xạ. Là, Trác Mộc Cường Ba cũng nói, là phản xạ, lợi dụng mặt sông tượng tuyền để thực hiện quá trình phản xạ ánh sáng. Audio điện tử võ tấn bền Nhạc Dương bổ sung thêm, vị trí của người quan sát có quan hệ với hình dáng chỉnh thể của trận đồ bằng đá, cần phải đứng ở một vị trí đặc biệt đã đặt từ trước, sau đó nhìn theo hướng ánh sáng phản xạ. Trương Lập nói, khi vùng đất nơi tổ tiên yên nghỉ tắm trong ánh dương vàng rực rỡ, đó là chỉ bình minh mà bây giờ lại là hoàng hôn, làm thế nào bây giờ? Nhạc Dương đáp, chúng ta không nhất thiết phải đợi đến bình minh, trận đồ đá này và nạp Nam Tháp đã có liên hệ chặt chẽ với nhau, vậy thì cần biết góc độ chiếu xạ của tia sáng mặt trời và vị trí của người quan sát, cũng vẫn có thể tìm ra. Trác Mộc Cường Ba nói, thầy giáo, thấy nghe rõ chưa? giờ chúng tôi sẽ xuống sông tiến hành đo góc khúc xạ của ánh sáng. Trương Lập sẽ lắp máy phát tín hiệu lên trụ đá. Giáo quan, nhờ cô cho trực thăng ở trên không tiếp nhận tín hiệu, chụp ảnh trận đồ đá này, sau đó chuyển hình dạng và kết cấu của trận đồ đá tới máy tính sách tay của giáo sư Phương Tân. Chúng tôi cần phân tích cầu tạo của nó để tìm ra vị trí của người quan sát. 5 phút sau, bọn Trác Mộc Cường 3 đã đưa ra được kết luận, góc khúc xạ của ánh mặt trời là 15 độ 46 phút, máy tính của giáo sư Phương Tân phân tích ra toàn bộ trận đồ bằng đá này có kết cấu hình chứng, đầu lớn hướng về phía thổ lâm, đầu nhỏ hướng về sông Tượng Tuyền, vị trí của người quan sát rất có thể chính là góc hẹp do hai bên kết cấu hình chứng giao nhau hình thành. Nhạc Dương mang theo máy phát tín hiệu, với sự phối hợp của giáo sư Phương Tân, lần từng bước di chuyển đến vị trí của người quan sát, chắc một cường ba và trương lập lần lượt dùng máy đo thăng bằng và thước đo góc dựng cho Nhạc Dương một bể quan sát có góc ngắm 15 độ 46 phút. Nhạc Dương thuận theo góc nghiêng của bệ quan sát nhìn lên trên, tầm nhìn xuyên thẳng qua một trụ đá thấp, kế đó là một trụ đá cao, hai điểm nối liền thành một đường thẳng, cuối cùng ánh mắt khóa chặt vào một trong mấy hang đá phía đối diện. Tìm thấy rồi, Nhạc Dương dần cảm giác kích động trong lòng xuống, gắng hết sức bình tĩnh nói. Đồng thời anh chàng cũng kinh ngạc nhận thấy, khi đứng ở vị trí này, cố định góc ngắm 15 độ 46 phút, không ngờ lại chỉ nhìn thấy được một cái hang đó, toàn bộ những hang còn lại đều biến mất nhưng chỉ cần hơi ngửa về phía sau hoặc nhìn nghiêng những hang khác sẽ lập tức xuất hiện trong tầm mắt tất cả như ảo giác vậy sương ba tò mò hỏi mọi người đang làm gì vậy đo đạc núi rắn phải không trác mộc cường ba gật đầu đúng vậy chúng tôi phải đi đây anh sương ba hết sức cảm ơn anh nhé cảm ơn đoạn gã quay sang bảo nhạc dương nhạc dương chúng tôi cần cậu ở lại đây để khóa chặt mục tiêu lại nhạc dương đáp hiểu rồi sương ba lại hỏi trương lập mọi người muốn lên núi rắn hả trương lập gật đầu đúng thế anh ta quay sang bảo với trác mộc cường ba tôi biết có con đường tắt từ đây có thể đi thẳng lên luôn có cần tôi dẫn đường cho không trác mộc cường ba nắm tay xương ba nói cảm ơn cảm ơn anh nhiều lắm chúng ta mau đi thôi lúc này thứ họ thiếu nhất chính là thời gian trác mộc cường ba báo cáo với lữ cánh nam chúng tôi ở phía này gần hơn các cô bên đấy cửa hang cách chỗ cô chừng ba cây số, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Nhạc Dương ở đây khóa vị trí, rồi sẽ đến gặp chúng ta sau. Lữ cánh nam đáp, tôi biết rồi. Trên đường, chắc Mộc Cường ba hỏi, Trương Lập, các cậu còn có phát hiện ra dấu vết gì nữa không? Trương Lập đáp, không có, chỉ biết bọn chúng có công cụ nâng vật nặng. Còn nữa, Nhạc Dương nói có lẽ là bọn chúng ngồi xe đến đây, nhưng không phát hiện ra dấu vết gì, chắc là đã ngụy trang rồi bọn họ từ lưng chừng núi đất nạp nam tháp đi lên một con đường ruột dê thẳng tới cửa hang động kia, nhạc dương vẫn liên tục giữ liên lạc. Mắt đã thấy sắp đến được cửa hang động tới nơi thì trong núi bỗng nổi lên một cơn gió, cơ hồ tất cả các hang động đều vẳng ra tiếng vọng hoàn toàn khác với tiếng gió lúc nãy họ nghe trong hẻm núi, rít cao vút, chói tai, toán lên một vẻ dữ tợn mà kỳ dị. Sương ba lúc đầu vẫn còn nói nói cười cười, vừa nghe thấy tiếng gió này, đột nhiên sắc mặt biến đổi, đồng thời cũng dừng luôn chân lại. Sao vậy, Sương Ba? Trác Mộc Cường Ba quay qua hỏi. Sương Ba nói, mọi người không nghe thấy gì hả? Em mờ thanh đó. Trương Lập hồn nhiên đáp, tiếng gió mà. Không, sắc mặt Sương Ba trắng bệch, không phải, đó là Hắc Miêu Hoàng hậu, đó là lời nguyền của Hắc Miêu Hoàng hậu. Tôi, tôi chỉ có thể đưa mọi người tới đây thôi, tôi phải về đây. Nói rồi không ngờ lập tức quay đầu đi về luôn. Sương Ba, Sương Ba, Trác Mộc Cường Ba gọi liền hai tiếng. Sương Ba mới quay đầu lại cảnh cáo, trước nay tôi vẫn luôn cho rằng, núi rắn chỉ là núi rắn, ở đấy chẳng có gì hết. Nhưng hôm nay xem ra người già nói cấm có sai, trong núi rắn có kho tàng của người cổ cách, Hắc Miêu Hoàng hậu không cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào kho tàng đó cả, bà ta sẽ nguyền rủa tất cả những kẻ nào lại gần, các ông phải cẩn thận đấy. Trác Mộc Cường ba ngần người ra dây lát, rồi mới nói, cảm ơn anh. Trong khoảnh khắc Sương ba ngoảnh đầu lại ấy, gã chợt cảm thấy lóe lên một tia quen thuộc. Ánh mắt đó, thật bất ngờ lại có vẻ gì đó giống với cha già của gã. Đó là ánh nhìn xa trông rộng, dường như có thể nhìn thấu vạn vật. Nhưng gã lập tức nhanh chóng phủ định ý nghĩ này của mình. Bọn chắc một cường ba vào hang, đây đúng là một cái hang chống huyết trông hoác, tuyệt đối không có gì. Tuy nhiên trong hang bị người ta đào một cái lỗ lớn, nhìn chất đất có thể nhận thấy là mới được đào lên chưa lâu. Sau khi tìm được cửa hang, Sương Ba đưa Nhạc Dương tới chỗ giao lộ dẫn lên núi, sau đó Nhạc Dương và mấy người bọn lữ cánh nam cùng lúc đến nơi. Em sao vậy mẫn mẫn, chắc Mộc Cường Ba vừa nhìn đã phát hiện ra sắc mặt đường mẫn hơi khó coi. Lữ cánh nam nói, vừa nãy đi giữa đường, sắc mặt cô ấy chợt tái nhợt đi, nhưng mà hình như đã không sao rồi. Đường mẫn gật đầu, em khỏe lắm, không sao đâu, chắc là lúc lên núi chạy nhanh quá thôi. Lữ cánh nam nói, vậy, chúng ta xuống đó thôi, tôi đi trước dò đường, mọi người theo phía sau, xuống từng người một lữ cánh nam buộc dây thừng vào người, chậm chậm thả mình xuống dưới. Giáo sư Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba nói, hình như cậu vẫn còn điều gì ghi hoặc. Trác Mộc Cường Ba đáp, vừa nãy anh Sương Ba đó nói, chỗ này là kho tàng của cổ cách vương, bên trong có lời nguyền của Hắc Miêu Hoàng Hậu. Tôi nhớ khi chúng ta điều tra tư liệu, đâu có câu chuyện về Hắc Miêu Hoàng Hậu đâu nhỉ. Giáo sư Phương Tân nghĩ ngợi dây lát, đoạn quay sang hỏi mấy người bọn Trương Lập, các cậu có biết chuyện về Hắc Miêu Hoàng Hậu không? trương lập lắc đầu quầy quậy nhạc dương nói tôi chỉ biết chuyện cảnh sát trưởng hắc miêu thôi giáo sư phương tân nói những câu chuyện thần thoại lưu truyền trong dân gian nhiều như lông châu lông bò chúng ta không thể chuyện nào cũng tra ra hết được lạt ma á là cũng lên tiếng không cần phải quá lo lắng dựa vào bích họa trong các hang động trước đó chúng tôi đã thấy cộng với tư liệu của chuyên gia mà lữ cánh nam đang nắm trong tay có thể khẳng định rằng di chỉ này còn lâu đời hơn vương triều cổ cách rất nhiều mục dân hiện nay đều là dân di cư cả chắc chắn là họ đã đem một số câu chuyện về vương triều cổ cách mà mình nghe được gượng ép đặt vào khu di tích này thôi. Lữ cánh nam đã an toàn xuống bên dưới, ba tăng cũng đã xuống hang. Lạt ma á la nói, câu chuyện về hắc miêu hoàng hậu thì tôi có biết một chút. Chuyện kể rằng trước khi vương triều cổ cách diệt phong, cổ cách vương muốn quyết tử với kẻ thù, nhưng lại không nỡ hy sinh hoàng hậu mà mình yêu thương. Vậy là ngài liền triệu vu sư đến, biến hoàng hậu thành mèo đen, Hy vọng bà ta có thể chạy trốn khỏi cổ cách trước khi kẻ thù phá thành. Nhưng sau khi biến thành mèo đen, hoàng hậu lại không chịu chạy trốn. Quốc Vương cố nén niềm đau, vuốt ve mèo đen mà rằng, kể từ nay, kẻ nào có được mèo đen, kẻ ấy sẽ là chủ nhân của cổ cách. Sau khi cổ cách bị diệt, Hắc Miêu hoàng hậu sống sót, bà vẫn ở trong hình hài mèo đen ấy để bảo vệ tất cả vàng bạc châu báu của cổ cách Vương lưu lại, bất cứ kẻ nào muốn cướp báu vật đều bị Hắc Miêu hoàng hậu nguyền rủa ít nhất thì một trong các phiên bản của câu chuyện này là như vậy đấy. Mọi người nghe câu chuyện sơ lược đã cảm thấy chẳng liên quan gì đến họ, duy chỉ có mình Trác Mộc Cường Ba là không nghĩ như thế. Đường Mẫn là người xuống thứ ba, Trác Mộc Cường Ba nắm chắc dây thừng, đồng thời cũng tạm gác chuyện kia sang một bên, cùng với những người khác trèo xuống hang. Gã không thể nào tránh nổi cảm giác là câu chuyện về Hắc Miêu Hoàng hậu ấy khơi gợi cho mình một điều gì đó. Toàn bộ lối vào xuyên qua tầng đất đặc, trượt xuống dưới chừng 7-80 mét thì đến vùng bụng rộng mở của gò núi Thổ Lâm. Đoạn lối vào cũng kéo dài đến mười mấy mét, nếu không tìm được chính xác, cố đào bừa ở chỗ khác để xuyên vào lòng núi thì cho dù có các công cụ đào đất hiện đại e là cũng phải mất thời gian mười mấy ngày mới xuống được đến nơi. Nếu không có bản đồ, chắc không thể nào phát hiện ra nơi này được, e là có thêm một nghìn năm nữa, ở đây vẫn cứ như thế này chứ không hề suy xuyển. Chín người tập trung dưới lòng đất, nhìn lối thông tối om hẹp như trong hang động đá vôi, không khỏi có chút thấp thỏm bất an trong lòng. Đường hầm nhân tạo bên trong thổ lâm này giống như địa đạo ngầm thời chiến, đường đi gập ghềnh, rất nhiều chỗ ngoặt, lòng hang không cao, phải khom người mới tiến lên được, nhưng không có nhánh rẽ hay cạm bẫy cơ quan gì. Tuy vậy, chỉ riêng chuyện phát hiện được lối vào này đã là khó khăn lắm rồi. Bạn đang đọc chuyện được tại. Đi được hơn nửa tiếng, chắc một cường ba để ý thấy mặt đất dưới chân bắt đầu xuất hiện vết nứt không ngừng gió thổi ra, thoang thoảng có thể nghe thấy tiếng gió luồn lách xít gào, tựa như âm thanh ta nghe thấy khi bịt chặt cả hai tai lại vậy. Mới đầu, vết nứt ấy chẳng qua chỉ là một cái khe nhỏ, về sau đường hầm càng đi sâu xuống dưới vết nứt càng rộng thêm, bằng bàn tay rồi dần bằng eo hông người, rõ ràng khe nứt cũng thuộc loại trên nhỏ dưới lớn. Trương Lập thử ném một cục đá xuống, rất lâu sau không nghe thấy tiếng vọng, không hiểu rốt cuộc là sâu bao nhiêu mét nữa. Đa Cát đắc ý dẫn ra truyền thuyết trong thôn nhà anh ta, không cần thử nữa, khe nứt này thông thẳng xuống suối vàng, rơi xuống là vào chuyển thế luân hồi luôn căn bản không có đáy đâu lữ cánh nam nhấn mạnh cẩn thận chút khe nước này có thể thông với sông ngầm dưới lòng đất rơi xuống đó thì cơ hội leo lên là rất nhỏ đây tiếp tục đi xuống khe nước ấy không ngờ lại càng lúc càng lớn dần con đường dưới chân bọn trác mộc cường ba thì càng thắt lại xung quanh trở nên tối đen như mực cả bọn đoán rằng mình đã ở sâu hơn trăm mét dưới lòng đất giáo sư phương tân nhận thấy chất đất xung quanh đã khác đã từ đất sa mạc hóa ban đầu chuyển thành nham thạch núi lửa nếu tiếp tục đi sâu xuống, đoán chừng sẽ còn có thay đổi nữa. Cả đoàn cứ thế đi mãi, đột nhiên ánh sáng trên mũ của Lữ Cánh Nam đi đầu tiên tắt phụt. Mọi người đang tưởng có chuyện bất ngờ xảy ra, chợt nghe Lữ Cánh Nam nói, cẩn thận, phía trước là khe nứt lớn. Dán sát người vào vách đá, ở đây toàn là đường nhỏ lơ lửng giữa tầng không thôi. Mọi người ra khỏi thông đạo mới nhận thấy cả bọn đi ra một khe nứt hẹp. Vừa đi ra, khe nứt bên trái đột nhiên tăng từ một mét chiều rộng lên đến mấy mét, thậm chí còn rộng hơn, còn không gian trên đỉnh đầu trong chốc lát cũng tăng lên mấy chục mét. Không gian tối đen như mực đột nhiên khác hẳn, ánh sáng của mũ phát sáng bỗng chốc chỉ còn như ngọn lửa đong đóm, thậm chí cả con đường dưới chân cũng không thể nhìn rõ được nữa. Trương lập bước hụt chân, suýt chút nữa thì ngã, ngọn đèn pha đang cầm tay rơi tuột xuống, anh chàng lầm bầm chửi, đường, đường kiểu gì thế này, sao hẹp thế, gần như là con đường ở bên bờ sông nhã lỗ tạng bố rồi còn gì. Nhạc Dương nói, lại còn phải nói nữa à, ở đây chẳng còn chút ánh sáng nào, so với con đường bên sông còn nguy hiểm hơn ấy chứ. Lữ cánh nam gật đầu, không sai, đây là một hẻm núi sâu nằm hoàn toàn bên dưới lòng đất. Dựa theo những gì chúng ta có thể nhìn thấy lúc này, quy mô của nó chỉ sợ không nhỏ hơn sông Nhã Lỗ Tạng Bố đâu. Mọi người đều chăm chú nhìn ánh sáng ngọn đèn pha yếu dần yếu dân, cuối cùng rồi chỉ còn một chấm nhấp nháy rồi biến mất, giáo sư Phương Tân dùng mình thốt lên, trong không gian hoàn toàn tối tăm, ánh sáng đèn pha này ngoài nghìn mét vẫn có thể nhìn thấy, cái khe chấm cây ít hy vực này không ngờ lại sâu như thế, đúng là, đúng là gặp ma rồi. Lạt ma á la nghi hoặc, chẳng lẽ lại thông xuống suối vàng thật. Ba tang lạnh lùng nói, cho dù là suối vàng, đi thêm một lần nữa cũng ngại gì nữa đâu. Lữ cánh nam nghiêm giọng mấy người có biết khe vực ở sông Nhã Lỗ Tạng Bố sâu bao nhiêu không? Độ sâu trung bình đã hơn 5.000 mét rồi, nếu tính thêm cả đỉnh Nam Ca Ba ngõa hay đỉnh Gia La Bạch Lũy, độ sâu của khe núi phải vượt quá 7.000 mét. Mặc dù độ cao trung bình so với mặt nước biển của thổ lâm cổ cách thấp hơn hai ngọn núi cao kia, nhưng khả năng khe núi dưới lòng đất này sâu 2-3.000 mét cũng không phải là không có. Mọi người tiếp tục đi sâu xuống, cuối cùng cũng đến được tận cùng con đường nhỏ thì trông thấy dây thừng của bọn mất để lại. Phía bên đối diện thấp thoáng ánh sáng, đó là ống phát sáng của bọn mất đốt lên. Trương Lập nói, bọn chúng đi trước rồi, chúng ta cũng mau qua đó thôi. Nhạc Dương nói, đám thừng móc này cũng vừa buộc vào, bọn chúng mới qua chưa lâu đâu, chúng ta vẫn còn có thể đuổi kịp đấy. Lữ cánh nam xua tay nói, không vội, nếu bờ bên kia có để lại một người canh giữ, chúng ta muốn quan đó thật không dễ dàng chút nào đâu. Ai, ai đã lên dây thừng rồi? Liền đó nghe tiếng trương lập kêu lên, ấy, đa cát. Trở lại đây, chỉ thấy cái bóng đen gầy gò ấy đã khuất xa mất. Nhạc dương chật lưỡi, bò nhanh thật đấy. Lạt ma á la nói, Người suốt ngày đi lại trên dây xích phát ngang sông thì bò dây thường này chẳng lẽ còn không dễ ư? Lữ Cánh Nam lập tức quyết định, Đa Cát không thể liên hệ với chúng ta được, lại không có cả vũ khí nữa. Trương lập theo anh ta, những người còn lại ở đây đợi hồi âm của họ. Bóng tối lặng im lừng lững, thời gian trôi đi như chậm hẳn lại, chắc Mộc Cường Ba cảm tưởng như đang trở lại nơi gã lần đầu tiên thực nghiệm mật tu. Đường Mẫn hạ giọng thì thầm, những ánh lửa bên kia trông cũng đẹp mắt thật đấy nhỉ. Giáo sư Phương Tân nói: Mọi người có phát hiện ra không, những đốm lửa ấy rất có quy luật, giống như những hình tam giác ngược núi liền bằng một đường kẻ chỉ vậy. Lạt Ma Á là có thị lực tốt nhất, nhanh chóng nhìn ngay ra quy luật của đám lửa ấy, không chỉ có một đường, số đường nét được thắp sáng ít nhất có tới 13, vài đường phân bố đối xứng, ở giữa có một khoảng tối rất lớn, xét theo độ sáng, các hình tam giác có cái ở gần, có cái lại ở rất xa. Những đốm lửa nhỏ kết thành một vệt dài ấy khiến Lạt Ma Á la nhớ đến hình ảnh ông từng nhìn thấy trong quá khứ. Tượng thần ma Hê Thủ La khổng lồ vươn ra 18 cánh tay, mỗi cánh tay nâng một tòa Phật tháp đảo ngược. Tương truyền, đó chính là thiền phòng để người xưa tu luyện. Rất lâu rất lâu trước đây, những mật tu giả vượt qua cấp cách Tây sẽ có vinh dự tiến vào thánh địa tu hành ở cấp độ cao hơn này. Lẽ nào, lẽ nào, đây chính là thánh luyện đường của mật tu giả đã bị chôn vùi trong lịch sử hay sao? Đường Mẫn nói với Trác Mộc Cường Ba, anh xem kìa, mất đường sáng nối liền những hình tam giác lại với nhau cứ như con nhện vươn tám cái chân ra ấy nhỉ. Ánh mắt lạt ma á la lóe lên một tia sắc lạnh, thầm nhủ, cô bé này quan sát nhanh nhạy thật. Trác Mộc Cường ba nói, ừm, um, nghe mẫn mẫn nói vậy, giờ nhìn cũng giống thật đấy. Nhạc Dương cũng lên tiếng, vậy thì cái chỗ tối đen ở giữa ấy là gì thế, thân hình à? Mọi người trầm ngâm quan sát, quả thật nhìn kỹ thấy rất giống, thêm nữa những vệt sáng loang lổ lờ mờ còn tạo thành một hình người có mấy cánh tay. Ba Tăng nói, nếu đây đúng là một pho tượng Phật, vậy thì e là hơi to quá. Lạt Ma Á La nghĩ thầm, người chưa từng trải sự đời sao biết được. Đại thần Ma Hê Thủ La chấn áp cõi u minh địa phủ, chân đạp suối vàng, đầu đội trời xanh, thân cao vạn nhẫn, đâu phải lo ai như người có thể biết đến. Giáo sư Phương Tân hỏi Nhạc Dương, tượng Phật lớn nhất cậu từng trông thấy bằng chừng nào? Nhạc Dương nói luôn, Lạc Sơn Đại Phật chứ còn gì nữa, đấy mới gọi là to. Một cái vai tượng Phật đủ làm sân bóng rổ, bệ bên dưới chân tượng cũng phải bằng cái sân bóng đá ấy. Giáo sư Phương Tân nói, á, Lạc Sơn Đại Phật đúng là tượng Phật đá hàng đầu, có điều đến giờ thì cũng không còn là tượng Phật cao nhất nữa rồi. Tổng chiều cao của Lạc Sơn Đại Phật hình như chỉ khoảng hơn 70 mét, mà Linh Sơn Đại Phật mới xây dựng mấy năm trước nếu tính cả bệ bên dưới đã cao đến 100 mét. Gần đây lại nghe nói có lỗ Sơn Đại Phật tính chiều cao cả bệ thì lên đến 150 mét, hiện nay là tượng Phật cao nhất thế giới. Lạt Ma Á La kinh ngạc thốt lên, không ngờ mới đây lại có thêm tượng Phật lớn đến thế, nếu có cơ hội tôi phải đi bái tế mới được. Ba Tang đã đoán được ẩn ý của giáo sư Phương Tân, đột nhiên cười gần một tiếng hỏi, mấy người đã thấy qua bức tượng Phật khổng lồ nào cao hơn 1.000 mét chưa? Ngoài giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La, những người khác đều ngẩn ra, tiếp đó giật mình kinh hãi. Nhạc Dương kêu lên, làm gì có chuyện ấy? 1.000 mét là khái niệm gì chứ? công trình kiến trúc cao nhất thế giới hiện nay cũng chưa quá 500 mét đó. Đường Mẫn cũng lên tiếng, 1.000 mét là bằng nhà chọc trời hơn 200 đến gần 300 tầng rồi, tượng Phật gì mà xây cao thế được. Trác Mộc Cường Ba cũng nói, chuyện khác chưa nói, chỉ riêng nguyên liệu đá thôi cũng chẳng kiếm đâu ra được tảng đá nào to thế cả. Lữ cánh nam im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn lạt ma á la. Ánh mắt vị sư già hướng về phía xa xa, nhìn chằm chằm vào những điểm sáng kia không chớp giáo sư Phương Tân chỉ tay về phía ánh sáng, điềm đạm nói, trước mặt mọi người đây, nếu đúng là một pho tượng Phật, vậy thì chính là pho tượng khổng lồ cao hơn 1.000 mét đó. Một pho tượng bị chôn sâu dưới lòng đất không thấy ánh sáng mặt trời, một vật thể khổng lồ, một kỳ thích của nhân loại. Chắc một cường ba thoáng ngây người, sao cơ, tượng Phật cao hơn nghìn mét à. Giáo sư Phương Tân gật đầu, tôi suy đoán theo tỷ lệ, cứ dựa vào trọng lượng và độ võng của dây thừng, cùng với khoảng cách tối đa mà ánh đèn pha có thể chiếu đến, thì từ chỗ chúng ta bên này sang tới bên kia cách nhau chừng trên 200m. Dùng một phép tuần đơn giản so sánh tỷ lệ giữa kích cỡ vật thể khi nhìn thấy cách xa 200m và kích cỡ thực tế của nó, tôi có thể khẳng định rằng hình tam giác ngược ở gần chúng ta nhất định cũng phải cao từ 100m trở lên. Căn cứ vào tỷ lệ giữa vệt sáng tượng trưng cho cánh tay và hình tam giác ngược cũng có thể tính ra được nó rất dài, cái đó lại dựa vào tỷ lệ giữa các hình tam giác với vệt sáng, chỉ riêng phần cánh tay nhô ra khỏi vách đá đã phải dài 200m rồi vì vậy tôi ước tính cả cánh tay này dài khoảng 400 mét gì đấy. Nếu đúng là một pho tượng Phật, mà chỉ riêng chiều dài cánh tay đã lên đến 400 mét, thì chiều cao của cả pho tượng suy ra phải rất lớn. Hơn nữa, nham thạch núi lửa ở vùng này thuộc loại có cấu trúc chắc nhất và rắn nhất, khe vực dưới lòng đất này sâu cũng quá nghìn mét, nên đục đẽo trên vách đá một pho tượng Phật khổng lồ cao khoảng nghìn mét là rất có thể. Lữ cánh nam thắc mắc, vậy còn trọng lực thì sao? Làm sao họ giải quyết được được vấn đề trọng lực? Độ dài tới 400 mét, nham thạch phải gánh chịu trọng lượng tự thân nó đã là cực hạn rồi, làm sao có thể nâng thêm một kết cấu hình tam giác ngược cao đến cả trăm mét nữa. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, chuyện này thì tôi không biết, có điều nhất định là có cách làm được thôi. Nếu có thể đục đẽo ra một bức tượng Phật lớn như thế, thì cũng đâu phải chuyện mấy trăm người làm trong mấy chục năm là xong được đâu. Lúc này Trương Lập đã ba tin lại, bên này không có kẻ địch, chúng tôi đã chiếm được vị trí có lợi rồi, mọi người mau qua đi qua đây mà xem kỳ tích, trời ơi là trời, kỳ quan thứ 9 của thế giới đây rồi. Đảo huyền không tự, đảo huyền không tự, Lữ Cánh Nam và Lạt Ma Á là đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy thắc mắc khó hiểu, chuyện này là sao, sao lại không phái người canh giữ. Ở bên kia chỉ cần để lại một người canh giữ, những kẻ đi sau căn bản là không thể qua được mấy sợi dây thừng này. Merkin là chuyên gia của binh đoàn đặc trùng, hắn không thể nào phạm phải sai lầm thế này được, chẳng lẽ bọn chúng nhận định chúng ta không thể đến đây trong thời gian ngắn như thế hay sao? Hay là đã bố trí mai phục ở chỗ nào đó khác? Trèo qua dây thường đến đầu bên kia, lữ cánh nam liền nhìn thấy cảnh ẩn như trong một quả cầu thủy tinh, bèn nhủ thầm trong bụng, thì ra là thế. Toàn thể các đội viên đều leo qua dây thường thuận lợi, lúc ấy mới thấy cả một thế giới hoàn toàn khác trải ra trước mắt. Merkin đang bôi thuốc mỡ lên chỗ mí mắt sưng phù, mình mẩy trên dưới thâm xanh thâm tím cả. Sauce cũng không hơn được bao nhiêu, trên chắn có một vệt đen to tướng. Merkin thở hồng hộc nói, coi như là sống, tình hình tử thương ra sao. Mark liền báo cáo, chết ba thằng, bảy thằng bị thương khá nặng, đã tiêm thuốc giảm đau rồi, miễn cưỡng thì vẫn có thể hành động. Merkin nói, đợi chút đã, chúng ta còn bao nhiêu thuốc giảm đau. Mark đáp, thứ này, còn lại cũng không nhiều nữa. Merkin lo lắng thầm nhủ, thật không ngờ, mới tới tòa thứ 12 mà đã, thôi bỏ đi, đằng nào cũng dùng chúng làm vật hy sinh thôi mà. Sox cầm trên tay chiếc máy điều khiển từ xa như cái điện thoại di động, chăm chú quan sát màn hình hiển thị. Cần phải hết sức cẩn trọng, đã tổn thất 13 con bồ câu, 20 con chuột bạch, ngoài ra còn mất bốn mạng người nữa. Y thầm chửi rủa sao cái nơi chó chết này lại lắm cơ quan cảm bẫy đến thế. Lần đầu tiên đến địa cung Ahis, Y đã cảm thấy nơi đó thật sự là nguy hiểm tột cùng rồi, đâu đâu cũng có nguy cơ, mỗi bước đi đều là cảm bẫy, nhưng đem so với cái đảo huyền không tự này, gần như là đệ tử gặp sư phụ vậy. Ở đây có rất nhiều cơ quan khiến người ta chẳng thể nào mà lần, căn bản không biết làm sao mà bị khởi động. Chẳng lẽ đúng như Mê nói, chỗ này vốn được xây dựng để huấn luyện cho cái đám mật tu giả đáng sợ ấy hay sao? Đang nghĩ ngợi, chợt thấy ánh đỏ nhấp nháy một cái, Sox liền cười cười nói, Ê Ben, bọn chuột nhất vào rồi. Có 9 con. Mơ hình như hơi ngạc nhiên nói, nhanh thế kia à. Mắc vội cuống lên, ông chủ, để tôi dẫn người đi thịt chúng nó. Merkin lập tức mắng phủ đầu, cái đầu mày làm bạc gỗ hả, suốt ngày chỉ muốn chém chém giết giết. Mày biết chúng nó có vũ khí gì không? Mày định dẫn bao nhiêu thằng đi? Vậy ở đây bọn tao có cần người nữa hay không? Tìm thấy bản đồ quan trọng hơn hay là làm thịt bọn chúng quan trọng hơn hả? Y ngừng một chút, đoạn nói tiếp, chúng nó không dễ gì đuổi kịp chúng ta đâu, cứ tìm bản đồ trước quan trọng hơn, đầu óc không thể phân tán được, đi thôi. Thằng ngu, đợi chút đã, Merkin mới đi được hai bước, liền quay sang bảo hai tên trong đám thuộc hạ, Thái, Hoàng, hai chúng mày ở lại canh giữ tầng này, nếu bọn chúng nó có thể đến được đây, ha ha. Như nhị hoa chủ động sung phong giết giặc, tôi muốn ở lại, ông chủ. Merkin xua tay nói, không được, mày đi theo bọn tao, lần sau đi, để thù hận của mày lên đến cực điểm đã. Phải đến gần, cả bọn mới nhìn rõ diện mạo thật của đảo huyền không tự. Cung khuyết trên trời, thành lũy dưới màn đêm, những ngọn đuốc đó sáng rực rỡ như vô số ngọn đèn kéo quân phiêu diêu bất định trong bóng tối đen kịt, lấp lánh hiện lên thành những quầng sáng khiến người ta phải chói mắt. Xa xa, gần gần, những tòa tháp ngược thấp thoáng ẩn hiện dưới ánh lửa, lờ mờ trông thấy cả hình vẽ màu bên ngoài cửa sổ, nếu dưới ánh mặt trời đó nhất định sẽ là một cảnh tượng khiến người ta phải sững lại ngất ngây, trầm trồ ngưỡng mộ. Chỉ tiếc nỗi tất cả lại ở trong chốn đêm đen vĩnh cửu này. Đứng trên bình đài, nhìn những ngôi đảo huyền không tự nhấp nháy như các vị tinh tú, người ta chợt có cảm tưởng như chìm trong ảo giác mà lạc bước trốn thiên đình. Nếu không có những ngọn lửa thắp trên thông đạo núi liền ở giữa, đảo huyền không tự thật chẳng khác gì những ngọn đèn khổng minh lửng lơ trôi giữa trời. Mọi người đều vịn lan can mải ngắm nhìn, dõi mắt ra tận tít xa, trong giây lát bất giác quên đi cả mục đích của chuyến đi. Lữ cánh nam vốn định mắng cho đa cắt một trận nên hồn, nhưng tên tiểu tử ngày cứ lẻ lưỡi trợn mắt không ngừng làm trò quỷ. Cũng may tối qua trò chuyện với mọi người, Đa Cát đã biết bà cô già này tương đối bá đạo ngang ngược, anh chàng lùn mới không dở cái lý luận đàn bà sao lại giáo huấn ngược lại đàn ông thế này, thế chẳng phải trời đất đảo lộn rồi sao của mình ra, bằng không lữ cánh nam cũng thật lo lắng mình sẽ không khắc chế được bản thân, chỉ e sẽ nhảy lên tung cước đá văng cái tên lùn ấy xuống vực sâu không đáy luôn. Nhạc Dương nhìn những ngọn đèn tựa như dẫn đường trải tiết tắt ra xa, xa ở phía dưới cho tới lúc ánh sáng biến mất trong màn đêm đen mù mịt, lẩm bẩm nói một mình, nhìn hình dáng giải đèn ấy thì đúng là cánh tay rồi, đây đúng là một pho tượng Phật lớn đấy. Ôi trời ơi, to thật, những ngôi chùa ngược lớn có nhỏ có này đều được ngài ấy nâng trên tay đấy, chúng ta chẳng qua chỉ là một con kiến trên tay tượng Phật này mà thôi. Giáo sư Phương Tân nói, tượng Phật lớn thế này, tượng Phật lớn thế này, đây không phải là công trình một sớm một chiều mà hoàn thành được đâu. Khối, khối lượng công việc của nó, gần như có thể so với vạn lý trường thành chứ chẳng chơi. Ít nhất cũng phải cần đến cả vạn người thợ, tốn hết trăm năm thời gian mới hoàn thành được. Ba tang lạnh lùng buông một câu, chỉ tiếc một điều, cái thứ xây dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời này là điểm bất thường, pho tượng đồng ở giữa thì mặt mày hung ác, nơi này xem ra quả nhiên là cùng một mạch với cánh cửa sinh mệnh kia, vừa âm u lại vừa đáng sợ. Trác Mộc Cường Ba và đứa ưng mẫn đứng ở phía tây đàn tế. Đường mẫn tung tăng như cô bé gái, vui vẻ thốt lên, đẹp quá, đẹp quá, giống như bầu trời sao trong địa cung ơ ấy nhỉ, chỗ này cứ như là nơi ở của các vị thần tiên ấy. Trác Mộc Cường ba đùa đùa nói, theo kinh nghiệm của anh, càng là nơi đẹp đẽ mê lưu thì lại càng nguy hiểm đấy. Chỗ này cũng là thánh địa của thôn công bố, nếu chưa từng có người đi vào, cơ quan cạm bẫy bên trong. Nói đến đây gã đưa mắt liếc sang phía đường mẫn. Đường mẫn lúc này cũng đang quay sang nhìn Trác Mộc Cường ba, bốn mắt nhìn nhau, đôi bàn tay bé nhỏ của cô nắm chặt bàn tay to tướng của Trác Mộc Cường ba, ánh mắt toát lên vẻ kiên nghị của người sẵn sáng trả giá để bảo vệ hạnh phúc của mình, giọng nói nghe như vẳng từ nơi chân trời, lại sao như ở gần ngay trước mặt, anh đi đâu, em theo đó. Trác Mộc Cường ba buông tay đường mẫn, ôm chặt cô vào lòng, gió thổi áo bay phất phơ, hai người hòa vào nhau làm một. Lạt Ma Á La và Lữ Cánh Nam vô tình chạm mặt ở hành lang phía Bắc. Lạt Ma Á La thở dài nói, con đường lần này không dễ đi đâu, ta đề nghị để họ ở lại đây hết, chỉ hai người chúng ta tiến vào trong thôi than ôi, dù là hai chúng ta, chỉ sợ cũng chưa chắc đã có thể. Lữ cánh nam lắp bắp nói, tại, tại sao, thế nào mà? Lạt ma á la thấp giọng hỏi, lẽ nào con chưa nhìn ra đầu mối gì hay sao? Lữ cánh nam không hiểu, đầu mối, đại nhân, người muốn chỉ. Lạt ma á la lắc đầu, lẽ nào sư phụ con chưa từng nhắc đến thánh, luyện, đường. Lữ cánh nam suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng, nơi từng khiến cô không biết bao ngày đêm mong muốn khát khao được đến lại ở ngay trước mắt đây sao? Lại ở ngay dưới chân cô đây hay sao? Đệ tử Mật Tông sau khi tu thành cấp cách Tây liền có tư cách trác nhân ba để tiến hành tu luyện ở tầng cao hơn, trong tất cả các trác nhân ba sẽ có một người ưu tú nhất được chọn ra, sau này sẽ có tư cách kế thừa tôn hiệu Cam Châu Ba Đại Lạt Ma, tiến vào thánh luyện đường tu hành. Sư phụ đã từng hết sức ngưỡng mộ nói với cô rằng, đó là nơi khiến không biết bao nhiêu mật tu giả hướng về, chỉ hiềm một nỗi, Thánh luyện đường đã bị vùi lấp trong con sông dài lịch sử, cánh cửa lớn mở đến đẳng cấp tu hành cao hơn đã vĩnh viễn bị đóng lại rồi. Lạt Ma Á La nói, nếu đơn thuần chỉ là thánh địa giấu bản đồ, dù có cơ quan cảm bẫy thì cũng có hạt, nhưng nơi này là thánh luyện đường, vốn là chỗ được xây nên để các mật tu giả hành lên cấp độ cao hơn. Cơ quan trong cánh cửa sinh mệnh chỉ là để bảo vệ chìa khóa mở nơi này ra thôi mà đã là lợi hại nhường ấy rồi, cơ quan cảm bẫy ở đây thế nào chắc có thể đoán biết ra được ta và con có tự lo cho mình được hay không hãy còn chưa biết, bọn họ sao có thể qua nổi chứ. Lữ cánh nam ngần ngừ nói, nhưng con nên nói thế nào đây? Đã tới chỗ này rồi, nhất định bọn họ sẽ không đồng ý đâu. Lạt ma á la thoáng trần chứ, nhất thời cũng vô kế khả thi, hồi lâu mới nói, cứ nói thực ra, nghe ý kiến của họ xem thế nào, người khác thì không ngại, chỉ là nhất thiết phải bảo vệ cho. Lữ cánh nam gật đầu tỏ ra hiểu ý. Lữ cánh nam gọi mọi người tập trung lại, Nói, khả năng quan sát của mọi người đều rất nhạy bén, cũng đều nhìn thấy cả rồi, đây là một pho tượng Phật khổng lồ cao đến cả nghìn mét, chúng ta đang ở trên một ngọn tháp ngược được pho tượng này nâng trên bàn tay. Vừa nãy nhất thời sơ suất nên tôi quên mất, giờ mới nhớ ra, nơi này đã từng được đề cập đến trong tư liệu của nhóm nghiên cứu cung cấp, chính là nơi để giáo đồ của tông phái bảo vệ thánh miếu tiến hành huấn luyện. Cơ quan cảm bẫy ở đây nhiều hơn ở cánh cửa sinh mệnh gấp cả chục lần chứ không ít hơn, mà mức độ nguy hiểm cũng cao hơn cơ quan cảm bẫy ở cánh cửa sinh mệnh kia nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cho rằng với trình độ trước mắt của mọi người vẫn chưa thích hợp với hành động lần này. Tôi quyết định, tôi và Lạt Ma Á La sẽ đi tranh đoạt bản đồ, còn mọi người ở lại đây đợi tin tức của chúng tôi. Thế làm sao được? Lữ Cánh Nam còn chưa có cơ hội nói hết câu, mọi người đã xôn xao nhốn nháo. Lạt Ma Á La cũng biết chuyện này không dễ làm chỉ trầm ngâm im lặng. Bây giờ, những khiếm khuyết của huấn luyện phi quân sự hóa mới hoàn toàn lộ ra, nhìn đích đến đã ở ngay trước mắt, các đội viên hết thảy đều mồm năm miệng 10, chẳng hề chịu phục tùng giáo quan. Lữ cánh nam yếu ớt giải thích, tôi làm vậy đều là vì nghĩ cho mọi người tôi, chớ nên hy sinh vô ích, vì cả tôi và Lạt Ma Á La cũng không đủ tự tin có thể vượt qua được chỗ này đâu. Phản đối, phản đối. Không đồng ý, không đồng ý. Nhìn thấy những ngọn đèn sáng lên kia không? Giáo quan, đó chính là bọn Ben đấy, bọn chúng còn qua được, sao chúng tôi lại không? Chúng tôi cùng đến đây, từ lúc bước vào doanh trại huấn luyện, chuyện sinh tử chúng tôi đã gạt ra khỏi đầu óc rồi. Sao giáo quan lại có thể nói ra những lời như thế, chẳng phải là khiến người ta chạy lòng lắm hay sao? Mặc dù làm vậy có thể là mạo hiểm, nhưng dù sao chúng ta cũng đâu phải là người làm công tác khảo sát khoa học, nếu chuyện gì cũng phải chuẩn bị chu toàn thì vĩnh viễn chẳng tìm thấy cái gì đâu. Lữ cánh nam liếc mắt nhìn sang phía lạt ma á la. Vị sư già cũng không biết phải làm sao, chỉ khe khẽ lắc đầu. Lữ cánh nam nói, được rồi, nếu đã vậy, mọi người phải đi sát phía sau, nhớ kỹ là phải hết sức cẩn thận. Đây là một pho tượng Phật 18 tay, cũng tức là có 18 tòa nhà Phật tháp lộn ngược, muốn vào tòa nhà chính, thì buộc phải lần lượt đi qua 18 tòa nhà tháp ngược này, mỗi tháp đều có các cơ quan cảm bẫy khác nhau. Nếu không đi được thì đừng cố, đợi cả nhóm quay lại rồi sẽ cùng rút lui, đã hiểu hết cả chưa? Còn nữa, trên mấy sợi dây thường kia có lắp đặt thiết bị cảm ứng, cũng có nghĩa là, bọn tên Ben đã biết chúng ta đến đây rồi. Mọi người hứa hẹn đảm bảo, rồi lập tức xuất phát. Từ chỗ sàn bị lật lên đi vào trong tháp dựng ngược, nhìn thấy quang cảnh mà bọn Merkin đã thấy, có điều lúc này trong tháp đã sáng rực ánh đèn, từ trên xuống dưới khiến người ta lạnh hết cả người, ở giữa lại có một cây trụ đồng tựa như cây kim cang bổng của tề thiên đại thánh từ thiên đình đâm xuyên xuống địa phủ trương lập dùng mình sởn gai ốc vừa mới bước vào đã cảm thấy bên trong tòa tháp lớn chống huyết trông hoác này âm phong gào rít quỷ khí mù mịt bốc lên dưới ánh lửa trong lòng chợt trào dâng cảm giác sợ hãi khó hiểu trước nơi được gọi là thánh luyện đường tôn giáo này nơi tất cả các kiến trúc tất cả các tượng phật đều không giống với những gì anh từng thấy trước đây hoàn toàn không hề giống bước vào trong tháp lạt ma á la kho người quan sát đoạn nói. Ồ, ván này là thiết mộc, lại phết thêm sơn keo, ngàn năm cũng không mục nát đâu. Trương lập thắc mắc, cái gậy đen kìn kịt ở giữa kia là gì thế nhỉ? Lạt ma á la đáp, nếu tôi đoán không lầm, đấy là đồng, chống đỡ tòa tháp ngược này và cả cánh tay toàn là trụ đồng đặc ruột thôi. Nhạc dương lẻ lưỡi thốt lên, uầy, cây trụ đồng to thế này thì phải dùng bao nhiêu là đồng mới đủ chứ? Giáo sư Phương Tân lên tiếng, Tây Tạng là vùng có mỏ đồng, trụ đồng này tuy lớn nhưng so với cả pho tượng Phật khổng lồ này thì rõ là chẳng đáng gì rồi. Cả bọn theo cầu thang gỗ xuống dần bên dưới, đi được mấy vòng, đường mẫn không nén nổi tò mò lên tiếng hỏi, lạ thật đấy, những cái vòng gì xét trên lan can và cả trông trọn dưới kia dùng để làm gì thế nhỉ? Lạt ma á la nói, có lẽ chính là dùng để huấn luyện, vòng sắt gắn xích sắt nối liền với trụ đồng ở giữa, vắt ngang qua không chung, những người tu hành tu luyện trên sợi xích này. Còn những trông nhọn dưới kia hả, nếu như rơi từ trên xích sắt xuống, thì sẽ bị trông nhọn đâm chết, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhạc Dương kêu lên, phương pháp huấn luyện tàn nhẫn quá đi. Ba tạng thầm nhủ, thì ra phương pháp huấn luyện bằng cách đem tính mạng ra đánh liều này từ thời cổ đại đã có rồi, chứ không phải phát minh của người ngày nay. Lại đi thêm mấy vòng nữa, Nhạc Dương chợt kêu lên, mọi người nhìn phía dưới kia xem, hình như có người. Lữ cánh nam lấy ống nhòm ra, lợi dụng ánh lửa quan sát phía dưới, quả nhiên đúng là có một xác chết nằm ngang trên hàng trông nhọn, mũi trông đâm lút qua thân thể hắn, chỉ ló một chút ra bên ngoài. Cô điềm đạm nói, là lính đánh thuê, sao hắn lại chết nhỉ? Chẳng lẽ bị người ta ném xuống? Lạt ma á la nói, vậy thì phải cẩn thận đấy, nói không chừng phía trước có cơ quan cảm bẫy gì đó cũng nên. Càng đi xuống dưới, vòng xoáy ốc càng nhỏ, giờ thì mấy người bọn trác mộc cường ba có thể nhìn rõ trụ đồng khổng lồ ấy, đã dì hoen dì hoét, đứng sừng sững trước mặt chúng nhân, cao thâm khó dò. Đang đi, bỗng nhiên Trác Mộc Cường ba hét lớn, "Cẩn thận!" Chỉ thấy cánh tay gã vươn ra, chộp lấy Nhạc Dương, cả hai đột nhiên tung người lên, bị hất về phía giữa tòa tháp. Trong lúc nguy cấp, Trác Mộc Cường ba vội vung tay lên, dây móc bắn phập vào vách tường. Nhạc Dương mặc dù chậm mất nửa nhịp, nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, dây móc cũng bắn vụ ra quấn vào lan can. Hai người cùng đáp xuống tầng cầu thang gỗ bên dưới, tuy kinh hãi nhưng cũng không gặp nguy hiểm gì. Lữ Cánh Nam cả kinh hỏi: Chuyện gì vậy? Bọn họ đi phía trước không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, chắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương đi giữa lại bị hất văng ra ngoài ai, mà lúc sự việc xảy ra, chỉ có mỗi giáo sư Phương Tân ở sau lưng chắc Mộc Cường Ba là nhìn thấy. Giáo sư chỉ phía trước mình nói, tấm ván gỗ này đột nhiên bật tung lên, hất văng bọn họ ra ngoài. Trương Lập đi trước quay người lại, giẫm giẫm hai cái lên tấm gỗ, lại không có phản ứng gì, lấy làm ngạc nhiên nói, quái đản thật. Giáo sư Phương Tân cũng giẫm lên hai cái rồi sải chân bước qua chỗ đó, không thấy vấn đề gì. Kế đó là đường mẫn, đa cát đi quan. Lúc ba tang đặt chân lên tấm gỗ, đột nhiên bậc một tiếng, tấm ván gỗ bật tung lên chừng nửa mét, giống như một cỗ máy bắn đá vậy, rồi ngay lập tức rụt về vị trí cũ. Cũng ngay ba tang mới chỉ đặt một chân trái lên, vậy mà cũng bị chấn động đến tê dần, lực hất đó ít nhất cũng có thể hất văng được vật thể nặng 200 cân. Lạt ma á là đang ở chỗ góc quanh nhìn hết sức rõ ràng, liền nói, tôi hiểu rồi, tấm ván gỗ này hoạt động theo nguyên tắc bánh răng lò xo, so, mỗi người dẫm lên đó một cái, bánh răng sẽ ấn lò xo so rút xuống một chút, khi nén đủ lực, sẽ đột nhiên bật tung ra, vì vậy lực hất rất lớn. Lữ cánh nam nói, nếu như vậy, nhưng tấm ván gỗ có thể bật lên này không biết lúc nào sẽ bật lên cả, chẳng trách tên lính đánh thuê ấy lại chết ở kia. Xem ra chúng ta cần phải cẩn thận hơn nữa mới được. Nói đoạn cô ngó đầu xuống dưới nói, chắc một cường ba, nhạc dương, hai người đi phía trước cẩn thận một chút đi hết cầu thang xoáy trôn ốc xuống đến chân tháp, trụ đồng khổng lồ ở gần ngay trước mắt. Sau khi trải qua một cánh cửa vòng nhỏ, liền xuất hiện một con đường lớn trải thẳng về phía trước, hai bên cắm đầy ống cháy sáng. Con đường ở giữa chính là cánh tay mà bọn họ trông thấy lúc ở trên đỉnh tháp, còn trụ đồng xuống đến đáy tháp thì cũng bẻ ngang ra theo chiều cánh tay. Xem ra đúng như Lạt Ma Á La đã nói, cả cánh tay và các tòa tháp lộn ngược này đều do trụ đồng khổng lồ núi liền chống đỡ, chẳng trách lại có thể chịu được trọng lượng nhường ấy chụp đồng ở đoạn cánh tay nhập vào là một với con đường lớn bằng phẳng dường như còn rộng và to hơn giáo sư phương tân nói có lẽ là khoét rãnh chân cánh tay này trước sau đó đổ đồng lỏng vào đợi cho cứng lại rồi mới đẽo thành hình dáng cánh tay các vị cổ nhân quả là thông minh thật nhạc dương nói nhưng mà nhớ cánh tay đã và chụp đồng rời nhau ra thì làm thế nào giáo sư phương tân liền giải thích người xưa sớm đã nghĩ đến chuyện này rồi rãnh đá này chắc chắn là hình thang trên nhỏ dưới to hoặc hình như tê ngược Đồng thời trong rãnh còn có thể đục ra các lỗ nhỏ như lỗ châu mai, trụ đồng do đồng lỏng đông đặc lại sẽ bán chặt vào cánh tay đá, không bao giờ tách rời ra được. Trương Lập nói, kỳ quái thật, cánh tay này rõ ràng là đã thông thẳng đến lồng ngực pho tượng rồi, sao bọn tên Ben kia còn phải châm đuốc cắm ở những cánh tay khác nữa thế nhỉ? Lạt Ma Á La nói, đi tới tận cùng cánh tay này thì biết ngay mà. Còn chưa đi hết cánh tay đã nhìn thấy trên vách đá khổng lồ, ở nơi có lẽ là vị trí lồng ngực của bức tượng Phật khổng lồ, đền chùa miếu mạo tựa như cung điện xây dựa vào vách núi lờ mở hiện ra trong chỗ tối, khi ẩn khi hiện, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy được chút ít ở bên ngoài, nhưng cả nhóm đã cảm thấy bị khí thế đó dồn ép, hơi thở dồn dập, tim đập nhanh hơn bình thường, hơn nữa còn có thể cảm nhận được huyết dịch đang chảy dần dật, chảo dâng lên dữ dội chưa từng thấy trong cơ thể. Lầu Quỳnh Điện Ngọc Cung khuyết trên trời, cảnh này chỉ có ở trên chốn thiên cung mà thôi. Cũng giống như mấy người bọn Trác Mộc Cường ba khi lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thành, trong lòng mỗi người lúc này đều dấy lên cảm giác thôi thúc nôn nóng, "Đi, đi nhanh lên, nhanh nhanh đi tới đó, đừng dừng bước lại, chỉ ở ngay phía trước ta đây thôi." Nhưng không ngờ, càng đi dọc theo cánh tay đá ấy bọn họ lại càng lúc càng rời ra khỏi cung điện thần bí ẩn hiện thấp thoáng kia hơn. Lên tới bả vai pho tượng thì ngôi chùa đẹp đẽ như tòa cung điện ấy đã biến mất trong tầm mắt, chỉ thấy một đoạn vách núi vươn thẳng ra, trong bóng tối mịt mùng không biết cách bao xa, với tay ra vách đá liền chạm vào một mảng trơn nhẵn không thể trèo qua, còn con đường duy nhất thì được đục thẳng lên vách đá, giống như thang treo trong địa cung Elis vậy, muốn leo lên chỉ có cách bò. Kiểu leo trèo theo chiều thẳng đứng này chắc hẳn cũng là một phương pháp tu luyện của cổ nhân, có điều chuyện này không thể làm khó những người hiện đại đã trải qua huấn luyện leo vách đá được nữa. Chỉ đến đoạn cuối cùng mới hơi có chút khó khăn, cánh tay và thang treo cách nhau chừng một mét, bám vách núi leo lên, đến nửa chừng phải xoay người nhảy lên thì mới bám tiếp vào mép cánh tay đá thứ hai được theo cánh tay này tiến lên phía trước sẽ lại gặp một tòa tháp ngược, nhưng nếu không đi con đường này, chắc Mộc Cường ba ngước mắt nhìn xung quanh, mỗi cánh tay có đường kính chừng hơn 50 mét, cộng với khoảng cách ở giữa chúng, có thể xác định hai cánh tay cách nhau khoảng từ 150 mét đến 200 mét, tuyệt đối không có sợi thừng buông rủ hay công cụ gì khác, mà vách đá lại rắn dị thường, dùng cuốc chim leo núi để mở đường e là vô vọng. Cách duy nhất chính là men theo cánh tay mà tiến lên, chỉ không biết là lên đến bình đài trên đỉnh tháp rồi thì làm cách nào để đi xuống chỗ thấp hơn. Tòa tháp ngược thứ hai hoàn toàn khác với tòa tháp đầu tiên, bên trong phân tầng bằng ván gỗ, mỗi tầng lại chia ra làm 6 hình tam giác, tầng trên tầng dưới nối với nhau bằng thang gỗ kiểu gấp ngược giống như trong các kiến trúc lầu tháp bình thường, không hiểu có tác dụng gì, nhưng bọn họ không hề gặp phải cơ quan cảm bẫy nào. Lữ cánh nam thầm ngạc nhiên, chỗ này rốt cuộc là dùng để tu luyện môn gì mà cô chưa từng thấy qua bao giờ, mấy lần đưa mắt nhìn lạt ma á la, nhưng vị sư già cũng khe khẽ lắc đầu, tỏ ý hoàn toàn không hề hay biết. Mấy chỗ có vết tích bị đốt cháy, còn cả lỗ hổng do vũ khí gây ra, chắc hẳn là do bọn mất phá hủy chốt bẫy gây ra. Đoàn người lên đến đỉnh tháp, chỉ thấy pho tượng Phật bằng đồng ở giữa giang tay, kéo căng chín sợi xích sắt, thông thẳng đến một cõi tối tăm âm u mù mịt. Chín sợi xích sắt to như cánh tay trẻ con, đen xì xì mà không sáng bóng, không biết đã được thoa thứ gì, hai sợi căng ở hai bên, chính sợi căng song song dưới chân bọn họ, xem ra muốn sang bình đài khác thì phải đi qua mấy sợi xích sắt này. Đồng thời tòa tháp ngược được dây xích núi liền ấy, một ở tay bên trải, một ở tay bên phải của pho tượng Phật khổng lồ, cứ lần lượt đi lên như vậy, khoảng cách giữa hai cánh tay của tượng Phật sẽ càng lúc càng lớn, xem ra buộc phải đi hết cả 18 cánh tay thì mới tìm được đường đi tiếp theo. Dây xích sắt chịu được tải trọng, bọn họ đi qua không khó, cái đó là xuống chân tháp, rồi lại vin vách đá trèo lên một cánh tay khác, cứ vậy lặp đi lặp lại thi thoảng trong bóng đêm lại có ánh sáng lóe lên, đó là bọn người của Ben đang dùng pháo sáng dò đường. Trên đường, những chỗ có cơ quan cảm bẫy đều còn vệt máu hoặc lưu lại dấu vết bị phá hoại, thành ra họ không gặp nguy hiểm gì nhiều, cho đến khi tòa tháp ngược thứ sáu hiện ra trước mắt. Khó khăn bắt đầu xuất hiện ngay từ lúc Vin vách núi nhảy sang cánh tay tượng Phật, thang treo chỉ lên được chừng 50 mét là hết đường. Lạt ma á la với tay ra, chạm vào toàn vách đá trơn nhẵn nhụi, trong lòng lấy làm kỳ quái, bèn lên tiếng, chẳng lẽ chúng ta đi nhầm đường. Phía trước không có rãnh để vin bám nữa rồi. Lữ cánh nam vòng một tay ra rút đèn pin bật lên, chỉ thấy ở tận cùng chỗ nguồn sáng chiếu tới lại xuất hiện thang treo, chỉ có điều cách vị trí hiện tại của lạt ma á là tới hơn 20 mét, cho dù công lực của ông có cao hơn nữa cũng không thể nhảy lên nổi. Những người phía sau xôn sao hỏi, sao vậy, sao lại không đi nữa vậy, phía trước xuất hiện chuyện gì vậy? Lữ cánh nam nói vọng xuống, đừng hoảng hốt, đang tìm đường nói rồi cô lại hỏi với lên, chẳng lẽ bị đám người phía trước phá hủy rồi. Lạt ma á la lắc đầu đáp, không đâu, vách đa này cực kỳ kiên cố, dùng búa cũng chưa chắc gì phá hoại nổi, hơn nữa lại trơn nhẵn, rõ ràng là từ lúc xây dựng cổ nhân đã làm ra như thế này rồi. Quái lạ thật, làm sao mà chúng qua được nhỉ? Ông ngoảnh đầu lại nhìn, mới phát hiện ra mình đang ở vị trí song song với mép dưới của một cánh tay tượng Phật, cách khoảng một mét rưỡi đến 2 mét, lạt ma á la tâm cơ máy động, nói với lữ cánh nam, mau chiếu đèn vào cánh tay đó. Ánh đèn lướt qua, lạt ma á la liền nói, quả là như vậy, cứ chiếu đèn đấy nhé. Nói đoạn, cánh tay ông gấp lại, hai chân đạp mạnh, cả người liền bật ngược lộn nửa vòng trên không, sau đó hai tay vươn ra bám chặt vào rãnh thang treo bên dưới cánh tay khổng lồ. Leo lên mấy bước, lạt ma á la lại bật đèn chiếu sáng, nói với những người phía sau, đã nhìn thấy chưa, đến đây thì phải nhảy qua để tiếp tục leo lên. Nếu không qua được đừng cố, rơi xuống là không phải trò đùa đâu leo lên những đoạn thang treo trước đó đều là lên hết vách đá rồi mới bật ngược người nhảy ra, hoặc còn có thể nhảy ngay xuống cánh tay khổng lồ, giờ phải nhảy bật qua giữa hai bức tường. Khoảng cách xa hơn, bên dưới là một khoảng trống, độ cao 50 mét, nếu rơi xuống vị trí không đẹp thậm chí có thể lao thẳng xuống vực sâu không đáy. Trên vách đá dốc đứng phải buông tay nhảy bật ngược bán lấy một mỏm đá khác, cho dù chỉ là động tác leo vách núi đơn thuần cũng thuộc loại có độ nguy hiểm cao cực khó thực hiện, huống hồ còn đòi hỏi thêm kỹ xảo bật người bám vào vách đá ở phía sau lưng mình mọi người đã trải qua huấn luyện đặc biệt còn đỡ chỉ lo đa cắt không thể qua được nào ngờ anh ta ung dung nhảy qua như con khỉ leo cây khiến tất cả thở phào nhẹ người leo thang treo bên này được mười mấy mét phía trước không ngờ lại hết đường lạt ma á la không hề do dự ánh đèn lướt qua đoạn lại bật người nhảy sang phía vách núi trương lập kêu toáng lên có lầm lẫn gì không đấy thế này không phải là cố ý làm cho hả Lữ cánh nam gật đầu, cậu nói đúng rồi đấy. Tôi đã bảo từ trước, ở đây là nơi cổ nhận rèn luyện, đầu tiên là những bài tập sơ cấp, càng về sau độ khó sẽ càng cao hơn. Quả nhiên, leo vách đá chưa được bao lâu, bọn họ lại phải tung mình nhảy lên bám vào thang treo trên cánh tay Phật, mà khoảng cách giữa cánh tay khổng lồ và vách đá mỗi lúc một giãn rộng hơn. Lần cuối cùng nhảy từ cánh tay sang vách đá, khoảng không ở giữa xa đến gần 3 mét, đường mẫn sức yếu, nhảy một cú, bàn tay vẫn còn cách thang treo một chút, cũng may giáo sư Phương Tân kịp thời đưa tay lôi lại, nhưng tất cả được một phen toát hết mồ hôi lạnh. Vất vả một hồi, cuối cùng cũng đến được chân tháp. Tòa tháp này chỉ có 6 tầng, mọi người đều cảm thấy có lẽ sẽ dễ dàng đi qua. Chẳng ngờ mới bước vào trong tháp cả nhóm cứ đờ hết cả người ra. Kết cấu bên trong tòa tháp ngược này về cơ bản giống như tòa tháp đầu tiên, trống rỗng, chỉ khác là không thấy cầu thang xoắn ốc đâu nữa. Bọn họ cảm giác như lọt vào lòng một quả trứng gà khổng lồ, vách tường xung quanh đều là đá được mài nhẵn bóng cực kỳ trơn, không hề có đường lên. Ngoài ra trụ đồng khổng lồ ở giữa cũng hơi thay đổi, chia thành hơn 30 cây trụ đồng nhỏ đường kính chừng 70cm, cùng thông thẳng lên đỉnh tháp. Trong tháp không có ánh sáng, bật đèn chiếu lên chỉ thấy ngoài bán kính 30m là một vùng tối đen như mực, không nhìn rõ lối ra ở đâu. Nhạc Dương ngẩng đầu lên hỏi, thế này, thế này thì làm sao mà lên được? Lạt ma á là bước đến trung tâm tháp, đưa tay sờ thử trụ đồng đã hoen gì sau đó nhìn vết máu lấm tấm đã chuyển thành sắc đen trên nền đá dưới chân, trầm giọng nói, tầng này chúng ta phải trèo lên thôi. Trương Lập cũng bước đến giữa tháp, ngẩng đầu lên, đùa, đùa cái trò gì thế này, leo lên đấy. Mấy cái trụ đồng này tuy đã dỉ rồi nhưng cũng vẫn trơn trượt, ít nhất cũng cao trên 60 mét, ở giữa lại chẳng có khe hở, cho dù là người nhện chuyên leo trèo nhà cao tầng kia cũng chẳng leo nổi lên đâu. Giáo sư Phương Tân lên tiếng, chúng ta leo lên vách tường thì sao? vách tường có độ cong, chắc là dễ hơn. Lữ cánh nam lắc đầu, nhìn bên ngoài và bên trong tòa tháp ngược này chắc là có hai tầng đá lồng vào nhau, giữa hai tầng tường đá ấy chính là cơ quan. Nếu leo lên tường, chắc chắn sẽ chạm phải cơ quan cạm bẫy. Đây là chủ động dùng để huấn luyện, nhất định leo lên trụ đồng mới đúng. Lạt ma á là bổ sung, hơn nữa, phần đỉnh chắc chắn đã bị bịt kín rồi, muốn lên trên chỉ có cách bỏ ở giữa này mà thôi. Lữ cánh nam lấy ra một đôi găng tay, nói, không sao cả, chúng ta có găng tay và giày mô phỏng rác hút của thần lằn, trụ đồng tuy trơn thật nhưng leo lên chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Trác Mộc Cường ba đưa mắt quan sát cái vỏ trứng gà khổng lồ, trong lòng không khỏi tầm kinh hãi, không hiểu đám người cổ đại ấy đã leo lên như thế nào nhỉ. Các trụ đồng cách nhau khoảng 2 mét, quây thành một vòng tròn, nếu trèo lên được một nửa tuột tay rơi xuống, gần như chắc chắn không thể tung người bám sang cây trụ khác. Mọi người đeo găng tay rồi chia nhau chọn lấy trụ đồng bắt đầu trèo lên những cây trụ đồng này được thiết kế hết sức tinh xảo, vừa khéo để một người trưởng thành có thể ôm trọn vòng tay, nhưng muốn đan hai tay vào nhau để ôm cho chặt thì lại không được. Tuy đã có giày và găng tay rác hút, nhưng leo cột cực kỳ vất vả, khó khăn, ở những chỗ ít hoen dỉ giữa trụ lực bám của găng tay không đều, chỉ cần hơi khẽ nhúc nhích là sẽ trượt xuống dưới ngay, cả chín người hầu như cứ leo được 5 mét lại trượt xuống ba. Nhất thời cứ anh lên thì tôi xuống, tôi lên anh lại xuống, nhìn thật hài hước tức cười. Duy chỉ có đa cát, thân hình nhỏ bé, thể trọng nhẹ, sau khi học cách sử dụng găng tay rác hút thì càng lúc càng thuận tay, càng leo càng lên cao hơn mọi người, chẳng mấy chốc đã ở tít phía trên. Trương Lập mừng rỡ reo lên, có cách rồi, bảo đa cát trèo lên đến đỉnh rồi thì thả dây thường xuống. Ba tang lắc đầu, không đủ dài. Trương Lập nhanh nhỏ, chúng ta có thể leo nửa chừng rồi mới bám dây thường lên tiếp cũng được mà, gì sao cũng đỡ hơn là leo trèo cái kiểu này. Lạt ma á la phản đối, chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu đây là nơi huấn luyện chắc chắn sẽ có hình phạt đối với kẻ nào gian lận tốt nhất là cứ thành thực mà leo lên thì hơn chỉ nghe đa cát ở bên trên hét toáng lên tôi thấy rồi tôi thấy ánh sáng rồi có lối ra trương lập ở bên dưới gọi với lên đa cát giỏi lắm lên trên ấy rồi tìm chỗ nào chắc chắn buộc dây an toàn thả xuống dưới này cho chúng tôi dù sao thì đa cát cũng sắp trèo lên đến đỉnh tháp nhạc dương và trương lập bèn dứt khoát tìm một chỗ tương đối thô giáp rồi dừng hẳn lại đường mẫn leo thêm chút nữa cũng dừng lại nghỉ ngơi. Mặc dù nói là nghỉ ngơi nhưng phải bám trên trụ đồng nên rất tốn sức. Lát sau, giáo sư Phương Tân cũng không thể không dừng lại nghỉ, chỉ có chắc một cường ba, ba tang, lạt ma á la và lữ cánh nam là vẫn tiếp tục kiên trì leo được 5 mét lại trượt xuống 3 mét. Lại thêm một lúc lâu nữa, chắc một cường ba và ba tang cùng lúc dừng lại nghỉ ngơi, bên trên vẫn không có động tĩnh gì. Bọn nhạc dương và chắc một cường ba cách nhau phải đến hai chục mét đa cát thì đã biến mất trong bóng tối một lúc rất lâu rồi nhạc dương không đợi được nữa lớn tiếng gọi đa cát anh leo đến đâu rồi sao không thấy nói gì một thoáng im lặng rồi nghe tiếng đa cát khó nhọc trả lời tôi tôi trên này khó leo lắm cái trụ này cái trụ này không thẳng đâu nghe giọng anh ta hình như vẫn ở chỗ lúc nãy trương lập lầm bầm thế là thế nào chỉ nghe lạt ma á la nói tôi thấy cậu rồi đa cát ồ kỳ lạ thật hình dáng trên này quả là có khác, hỏng bét hết rồi, thế này, thế này làm sao mà leo lên được. Giáo sư Phương Tân hỏi, rốt cuộc là sao rồi? Đại sư Á La, Lạt Ma Á La nói, ở đây, ở bên trên này trụ đồng biến thành gấp khúc như rắn vậy, tôi cũng không biết nên nói thế nào cho phải, mọi người tự lên đây xem thì biết. Thì ra Lạt Ma Á La trông thấy những cây trụ đồng này không thẳng một mạch từ dưới lên trên mà có trụ ngoặt sang trái, có trụ nghiêng sang phải, có trụ gấp sang trái rồi lại ngoặt sang bên phải, còn có trụ xoắn như cái quẩy, phần trên mỗi trụ đồng ấy không ngờ hết sức khác nhau, nhưng ở dưới ngước lên thì nói chung không thể nhìn thấy bên trên kết cấu thế nào. Đa cát đang leo lên trên một cây trụ vòng qua phần đỉnh, hình dáng như đường dây xe lửa siêu tốc trong công viên, cứ phải trèo lên rồi trượt xuống, sau đó lại phải tiếp tục trèo lên, rõ ràng là hết sức vất vả. Còn cây trụ đồng của lạt ma Á La thì phía trên lại xuất hiện một chỗ phình ra hình quả chám, thân trụ đột nhiên to hẳn, vòng tay không thể nào ôm được nữa mà chỉ có thể bám chặt người lên trên trái bóng bầu dục ấy như một con thằn lằn, nếu như để chứa tay thì. Lạt ma á la lại nhìn sang bên cạnh, hình như đó là cây trụ của Trác mộc cường ba, hai tròng mắt ông như muốn lồi cả ra ngò ai, càng không biết phải làm thế nào. Phần trên cây trụ Trác mộc cường ba đang leo, ở giữa đột nhiên bành ra, tựa như một cái chiêng đồng úp lên trụ, cắt đứt đường tiếp tục leo lên trên, cho dù thân thể chắc một Cường Ba có dài hơn nữa thì cũng không thể nào rời khỏi trụ đồng để với ra mép cái chiêng đồng ấy được, thế này thì căn bản không thể leo lên nữa rồi. Vừa nghe nói Đa Cát cũng không leo lên nổi, Trương Lập lấy làm kinh hãi, ngoác miệng ra chửi, con bà nhà nó chứ, nghĩ mình là võ lâm chí tôn chắc, thách thức kiểu chó gì thế này. Lữ cánh nam thầm nhủ, mới tầng thứ sáu mà đã khó thế này rồi, tiếp tục đi thì sẽ thế nào, trời đất ơi, thực lực của chúng ta vốn không đủ để đến nơi này, chỉ không ngờ là đã mượn sức cả khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không thể đi qua được thế này. Ba Tam nói, kỳ lạ thật, vậy bọn tên Ben đó lên bằng cách nào nhỉ? Lữ cánh nam đáp, vừa nãy khi đến ngọn tháp ngược đầu tiên anh không chú ý thấy à, bọn chúng bắn được dây thường dài hơn 200 mét qua khe vực sâu, chắc chắn là có thiết bị phát xạ mạnh giống như pháo từ lực, chỉ cần bắn một sợi dây móc dài hơn trăm mét lên đỉnh tháp là có thể dễ dàng trèo lên đó được rồi, nhưng chúng ta ở đây không có thiết bị ấy. Xạ trình xa nhất của dây móc chỉ có 25 mét thôi. Lúc này, Đa Cát đã leo qua được chỗ khó nhất, bắt đầu bò tiếp lên phía trên. Nhưng Lạt Ma Á La phát hiện thấy Đa Cát đang rất khó nhọc, phía tên ấy trụ đồng bắt đầu to dần ra như cái loa kèn vậy. Vị sư già ở dưới chỉ còn biết thầm cổ vũ cho chàng thợ săn ấy mà thôi. Lữ cánh nam cũng đã leo lên đến độ cao tương đương với Lạt Ma Á La, trụ đồng phía trên cô lúc này phình ra và biến thành hình vuông, cực kỳ khó leo vì vậy lữ cánh nam chỉ có thể dán người vào một mặt bên của trụ hình vuông để bò lên như con thằn lằn trên mặt kính cô đảo mắt nhìn quanh nói ồ thì ra leo tường vách lên cũng được tường bên trong tháp không giống như họ tưởng tượng đúng là được xây thành hình quả trứng dựng đứng phần trên thu nhỏ dần lại cuối cùng cũng thông đến lối ra ở đỉnh tháp lạt ma á la lắc đầu nói ừm um, có điều tường vách còn khó hơn trụ đồng nhiều ấy chứ thử nghĩ xem mới ban đầu còn uốn thoai thoải sau đó thì độ cong càng lúc càng lớn đến giữa thì đã vuông góc với mặt đất, mà đến phần vòm thì hoàn toàn lơ lửng trên không, không có chỗ nào để bám tay, căn bản là không thể leo lên đến lối ra kia được đâu. Mà chắc chắn là trên vách tường còn có cơ quan, độ khó cao hơn trụ đồng này nhiều. Ô, Đa Cát, tốt lắm. Đa Cát đã trèo được ra ngoài, bọn trương lập ở dưới nghe thấy tiếng lạt ma á la liền lớn tiếng gọi lên, Đa Cát, Đa Cát, anh lên được rồi à? Thả dây xuống, thả dây xuống đây. Đa Cát ậm ờ đáp một tiếng, Cả cái vỏ trứng khổng lồ liền kêu ong ong, nghe không rõ lắm. Lạt ma á là cách lối ra gần nhất, nghe thấy, cạch một tiếng, sau đó trên đầu vang lên một lọ ét tiếng vù vù vù, vội vàng cất tiếng hỏi, Đa Cát, cậu đang làm gì đấy? Chạm phải gì rồi hả? Đa Cát thò đầu xuống nói, làm gì có, tôi đang buộc dây thừng này, sắp xong rồi đây. Nhưng rõ ràng là lạt ma á là cảm thấy hơi bất ổn. Trong bóng tối dường như có thứ gì đó đang tiến về phía ông, lờ mờ không thể nhìn rõ. Nhưng, tựa như xúc tu của loài quái thú, nó chầm chậm nhung nhúc lan xuống. Lạt Ma Á La không ngửi thấy mùi gì, định lấy đèn pin soi, nhưng cả hai tay đều không thể rút ra nổi, ánh sáng của mũ lại không đủ, đành chờ vậy. Cảm giác nghe được cả nhịp đập của tim mình khi phải chờ đợi trong bóng tối ấy, chính là một khảo nghiệm về ý chí. Cho tới khi thứ đó sát tận mặt Lạt Ma Á La, ông mới nhận ra chẳng phái xúc tu của quái vật gì, mà là một loại dịch thể kỳ quái không mùi không vị đang chầm chậm chảy xuống trụ đồng. Không chỉ trên trụ đồng của ông có, mà cả những trụ khác cũng có. Lạt Ma Á là cố vươn một ngón tay chạm vào chất dịch, vội lớn tiếng kêu lên, "Dầu, là dầu, bên trên bắt đầu phun dầu ra rồi." Đa Cát, đã buộc xong dây thừng chưa, nhanh lên. Tình hình lúc này là Trương Lập và Nhạc Dương đang lần lượt leo lên được đến độ cao 13-14m, Đường Mẫn dừng lại ở khoảng 25m, Giáo sư Phương Tân ở khoảng 33m, chắc Mộc Cường Ba và Ba Tan đều dừng ở vị trí cao khoảng 41-42m còn lữ cánh nam và lạt ma á la đã lên được gần 50 m mét hai người này cách lối ra chỉ khoảng 10 mét nhưng đều ở trong tình trạng tiến lên dù chỉ một chút thôi cũng cực kỳ khó khăn tay trái của lạt ma á la đã không thể nào bám vào trụ đồng được nữa mà dòng dầu đang chảy xuống đã đến chỗ bàn tay phải ông trương lập lầm bẩm dầu dầu hả cái gì là dầu hả tiên sư cái trụ này còn chưa đủ trơn hay sao lại còn đổ cả dầu xuống nữa nhạc dương ngơ ngác dầu gì cơ Trương Lập chỉ thiếu chút nữa là dậm chân nhảy lên cuống cuồng nói, dầu ấy, dầu bôi chân ấy. Bên trên đang có dầu chảy xuống. Nhạc Dương kinh hoàng kêu lên, có cần phải khoa trương vậy không, chúng ta làm sao mà lên được. Lúc này, Đa Cát đã ném xuống một cuộn dây thừng, có dây rồi đây. Tay phải lạt ma á la vừa hay cũng bị lơi ra, không sao bám chặt vào trụ đồng được nữa, ông ngắm chuẩn hướng sợi dây được thả xuống, lật tay đập mạnh vào trụ đồng một cái, kế đó bật tung người ra, bắt lấy sợi dây một cách chuẩn xác. Sợi dây chịu xuống, bên trên lại nghe cách một tiếng, kế đo là một tiếng rầm, cánh cửa bên dưới tòa tháp ngược đã đóng lại rồi. Lữ cánh nam cũng đã không kiên trì được thêm nữa, nhưng khoảng cách giữa vị trí của cô và sợi dây rất xa, không thể bật người nhảy một cái tới nơi như lạt ma á là được. Lữ cánh nam nhắm hướng rồi co hai chân đạp mạnh, bật người nhảy sang bám một cây trụ khác, trượt xuống dưới chừng 10 mét nữa, cách chắc một cường ba khoảng 15 mét. Cây trụ đồng chắc một cường ba đang leo tựa như có một chiếc chiêng bằng rồng chặn ở phía trên, thành ra dầu chỉ nhỏ xuống ở diềm cái chiêng chứ không chảy dọc theo thân trụ, tạm thời vẫn an toàn. Còn ở phía của ba tang lại hoàn toàn khác, tốc độ dầu chay xuống tăng nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chỗ anh ta đang bám rồi. Ba tang nhìn khoảng cách giữa mình và sợi dây, quyết liều một phen, cũng bật ngửa người ra, bắt lấy sợi dây rồi lại trượt xuống mấy mét, cuối cùng ổn định được thân hình. Kế đó bên ngoài lối ra lại vang lên một tiếng rắc tựa như vừa có một quả ngư lôi bị đổ, mọi người đều nín thở nghe nó lăn lông lốc về phía góc tường, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Lạt ma á la đã lên đến gần mép cửa ra, xem chừng sắp ra được bên ngoài rồi. Giáo sư Phương Tân ở dưới lúc này đang phải đối mặt với nguy cơ chỗ đặt tay chân bị dầu xâm chiếm, không thể nhảy sang cây trụ của Trác mộc cường ba mà vẫn ôm chặt được trụ đồng trơn tuột giống lữ cánh nam, cũng không với đến được chỗ dây thừng, chỉ còn cách trượt xuống dưới, cũng may dầu chảy tương dối chậm, vị giáo sư già trượt đến vị trí cùng độ cao với đường mẫn, lữ cánh nam thì dừng lại. Đường mẫn thì có thể bắt được dây thừng, nhưng tải trọng của sợi dây an toàn này có hạn, hơn nữa đa cát mới tập thắt nút chưa được bao lâu, nút thắt có nguy cơ bị lỏng bất cứ lúc nào, khi ấy thì tất cả người trên dây đều rơi xuống đất, vì vậy trước khi lạt ma á la leo lên đến nơi, cô không dám mạo hiểm bám lấy dây thừng. Tình hình của Trương Lập và Nhạc Dương thì tương đối thảm. Bọn họ còn cách đầu mút sợi dây chừng mấy mét, lúc này đang dồn hết sức lực leo lên trên, có điều hầu như là trèo được bao nhiêu thì lại trượt xuống bấy nhiêu. Lạt ma á la đã leo ra được bên ngoài, nhanh chóng thả xuống một sợi dây an toàn khác, vừa hay đúng vào giữa trác mộc cường ba và giáo sư Phương Tân. Giáo sư Phương Tân không thể đợi thêm được nữa, vội chộp lấy sợi dây trước, dòng dầu chảy theo trụ đồng vừa lúc ấy cũng chảy sượt qua ngỡ ơi ông. Bên này đường mẫn cũng đã tóm được dây thừng, ba tàng bắt đầu leo lên trên, Nhạc Dương và Trương Lập trợn mắt nhìn lên đầu mút sợi dây vẫn còn cách đến 2-3 mét, cả hai anh chàng cũng đã nhìn thấy dầu rồi. Trên đỉnh đầu lại vàng lên một tiếng cách khác, tựa như nhát búa gõ vào lồng ngực mỗi người, âm thanh này khiến những kẻ đang ở bên trong cái vỏ trứng khổng lồ khiếp vía. Lữ cánh nam nói, không thể đợi thêm được nữa, anh cường ba, anh leo lên trên một chút nữa, xem có thể trực tiếp leo ra không. Chắc một cường ba y lời bò lên, lờ mờ có thể trông thấy lạt ma á la đang quấn sợi dây thường quanh hông, vừa kéo giáo sư Phương Tân lên vừa nghĩ cách buộc một đầu sợi dây thừng vào pho tượng đá bên cạnh lối ra, còn đường mẫn cũng đã lên cao quá chỗ chắc một cường ba, cô liếc sang phía gã, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm. Chắc một cường ba ngước nhìn lên cô cổ vũ, hai người lòng đã hiểu lòng, đoạn đường mẫn cũng leo lên trước. Lúc này chỉ còn lại bốn người chắc Mộc cường ba, Lữ Cánh Nam, Trương Lập và Nhạc Dương. Từ trụ đồng chỗ chắc một cường ba đang bám, có thể với tới được cả hai sợi dây thừng bên trái bên phải, gã đưa mắt xuống lữ cánh nam bên dưới, liếc nhìn một cái, hai người chia nhau nhảy sang hai phía, mỗi người chụp lấy một sợi dây, lại nghe cách, cách hai tiếng nữa, chuẩn xác như thể đồng hồ bấm giờ của thần chết. Lúc này chợt nghe nhạc dương và trương lập ở bên dưới nói vống lên, cường ba thiếu gia, giáo quan, chúng tôi không lên được rồi, ở dưới này chờ mọi người thôi. Thì ra dầu đã trôi xuống đến chỗ họ, mà hai anh chàng còn cách một chút nữa mới với tới đến được đầu mút sợi dây thừng. Trác Mộc Cường ba không nén nổi đang mắng thầm trong dạ, hai thằng nhóc này đã chợt nghe lữ cánh nam mắng luôn, hai tên khốn nhà các anh. Mau lên đây cho tôi. Cả hai người Trác Mộc Cường ba và lữ cánh nam không hẹn mà cùng lúc trượt dây thường xuống. Lữ cánh nam sử dụng lý thuật trượt dây của bộ đội đặc trùng, quấn sợi dây quanh cánh tay một vòng, quanh eo một vòng, một tay giữ đoạn phía trên, một tay giữ đoạn phía dưới, có thể tự do khống chế tốc độ trượt. Chỉ nghe cô nói, bắt lấy tay tôi. Trương Lập hoảng hốt vội bắt lấy cánh tay Lữ Cánh Nam, kế đó cô liền hất tay lên phía trên, Trương Lập đạp chân một cái, Lữ Cánh Nam liền đẩy đầu gối lên, bước thứ hai của Trương Lập dẫm lên vai Lữ Cánh Nam, tiếp đó là nhảy lên bám đoạn dây thừng phía trên, những động tác này họ đều đã thực hiện trong quá trình huấn luyện đặc biệt rồi. Nhưng lúc Trác một cường ba tuột dây xuống thì nhạc dương cũng bắt đầu bị trượt xuống trụ đồng, mặc dù anh càng đã ra sức giữ nguyên vị trí song hai tay dính đầy dầu trơn, không thể nào khống chế được nữa có điều trác Mộc Cường Ba đã tính toán từ trước, ngả ngược người trượt xuống, dây quấn một vòng quanh eo, dùng thắt lưng cố định rồi lại quấn thêm một vòng nữa quanh chân, như vậy là thêm được hơn một mét nữa, trượt đến cuối mới dây vừa hay tóm được cái ba lô to đùng của Nhạc Dương. Nhạc Dương bỏ găng tay ra, hai tay bám chặt lấy cánh tay Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba buông bàn tay tóm ba lô của Nhạc Dương ra, hai người cùng vận sức vào cánh tay, làm động tác như lăng một vật trên không, hất Nhạc Dương lên cao một đoạn, rồi dùng lúc buông tay nhạc dương nắm lấy thắt lưng trác mộc cường ba trác mộc cường ba cũng nắm chặt thắt lưng đối phương sau đó nhạc dương bám dây thường tiếp tục trèo lên còn trác mộc cường ba thì đảo người ngược trở lại mới leo được một nửa bỗng nghe tiếng ầm vang động cả phần bên trong vỏ trứng khổng lồ như bị nứt toác ra để lộ rất nhiều khe rãnh không cần phải nghĩ cũng biết đấy chẳng phải chuyện tốt đẹp gì lữ cánh nam và trác mộc cường ba ở dưới vội vàng lên theo trương lập nhạc dương cả bốn người đều vận hết sức lực mà leo mấy người giáo sư Phương Tân ở phía trên cũng bắt đầu kéo dây. Còn chưa lên đến đỉnh tháp đã nghe thấy vù một tiếng, một vật như mũi tên bắn vèo qua không trung. Kế đó những âm thanh tương tự càng lúc càng dày đặc, về sau lại nghe từng một tiếng tựa như đứt dây đàn. Trong lúc hoảng loạn không ai kịp nhìn kỹ, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi chỗ này rồi tính sau. Khó khăn lắm mới trèo lên được lối ra, Trương Lập không thể nén nổi nữa, kêu toáng lên ẩm ý, ối giời ơi là giời, tôi bị bắn trúng rồi nhạc dương thì ngồi vịt xuống trác mộc cường ba và lữ cánh nam không nói tiếng nào nhưng nét mặt cũng không dễ coi cho lắm ám khí găm vào ba lô nhiều nhất trương lập bị chúng một mũi vào vai trái vết thương không lớn nhưng có hình thoi máu chảy không ngừng phải bôi thuốc băng bó thật chặt lại mới đỡ nhạc dương bị quẹt trúng mặt trên đùi xước một mảng lớn cũng đã được sơ cứu qua loa trác mộc cường ba bị thương ngay bàn tỏa cũng may gã thuộc loại da thô thịt dày không ảnh hưởng gì nhiều đến việc đi lại Lữ cánh nam nói chỉ bị xước sát sơ sơ, nhưng chắc một cường ba có cảm giác chắc chắn cô bị thương ở đâu đó, chỉ là không nói ra mà thôi. Mắt dọn sạch đám đá vụn vừa nổ vang ra, dây thừng đã buộc sẵn, trái phải mỗi bên 10 người cùng dồn sức kéo dây, chỉ nghe cánh cửa khổng lồ vang lên những âm thanh trầm đục cạch, cạch. Đã một nghìn năm rồi, nó lại được mở ra lần nữa. Merkin và Sos đứng phía trước, ngước lên nhìn cánh cửa khổng lồ cao ngất. Trước mắt bọn y, đây tựa hồ như cánh cửa thiên cung đang từ từ mở, khiến cả hai đều hết sức hồi hộp. Vừa hé ra một khe hẹp, hai cánh cửa đã bị một lực cực lớn tự động tách hẳn ra. Rồi Merkin và South cùng lúc kêu lên. Khi ánh đèn chiếu xuống dưới, chỉ thấy từ các khe nứt trên vách, những mũi phi tiêu hình thoi mang theo một sợi dây thép cực mảnh không ngừng bắn ra vun vút. Khoảng cách được khống chế rất chuẩn xác, vừa chạm tới trụ đồng là sợi thép phía sau mũi phi tiêu cũng hết, tự động rũ xuống, cơ quan trong vách tường sẽ quấn dây kéo phi tiêu vào trong. Dưới châu họ đứng chừng 4-5 mét chính là chỗ phun dầu, lúc này dầu tràn ra rất nhiều, bắn tung tóe chứ không chảy chậm như lúc đầu nữa. Giáo sư Phương Tân hỏi, dầu ở đâu ra thế nhỉ? Lạt ma á la gõ vào tượng Phật đồng bên cạnh, không ngờ phát ra tiếng vang ken, ken. Giáo sư Phương Tân lập tức hiểu ra, pho tượng Phật lớn thế này. Ít nhất cũng phải chứa được 4-5 tấn dầu. Lạt ma á la nói, người ta đổ dầu vào đỉnh pho tượng Phật, rồi bịt kín lại. Chỉ cần chạm phải cơ quan, nắp bịt ở phần đáy pho tượng sẽ bật ra, khiến một lượng lớn dầu chảy xuống. Đây hình như là dầu thực vật, mà có lẽ cũng không phải, vì độ nhất của nó rất lớn. Mà dây thừng của đa cắt buộc ngay trên cánh tay tượng Phật đồng này, dù nói thế nào thì sống sót được cũng là may mắn lắm rồi. Đường Mẫn đột nhiên nói, mọi người nhìn kia, chỉ thấy vách tường ở bốn phía đột nhiên bắn ra bốn thanh đao to đùng ngã ngửa, không ngừng xoay chuyển xung quanh các trụ đồng ở giữa. Đột nhiên nghe choang một tiếng, như sống đao chém mạnh vào trụ đồng vẽ lửa liền đó không hiểu có thứ gì bị đốt cháy rơi thẳng xuống đáy quả trứng khổng lồ dầu bên dưới lập tức bùng lên thành ngọn lửa phừng phừng các vách đá khép lại phần ruột quả trứng phút chốc bị thiêu đốt hừng hực Lữ cánh nam gắt lên hai người các cậu không phải muốn ở bên dưới đợi chúng tôi à trương lập và nhạc dương sắc mặt tái mét tự hiểu lần này nếu không có cường ba thiếu gia và giáo quan hai người bọn họ sớm đã cùng nhau đi chào hỏi tử thần rồi ba tăng chợt lên tiếng giờ đường lui đã bị phong tỏa, muốn trở lại cũng không được nữa rồi. Lạt ma A la nói, chưa chắc, sau khi dầu bốc cháy, chắc là cửa đá sẽ tự động mở ra, hoặc không thì cơ quan để mở cửa cũng ở chỗ bức tượng Phật này. Đây là nơi dùng để huấn luyện chứ không phải loại cơ quan đóng chặt bịt kín một lần dứt khoát để phòng trộm. Trác Mộc Cường Ba hỏi, đúng rồi đại sư, nói ra mới nhớ, những cơ quan cạm bẫy này thảy đều uy lực kinh người hết, thế động lực của chúng ở đâu ra thế nhỉ? Lạt Ma Á là điềm đạm mỉm cười, Nói, cậu quên rồi sao? Động lực của các cơ quan trong địa cung ahis là ở đâu ra? Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên nói, sức nước. Lạt Ma Á La gật đầu, trong các loại năng lượng tự nhiên, sức hiêu ô và sức nước là động lực vĩnh cửu tuần hoàn được cổ nhân sử dụng sớm nhất. Nếu tôi không lầm ở sâu dưới đáy khe nứt khổng lồ trong lòng đất này là một dòng sông lớn đang cuộn chảy, chỉ có điều khoảng cách giữa dòng sông ấy và chúng ta quá xa, nên không nghe thấy tiếng nước chảy thôi cổ nhân hoàn toàn có thể sử dụng các thiết bị giống như bánh xe nước, không ngừng truyền động lực đến các bộ phận bên trong tượng Phật khổng lồ. Đường Mẫn nói, nhưng mà, đã hơn một nghìn năm rồi đấy. Lữ cánh nam thở dài, phải đó, hơn một nghìn năm rồi, cả cỗ máy khổng lồ này vẫn đang không ngừng vận hành liên tục. Lạt ma á là đưa mắt nhìn mọi người, cười mà như không cười nói, kỹ thuật cơ khí thật đáng sợ, trí tuệ của cổ nhân cũng thật đáng kính đáng phục, không phải vậy sao? Nhạc Dương nói, nhìn kìa, có ánh sáng, bọn chúng đã lên đến tòa tháp ngược thứ 17 rồi. Lữ cánh nam vỗ tay nói, đứng lên, đứng lên, không được dừng lại, chúng ta vẫn chưa thể dừng lại, tiếp tục tiến lên. Từ bình đài trên đỉnh tòa tháp ngược thứ 6 sang bình đài trên đỉnh tòa tháp ngược thứ 7 chỉ còn một sợi xích sắt nối liền. Lạt ma á là nói với giọng đầy kính nể, cổ nhân có lẽ là bước đi trên sợi xích sắt này, chúng ta không làm nổi, nhưng bỏ qua thì vẫn có thể làm được giữa tòa tháp thứ 17 và tháp thứ 18 là một cây trụ đồng đường kính chừng 70cm. Trụ đồng trơn tuột này khá giống với trụ đồng bên trong tòa tháp thứ 6, không thể dùng hai tay ôm hết, nhưng ở đây nó vắt ngang giữa không trung tâm tối, so với bò lên theo chiều thẳng đứng còn khó bộ phần, mà rơi xuống dưới là không có cơ hội lần thứ hai. Sauce nói, thế nào, cũng giống tầng 12 hả? Merkin lẩm bẩm, không, không đúng, anh nhìn xem, một đầu trụ đồng gác vào trong tháp, bọn họ đã đẽo một cái rãnh hình chữ nhật, trụ đồng có thể xoay chuyển bên trong ấy, như thế này, đặt chân lên đó cũng giống như bước trên con lăn gỗ trên mặt nước ấy, trơn trượt như vậy, so với đi dây thép còn khó hơn ấy chứ. Sos nói, không qua được à, xem ra lại phải dùng pháo từ lực rồi. Không, Merkin đứng trong bóng tối kiên quyết nói, cho dù sang được bên ấy chúng ta cũng không thể vượt qua được tòa tháp ngược thứ mười tám. Tôi nhớ bên dưới hình như còn có đường ra khác nữa, bắn pháo sáng lên pháo sáng từ từ dâng lên trong màn tăm tối. Nhờ luồng ánh sáng cực mạnh ấy, bọn Mekin đã nhìn rõ được tình hình xung quanh. Ở bên phía vách núi, bọn y đang dối diện với một cái hang khổng lồ, tối om như mực, đáy tháp có một vạch đen thẳng vươn dài xuống phía dưới vách núi. Merlin hỏi Source có bay xuống đấy xem được không? Source lắc đầu, không được, phạm vi khống chế chỉ trong vòng 50 mét thôi, nham thể dưới lòng đất này có nhiều khoáng chất, làm nhiễu tín hiệu vô tuyến, khoảng cách vượt quá 50 mét là tôi không thể điều khiển được chúng nữa. Merkin nói, thôi vậy, tôi sang sơn động đối diện xem thử, nếu không được thì sẽ nghĩ cách khác, thực tình là tôi không muốn mất mạng trong tòa tháp cuối cùng này chút nào cả. Sauce cười khùng khục nói, Ben Merkin mà cũng có lúc sợ hả. Dây móc bắn qua, có vẻ như đã ghim vào vật gì đó. Merkin giật giật sợi dây, thử xem độ chịu lực của nó tới đâu, đoạn nói, được rồi, như nhị qua, mày qua đó xem sao tín hiệu có thể đi qua an toàn bắn lên, Merkin nói, tốt lắm, chúng ta sẽ đi theo hướng này. Đúng lúc ấy, Mark lên tiếng, ông chủ, có mấy thằng thực sự không thể đi được nữa rồi. Merkin nói, ừm, um, mấy thằng. Mark đáp, 5. Merkin gật đầu, vậy thì bảo chúng nó ở lại bên này canh gác, nếu bọn chắc Mộc Cường ba may mắn qua được chốt chặn ở tòa tháp thứ 12, thì vẫn có thể ngăn chặn chúng thêm một lần nữa. Mark nhận lệnh xong liền đi sắp xếp ngay đi qua dây xích vào các tòa tháp ngược thứ bảy, thứ tám lại không khó khăn nguy hiểm như tòa tháp thứ sáu. Một phần cơ quan ở đây đã bị đám người đi trước phá hoại, chỉ còn lại những đồ vật ly kỳ cổ quái trong các ô ngăn bằng ván gỗ. Lạt ma á là cũng không biết mấy thứ này dùng để làm gì, trong thâm tâm thầm đoán đây là công cụ để người xưa tiến hành tu luyện. Từ đây trở đi, giữa vách đá và cánh tay tượng Phật lại có thang treo, đồng thời cầu dây xích giữa hai bình đài cũng trở về nguyên dạng như lúc ban đầu. Đến tòa tháp ngược thứ 11, Lạt Ma Á là bỗng sực hiểu ra, tôi hiểu rồi. Năm tòa tháp trước đó là dùng để tu hành, đến tòa tháp thứ sáu là để khảo hạch, qua được khảo hạch thì sẽ được bước vào tầng tu luyện cao hơn, tiếp tục tu hành trong năm tòa tháp ngược khác. Nhạc Dương kêu lên, vậy thì tòa tháp thứ 12 này cũng là để khảo hạch rồi. Ôi trời, tòa tháp thứ sáu chúng ta cũng suýt chút nữa là không qua nổi rồi. Tòa tháp thứ 12 này, tòa tháp thứ 12, anh ngẩng đầu lên đếm, ô, tháp cao đúng 12 tầng. Lữ cánh nam lườm anh ta một cái, nói, chẳng có gì đáng sợ cả, bọn Merkin có thể đi qua được, thì chúng ta cũng qua được, câu này hình như là cậu nói thì phải. Giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng bọn chúng đã phá hoại một phần nào cơ quan cạm bẫy, để chúng ta dễ dàng qua hơn một chút mà thôi. Đi tới khoảng trống giữa cánh tay và vách đá, mọi người trong nhóm đều đã chuẩn bị tinh thần để liên tiếp xoay người bật ngược, nào ngờ ở đây lại không như thế nữa. Đoạn dưới vách đá không có thang treo, chiếu đèn lên trên cũng không thấy có gì cả mấy người tập trung quan sát kỹ mới phát hiện ra trên vách đá chỉ có mấy chỗ gồ lên bằng nắm tay, mà khoảng cách gần nhất giữa hai chỗ gồ ấy cũng phải đến 2 mét, còn xa nhất phải đến 6-7 mét, mà phía trên hình như vẫn còn một khoảng vách trống không trơn nhẫn nữa. Cả bọn chắc một cường ba cứ đần thối mặt ra nhìn. Lạt ma á la tháo ba lô xuống, chỉ đeo một cuộn dây an toàn, trầm giọng nói, để tôi thử, nếu lên được sẽ thắt dây an toàn thả xuống kéo mọi người lên. Lữ cánh nam cũng bỏ đồ nặng xuống, chuẩn bị leo lên chiếu sáng cho vị sư già. Chỗ màu đá gồ lên bằng nắm tay ấy chỉ đủ để vin ba ngón tay. Chỉ dùng ba ngón tay mà giữ được trọng lượng thân thể, đối với người bình thường quả thực đã quá khó khăn, huống hồ còn phải dịch chuyển nhảy nhót trên vách đá dựng ngược, đây gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chỉ thấy bóng lạt ma á la và lữ cánh nam tựa như hai con dê rừng đang nhảy nhót trên triển núi dốc đứng, từ từ leo lên cao, thân hình mỗi lúc mọt nhỏ dần. Có mấy chỗ đường cụt không thể xoay nhích gì được, họ đều dựa vào thân thủ siêu phàm của mình đột phá vượt qua những người đứng bên dưới chỉ nhìn thôi mà cơ bắp cũng căng cứng hết cả ra nhạc dương thấp giọng thì thầm không cần phải nói bọn tên ben chắc chắn là lại dùng dây móc mới lên được thôi trương lập căng thẳng lắp bắp nhìn đại sư kia ối trời nguy hiểm quá y già tôi sắp không thở được nữa rồi y bên trái không đúng rồi xa quá nhưng mà đi bên phải thì không chụp được chỗ gỗ tiếp theo đâu ôi ối cuối cùng cũng chụp được rồi Đường mẫn bịt mắt lại không dám nhìn, một hồi lâu sau mới hé nhìn qua cái ngón tay, hỏi chắc một cường ba, bên trên đã hết đường rồi phải không anh? Lòng bàn tay chắc một cường ba đã đẫm mồ hôi lạnh, nói, ừ, bước tiếp theo, đại sư sẽ phải xoay người chụp lấy chỗ hồ để lên cánh tay tượng Phật. Nếu chụp không chúng, ông sẽ rơi xuống, chúng ta phải chuẩn bị để đỡ ông mới phải. Giáo sư Phương Tân dở liều bạt, cùng nhạc dương, ba tang, trương lập mối người nắm lấy một góc kéo căng ra để phòng bất chắc chỉ thấy trong bóng đêm như thể có một con rơi xám vút qua tầng không, trái tim mọi người đều lơ lửng trên cao theo thân thể lạt ma á la. Cả quá trình chỉ diễn ra trong hai giây đồng hồ ngắn ngủi, vậy mà cảm giác dài rằng giặc như thể thời gian đông cứng không trôi vậy. Cho đến khi lạt ma á la bám chặt được vào chỗ gồ lên trên cánh tay tượng Phật khổng lồ, trái tim như căng phồng lên vì sợ hãi của mọi người mới yên trở lại. Đa cát kinh ngạc đến nỗi không ghim nổi buột miệng thốt lên, ối, lợi, lợi hại quá. Nhạc Dương cũng nói, thấy chưa hả, đây chính là thực lực của Đại Tôn Sư Mật Tu đấy. Nhưng bọn họ ở dưới không hề trông thấy Lạt Ma Á La đang không ngừng thở dốc trên vách đá. Lữ cánh nam cũng cảm thấy tương đối mệt mỏi, chỉ dùng ba ngón tay để giữ trọng lượng toàn thân, lại còn phải treo lên cao đâu phải chuyện dễ dàng. Lạt Ma Á La vẫn hết sức lực kéo thân thể mình lên, cuối cùng cũng tùm được một chỗ đặt chân, dẫm lên một mẩu đá gồ ra tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Ông ngẩng đầu nhìn lên trên, vẫn còn phải bật ngược người như vậy hai lần nữa, mà khoảng cách giữa vách đá và cánh tay mỗi lúc lại tăng lên, sao có thể làm được đây? Ông tự biết, tỷ lệ thành công của lần nhảy sang vách đá đối diện chỉ có 30%, còn lần cuối cùng thì ông căn bản không thể nhảy ngược trở lại cánh tay này được. Như vậy là đã vượt quá cực hạn của bản thân, không phải cứ liều mạng mà có thể hoàn thành được. Ở bên dưới không còn nhìn rõ thân hình lạt ma á la nữa, mọi người chỉ có thể dựa vào ánh đèn của lữ cánh nam để dõi theo một vệt sáng đang di động trong bóng tối, chỉ cần lữ cánh nam không kêu lên, tức là lạt ma á la vẫn còn an toàn. Cả bọn đang nghĩ như vậy, bỗng nghe lữ cánh nam kêu khe khẽ, á la đại nhân. Giọng cô gấp gáp căng thẳng, mặc dù rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh đến nối cách 10 mét cũng có thể nghe thấy tiếng thở của người khác, ai nấy đều nghe thấy rõ mồn một, một. Thì ra trong lần xoay người bật ngược cuối cùng lạt ma á la rốt cuộc không thể tới được cánh tay Phật khổng lồ, cô lắm cũng chỉ gần tới thôi, mà xung quanh chỗ đó lại không có cục gồ nào để bám thấy ông tưởng chừng như sắp rơi xuống đến nơi, lữ cánh nam mới hoảng hốt kêu lên thành tiếng. Nhưng lạt ma á la đã tính đến tình huống này từ trước, ông vung cánh tay lên, dây móc lập tức bắn ra xuyên qua cánh tay đá một cách chuẩn xác, đầu móc câu xòe ra, giữ thân hình lạt ma á la lại trên không. Lạt ma á la treo người trên mép cánh tay khổng lồ, thở phào một hơi nhẹ nhóm, rồi mượn lực đu đưa của sợi dây tìm một chỗ gồ lên để đặt chân. Chuyện tiên hiệp Vị sư già vất vả trèo lên cánh tay thứ 12, kết ba sợi dây an toàn thả xuống cho hai người nhẹ nhất là đường mẫn và đa cắt lên trước, kế đó ba người cùng hợp sức kéo những đội viên khác lên theo. Nhạc dương thở hồng hộc đứng lên, cuối cùng, cuối cùng thì cũng lên được rồi. Lạt ma á la lo sợ nhìn tòa tháp ngược thứ 12 cao sừng sững thầm nhủ, đây mới chỉ là bắt đầu leo lên cánh tay thứ 12 thôi mà đã thế này rồi. Con đường phía trước kia chúng ta làm sao vượt qua được đây? Đến chân tòa tháp ngược thứ 12, vẻ nguy hiểm trùng trùng toát lên bội phần, đáy tháp cực nhỏ, đỉnh tháp lại cực lớn, tựa hồ chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cả tòa tháp ngược sẽ đổ sập xuống luôn vậy. Tòa tháp này có kết cấu bít kín, đường thông lên đỉnh tháp men theo các mảnh ván chia ra theo hình xoắn ốc bên ngoài. Vì diện tích tầng trên lớn hơn tầng dưới rất nhiều, nên các tấm ván cứ như lơ lửng trên không. Nhìn qua cảnh tượng có thể đoán là bên trong tháp sẽ có các loại cơ quan cảm bẫy để khảo nghiệm khả năng tránh né của các cổ nhân tới đây tu luyện. Điều khiến người ra sợ hãi là những mảnh ván sàn chia ra ngoài khoảng không theo hình xoắn ốc này không có bất cứ biện pháp phòng hộ gì, chỉ dần bước sai một bước là sẽ rơi thẳng xuống vực sâu không đáy. Mấy người bọn Trác Mộc Cường ba đứng dưới chân tháp chiếu đèn lên quan sát một hồi, thấy khắp nơi lấm tấm vết máu còn tương đối mới, dấu vết bị phá hoại la liệt, thậm chí trên thân tháp cũng có chỗ bị cho nổ một lỗ lớn, xem ra bọn tên bên kia đã nếm không ít thiệt thòi ở đây rồi. Lạt Ma Á La nói, nhìn kỹ ván sàn này mà xem, toàn là những khối gỗ chiều rộng 30 phân ghép lại, có ngang có dọc, rất có khả năng ẩn giấu cơ quan, mà mỗi bức tường giữa các cột hành lang đều có khe nứt, có lỗ hổng, chứng tỏ trong tường cũng có cơ quan, chiều dày sàn ngăn cách giữa các tầng lên đến hơn 1 mét, có nghĩa là, ngoài mặt hướng ra khoảng không, toàn bộ ba mặt còn lại của hàng hiên này đều có cơ quan cạm bẫy, không cẩn thận là sẽ rơi xuống ngay. Tôi cảnh báo mọi người trước, mỗi một bước đều phải đề phòng cơ quan cạm bẫy đến từ mọi hướng đấy nhé. Nhạc Dương nghe Lạt Ma Á La nói xong, cẩn thận quay sang thì thầm với Trác Mộc Cường Ba, tôi đã giác ngộ, mộ, một lòng liều chết rồi, anh thì sao? Trương Lập chỉ khịt mũi đầy vẻ coi thường. Trác Mộc Cường Ba nắm chặt bàn tay đường mẫn, cô tiểu thư nhõng nhẽo ngước lên nhìn gã, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc, cả hai đều chung một ý nghĩ, sống cùng sống, chết cũng chết chung. Lạt Ma Á La dẫm lên ván gỗ trước, những người phía sau tuần tự làm theo, có điều khoảng cách giữa mỗi người đã tăng lên để nếu người phía trước có gặp phải cơ quan cạm bẫy thì cũng có không gian mà xoay chuyển. Lạt ma á la vừa đi được nửa vòng tấm ván gỗ đặt theo chiều dọc mà ông đặt chân xuống bỗng lật ngược, một chân bước hứng vào chỗ trống, kể đó trên vách tường đâm ra một hàng mũi giáo dài. Lạt ma á la lập tức không lui lại mà còn tiến lên phía trước, dùng sức nhấn cả chân trước vào tấm ván bị hụt, cả người đổ hẳn về phía trước hợp với chân sau thành hình chữ nhất, tránh khỏi mấy mũi giáo những người phía sau trông thấy đều tự động tránh không dẫm lên tấm ván gỗ đó nữa. Mới đi được vài bước nữa, Lạt Ma Á là đang đứng trên một tấm ván ngang đột nhiên cả tấm ván gỗ ấy trượt hẳn ra ngoài, rồi rung rung giật giật như cái sàng, cũng may là đại sư đứng vững mới không bị lắc cho ngã xuống vực sâu không đáy bên dưới. Càng đi về sau, dây móc giáo dài, tên bắn, phi tiêu xoáy, đinh độc, gần như là tất cả các loại cơ quan cảm bẫy mà thời đại đó có thể sử dụng được đều có ở trong tòa tháp ngược này, ván gỗ dưới chân có thể lật ngửa bất cứ lúc nào, hơn nữa còn lật ngược ra trước ra sau, xoay một vòng sang trái hoặc sang phải, bắn tung lên, rung lắc, có chỗ lại tự động rụt vào trong tháp, trên đỉnh đầu có chùy, sập hẳn xuống, nhìn vết tích để lại, chắc hẳn bên trên vốn từng có đá lăn, gỗ lăn, bàn trông, có điều đều đã được đám tên Ben hưởng thụ cả rồi. Cứ như vậy, cả đoàn vất vả tiến lên, chưa được nửa đường thì tất cả đều đã bị thương. Thương nặng thì có trương lập, bị chày gỗ đột nhiên bắn ra theo chiều ngang đập vào khớp vai trái, cả cánh tay không sao cử động được nữa. Lên đến tầng thứ 8, bước chân của Lạt Ma Á La đã chậm hơn trước rất nhiều, ông thầm kinh ngạc tự nhủ, ở đoạn phía trước có đường dây sắt, cho gì thế này. Vừa bước lên tấm ván gỗ có gắn đường dây sắt, chỉ thấy bức tường tháp bên trái mở ra, từng pho tượng người sắt sắp xếp hàng sẵn lần lượt trượt ra, vung quyền dơ cước, không ngờ vẫn còn có phong thái của bậc danh gia. Lạt ma á la tránh khỏi cú đấm của người sắt đầu tiên, xoay người né một bàn chân sắt tung ra nhưng lại bị người sắt phía trước móc một cú trúng cằm bay mất cả một cái răng cửa trước mắt tối sầm lại trong cơn hoảng loạn ông ngã người lăn vào trong bức tường không ngờ người sắt trượt trên đường dây còn nhanh hơn đại sư hai cánh tay sắt trước sau tấn ra lạt ma á la vội đưa tay cản lại ba cánh tay giao nhau nhưng lực của người sắt mạnh hơn hất văng vị sư già ra ngoài mép ván lạt ma á la vội hất tay lên bắn dây móc vào ván gỗ treo mình lơ lửng bên dưới khi ấy đám người sắt mới rụt trở vào, đồng thời vách tường cũng đóng lại. Người sắt chạy ra, lạt ma á là chúng đòn, lăn vào trong rồi lại bị hất văng ra ngoài, sự việc xảy ra chỉ trong một cái nháy mắt, đợi khi mọi người kịp phản ứng lại, đại sư đã treo lơ lửng bên dưới ván gỗ rồi, mấy người chứng kiến từ đầu chí cuối đều chỉ biết trợn mắt há hốc miệng ra. Trương lập lầm bẩm nói, đây là cơ quan kiểu gì vậy? Lữ cánh nam thấy lạt ma á là vẫn an toàn, cất tiếng đáp, đây chắc là công nghệ châu gỗ ngựa gỗ được cải tiến, Ghi ông như đồng nhân ở thiếu lâm tư vậy. Nhạc dương thốt lên, không phải vậy chứ, chúng ta có phải cao thủ gì đâu, thiếu lâm tự đồng nhân cơ à. Giáo sư Phương Tân đề nghị, tôi có cách này, chúng ta bám ở mép ngoài ván gỗ mà đu qua, vậy thì đám người sắt ấy chắc là không làm gì được. Lạt ma á là ở bên dưới lên tiếng, không được. Bên dưới ván gỗ có hai trục tải trọng ở giữa, ngoài những nơi có đường dây, các tấm ván khác đều có thể lật tung ra theo phương mở gam, thế nên không thể bám vào được chỉ có cách đi giữa hai trục ấy mới là bình ổn nhất. Hơn nữa, treo lơ lửng bên ngoài như thế cũng vẫn có nguy cơ khởi động cơ quan bẫy dập. Chỉ thấy lạt ma á là đeo mình lơ lửng giữa không trung đang phải khó nhọc tránh né các loại ám khí phi tiêu bắn ra từ vách tường ở tầng bên dưới, muốn leo lên trên thì lại sợ người sắt tấn công. Trác Mộc Cường Ba nói, vậy bọn tên bên kia qua chỗ này bằng cách nào? Đu người bên ngoài ván gỗ cũng vẫn có thể khởi động cơ quan, mà ở đây cũng không có cách nào để sử dụng các loại móc câu chứ nhỉ? Trương Lập đưa ý kiến, liệu có phải chúng dở cho gì trên đường dây không? Lữ cánh nam lập tức hiểu ra, chỉ thấy trên đường dây vẫn còn một vài vết tích mới, cô lấy ra một cái móc sắt, cắm nó vào đường dây hình cái chêm ở chỗ góc tường. Vách tường mở ra, người sắt lại trượt theo quỹ đạo, gặp phải cái móc sắt ngăn cản, đẩy cho móc sắt và đường dây cọ vào nhau đi một đoạn dài chừng 10cm mới dừng lại, hoa lửa bắn tung tóe. Lữ cánh nam đứng giữa ván gỗ, người sắt tay đấm chân đá một lúc, nhưng trước sau đều không chạm tới được người cô cuối cùng lại rụt trở về vách tường đóng lại lạt ma á là giờ mới leo lên đưa mắt nhìn sang phía lữ cánh nam cả hai người đều đang suy nghĩ lại về trí tuệ cũng như thân thủ của bọn tên ben và sos tìm được cách tiến lên phía trước cả nhóm người bọn trác mộc cường ba mới có thể đi qua nửa đầu của trận địa người sắt chưa kịp định thần thì đã thấy động tác của những người sắt phía sau càng lúc càng nhanh quyền cước cũng mạnh mẽ bội phần mấy người còn đang nhìn mà hoảng hồn khiếp vía bỗng nghe lạt ma á la hét lớn cẩn thận chỉ thấy người sắt bên trái vung tay không tới chỗ đại sư bỗng nhiên nắm đấm kéo theo dây xích bắn vọt ra như phóng đạn lạt ma á la vội cuống cuồng né tránh một người sắt khác ở phía trước lại phi ra một cái chân đại sư liền ngửa mặt theo thế thiết bản kiều tránh đòn cái chân sắt ấy đá chúng ngay nắm đấm sắt nắm đấm liền lập tức thay đổi phương hướng bắn về phía sau khí thế hùng hậu phi thường lữ cánh nam vừa nghe được chữ cẩn đã thấy một vật thể bay tới căn bản không kịp tránh né, bội dao hai tay lại chăn trước ngực. Nhưng lực phóng của nắm đấm sắt ấy quá lớn, ép chặt hai cánh tay giao nhau của lữ cánh nam vào sát lồng ngực, đẩy cô lui về sau một bước, há miệng phun ra một búng máu lớn. Lạt ma á la lộn một vòng về phía trước, chưa kịp thấy vật gì bay đến, đã nghe tiếng gió bên tai, vội lăn sang một bên tránh đòn, bên phải chợt nghe tiếng gió vù vù, lại thêm một nắm đấm sắt bay vọt đến như ánh sao băng, vị sư già liền ngửa người ra sau né tránh, toàn thân đầm đều mồ hôi lạnh, cùng lúc ấy, phía trước không biết có thứ gì đã bắn vù tới, mà thấy không thể tránh kịp, lạt ma á la lập tức xoay người dạp xuống đất theo tư thế chó rút bùn, cuối cùng cũng tránh khỏi, trước mắt đột nhiên lóe sáng trong rãnh trên ván gỗ có thứ gì đó bị rơi. Tất cả dừng lại lạt ma á la đột nhiên hét lớn, kêu mọi người dừng lại ở chỗ đường dây có người sắt không bắn được nắm đấm sắt ra, đồng thời ông và lữ cánh nam cũng lùi trở lại. Lạt ma á la lăn lộn mấy vòng ở giữa đám người sắt có thể bắn được tay chân ra xa ấy, khắp người đã có thêm mấy vết thương, hơi thở vẫn còn gấp gáp chưa ổn định trở lại. Cả nhóm xếp thành một hàng dừng lại ở chính giữa đường dây sắt, bên cạnh mỗi người đều có một người sắt đang vung tay múa chân, giết gió vù vù, mặc dù không chạm đến người, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta phải hãi hùng khiếp phía rồi. Lạt ma á la nói, chân tay của đám người sắt phía trước kia đều có thể bắn ra khỏi thân thể, dù thế nào chúng ta cũng không tránh né được đâu. Nhạc dương đang ở chỗ góc ngoặt hình cung, không nhìn thấy lạt ma á là được, anh lớn giọng hỏi, bọn tên Ben ấy lại cùng cách đặc biệt nào để qua đây thế nhỉ? Lạt ma á la đáp, tôi phát hiện ra cái này. Ông dơ lên một ống tiêm cỡ nhỏ dài chừng 5cm, chỉ có lưỡi cánh nam và trương lập ở phía trước là nhìn thấy. Trương lập nói với về phía sau, bọn chúng dùng thuộc giảm đau tiêm vào trung khu thần kinh. Lúc này lạt ma á la cất tiếng, giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là dừng lại ở đây và quay trở lại, hai là cũng học theo bọn chúng, Sử dụng thuốc giảm đau tiếp tục tiến lên, mọi người tự chọn đi. Không nghi ngờ gì, tất cả đều chọn cách thứ hai, thuốc giảm đau mà họ dùng khác với loại bọn Mokerin, không tiêm mà uống, thời gian từ lúc uống vào đến lúc có tác dụng lâu hơn một chút, nhưng hiệu quả lại kéo dài hơn. Loại thuốc giảm đau tác dụng đến trung khu thần kinh này có thể ngăn các bộ phận trên thân thể truyền cảm giác về cho đại não, gần như là một loại giảm đau tuyệt đối, nhưng cũng có khá nhiều điểm tai hại. Vì dù thế nào thì cảm giác đau đớn cũng là phản ứng bình thường của cơ thể con người đối với những chỗ bị tổn thương, cảm giác đau đớn bị ngăn trở, đại não sẽ không thể đưa ra phán đoán chính xác về tình trạng các bộ phận trên cơ thể, thường sẽ gây ra thiệt lại còn nặng nề hơn. Mặc dù các thành viên trong nhóm đều đã mặc áo giáp chống đạn, nhưng đối mặt với những cú đòn nặng nề như vậy, tác dụng của áo chống đạn đã nhỏ nay lại còn nhỏ hơn, bọn họ chỉ có thể dựa vào thị giác của mình mà đưa ra phán đoán bảo vệ những vị trí quan trọng nhất trên cơ thể mà thôi. Hơn nữa, loại thuốc giảm đau tác động vào trung khu thần kinh này có tác dụng phụ rất lớn lên đại não, chỉ có thể sử dụng một lượng cực nhỏ, uống thuốc xong, sau 15 phút sẽ bắt đầu có tác dụng, thời gian công hiệu chỉ có 20 phút. Mấy người uống thuốc giảm đau vào, rồi tự tiêm cho mình một mũi thuốc trợ tim, đoạn vừa bảo vệ các vị trí quan trọng trên cơ thể giữa vô số nắm đấm và bàn chân sắt, vừa dốc hết khả năng của mình, từng bước từng bước một khó nhọc sông lên phía trước. Cứ như vậy, cả đoàn người liều mạng một phen thập tử nhất sinh lao qua đám người sắt tay đấm chân đá, cuối cùng cũng hoàn thành vòng cuối cùng quanh tầng tháp thứ 12, lên đến bình đài hình bát giác trên đỉnh tháp. Không ai là không bị thương, Trương Lập, Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba, Ba Tăng, giáo sư Phương Tân đều mấy lần suýt nữa rơi xuống khỏi ván gỗ, dùng hai chữ nguy hiểm cũng khó mà hình dung được một phần vạn tình cảnh lúc ấy. Lên đến bình đài kiểm tra lại tình hình thương tích, cánh tay trái của Trương Lập, tay phải của Nhạc Dương đều gần như không thể nhúc nhích, từ mắt cá chân lên đến bả vai Ba Tăng chỗ nào cũng xanh xanh tím tím, Lư cánh nam và lạt ma á la hình như không bị thương đến xương cốt, nhưng bị dính đòn nhiều nhất, đều đã bị nội thương không nhẹ, đa cát bị đánh cho vẹo cả cằm. Lạt ma á la đang chuẩn bị giúp anh ta nắn lại, giáo sư Phương Tân bước đi hơi khập khiếng, xem ra đùi non đã bị trúng đòn khá nặng, trên người chắc mộc cường ba như thể đang mở tiệm nhuộm vải. Đen, xanh, tím, đỏ, chẳng thiếu màu gì, nhưng đường mẫn đi phía trước gã thì hình như không bị thương nặng lắm, chỉ hơn có vẻ nhếch nhác tiểu tụy thấp thỏm bất an mà thôi. Trác Mộc Cường ba cũng không có vẻ mệt mỏi gì, ngược lại còn tỏ ra rất bình thản. Trong mắt gã chỉ có một mình Đường Mẫn, cái miệng yêu kiều đang thở hổn hển, vầng trán lấm tấm chút mồ hôi, nhưng người vẫn bình an, không bị thương nặng. Trong mắt nữ cánh nam cũng có một người, toàn thân người này trên dưới không chỗ nào là không đổi sắc nhưng lại cố làm ra vẻ bình thản tự nhiên như thể ta đây bị thương nhẹ lắm. Cô biết rõ, gã là người dính đòn nhiều nhất nặng nhất, không biết là có bao nhiêu chỗ xương lệch gần lìa ra nữa, cô biết rất rõ. Vì từ đầu chí cuối cô đều nhìn thấy mồn một. Đến giờ hiệu lực của thuốc giảm đau đã hết, mọi người đau đến nỗi phải nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, vậy mà cái con người kia lại vẫn cố gượng nhịn đau, khóe miệng còn nhếch lên nở nụ cười hờ hững. Trong lòng nữ cánh nam lấy làm phẫn nộ, hừ, diễn cho ai xem chứ? Đột nhiên cô thấy sống mũi cay cay, vội quay ngoặt đi, đến khi quay đầu trở lại, trên mặt đã phủ lên vẻ lạnh lùng. Diễn cho ai xem đây? Bản thân cô cũng không biết nữa lên đến đỉnh tháp trên tầng thứ 12, Trương Lập và Nhạc Dương thật sự không thể bò dậy nổi nữa, toàn thân từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào không đau nhức, chỉ muốn tìm chỗ lót sẵn nệm bông chui vào nghỉ ngơi một trận cho thật đã. Cảm giác đau đớn di thuốc hết công hiệu gây ra trực tiếp kích thích vào hệ thần kinh, khó chịu vô cùng. Lữ cánh nam không thể không tuyên bố, nghỉ ngơi tại chỗ một lát rồi đi tiếp. Trác Mộc Cường Ba đứng cạnh chỗ núi liền tòa tháp ngược thứ 12 với tòa tháp ngược thứ 13 đau đớn đến dã rời xương cốt, chốc chốc cơ bắt lại không chịu sự khống chế của bản thân mà có rút một hồi, nhưng gã vẫn cố nhẫn nhịn. Con đường nổi giữa hai tòa tháp này lại là một cuộc khảo nghiệm không thể vượt qua nữa. Hai tòa tháp được một trụ đồng đường kính chừng 70cm nối liền, ưm, ừ, không dễ qua đâu, không biết từ khi nào lạt ma á la đã đến sau lưng gã. Trác Mộc Cường ba gật đầu nói, thế này còn khó hơn cả đi trên dây thép nữa, đại sư. Lạt ma á la không trả lời gã, còn nói, ôm thì ôm không hết, không thể bỏ qua được, chỉ có thể đứng thẳng người mà đi trên đó thôi. Nhìn khoảng cách giữa hai tòa tháp này cũng phải đến hai ba trăm mét, đấy. Đối với bọn tên Ben ấy thì không vấn đề gì, nhưng với chúng ta thì rất khó khăn đó. Ông ngừng lại dây lát rồi tiếp lời, nghỉ ngơi chút đi, rồi nghĩ đối sách sau. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi trên bình đài bát giác, bỗng nhiên nghe khen một tiếng, nhóm người vừa mới cử tử nhất sinh ấy lại lập tức căng thẳng như dây đàn, ngoài đa cắt ra tất cả những người còn lại đều biết đó là âm thanh đạn bắn vào tượng đồng sau khi xác định được âm thanh phát ra từ đâu chín người đều nấp hết ra sau lưng tượng đồng chỉ thấy đạn bay vèo vèo vạch lên không chung một đường lửa cũng may tượng phật đồng này đủ lớn chín người mới có thể nấp hết ra sau lưng ba tang lầu bào chửi khốn thật chẳng trách không để người canh giữ ở lối vào bọn chúng chọn đúng lúc chúng ta mệt mỏi nhất để ra tay ở đây chỗ nào cũng là nơi dễ thủ khó công làm sao mà qua được đây ghét thật, trụ đồng này đã khó qua lắm rồi, giờ chúng lại còn để người chặn bên bờ đối diện nữa chứ, chúng ta không thể tiến thêm bước nào nữa rồi. Trương Lập cũng hằn học nói, giờ mọi người đều đã cầm vũ khí trong tay, nhưng ngay cả cơ hội bước ra khỏi sau lưng tượng Phật đồng cũng chẳng có, phía bên kia đã ngắm chuẩn vào đây rồi. Ba Tăng nói, hai tòa tháp ngược này cách nhau khoảng hai 300 trăm mét, bọn chúng dùng súng trường bắn tỉa gắn kính ngắm ban đêm, đối phó với chúng ta thực quá dễ dàng, những thứ đó chúng ta không hề có đến cả năng lực phản kích cũng còn không đủ, con đường này không thể đi tiếp được nữa rồi. Nhạc Dương nói, nhưng cũng không thể lui về nghĩ cách khác được mà. Mọi người đều im thiên thít không nói lưới nào, lúc này mà rút lui chẳng khác nào bảo họ chết thêm một lần nữa. Trầm mặc, trầm mặc, lữ cánh nam đột nhiên cất tiếng, mọi người nghĩ cách quấy nhiễu sự chú ý của chúng, tôi có thể dùng dây thừng móc đu qua. Trác Mộc Cường ba lập tức phản đối, không được, làm thế nguy hiểm quá cô đu người giữa không chung, vậy có khác gì cái bia sống đâu chứ? Lữ cánh nam nói, đành mạo hiểm một phen vậy, nếu chúng dùng ống ngắm tầm nhìn sẽ rất hẹp, chỉ cần không chú ý đến bên dưới trụ đồng là không thể nào phát hiện ra tôi được. Cô vừa đứng lên vừa lấy ra một quả lựu đạn dạng chai, đấy chính là thứ lựu đạn sáng khiến người ta đồng thời mất cả thi in giác cấn thị giác mà bọn chắc một cường ba đã được giới thiệu trước khi lên đường đến mặc thoát, là vũ khí chuyên dụng để chống khủng bố. Ba tạng đột nhiên giật quả lựu đạn trên tay lữ cánh nam, rút chốt, rồi nghênh ngang bước ra khỏi chỗ nấp sau lưng tượng Phật đồng. Nhạc Dương kêu lên, không được, nguy hiểm quá, sẽ thành cái bia sống đấy anh ba tạng. Ba tang đáp, không sao, có áo chống đạn rồi. Trương Lập nói, nhớ chúng bắn vào đầu thì sao? Ba tang cười nhạt một tiếng, cược một ván chứ sao? Đoạn anh ta quay sang bảo lữ cánh nam, còn lại thì phải nhờ vào cô thôi, giáo quan. Lời vừa mới dứt, một viên đạn đã bắn trúng ngay ngực anh ta, mặc dù không đến nỗi ngã xuống, nhưng lồng ngực chịu lực nặng nề, hơi thở tắc nghẽn trong giây lát. Ba tang vùng vẩy hai tay để thu hút sự chú ý của tên bắn tỉa bên bờ đối diện, đồng thời quả lựu đạn sáng cũng lăn ngay phía trước mặt. Thái Đình và Hoàng Mao vốn là loại tép siêu trong tổ chức săn trộm hồ lang ở khả khả Tây Lý. Lần này bọn chúng cũng không hiểu sao lại may mắn được cho ở lại canh giữ chỗ hiểm yếu này, gần như không cần phải mạo hiểm chút nào. Chỉ thấy trong ống ngắm ban đêm, gã đàn ông kia trúng đạn rồi mà vẫn vung vẩy hai tay, Thái Đình thầm nhủ, thằng này mạng lớn thật, lần này mà không bắn vỡ đầu mày ra thì có lỗi với khẩu súng của tao quá. Đột nhiên, hắn thấy gã đàn ông kia bất ngờ quay ngoắt người lại, quay lưng về phía mình, đồng thời còn đưa hai tay ôm đầu nữa, đây là tư thế quái quỷ gì vậy? Hai tên còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, hốt nhiên đã thấy trong kính ngắm trắng xóa một màu, ánh sáng chói lòa, cả hai đều vứt súng sang một bên, ôm mắt kêu ẩm ghí, nhất thời chẳng nhìn thấy gì nữa bạn đang đọc chuyện được tải. Khi ánh sáng chói lòa tan đi, Lữ Ca Án Nam tức khắc lao ra khỏi tượng Phật, ngắm chuẩn phương hướng rồi móc tung mình nhảy vút lê, ê, đồng thời tay trái vung ra, dây móc quấn mấy vòng quanh trụ đồng, cả người Lữ Cánh Nam đung đưa một cái, trong nháy mắt đã tiến lên mười mấy mét, kế đó tay phải cô hất lên, một sợi dây khác cùng lúc quấn quanh trụ đồng, dây móc bên tay trái lơi ra, bắt đầu tự đồng quấn trở lại. Cứ như vậy một dây tay trái một dây tay phải quấn lấy trụ đồng mà tiến lên nhìn có vẻ đơn giản những thực hiện một loạt động tác liên tục ấy trong bóng đêm, lưỡi cánh nam buộc phải dựa vào ký ức mới có thể văng dây quấn trụ đồng một cách chuẩn xác, hễ thân thể hơi nghiêng lệch đi một chút, dây móc sẽ bay trượt ngay tắp lự. Đồng thời trên đỉnh tháp, những người yểm hộ lần lượt nổ súng phản kích, mặc dù không nhìn thấy mục tiêu ở đâu, độ chuẩn xác không thể so với súng bắn tỉa, nhưng tiếng súng ẩm vang cũng đủ khiến hai tên mù giờ kia phải ôm đầu lùi như chuột. Merkin và Sox không hề nhận ra đây chính là bên trong miệng của tượng Phật khổng lồ bọn y chỉ cảm thấy chỗ hổng này tựa như một cái giếng trời lớn, nơi cả đám đang đứng là một quảng trường bằng phẳng rộng cỡ bốn cái sân bóng đá gộp lại, vùng tối tăm không nhìn thấy gì phía trên vách đá hình mái hiên chia ra. Quảng trường được đục đẽo mài nhẵn phẳng lì bằng sức người, đứng giữa trốn đây, dù là người hay máy móc cơ giới gì cũng đều lập tức trở nên nhỏ bé. Ở cuối quảng trường là một tòa kiến trúc cung điện trông như ngọn tháp ba tầng. Khi pháo sáng bắn lên chiếu dọi chói lòa trong hang động, Toà cung điện cao ngất kia liền phô ra vẻ rực rỡ muôn màu vô cùng huy hoàng lộng lẫy. Những mảnh ngói như ngọc lưu ly li khiến cả phần mái cung điện ánh lên sắc hoàng kim trói lọi, những con thú lành gắn trên mái ngói phát tia sáng như bạch ngân, trên tường cung điện màu tím đỏ trang trí những mẩu đá lân tinh lấp lánh như bảo thạch lại còn chạm nổi vô số phi thiên giả dạ xoa, Mây lành thú quý, ở chính giữa bức tường là bức phù điêu khổng lồ chạm hình Phật ba mắt 18 tay đang ngồi, cửa cung điện nằm ở phần bụng Phật. Bước lại gần, ngẩng đầu lên không thấy mái cung điện Đào mắt nhìn quanh không thấy góc tường, chỉ thấy có một cánh cửa đỏ bọc đồng vĩ đại phía trên đóng những hàng đinh đồng to bằng miệng bát chắn sừng sướng trước mặt. Nhìn thấy cánh cửa này, trong óc Merkin và Sos cùng lúc bất giác nghĩ đến một từ, nguy nga. Hai bên cửa cung điện vẫn còn giá đỡ bằng đá cao ngất, then cửa gài cách mặt đất chừng 15 mét, dùng nguyên một cây gỗ lớn gác ngang trên chốt bằng đồng. Cây gỗ này đã mục nát rơi dụng, nhưng năm xưa, một cây gỗ to tướng thế này tuổi cây ít nhất cũng phải đến nghìn năm trở lên. Merkin nói, xem ra năm ấy người ở đây ra đi rất vội vã, đến vả giá đỡ bằng đá kia cũng chưa kịp đẩy ra nữa. Sos nói, ừm, um, cả cây gỗ nguyên khối đường kính tầm 2 mét, nếu không phải nó đã mục nát ra rồi, muốn nhấc xuống cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Năm xưa đám người cổ cách ấy làm cách nào mà đưa nó lên đó được nhỉ? Treo lên à, nhưng nhìn hướng bậc thang của hai cái giá bằng đá này, thì hình như là họ vác lên hay sao vậy, thế thì cần đến bao nhiêu người mới nhấc nó lên được đây? Lúc này, mặc bước đến báo cáo, đã kiểm tra xong xung quanh không có cơ quan cạm bẫy nào. Xem ra chỉ cần cho nổ hai cái bệ đá kia, rồi buộc dây thừng vào tay nắm cửa bằng đồng là có thể kéo cửa ra được. Đợi bọn Merkin đi ra phía chỗ quản trường thoáng rộng, mắc hạ lệnh, cho nổ đi. Xa xa chợt có tiếng súng vang lên, Merkin mỉm cười nói, xem ra bọn chúng gặp phải phục kích ở tầng 12 rồi. Cây trụ đồng ấy gần như là không thể qua nổi, bọn chúng có thể đột phá cửa ải của chúng ta không nhỉ cha, kết quả thật khiến người ta chờ đợi quá đi. Sau cười khùng khục nói, tôi lại chỉ muốn biết xem rốt cuộc anh đang chơi trò gì thôi. Merkin cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, rồi anh sẽ biết thôi. Hai phút trôi qua, thị lực của Thái Đình và Hoàng Mao dần dần hồi phục. Bọn chúng cũng như người nấp phía sau một pho tượng Phật đồng, nhìn ánh lửa xẹt lóe trên không trung, lập tức biết ngay đám người trên tòa tháp bên kia chỉ là bắn vu vơ cho bõ tức. Hoàng Mao cầm súng bắn tỉa lên, từ sau lưng tượng Phật đồng bước ra Hàn Học nói tưởng thế có thể bắn chúng bọn tao à lại dùng cả lựu đạn sáng nữa đấy để tao cho chúng mày biết mặt Thái Đình cũng gác súng bắn tỉa lên lan can trở lại bật ống ngắm ban đêm lên nói tao với mày xem thằng nào bắn chúng nhiều hơn kha kha ừm kỳ quái thật chúng nó nấp đâu rồi Hoàng mau đáp có đứa nấp dưới lan can có đứa nấp sau tượng Phật chỉ để lộ nòng súng ra bắn vung vãi một chập thôi chắc chúng nó cũng biết bọn mình hồi phục thị lực rồi, thế nên mới cúp đuôi nấp đi hết. Thái Đình nói, chắc là không dùng lựu đạn sáng nữa đâu nhỉ? Hoàng Mao gật đầu, chúng nó chắc cũng biết dùng nữa thì cũng chẳng có hiệu quả nữa rồi. Bắn chúng một đứa, hắn hướng họng súng ngắm chuẩn bên dưới lan can, bên trong kính ngắm thấy hoa máu bắn té lên. Á Trương lập giật mình lăn sang một bên, cái vai trái còn chưa lành lại bị thương thêm lần nữa, đồng thời kêu lên, tránh khỏi lan can ngay. Bọn chúng bắn xuyên qua phiến đá đấy. Nhạc Dương đỡ Trương Lập trở về sau tượng Phật đồng, Đường Mẫn đã chuẩn bị sẵn dụng cụ giúp anh chàng khử độc, băng bó cầm máu. Nhạc Dương nói, không ngờ còn biết bắn xuyên qua vách nữa, xem ra bọn chúng cũng khá hiểu biết tính năng của súng bắn tỉa đấy. Ghét thật, để tôi dùng thêm một quả lựu đạn sáng cho chúng mù luôn. Ba Tang lắc đầu ngăn lại, không được, sẽ làm lộ giáo quan đấy. Hơn nữa, bọn chúng đã có đề phòng, lần thứ hai rất khó hiệu quả. Trác Mộc Cường ba giơ họng súng ra bên dưới nách tượng Phật, lại bắn thêm một loạt đạn, giáo quan còn cần bao lâu nữa mới sang được phía bên kia? Lạt Ma Á La nói, đi qua trụ đồng ít nhất cũng cần 5 phút, sau đó cô ấy còn phải tiến vào tầng bên dưới của tòa tháp, phòng ra sau chúng. Chuyện này cũng cần một chút thời gian, 15 phút có lẽ là đủ. Trác Mộc Cường ba gật đầu, vậy thì kiên trì thêm mấy phút nữa đi. Trong lòng gã thầm nhủ, giáo quan à, cô phải thành công đấy nhé cái loại đàn bà chẳng khác gì ma quỷ như cô chắc là không thất thủ đâu nhỉ. kiên chỉ giữ trận địa thêm mấy phút nữa, ước đoán lữ cánh nam đã sang đến tòa tháp bên kia. nhạc dương đột nhiên nảy ra ý tưởng lạ, lấy một mảnh vải trắng dùng băng vết thương buộc vào nòng súng dơ lên. quả nhiên, ánh mắt hai tên thái đình và hoàng mau đều bị mảnh vải ấy thu hút. thái đình nói, thế này là ý gì đây? muốn đầu hàng hà? hoàng mau nói, cũng được đấy, hay là tao với mày dừng lại một chút nhưng cứ ngắm trước, đợi chúng nó ra một đứa thì bắn một đứa. Thái Đình phá lên cười hô hố, tiếng cười còn chưa dứt, hắn bỗng cảm thấy sau gáy bị vật gì đó đập tới, lập tức không nghĩ ngợi vung tay hất súng ngược lại. Đồng thời Hoàng Mai cũng đột nhiên cảm giác bị một cú giật mạnh tựa như có người định bóp chặt bỗng bất ngờ chuyển sang giật ngược cánh tay hắn lên. Người đánh lén chính là Lữ Cánh Nam, được tiếng súng hiểm hộ, cột tiến vào tầng dưới tòa tháp, rồi vòng ra sau lưng hai tên này, bất ngờ ra tay đột kích, vốn định đánh hôn mê một tên bắt sống tên còn lại không ngờ tên bị chém vào cổ kia lại không hôn mê còn vung súng phản kích lữ cánh nam liền tức khắc thay đổi chiến thuật chuẩn bị nhấc một tên lên hất văng ra phía trước kế đó sẽ chế phục tên còn lại như vậy tên vị hất văng lên kia cho dù không bị rơi khỏi đỉnh tháp cũng nhất thời hoang mang không tự làm chủ được bản thân không ngờ thân thể hoàng mao vừa mới nghiêng về phía trước hắn đã đột nhiên buông súng hai tay vin vào lan can kế đó cả người nhảy tung lên định dùng hai chân kẹp lấy kẻ tấn công lén phía sau. Nhưng sau lưng hắn không phải ai khác mà chính là Lữ Cánh Nam. Cô thuận thế ngửa người ra sau, tung chân tống cho hắn một cước. Hoàng Mao liền mượn đà ấy đảo một vòng trên không, vội bám chặt lấy thành lan can, treo lơ lửng bên ngoài tòa tháp. Đồng thời Lữ Cánh Nam cũng vươn tay đẩy hỏng súng đi, tiếng tạch vang lên, một viên đạn chết khỏi quỹ đạo, không biết đã bắn về phía nào. Thái Đình giật vùi trỏ đánh một cú về sau, Lữ Cánh Nam giơ tay bắt lấy, hắn lại hất chân tung cú đá hậu, nhưng lữ cánh nam dẫm mạnh một phát, tên họ Thái liền ngửa bật ra sau. Lữ cánh nam liền buông tay rồi giật luôn tóc hắn kéo ra một phát ra sau. Thái đình tức khắc mất thăng bằng, vội ưỡn mình nhau lên trước. Lữ cánh nam nhân đã ấy đẩy nhẹ một cú, Thái đình đứng không vững được, chân đạp vội vào lan can, kế đó định quay đầu lại xem thử coi, rốt cuộc cái kẻ lợi hại ấy là ai. Đúng lúc ấy trong bóng tối vang lên một tiếng ẩm như sấm nổ giữa trời đêm, như thiên thạch lao xuống đất, ánh sáng còn mạnh hơn pháo sang bội phần. Tiếp đó là cả pho tượng Phật khổng lồ rung lên một chập, mà tòa tháp đứng trên mép cánh tay đá là rung lắc dữ dội nhất. Cú đạp kia của Thái Đình cùng lúc không ngờ đạp gãy luôn cả phiến đá lan can, cả người hắn lộn phục lao xuống không gian tối đen thăm thẳm, đến khoảnh khắc cuối cùng cũng không nhìn rõ được rốt cuộc là đã bị ai tập kích. Cùng với cơn chấn động dữ dội đó, Hoàng Mao cũng bị hất bay khỏi tháp, chỉ để lại một tiếng kêu dài thảm thiết, nhưng âm thanh đã bị tiếng nổ ầm vang kia nhấn chìm hoàn toàn. Chấn động mãnh liệt ấy cũng khiến bọn Trác Mộc Cường ba một phen thất kinh. Lúc ngó đầu ra nhìn, vừa hay phía trên bùng lên ánh sáng chói lòa, chỉ thấy hiện ra một cái đầu ba mặt, chín con mắt, ba cái miệng, sáu lỗ mũi to lớn xưa nay chưa từng thấy bao giờ. Trong bóng tối, cái đầu bằng đá ấy há to miệng ngẩng lên nhìn trời, khuôn mặt toát ra vẻ tuyệt vọng, biết rõ là xa không thể với, lại tựa như ở gần ngay trước mắt, trông đáng sợ vô cùng ánh sáng đã tắt ngúm, nhưng gương mặt hung tợn ấy vẫn khiến những người trên đỉnh tòa tháp ngược sợ hãi trong lòng. Cái đầu vĩ đại tới mức tòa tháp cao lớn này ở trước mặt nó trông cùng lắm chỉ như miếng chả giò hay que kem, cái miệng khổng lồ kia chỉ cần cắn một miếng là mất tiêu một nửa rồi. Mắc dọn sạch đám đá vụn vừa nổ văng ra, dây thừng đã buộc sẵn, trái phải mỗi bên 10 người cùng dồn sức kéo dây, chỉ nghe cánh cửa khổng lồ vang lên những âm thanh trầm đục cạch, cạch. Đã hơn 1.000 năm rồi, nó lại được mở ra lần nữa. Merkin và Sauce đứng phía trước, ngước lên nhìn cánh cửa khổng lồ cao ngất. Trước mắt bọn y, đây tựa như cánh cửa thiên cung đang từ từ mở, khiến cả hai đều hết sức hồi hộp. Vừa hé ra một khe hẹp, hai cánh cửa đã bị một lực cực lớn tự động tách hẳn ra. Rồi Merkin và Sauce cùng lúc kêu lên. Audio điện tử võ tấn bền. Không ai có thể ngờ rằng sau cánh cửa khổng lồ ấy lại là xương cốt chất đống lên như núi, bịt kín cả cánh cửa lớn cao đến chừng hơn 30 mét cánh cửa vừa hé ra một chút, đống xương cốt đó đã tựa như nước lũ sầm sập trào ra. Merkin và Sauce đứng mũi chịu xào ở đó thảy đều không ngờ sau cánh cửa lại chất nhiều xương cốt đến vậy, tức khắc hét lớn đồng thời nhảy tránh. Lúc đầu cánh cửa đồng và đống xương cốt này ở thế cân bằng lực, nếu cân bằng này bị phá vỡ thì tình thế sẽ nghiêng về một phía. Thành ra khi đống xương cốt khổng lồ đẩy bật được cửa đồng thì lập tức như bãi bùn trôi, ao ao trượt dọc theo con dốc, trong chốc lát phủ kín khoảng giữa quảng trường, tạo thành một con đường lát hoàn toàn bằng xương cốt. Cho đến lúc vô số mảnh xương chảy tràn văng tung tóe xuống vách núi, cơn lũ mới từ từ dừng lại. Cũng may là cả Merkin lẫn Sauce đều phản ứng cực nhanh, cầm bằng bị cuốn vào cơn lũ đó thì 10 phần chắc 10 đã bị văng xuống vực sâu rồi, trong khi đó, hơn hai chục tên đứng ở hai bên kéo cửa lại hoàn toàn bình an vô sự. Mark là tên đầu tiên chạy đến đỡ Merkin vẫn còn chưa hết hoảng hồn dậy, chỉ nghe hắn lo lắng hỏi, ông chủ, ông không sao chứ? so sắc mặt tối sầm lại, nhìn ngọn núi sừng sững bằng xương cốt thực sự theo đúng nghĩa đen trước mắt, gượng gạo hỏi, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cổ mộ, cơ quan, thú giữ trong cổ mộ Maya chưa từng làm y sợ hãi, bởi y có tự tin, lại còn có kẻ khiến y tự tin dẫn đường, những tượng Phật kỳ quái, các cơ quan kỳ dị trong cánh cửa sinh mệnh, y cũng chẳng coi vào đâu, cùng lắm chỉ hơi có chút kinh ngạc mà thôi, cơ quan Phật ở cổ cách tuy rằng hung hiểm, nhưng chỉ xảy ra trong nháy mắt, có lẽ sau đó cũng hơi sợ một chút, có điều cũng đã qua rồi, đúng là chỉ đến lúc này, y mới thực sự cảm thấy có chút sợ hãi rồi. Merkin vuốt mồ hôi lạnh nói, ai mà biết được chứ. Sương cốt ở đây lên đến hàng nghìn hàng vạn bộ, xếp chất chồng phía sau cánh cửa, có thể thấy đều là xác cổ cả, tình thế khác hẳn với vô số cơ quan mà bọn chúng bắt gặp trước đó. Cơ quan cạm bẫy cho dù lợi hại tới đâu cũng chỉ là vật chết, còn những xác chết cổ này, tất cả đều từng là con người còn sống sờ sờ là thứ gì, là thứ gì đã khiến họ trồng chất dồn phía sau cánh cửa khổng lồ này chứ? Liên tưởng đến giá đỡ bằng đá chưa kịp dịch chuyển đi, cái chốt cửa khổng lồ, và cả dây xích phát ngang qua khe vực sâu bị người ta phá hoại nữa, y đồ rằng nơi đây chắc chắn đã từng xảy ra chuyện gì đó. Một nghìn năm trước, hoặc mấy trăm năm trước, tóm lại là nơi đây nhất định đã từng xảy ra một chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Merkin cũng bắt đầu cảm thấy hãi hùng, lúc này bọn y đang ở trong thánh địa của một tôn giáo hoàn toàn xa lạ, cơ quan cảm bẫy của họ gần như là không đếm xỉa đến mạng người, cách khởi động huyết trì của họ đến cả y khi trông thấy lần đầu tiên cũng phải dựng hết tóc gáy sờn cả da gà. Mà ngay trước mắt kia đã sẵn có cả hàng nghìn hàng vạn bộ xương khô chất trồng cao thành núi, đây rốt cuộc là tôn giáo gì chứ? Những câu hỏi thách đố khó có lời giải mà cổ nhân để lại kia rốt cuộc là đang nói lên điều gì? Đứng lặng hồi lâu, cuối cùng Merkin cũng nói, chúng ta vào trong đi. Mắc thoáng do dự, chỉ hy vọng Sauce có thể nói để một số ở lại không ngờ Sos chỉ gật đầu bảo, vào trong thôi. Cả đoàn người bước lên núi xương cốt mà đi, những tiếng rắc 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 phát ra liên tục dưới chân khiến trong hang động khổng lồ như phản phất có vong linh từ chốn địa ngục trở về. Sau khi hai tên Thái Đình và Hoàng Mau ngã rơi xuống vực sâu, Lữ Cánh Nam liền dùng dây móc treo mình bên dưới trụ đồng, kế đó lại lấy dây thừng nối thành một con đường khác, mọi người bám vào dây thừng mà trèo qua, khó khăn lắm mới sang được ngọn tháp thứ 13. Nhưng cứ hễ nghĩ đến đây chẳng qua mới chỉ là lần khảo nghiệm thứ hai, vẫn còn một tòa tháp cuối cùng, lần khảo nghiệm ở tòa tháp ngược thứ 18 đang đợi bọn họ ở phía trước, là chẳng ao vui lên nổi nữa. Trương Lập nói, vừa nãy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ba Tang suy đoán, chắc là bọn tên bên ấy cho nổ thứ gì đó rồi. Đường Mẫn ngẩng đầu lên nói, mọi người nhìn kia, ánh lửa ở tòa tháp ngược thứ 17 tắt rồi, bọn chúng có đi qua được không thế nhỉ? Lạt Ma Á La nói, chỉ sợ rằng vượt qua tòa tháp thứ 12 này là cực hạn năng lực của bọn chúng rồi. Giáo sư Phương Tân lên tiếng, liệu có phải bọn chúng đã tìm được đường khác rồi không? Dù sao thì bọn chúng cũng mang theo rất nhiều trang bị đời mới vào đây, cơ quan của cổ nhân chỉ thiết kế nhằm đối phó với người ở thời đại ấy mà thôi. Nhạc Dương chợt hỏi, khả năng chiến đấu của đối thủ thế nào? Lữ cánh Nam Đáp, rất mạnh, nhưng chúng không phải lính đánh thuê người Nga, hai tên tôi vừa đối phó lúc nãy là người nước ta. Dì cơ, Trương Lập thốt lên, cái tên kim ấy cũng tìm được một đám bán mạng ở Trung Quốc này à. Chắc Mộc Cường ba thầm nhủ, liệu có thể nào lại liên quan đến Như Nhị Hoa không? Lữ Cánh Nam nói, có khả năng lần này kim không dùng đến lính đánh thuê người Nga, nhưng thực lực của đối phương cũng không thể xem thường được. Bọn chúng đã đặt phục binh ở đây, vậy thì đoạn đường tiếp sau chỉ sợ cũng có người mai phục sẵn rồi, phải cẩn thận đám người ấy không phải tay vừa đâu lúc nãy tôi cũng suýt chút nữa là không chế phục được hai tên đó đấy bây giờ nghĩ lại lữ cánh nam mới nhận ra thân thủ của hai tên vừa rồi thực ra rất khá nếu không phải đánh lén cộng thêm cơn chấn động bất ngờ nhất thời cô cũng thật khó mà giành được phần thắng lữ cánh nam nghĩ ngợi dây lát đoạn nói nếu còn có phục binh nữa thì chúng ta phải sắp xếp một chút để che mắt kẻ địch mới được trác mộc cường ba hỏi phải làm thế nào lữ cánh nam đáp hai tên lúc nãy ngã xuống đúng lúc có tiếng nổ vang lên tiếng kêu của chúng đã hoàn toàn bị tiếng nổ nhấn chìm, vì thế bọn người bên trên kia sẽ không hề hay biết chúng ta đã sang đến tòa tháp ngược thứ 13 rồi. Chúng ta chỉ cần bày bố ở đây vài tiếng súng đi đoàn lẻ tẻ, bọn chúng ắt sẽ tưởng rằng chúng ta vẫn kẹt giữa tòa tháp thứ 12 và tòa tháp thứ 13. Trương Lập mừng rỡ nói, tôi biết rồi, chuyện này thì dễ, cứ giao cho tôi làm. Chẳng mấy chốc anh đã lắp xong một thiết bị đơn giản, buộc hai khẩu súng lại, đặt thời gian trong vòng 5 phút sẽ lần lượt bắn ra hai phát đạn đồng thời thời gian lẩy cò của hai khẩu súng cũng khác nhau, nghe ra tựa như không hề có quy luật gì vậy. Sau khi đã sắp xếp xong xuôi, chín người mới bắt đầu tiến lên phía trước một cách càng cẩn thận hơn, càng tiến đến rìa quầng sáng mọi người càng thêm cẩn trọng, ai biết được đối phương đã mai phục ở đây bao nhiêu người cơ chứ. Đến đỉnh tòa tháp ngược thứ 16, nhìn sợi xích sắt vươn dài ra xa, lưỡi cánh nam nói, 18 cánh tay của pho tượng Phật khổng lồ này giang rộng, hai cánh tay ở trên dưới thì cách nhau tương đối gần, khoảng cách giữa hai cánh tay hai bên khá xa, trong đó cánh tay thấp nhất thì cách phía bên kia gần nhất. Chúng ta đã bắt đầu tiến vào từ đó, leo vách đá lên cánh tay phía trên, rồi qua xích sắt trên đỉnh tháp để từ tay bên trái đi sang tay bên phải của tượng Phật, kế đó lại leo vách đá lên cánh tay phía trên, lại qua xích sắt từ bên phải đi qua bên trái, cứ thế lặp đi lặp lại. Có điều, tòa tháp thứ 17 và 18 lần lượt nằm trên hai cánh tay cao nhất ở hai phía, nên từ tháp thứ 16 phải qua xích sắt để đến chân tháp thứ 17, sau đó vòng lên đỉnh tháp, rồi đi qua trụ đồng thẳng lên tòa tháp ngược thứ 18. Ánh lửa của bọn tên Ben dừng lại ở đỉnh tầng thứ 17, chứng tỏ chúng chưa qua trụ đồng sang tầng thứ 18, mà không biết đã đi đâu rồi. Nếu muốn mai phục thì chỉ có thể mai phục ở tòa tháp này thôi. Ba tan nói, vậy chúng ta tính sao đây? Lữ cánh nam chỉ thị, từng người từng người qua một, gắng hết sức không để xích sắt phát ra âm thanh chỉ cần qua được một người, chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi qua trước, ba tang theo sau, cái đó là Trương Lập và Nhạc Dương, tiếp sau mọi người tự sắp xếp, đã hiểu chưa? Lữ Cánh Nam biết rõ, mặc dù Lạt Ma Á là thân thủ cao cường, nhưng nếu muốn đánh nhau giết người, cô vẫn cần binh lính hơn. Nói xong, cô cẩn thận treo mình bên dưới sợi xích, gắng hết sức không phát ra tiếng động nào, im lặng nhích dần về phía bóng tối sâu thăm thẳm. Cùng lúc ấy, năm gã phần tử vũ trang mệt mỏi dã rời vẫn đang ở trên đỉnh tháp nhắm mắt thư giãn chỉ cần nghe thấy tiếng súng là được rồi cả trương lập và nhạc dương đều bị thương ở cánh tay bám dây xích sang bên kia cực kỳ khó khăn nhưng cuối cùng thì cũng qua được đến nơi nhạc dương sang bờ bên kia xong khẽ bảo với trác mộc cường ba hình như lâu lắm rồi không nghe thấy tiếng súng nữa trương lập gật đầu ờ bắn hết đạn rồi thì tự nhiên không có tiếng súng nữa thôi lữ cánh nam giật thoát người phe mình không nghe thấy tiếng súng, vậy thì kẻ địch cũng không nghe thấy, sự tinh nguy cấp đến nơi rồi. Cô vội sắp xếp, chỉ sợ bọn chúng sắp phát hiện ra có chuyện bất ổn rồi mà người của chúng ra vẫn chưa qua hết. Trước khi hiểu rõ tình hình quân số kẻ địch, không tiện đánh rắn động cỏ. Nghe đây, tòa tháp này cũng là kiểu cầu tháng xoáy trôn ốc bên ngoài, tôi và ba tang sẽ lén lên trên đó quan sát tình hình. Trương Lập, Nhạc Dương, hai người đến chỗ gốc cánh tay, dùng súng bắn tỉa lấy được của bọn kia, hễ kẻ địch xuất hiện trên hàng hiên là bắn luôn. Đợi lát nữa mấy người giáo sư qua đây, rồi phối hợp hành động với họ. Trương Lập và Nhạc Dương chọn một chỗ tối ẩn nập, dùng ống ngắm ban đêm quét một vòng xung quanh. Trương Lập nói, nhìn từ bên ngoài, tòa tháp cuối cùng cũng giống như những cái khác nhỉ, thật không biết bên trong có cơ quan gì đây nữa. Nhạc Dương thì thầm, cậu nhìn đi cùa, quái thật, chẳng lẽ cả tòa tháp cuối cùng này cũng không thông đến phần ngực của tượng Phật khổng lồ này à? Sợi dây sắt kia không ngờ lại kéo dài mãi xuống dưới thế kia. Nhìn từ góc này, e là sợi xích ấy nối từ cánh tay cao nhất bên phải xuống hẳn tận mờ u bàn chân bên trái tượng Phật này ấy chứ. Trương Lập nói, mấy người cổ đại này lắm trò quá nhỉ, treo hết 18 cánh tay rồi vẫn chưa xong, còn muốn bắt người ta từ dưới chân tượng Phật treo lên thêm 1.000 mét nữa à. Chẳng trách mà bọn tên men mạnh như thế cũng không muốn chọn con đường này đường mẫn và giáo sư phương tân cũng đã an toàn qua đến nơi nhưng trong lúc đa cát đang đu người bám trên xích sắt thì tiếng súng đã vang lên hai người chưa qua là trác mộc cường ba và lạt ma á la đều ngóng sang phía bờ bên kia ánh lửa lấp lấp loá loá tiếng súng nổ tành tạch tành tạch không ngừng như tiếng pháo đầu năm trác mộc cường ba lẩm bẩm đã khai chiến rồi à lạt ma á la nói chỉ sợ đa cát đã bị phát hiện rồi trác mộc cường ba nói ghét thật chúng ta cũng mau qua đó thôi Lạt ma á la lắc đầu, nhưng lúc này sang đó rất nguy hiểm, cứ đợi giáo quan tiêu diệt hết kẻ địch bên ấy rồi đu qua thì an toàn hơn. Trác Mộc Cường ba nói, nhưng chỉ một mình đa cát trên dây xích, cậu ta sẽ càng nguy hiểm hơn. Nói dứt lời gã liền đu luôn lên dây xích, lạt ma á la không biết phải làm sao, đành vội theo sát phía sau. Được chừng một phần ba khoảng cách giữa hai tháp, liền trông thấy đa cát đang đung đưa bám một tay trên xích sắt, tình thế thập phần nguy ngập. Đa Cát nhìn thấy hai người bọn Trác Mộc Cường Ba, vội kêu toáng lên, Thánh Sứ Đại Nhân, đừng qua đây. Bọn chúng ngắm vào tôi rồi, bọn chúng ngắm vào tôi rồi. Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở phía xa xa có hai đốm lửa rất gần nhau đang liên tục lóe sáng, xem ra mấy người bọn giáo quan và kẻ địch đã ở rất gần nhau rồi. Bèn nói, không sao cả, bọn chúng đã bị chế phục rồi, cậu gắng thêm một chút nữa, gắng chịu đi. Đến gần hơn, Trác Mộc Cường Ba bật mũ phát sáng lên để nhìn rõ tình hình chỉ thấy mặt Đa Cát bên phải tái nhợt đi, bên trái thì đầm đìa những máu là máu, máu thấm ướt xuống vai trái mà vẫn không ngừng trào ra như suối phun, xem tình hình này chắc là đã bị trúng thương động mạch ở tay rồi. Lạt Ma Á La quát lớn, "Đừng bật đèn, bên kia vẫn còn kẻ địch đấy." Đồng thời tiến nhanh thêm hai bước, đột nhiên đảo người lộn lên phía trên xích sắt, mặt đối mặt với, vươn một tay ra giật cái mũ phát sáng trên đầu gã xuống. Đạn vẫn vô tình bắn tới, nhưng lúc này Đa Cát không thể gượng thêm được nữa đã buông tay rơi xuống. Trác Mộc Cường Ba vội kẹp hai chân vào dây xích, ngã người lơ lửng bắt lấy Đa Cát. Lạt Ma Á La một tay tóm lấy cái mũ phát sáng của Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba bắt được tay Đa Cát, đạn bắn sạt qua giữa Lạt Ma Á La và Trác Mộc Cường Ba. Tất cả những chuyện ấy đều diễn ra cùng lúc. Lạt Ma Á La ném cái mũ phát sáng đi, chợt thấy trên mặt nong nóng, một mùi tanh nồng nồng xộc thẳng vào mũi, trong dạ thầm nhủ, chúng đạn giỏi sao? Sao không cảm thấy đau gì nhỉ? A. À, không phải ta chung đạn rồi. Ý nghĩ ấy xoay chuyển, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy lạt ma á la ngoặt tay tóm chặt gót chân chắc mộc cường ba, còn chắc mộc cường ba cũng chưa thấy đùi đua nhói lên, vừa mất đi khả năng treo giữ thân thể, gã cùng với đa cát chịu xuống, kéo theo cả lạt ma á la cũng bị lăn xuống bên dưới xích sắt. Vậy là lạt ma á la một tay nắm xích sắt, toàn thân lơ lửng trên không, đeo bên dưới là chắc mộc cường ba, chắc mộc cường ba giữ tay đa cát, cả ba cùng đung đưa giữa từng không. Sức của lạt ma á là dù sao cũng có hạt, trọng lực của ba người khiến bàn tay đang bám chắc vào dây xích của ông tuột dần, có muốn cũng không thể nào kéo hai người bên dưới văng lại lên xích sắt. Đa Cát nghẹn lời nói, buông tay đi, thánh sứ đại nhân, tôi không đáng để làm vậy đâu. Đa Cát có thể cùng thánh sứ đại nhân đến thánh địa bộ tộc mình canh giữ bao năm nay là đã thỏa mãn lắm rồi. Trác Mộc Cường ba nói, cái gì mà đáng với chẳng không đáng. Bỏ rơi đồng đội để giữ mình, tôi đây không có cái thói quen ấy đại sư, ngài vẫn giữ được chứ, chúng tôi sắp lên đây. Lạt ma á la cực nhọc nói, nhanh lên, nhanh lên. Rồi bỗng nhiên ông ủ rũ chán trường nói, không được rồi. Cả ba cùng rơi xuống vực sâu thăm thẳng. Phát súng đầu tiên của kẻ địch nhằm vào đa cát, lữ cánh nam và ba tang vừa mới đến gần lối ra, nghe thấy tiếng súng, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, tức khắc chuẩn bị để từ phía sau tập kích kẻ địch. Chẳng ngờ bọn chúng lại có năm tên, quay lại bắn lia một vệt, dồn hai người vào bên trong lối ra, không lên bình đài được. Ba tang bị bắn rát quá, một tay rút luôn ba trái lựu đạn, cùng lúc rút chốt quăng lên. Giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn đã lên bình đài từ bên ngõ Ai Dìa. Trương Lập và Nhạc Dương ở xa thành ra không mấy hiệu quả. Hai bên đánh đến trời đất sầm xì, thiên hôn địa ám, tiếng súng ẩm vàng lên như pháo. Trong lúc cuốn cuồng ấy, Nhạc Dương dùng ống ngắm ban đêm quan sát tình hình trên dây xích, vừa hay nhìn thấy ba người bọn trác mộc cường ba rơi xuống vực sâu, hoảng hốt kêu lên cường ba thiếu ra gió thổi vù vù bên tai thân thể trác mộc cường ba thả rơi tự do có thể nhìn hết sức rõ ràng từng tòa tháp ngược đèn đuốc sáng rực lần lượt bay ngược lên cao ở ngay cạnh mình tất cả đều kết thúc rồi sao không đây chẳng qua chỉ là một sự bắt đầu một khảo nghiệm nhỏ trên hành trình mà thôi ta vẫn chưa thể chết được gió lạnh thổi tắp vào trác mộc cường ba tỉnh táo hẳn ra thần kinh trở nên cứng hơn cả sắt thép gã khống chế không để thân thể lộn nhào giữa không chung nữa, rồi đột nhiên giang rộng hai tay, áo rơi xòe ra, thân thể khẽ trao đảo rồi bắt đầu lượn bình ổn trên không chung. Nhưng bản thân Trác Mộc Cường 3 cũng biết, giữ thăng bằng tuyệt đốt trên không với áo cánh rơi không hề đơn giản như đi tàu lượn hay dùng dù lượt, vì xét cho cùng thì diện tích áo cánh rơi chỉ bằng một người xòe ra thành hình chữ đại, chủ yếu phải dựa vào năng lực khống chế của ban thân người điều khiển. Cực hạn bay lượn của Trác Mộc Cường 3 là độ cao 20 mét, thời gian không kéo dài quá 20 giây, một khi hết thời gian này thân thể sẽ không chịu nổi khống chế nữa mà lộn nhào trên không trung trác mộc cường ba gắng hết sức khép hai chân lại hai tay giang thẳng trong đầu ong ong vang lên lời nhắc nhở của lứa cánh nam lúc huấn luyện bắt lấy gió khống chế nó trác mộc cường ba bắt lấy gió tay giang thẳng đừng cong chỉ nghe lạt ma á la sau lưng nói khá lắm cường ba thiếu ra trác mộc cường ba biết lạt ma á la cũng đã mở áo rơi nhưng không dám ngó ai đầu lại nhìn gã cũng không biết tình hình đa cát ra sao nữa. Vừa nãy lúc ba người cũng rơi xuống, không hề nghe thấy tiếng kêu của đa cát, mà trên thực tế, cả ba người đều không hét lên tiếng nào cả. Không biết đã trao liệng trên không trung được bao lâu, chắc Mộc Cường ba cảm giác hình như đã vượt quá cực hạn của bản thân, tóm lại là phải hơn 20 giây đồng hồ, sau đó đột nhiên thấy cánh tay chạm phải thứ gì đó, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, gã liền chộp ngay lấy cái thứ hình như có thể bắt vào ấy. Sau khi ôm chặt được rồi, Trác Mộc Cường Ba mới nhận ra mình đang ôm một sợi xích sắt thả chéo từ trên xuống dưới, không hiểu là thông đến tận đâu. Đưa mắt nhìn quanh, gã xác định hình như mình đã rơi xuống khoảng giữa tòa tháp thứ hai và thứ tư, mỗi phía cách chừng 200 mét, cách tượng Phật cũng chừng mấy trăm mét gì đó. Trong bóng tối mịt mù bên dưới hình như có người kêu ái, nghe tiếng thì dường như là đa cát. Trác Mộc Cường Ba trượt xuống thêm mấy mét, liền nghe thấy Lạt Ma Á la hỏi, Cường Ba thiếu ra, cậu cũng bám được xích sắt rồi à? trác mộc cường ba gật đầu đáp vâng đa cát ở bên dưới nói tốt quá rồi mọi người đều không sao đại pháp sư cảm ơn ngài trác mộc cường ba vui mừng nói cậu không sao chứ đa cát đa cát đáp ừm um, đại pháp sư đã tóm được tôi thì ra đúng vào khoảnh khắc vừa rơi xuống lạt ma á la đã ném dây móc quấn chặt vào ba lô của đa cát sau đó mới giở áo cánh rơi và rốt cuộc cũng bắt được sợi xích sắt ẩn giữa không chung trước khi không còn khống chế được nữa Trác Mộc Cường Ba thầm kinh hãi, đeo theo một người mà vẫn có thể thành thục điều khiển áo cánh rơi như vậy, quả thực gã cảm thấy hết sức kinh dị trước năng lực của Lạt Ma Á La. Trác Mộc Cường Ba hỏi, sợi xích này sổ thẳng một đường, rốt cuộc là nó thông đến đâu vậy? Lạt Ma Á La đáp, kho biết nữa, chúng ta trượt xuống xem thử đi. Ba người tuột xuống liền mười mấy phút đồng hồ, đúng lúc Trác Mộc Cường Ba cho rằng sợi xích này không có điểm tận cùng thì bọn họ đến được một hang động nhỏ. Hang cao tầm 3 đến 5m diện tích nền hang chỉ tầm trăm mét vuông càng vào trong càng thu hẹp lại thành một lối đi thông khoét vào vách núi sau khi có chỗ đặt chân lạt ma á la bật mũ phát sáng cùng trác mộc cường ba cầm máu cho đa cát trước trác mộc cường ba chỉ bị đạn sượt qua máu cũng đã khô rồi sau đó vị sư già mới đảo một vòng quan sát xung quanh trên vách đá trơn nhẵn trong hang giường như có khắc một hàng chữ lạt ma á la nhận ra được một phần trong lòng không khỏi thầm kinh hãi Trác Mộc Cường Ba thì vội liên lạc với nhóm giáo sư Phương Tân, đường mẫn không ngờ thiết bị thông tin lại im bặt không có bất cứ tín hiệu nào, gã chỉnh đi chỉnh lại một hồi lâu, tâm tư trạng thái bắt đầu chuyển sang rối bởi lo lắng. Lạt Ma Á La liền nói, e là không được đâu, hình như cách đá đã làm nhiễu tín hiệu vô tuyết, càng lại gần vách đá thì tín hiệu càng yếu. Chúng ta trượt xuống cả nghìn, không, phải hơn một nghìn mét, khoảng cách xa như vậy, bọn họ không nhận được tín hiệu đâu. Cường Ba Thiếu Gia, cậu lại xem hàng chữ này đi, xem thử xem là ý gì. Không liên lạc được với giáo sư và mẫn mẫn, chắc Mộc cường ba không biết tình hình chỗ họ như thế nào, trong lòng bỗng chốc đã dâng lên cảm giác ngơ ngẩn thất thần, đến khi nhìn thấy hàng chữ khắc trên vách đá, liền tức khắc hồn bất phụ thể, tay chân lạnh toát. Gã tuần tự phiên dịch từng chữ một, người dũng sĩ vượt qua 18, cái gì đường, sẽ, sẽ, tiếp nhận, khảo nghiệm chân, chân chính. Chắc Mộc cường ba tuyệt vọng ngoảnh lại nhìn lạt ma á la, thấy vị sư già vẫn còn nghi hoặc hỏi, thế nào? Liệu có phải nói cả 18 tòa tháp ngược trước đó đều không tính, tới đây mới là khảo nghiệm thực sự." Trác Mộc Cường ba khó nhọc gật gật đầu, song Lạt Ma Á La chừng như vẫn không tin tưởng lắm, "Không phải chứ? Có khả năng nào là chúng ta đọc nhầm không? Những hàng chữ này còn cách giải thích nào khác không? Chuyện này không thể nào là thật chứ?" Đa Cát nói, "Thế này thì khác gì rơi thẳng xuống vực sâu nữa đâu, chỉ có là đau đớn hơn mà thôi." "Đây, đây gần như là Trác Mộc Cường ba đứng quay lưng về phía ánh sáng, nhìn hàng chữ khắc trên vách đá một hồi lâu, cuối cùng, gã khẽ nói, Đa Cát, giờ anh thấy sao rồi? Có còn đi được không? Đa Cát nhìn vết thương đã ngừng dỉ máu, gật đầu nói, ừm, um, khá nhiều rồi. Vậy thì chúng ta đi thôi. Trác Mộc Cường ba ngoảnh mặt lại, nửa gương mặt được ánh đèn dọi sáng, đường nét như khắc bằng dao chỗ ấy không ngờ lại kiên nghị đến thế, giọng nói nhẹ nhàng toát lên vẻ thong dong, tự tin khôn tả, Nhìn vùng tối đen trong hang động phía trước, chắc một cường ba sải chân bước thẳng vào, tựa như bước trở về nhà gã vậy, hoàn toàn không một chút do dự trần trừ. Lạt ma á la lẩm bẩm cường ba thiếu ra. Trên đỉnh tòa tháp ngược thứ 17, quần áo cả sáu người đều rách dưới thảm hại, song tiếng súng đã ngừng. Đường mẫn lặng lẽ nhìn đầu bên kia sợi xích sắt, nhạc dương nước mắt rơm rớm, trương lập mặt trắng bệch ra, cuối cùng vẫn là anh kéo lữ cánh nam sang một bên báo cáo tình hình trên xích sắt lúc đó sắc mặt lữ cánh nam cũng lập tức biến đổi, cô nắm chặt vạt áo trương lập nói mấy câu gì đó, cuối cùng cũng loạn choạng buông ra. Sau đó ba tang hai hàng lông mày của anh ta nhíu chặt lại thành hình chữ xuyên, bàn tay nắm chặt phát ra những tiếng răng rắc. Khóe miệng giáo sư Phương Tân mấp máy nhích động, nhưng không một lời nào được thốt ra. Năm người đứng vây thành một vòng xung quanh đường mẫn, ánh mắt ảm đạm, nhưng không một ai dám lên tiếng. Đường mẫn xoay mặt lại, mái tóc cô hơi rối, trên mặt cũng có thêm mấy hạt máu bắn vào và vài chỗ thâm tím cô cất tiếng hỏi tại sao mấy người đại sư vẫn chưa qua không phải là đã phát tín hiệu rồi sao giáo sư phương tân nói ở đây khu vực từ trường hỗn loạn thiết bị thông tin bị nhiễu sóng rất nghiêm trọng nói không chừng họ đang ở đâu đó phát tín hiệu cho chúng ta đấy nói đến đây ông gần như tắc nghẹn lời lại nhìn gương mặt búp bê xinh đẹp hoàn toàn không hay biết chuyện gì kia thật hy vọng cô sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sự thực vốn tàn khốc cuối cùng trương lập đành lắp bắp kể lại những gì nhạc dương nhìn thấy đường mẫn ngây người ánh mắt trống rỗng thoáng hiện sắc giận dữ giờ không phải là lúc nói đùa đâu đấy nhưng bỗng thấy vẻ mặt cả năm người trong đầu cô bỗng nổ ầm một tiếng trời đất đảo lộn đột nhiên mất trọng tâm trong không khí cuộn lên những sắc màu ảo ảnh cô tựa như mất đi linh hồn sắc mặt trắng bệch như xác chết trong cổ mộ không thể nào mọi người gạt tôi mọi người gạt tôi không thể nào anh cường ba không thể gặp chuyện gì được cô giật lùi từng bước một, phía sau chính là vực sâu muôn trường. Trương lập vội kêu lên, đừng lùi nữa, phía sau nguy hiểm. Rồi vội lao một bước dài đến, tóm chặt đường mẫn lại, chỉ thấy đường mẫn hai mắt trắng dã, ngất xỉu tại chỗ. Khi đường mẫn mở mắt trở lại, cô lờ đờ nhìn vào bóng tôi, thì thào hỏi, tại sao lại như thế? Nhạc Dương nói, cô đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, bọn họ, bọn họ chỉ rơi xuống thôi, có lẽ, có lẽ là rơi xuống tòa tháp ở bên dưới, cũng không chừng nhưng 18 tòa tháp ngược này từ trên không xuống dưới, khoảng cách càng lúc càng xa, căn bản là không có khả năng rơi từ trên xuống đỉnh tháp ở tầng dưới. Hơn nữa, bọn họ cũng đã trở lại tìm kiếm rồi, đương nhiên, phạm vị tìm kiếm chỉ dừng lại ở tòa tháp ngược thứ 12. Trương Lập nói, cường ba thiếu gia thân thủ phi phàm, độ cao này, độ cao này. Nói được hai câu không ngờ đã nghẹn lời, không thể nói gì thêm được nữa. Đường mẫn nước mắt đầm đìa, thẫn thờ đờ đã nói, mọi người, không si ớ huyền ớ huyềnen.anu ủi tôi. Nói đoạn, cô liền vùng vẫy đứng dậy. Lữ Cánh Nam sợ cô nghĩ không thông, liền lao đến giữ chặt cô lại lắc mạnh, nghiêm giọng lại nói, "Đủ rồi, đừng có nhu nhược như thế nữa." Cường Ba lúc nào cũng ở bên cạnh cô, đưa cô vào cái trại huấn luyện này, chắc là cô cũng biết anh ấy muốn nhìn thấy gì rồi chứ. Anh ấy muốn nhìn thấy cô kiên cường, tự lập, muốn thấy cô trưởng thành và trở thành một nhà thám hiểm chân chính như anh trai cô vậy. Nếu hôm nay anh ấy thật sự đã gặp điều bất hạnh e rằng anh ấy cũng không hy vọng cô chết uổng chết phí theo anh ấy đâu nguyện vọng lớn nhất của anh ấy là tìm được bạc ba la thần miếu đến xem con chiến ngao mà mình thần hồn ngơ ngẩn trong mơ kia mà nếu cô thật sự yêu cường ba thiếu gia vậy thì hãy coi chuyện hoàn thành tâm nguyện đó là điều khiến anh ấy được an ủi nhất đi hơn nữa lữ cánh nam buông tay ra ánh mắt hướng về vực tối sâu không thấy đáy nói một cách kiên định tôi có cảm giác rất mãnh liệt rằng bọn họ vẫn chưa chết a à, trương lập kinh ngạc kêu lên những người khác cũng đều lấy làm ngạc nhiên không hiểu giáo quan dựa vào cái gì để khẳng định như vậy. Câu nói cuối cùng này có tác dụng rất lớn, cặp mắt màu xám cho chết chóc của đường mẫn lại ánh lên những tia hy vọng. Mặc dù cô cảm thấy chuyện này hết sức mong manh xa vời, nhưng ánh mắt tự tin của Lữ Cánh Nam đã mang đến cho cô một niềm khao khát mới. Lữ Cánh Nam nói, Nhạc Dương, hãy kể lại một cách tường tận những gì cậu trông thấy. Nhạc Dương lại tường thuật lại một lượt từ đầu đến cuối tình hình lúc ba người lạt ma á la, Chắc Mộc Cường ba và Đa Cát rơi khỏi xích sắt mà anh nhìn thấy. Lữ Cánh Nam gật đầu hỏi ba người bọn họ cùng lúc rơi xuống và người ở dưới cùng là Đa Cát. Lúc đó mọi người có nghe thấy tiếng kêu hét gì không? Lúc ấy tình hình hỗn loạn bát nháo, bên này tiếng súng không ngừng, có ai còn chú ý xem có người kêu hét hay không? Mọi người đều lắc lắc đầu. Lữ Cánh Nam nói vậy là đúng rồi, nếu bọn họ bị bắn rơi xuống thì cho dù ý chí kiên định mấy cũng sẽ vì đau đớn mà phát ra tiếng kêu đúng không? mà ở cái nơi cách mấy mét vẫn còn nghe thấy tiếng thở của người khác này, chỉ cách nhau có thế làm sao chúng ta lại không nghe thấy tiếng kêu của họ được. Vậy cũng có nghĩa là, bọn họ không phải bị bắn rơi, mà có lẽ vì không đủ sức đã tuột tay rơi xuống. Khi rơi khỏi xích sắt học không hề bị thương, cũng lắm là chỉ có mình đa cắt bị thương mà thôi. Mọi người đều yên lặng lắng nghe, lúc rơi xuống xích sắt không bị thương, chuyện này thì có quan hệ gì với chuyện bọn Trác Mộc Cường ba còn sống chứ? Chỉ nghe Lữ Cánh Nam nói tiếp, nếu không bị thương, bọn họ hoàn toàn có thể ổn định thân hình trong không gian hẹp, rồi thực hiện bay lượn trong cự ly ngắn. Đến giờ mọi người mới định thần lại, áo cánh rơi. Mỗi người đều mặc một bộ áo cánh rơi mà, cái thứ cứu mạng này, chỉ đến lúc quan trọng mới sực nhớ ra, còn bình thường mọi người đều quên bén nó đi. Hai mắt đường mẫn long lanh ngấn lệ, nhưng lần này là những giọt nước mắt kích động. Cuối cùng lữ cánh nam nói, mặc dù không biết lúc này họ đang ở đâu, nhưng nói không chừng chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ gặp lại họ đâu đó trong pho tượng Phật khổng lồ. Vì vậy, chúng ta chỉ còn cách tiến lên. Cô nhìn đường mẫn với ánh mắt của bậc trưởng bối bề trên, vuốt nhẹ mái tóc rối bời, rồi hạ thấp giọng nói, đừng bỏ cuộc. Đường mẫn gật mạnh đầu, đẹp mọi chua xót nghẹn ngào nuốt hết vào trong, mở to đôi mắt ẩn ẩn nước cảm kích nhìn lữ cánh nam, rồi hướng xuống vực sâu tăm tối, ánh mắt mơ màng, đượm lên vẻ thê lương sầu thảm, thân thể lại run lên một chặp lữ cánh nam thấy vậy vội đưa tay đỡ lấy cô một nhóm sáu người tiếp tục chầm chậm tiến lên bọn họ hiểu rất rõ bám theo sợi dây bọn tên ben để lại này sẽ là một con đường mới hoàn toàn bất ngờ nhạc dương để ý nhìn đường mẫn thấy cô gái trẻ đang lặng lẽ chỉnh lại ba lô chuẩn bị bám vào dây thừng mỗi động tác đều hết sức trầm ổn mạnh mẽ tựa hồ như đã chuyển hết bi thương thành sức mạnh anh thầm nhủ trong lòng công chúa nước mũi đã dần trưởng thành lên rồi tia hy vọng chìm bên dưới núi tuyệt vọng sâu hun hút đúng là quá sức đặc biệt, dù cho là nó nhỏ nhoi đến mức độ không thể nào tin được đi chăng nữa. Có điều, lúc khẳng định mấy người bọn cường ba thiếu gia vẫn còn sống, chút thất vọng tháo ăn lộ ra ấy của giáo quan nghĩa là sao? Chẳng lẽ chỉ là một lời nói dối dành riêng cho cô mẫn mẫn thôi, hay ngoài ra còn có nguyên nhân nào khác? Hang sâu hút tối tăm, chủ yếu là những đường hầm tròn đường kính khoảng 2 mét, vách trần sắp chạm xuống đỉnh đầu khiến người ta cảm thấy tù túng và sắp bị đè nén lạ thường. Khắp trong hang nhìn đâu cũng thấy những thứ tựa như dễ cây, mềm mại mà rất chắc, chỉ mảnh như bông lúa, được bó cuộn lại thành từng tùm, phủ kín hết phần vách. Lạt ma á là đưa tay giật thử, không ngờ chẳng thấy gốc của bó dễ đâu, cứ như đều mọc từ trong vách đá ra vậy. Ánh sáng trên mũ hắt dài bóng người và những chùm dễ đung đưa, cảm giác tựa như có những bóng u linh đang không ngừng lắc lư thân mình. Bước vào trong hang sâu, mọi người liền cảm thấy như đang đi vào một mê cung hệt cái tổ kiến nhưng nói là mê cung cũng không giống cho lắm mà đúng ra là khá giống hệ thống thoát nước thải ở cánh cửa sinh mệnh trong thông đạo có vô số đường vòng hình tròn thế này quy tắc tay trái hoàn toàn không phát huy được chút tác dụng nào đi được một lúc lâu những đường hầm tròn mới dần hết lòng hầm bắt đầu vừa dài vừa rộng ra vô số thông đạo tròn nhỏ hội tu lại thành một đường hầm tròn lớn hơn sau mấy lần thử chuyển hướng từ đường hầm lớn vào đường hầm nhỏ rồi cuối cùng đi vào ngõ cụt bọn chắc một cường ba khẳng định cần phải đi theo đường hầm lớn, còn các đường hầm nhỏ kia đều là dòng hội tụ về đường hầm lớn này, tựa như những đường gân trên phiến lá cây vậy. ở nơi đường hầm hội tụ, hình thành nên những thạch thất lớn nhỏ không đồng đều có cửa mở thông sang những đường hầm khác nhau. cơ quan thứ duy nhất khiến họ phải lo lắng, không ngờ lại không xuất hiện trong những thạch thất ấy. họ cứ thế đi chừng mười mấy phút, cuối cùng cũng nhìn thấy đường lên phía trên sáu người vừa bám dây thường sang được phía bên kia liền lập tức nhìn thấy một bãi xương trắng tựa như có ai đánh đổ một giỏ đựng đầy quả hồ đào ra đất vậy xương đầu xương tay lăn lông lốc khắp nơi khắp trốn ngoài ra còn có cả đá vụn bắn tung tóe do nổ mìn nữa không giống như đám tên ben và sauce bọn giáo sư phương tân đều biết đây là miệng tượng phật khổng lồ nhìn thấy một bãi đỗ xe thiên nhiên khổng lồ khoét sâu vào vách đá thế này đã đủ vô cùng chấn động rồi lại còn có cả một núi xương cốt đủ để trải khắp cả bãi đỗ xe ấy nữa dưới ánh sáng bập bùng của mười mấy ngọn đuốc đang cháy rừng rực, tất cả toát lên vẻ tà dị khôn cùng, một hồi lâu sau, giáo sư Phương Tân mới lên tiếng hỏi, "Ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Thế nhưng không một ai có thể trả lời ông, chỉ có ống kính máy quay đen ngòm lặng lẽ ghi lại tất cả. Sáu người đi lên phía trước mấy bước, bắt gặp cánh cửa cung điện Hùng Vĩ như cánh cửa vào Thiên Cung kia, thảy đều chấn động tột đỉnh. Kiến trúc ba tầng Hùng Vĩ tựa Thiên Cung ấy sao mà uy nghiêm toát lên một vẻ thần thánh và cao quý không cho phép thế nhân có thể khinh lờn. Những thần những Phật, rồi phi thiên, dạ xoa vẽ trên tường càng thể hiện rõ địa vị cao vời vợi có một không hai của tòa kiến trúc này. Sững sờ trước cổng một hồi lâu, lữ cánh nam mới hạ lệnh, tiến vào. Sáu người cẩn thận vượt qua núi xương cốt, đặt chân xuống đâu cũng phát ra tiếng xương cọ sát vào nhau khiến người ta dùng mình sờn tóc gáy. Xương cốt trồng chất ở giữa cửa nhiều nhất, từ cửa vào bên trong thì trải thành một con dốc dài. Thử nghĩ lại, thật không biết bao nhiêu con người bấy giờ đã ở sau cánh cửa này mà gào thét, mà khát khao được sống sót, ấy vậy mà cánh cửa khổng lồ hùng vĩ ấy lại trở thành cánh cửa địa ngục ngăn lìa ước vọng sống của họ. Nhưng điều khiến bọn giáo sư Phương Tân không thể tưởng tượng được là, đằng sau cánh cửa ấy không ngờ lại là một tòa đại điện, ở chính giữa giường như từng sừng sững năm pho tượng Phật. Có điều các tượng Phật này sớm đã sụp đổ, chỉ còn lại 5 cái bệ đá lớn, một đứng ở giữa, bốn cái còn lại ở bốn góc của đại điện. Giáo sư Phương Tân cũng hiểu biết sơ sơ, Phỏng đoán đại điện sau cánh cửa này chắc là một kiểu kim cương điện, gần như môn thần ở Trung Quốc, thường chỉ là hai pho kim cương, chấn thủ ở chùa triền miếu mạo Phật giáo, nhưng trong điện này lại có đến năm tượng. Lữ cánh nam nhìn các đầu tượng Phật lẫn lộn trong đống xương cốt, lờ mờ nhận ra từng pho một. Bất động minh vương, dáng tam thế minh vương, quần đồ la minh vương, đại huy đức minh vương, kim cương giả dạ xoa minh vương, trong bụng thầm nhủ, đây là pháp thân của ngũ đại minh vương mà, có phải bị các thi thể chen trúc làm đổ? Không, đây là do con người phá hoại. Ở đây có nhiều người như vậy, bọn họ rốt cuộc là những ai? Tại sao lại chết ở đây? Là giáo đầu dị giáo đến tấn công thánh miêu ư? Không, xưa này mình có bao giờ nghe đại pháp sư nhắc đến đâu? Đi qua điện kim cương, gian đại điện tiếp theo là thiên vương điện lại không phải là chính điện Phật giáo bình thường. Bên trong không thờ chủ tôn, nhìn các bệ tượng thì thấy có tới 12 pho, quây thành hình tròn. Lữ cánh nam đoán thầm trong lòng, có lẽ đây là thập nhị cung tôn điện, bốn phía chắc là có đại luân hồi kim cương luân chuyển. Ngoảnh đầu quan sát, trên tường quả nhiên có trụ đồng để xoay bánh xe, tuy nhiên bánh xe khổng lồ cao 5 mét đã bị phá, không biết đã mất đi đâu, có lẽ vẫn còn chôn vùi trong đống xương cốt này cũng nên. Cả những tượng Phật cao lớn đến mười mấy mét kia giờ đây cũng đã tan tành, lẫn lộn trong đống xương cốt, còn những tua trâu rèm trướng, cờ quạt phướn thì chẳng cần nói đến làm gì, tất cả sớm đã hóa thành cát bụi bay đi rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Lữ Cánh Nam không khỏi dâng lên cảm giác đau nho nhói. Cho đến gian điện thứ ba, xương cốt mới bớt đi một chút, chỉ phủ lên mặt đất một tầng mỏng, nhưng vãn không có chỗ trống nào mà đặt chân. Diện tích gian điện này lớn hơn hai gian điện trước đôi chút, chủ yếu là độ dài tăng lên, hai bên mỗi bên có 18 đôn đá, lớp vôi dày trên tường bong chóc hết cả, các tượng chư thần chư Phật loang lổ như tranh sơn dầu bị rửa trôi màu. Có lẽ đây là cung nhị thập bát tú, Lữ Cánh Nam nghĩ, gian thứ tư có lẽ mới là chủ điện, điều này thì cả ba tang cũng nhận ra. Gian điện này cao lớn hùng vĩ, khí thế phi phàm, 18 cây cột đá bốn người ôm tựa như 18 người khổng lồ sừng sững đứng giữa đại điện, chọc phút tầng mây ngạo thị muôn vạn chúng sinh, bệ thờ chủ tọa ở giữa rộng gần 100 mét vuông, tượng Phật trên đó năm xưa chắc hẳn là phải lớn lắm, bốn phía lại còn có bốn bệ khác, cũng chiếm khá nhiều diện tích. Giáo sư Phương Tân đoán có lẽ đó là bệ thờ của tứ đại thiên vương bảo hộ. Bị điện đường hoa lệ nơi đây thu hút, mọi người phút chốc bất giác quên cả những xương cốt dưới chân. Sau khi quan sát cả gian đại điện, bọn họ mới để ý thấy xương cốt ở đây nhiều hơn ở gian thứ hai một chút. Tượng Phật khổng lồ đổ sập, cái đầu to tướng bửa đôi, chỉ còn thấy phần gáy không có khuôn mặt, các phần thân thể khác vỡ vụn, vùi sâu lẫn lộn trong xương cốt người chết. Giáo sư Phương Tân định rút chân ra khỏi đống xương bước lên trước, thì vướng một vật sắc nhọn găm vào ống quần, khiến cái chân vừa nhấc lên lôi theo cả hai nửa bộ xương gãy lìa nhìn lại mới thấy một nửa bộ xương nắm ngũ cổ sử trong tay thọc sâu vào ngực nửa bộ xương kia tư thế cho thấy hai nửa bộ xương rõ ràng là thuộc về hai cái xác khác nhau phát hiện bất ngờ này khiến giáo sư phương tân bắt đầu chú ý quan sát những xương cốt mà ai nấy đều cố ý tránh xa ông sững sờ nhận thấy lúc chết không ngờ tất cả các bộ xương đều đang trong tình trạng ẩu đả quy mô lớn hỗn loạn tay cầm các loại pháp khí như kim cương sử kim cương linh hộ ma sáo để giết chết đối phương có thứ đâm sâu vào tận xương xuyên suốt xương lông ngực qua xương sống. Cần một sức mạnh thế nào mới làm được điều ấy chứ? Còn có cả thi thể hai tay đang nâng một mảnh sót lại của bánh xe khổng lồ, nhưng trong gian đại điện này không hề có chuyển luân, chẳng lẽ là ôm từ ngoài gian đại điện thứ ba vào đây? Giáo sư Phương Tân nghĩ đến những bánh xe khổng lồ cao 5 mét ấy, băn khoăn không hiểu cần phải có sức mạnh nhường nào thì mới làm nổi điều đó. Những chuyện xảy ra từ mấy trăm năm hoặc thậm chí là cả nghìn năm trước, căn bản không thể nào đoán bừa đoán bãi được, Điều lúc này giáo sư có thể làm chỉ là ghi hình toàn bộ vào máy tính một cách chân thực mà thôi. Sau khi quan sát kỹ, Nhạc Dương cũng có phát hiện mới, thấy trong đống xương cốt có tản mát một vài món trang sức nhỏ, xem ra số lượng cũng không phải ít. Anh tiện tay nhặt lên một mảnh đồng vàng được người ta dùng thủ pháp điêu khắc khắc lên một tượng Phật, trải qua bao năm tháng bể dâu vậy mà vẫn giữ nguyên hình trạng. Nhạc Dương nhìn hình Phật ấy một chút, rồi cất mảnh đồng vào túi. Tiếp đó anh lại phát hiện ra một món đồ hết sức kỳ quái khá bèn cầm lên tay lật đi lật lại xem xét. Trương Lập bước lại gần hỏi, có phát hiện gì à? Nhạc Dương gật đầu, anh xem cái này đi, đó là một mảnh thép, rất mỏng, hình ký hiệu ung um trọng, bên trên núi với một lưỡi kéo quái dị. Nói theo cách của Trương Lập thì đấy là cái đầu thỏ mọc đôi tai dài, trên tai có lỗ có thể sỏ dây vào. Trương Lập thắc mắc, đây là cái quái gì vậy? Nhạc Dương nói, tôi phát hiện ra bên cạnh khá nhiều xác chết có cái này. Anh nhìn phía sau đi, cái ký hiệu gồ lên này, mặc dù chúng ta xem không hiểu gì, nhưng tôi có cảm giác đó là số hiệu. Cái thứ này chắc là một loại lệnh bài xác định thân phận ấy mà. Trương Lập lắc đầu, điều này chẳng chứng minh được gì hết, chỗ này nhiều thứ quái dị lắm rồi. Nhạc Dương cũng cho cả luôn miếng sắt vào túi. Trong đống xương có khá nhiều đồ đạc, người đầu tiên chú ý đến điểm này không phải Nhạc Dương, mà là Lữ Cánh Nam. Có hộp đựng thức ăn bát bảo cát tường, khay mạn đà la, mani chuyển, búa đao, tam cổ sử, ngụ ý đến những thi thể vẫn giữ nguyên tư thế đang đánh nhau khi chết, nhưng những điều cô nhận ra đó cũng không hơn các đội viên khác là mấy. Tuy nhiên dựa vào kiến thức của mình, cô còn có một phát hiện đáng kinh ngạc hơn nữa, những bộ xương đã vỡ nát này có bộ bọ đập nát, có bộ bị pháp khí ném xuyên qua, lại có những bộ ở tư thế mà người ta không sao tưởng tượng nổi, chỉ e rằng tất cả những kẻ bỏ xác chết la liệt trong đại điện này, nếu còn tại thế thì dù là bất kỳ ai cũng đều không phải là đối thủ của mình rồi. Đám người này, Chắc trước khi chết đều là những cao thủ cực kỳ đáng sợ đây, lẽ nào đều là dũng sĩ của Thánh luyện đường? Tại sao họ lại tàn sát lẫn nhau? Tại sao trước khi chết lại phải hủy hoại ban thờ và đài tế? Đây vốn là những thứ họ dùng sinh mạng để bảo vệ kia mà. Trời ơi, trong Thánh luyện đường mất tích này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ sợ rằng đến cả Á La đại nhân cũng không biết đây là chuyện gì nữa mất. Gian đại điện trung tâm có cửa mở ra cả bốn phương tám hướng. Giáo sư Phương Tân và Lữ Cánh Nam đã đi kiểm tra hết lượt tất cả các phía. Toàn bộ tượng Phật ở đây đều đã bị hủy hoại, có tượng bị lấy thân đem làm vũ khí, khắp đại điện chỗ nào xương cốt cũng chất nguồn nguồn, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Phía sau đại điện Thiên Vương ở trung tâm này có ba cánh cửa, cửa giữa dẫn đến một đại pháp đường chỉ có trơ trọi một trụ đá không thêm gì khác, là nơi để giảng kinh thuyết pháp. Phía sau pháp đường có lẽ là chuyển kinh điện. Mặc dù nếu có sách vở thư tịch gì thì để cả nghìn năm chắc cũng sớm bị hủy hoại từ lâu rồi đây chỉ là do giáo sư dựa vào một số mảnh gỗ mục còn sót lại mà suy đoàn ra thôi. Ngoài ra đại điện còn có rất nhiều gian điện nho nhỏ ở mé bên, tượng đá bên trong đã bị hủy hoại sạch, không còn phân biệt được nữa, nhưng có lẽ đó chính là các điện như điện tỷ lô, điện dược sư, điện tam thánh, điện cường ba, điện quan M. Mặc dù vẫn còn phỏng đoán tôn giáo này không hẳn tin Phật, nhưng dựa vào những kết cấu Phật đường này có thể đoán nó cũng ít nhiều liên quan đến Phật giáo. Hai bên gian đại điện đều có cửa thông với thiền đường, là nơi để tĩnh tâm tu thiền, bên ngoài thiền đường là vòng ngoài của cung điện, thẳng sang tầng thứ hai. Tầng thứ hai này thì đơn giản hơn nhiều, ngoài gian Phật điện ở giữa ra, xung quanh có các gian phòng nhỏ, tùy theo đẳng cấp mà kích cỡ khác nhau. Sát với vách núi là một gian bếp lớn, bên trong hãy còn một khối sừng sướng phẳng phất hình dáng ban đầu của một bếp lò cỡ đại thời cổ. Đằng sau lại có một gian phòng hết sức cổ quái, bên trong trống không, ở độ cao chừng 2 mét trên tường có vài lỗ nhỏ. Nghiên cứu khảo sát một hồi, cuối cùng giáo sư Phương Tân cho rằng đây là nhà tắm, nếu nói nước chảy ra từ các lỗ nhỏ này thì đây còn là phòng tắm vòi sen nữa chứ không vừa. Chỉ là ông nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi, cổ nhân đã làm thế nào để dẫn nước vào tận đây, nếu bảo là từ dòng nước ở đáy khe vực tăm tối này, thì khoảng cách ấy phải lên đến cả mấy nghìn mét chứ chẳng chơi. Tầng 3 xem ra là nơi cư trú của các giáo đồ có địa vị cao hơn. Các căn phòng được chạm khắc hoa văn và sơn vôi rất đẹp, những mẩu hoa văn hình muông thú hãy còn nét lờ mờ nhìn được trên tường đá và từng mảng từng mảng vôi dày chính là minh chứng cho suy đoán này. Trong gian đại điện ở giữa có một cái giá bằng đá khổng lồ hình bậc thang, thoạt nhìn trông như tổ sư đường vậy, phía sau tổ sư đường lại là một gian điện lớn nữa, có vẻ như một gian giảng kinh đường khổng lồ, phía sau cánh cửa mé bên giống như là tăng kinh các để cất giữ các kinh sách quý, có điều giá gỗ đều đã mục thành bột vụn, kinh sách thì hoàn toàn không còn chút tâm tích. Giáo sư Phương Tân biết rõ, những kinh sách tạng cổ bằng da dê này toàn bộ đều viết bằng nước hòa với bột vàng bột bạc, nên dù có hóa thành cho bụi thì cũng phải để lại một chút dấu tích. Ông đưa mắt quan sát những bộ xương nằm thưa thất xung quanh, cuộc chiến ở đây không kịch liệt như ở các gian đại điện bên dưới, có lẽ kinh sách đã được chuyển đi rồi chẳng. Giáo sư thầm suy đoán, phía ngoài cả ba tầng đại điện đều có những giá đỡ dạng ngầm bên dưới, chắc là đều dùng để đặt những vòng đại pháp chuyển kinh luân khổng lồ. Tường cung điện, hành lang ngoài, trụ đá và lan can đều nhuộm thành màu đỏ sẫm thường thấy ở đất tạc, hiểm núi xung quanh xương cốt chất trồng, khiến cho sắc đỏ ấy lại càng giống màu máu khô hơn. Sau khi đi theo những ngọn đuốc đánh dấu đường của bọn tên Ben để lại, phát hiện ra con đường thông thẳng ra vách vực sâu phía sau gian giảng kinh đường, mấy người bọn giáo sư Phương Tân không hề do dự mà chui ngay vào đường hầm tối tăm nhỏ hẹp ấy. Bên trong tòa cung điện hùng vĩ này không hề hoa lệ như bên ngoài, nhưng chẳng ai muốn nán lại nhìn xương cốt trồng chất như núi thêm một chút nào nữa. Họ đi giữa những ngọn đuốc làm dấu chỉ đường mà bọn tên Ben không thể không để lại kia, bằng không chính bọn chúng cũng sẽ lạc đường trong bóng tối mịt mùng không tìm thấy đường ra này, không ai dám đụng đến một cây đuốc nào cả. Merkin cười khổ nói, đây, đây thật sự là trí tuệ của người tạng cổ ư, vi sinh vật, ống si phông, hiệu ứng vỏ trứng, thật không thể nào tin nổi. Vậy giờ tôi nhét con mắt bạc này vào đấy nhé. Sau gật đầu, cả hai đều nhìn chòng chọc vào tay Merkin, nhìn bàn tay đưa con mắt bạc to tướng vào lỗ, xoay chuyển, nhích động con mắt, bịt kín lối nước chảy ra, sau đó thời gian chìm vào trạng thái tĩnh lặng dài rằng giặc, không có bất cứ âm thanh gì, đợi chờ, chờ đợi. Đường lên tầng phía trên đều là thang treo dựng đứng, cũng được đục khoét trong lòng đường ống tròn, nhưng họ đi mãi một lúc lâu mà không phát hiện hay chạm phải bất cứ cơ quan bẫy dập nào. Ba người lại lên thêm tầng nữa, đến một gian thạch thất lớn hơn những gian bên dưới một chút, chắc một cường ba định dừng lại đây nghỉ ngơi một chút để chăm sóc cho đa cát. Từ đầu tới giờ, cứ đi chừng một hai trăm mét lại gặp một gian thạch thất như thế này, có lớn có nhỏ, diện tích từ khoảng năm sáu chục mét vuông đến bốn năm trăm mét vuông, vách tường bên trong không có thứ giống dễ cây kia, cũng không có trang trí gì, cùng lắm thì ở mấy gian lớn hơn có vài cái cột trống. Ba người đặt nguồn sáng ở chính giữa thạch thất, theo lệ kiểm tra từng góc một xem có cơ quan cảm bẫy gì không, sau đó mới ngồi xuống, một người dựa vào một cây trụ đá nghỉ ngơi. Trác Mộc Cường Ba lại thử dùng đồng hồ nguyên tử liên lạc với nhóm giáo sư Phương Tân, nhưng vẫn thất bại. Dùng xong chút thực phẩm ăn liền, Đa Cát quay sang hỏi Lạt Ma Á La, tại sao chúng ta đi lâu như vậy rồi mà không gặp phải cơ quan gì vậy? Có khi nào những chữ trên vách đá ấy là để gạt người ta không? Lạt Ma Á La nói, phải rồi, điểm này thật đúng là hết sức kỳ quái, nhưng hàng chữ khác đó không phải để gạt người mới đúng, vì đã đến nơi này rồi thì chẳng cần phải gạt ai hết. Hơn nữa, ở đây chắc chắn là có cơ quan. Trác Mộc Cường Ba cũng gật đầu nói, ừm, um, mỗi gian thạch thất này đều có rất nhiều nơi thừa thải những chỗ ấy chắc là cơ quan cả, chỉ không hiểu tại sao lại đều không được khởi động mà thôi. Đa Cát nói, ối cha, nhiều thạch thất như thế, chẳng lẽ đều có cơ quan hết cả sao? Vậy chúng ta nên mau mau rời khỏi chỗ này thì hơn. Nhưng mà trong vách núi có nhiều đường như thế, chúng ta làm sao mà tìm được lối thoát ra đây? Rốt cuộc là phải đi bao nhiêu lâu nữa mới đến được lối ra? Lạt Mạ Á La nói, nếu khoảng cách thẳng đứng là 1.000 mét, nói thế nào thì cũng phải leo mất nửa ngày. Cường ba thiếu ra, theo cậu thì chúng ta đã đi được ngần nào rồi? Chắc một cường ba đáp, chúng ta bám thang treo leo lên tổng cộng 13 lần, mỗi lần cao chừng 4 chục mét, chắc là đã đi được một nửa quãng đường ấy rồi. Lạt ma á la gật đầu ba lô lên nói, đa cát, nghỉ ngơi sao rồi? Chúng ta tiếp tục thôi. Lúc này, Merkin và Sauce cũng đang đi trong một lòng hang bán chẳng chịt những thứ giống như rễ cây leo. Kiến trúc lầu điện ba tầng ở lối vào nhìn tổng thể rất giống điện đường của Phật giáo, chia thành các loại điện Phật, điện Bồ Tát, điện Kim Cương, bên trong thờ rất nhiều tượng Phật ba mắt đã bị phá nát, ngoài ra không còn thứ gì khác nữa. Ngoài chỗ cửa ra xương cốt chất thành núi, càng đi vào bên trong thì lại càng ít hơn, nhưng vẫn giải kín cả sàn nhà. Bọn y đi hết ba tầng điện, cuối cùng tìm được một lối đi xuống dưới ở đại điện Kim Đình, đi hết lối đi dốc xuống ấy là đến được đường hầm đầy những rễ cây này. Sau khi đi qua không biết bao nhiêu chỗ ngoặt, con đường cứ càng đi thì lại càng đâm sâu xuống phía dưới, so tinh ý nhận thấy trên vách hang chẳng chịt dễ cây, nhưng thật lạ lùng là không hề có một bộ xương nào. Càng xuống sâu, không khí trong hang dần trở nên ẩm ướt, Sos nhìn bộ điều khiển trên tay, đột nhiên bấm dừng hình ảnh, đồng thời cả y cũng đứng lại luôn, chăm chú hít hít người người trong không khí, mất kiên hỏi, sao vậy? so đáp, phía trước hình như có gì đó, môi trường bắt đầu ẩm thấp rồi, chắc là có động vật gì đấy, phải cẩn thận, anh nhìn đây mà xem chỉ nhìn thấy giữa nền xanh của màn hình bộ điều khiển hiện lên một điểm sáng trắng, đây là hình ảnh nhìn đêm do con chuột thí nghiệm của SOS truyền về. SOS điều chỉnh một chút trên bộ điều khiển, điểm trắng đó từ góc này màn hình chuyển sang góc bên kia, chất lượng hình ảnh không cao hơn mấy, nhưng đã có thể lờ mờ nhận ra đó không phải là một vật chết. SOS dừng hình ảnh, chỉnh zoom gần hơn, chỉ thấy điểm sáng màu trắng ấy tựa như một đoạn thân thể của loài sinh vật nào đấy có chi dạng đốt, nhìn trên màn ảnh thì nhỏ hơn con chuột thí nghiệm nhiều. SOS nói, với môi trường ẩm thấp thì động vật loại nhỏ chắc chắn không chỉ có một hai con mà thôi đâu, phải đề phòng những thứ có độc đấy. Merkin gật đầu, ra lệnh cho Mác báo lại thông tin này với những tên đi phía sau, ừm, bảo chúng nó cẩn thận một chút. Đi khoảng hơn 10 phút nữa, mặt đất càng thêm ẩm ướt, những rễ cây chằng chịt xung quanh bắt đầu thay đổi, trở nên to hơn, mỗi sợi rễ cây ước chừng phải bằng đầu ngón tay út, nhìn tựa như một đám sâu thịt nung núc quấn giết vào với nhau. Sauce vừa thử đưa tay chạm vào một cái đã tức khắc rụt lại như chạm phải điện, không khỏi dùng mình kinh hãi. Đám rễ cây phình to hơn mềm hơn ấy nhung nhúc cửa quẩy tựa như có sự sống vậy, vừa bị ngón tay sauce chạm vào một cái, tức khắc phản ứng đẩy bật lại, chừng như không muốn bị động vào. Sao thế, những thứ này có gì cổ quái hả? Merkin để ý thấy thần sắc sauce bất ổn, liền cất tiếng hỏi, đoạn đưa tay sờ thử một cái, cũng giật bắn mình kinh hãi, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Sauce trầm ngâm đáp, không biết, Tôi chưa thấy những thứ này bao giờ, hình như cũng không nằm trong phạm vi nghiên cứu của tôi. Nhìn những vật thể khô cứng bên ngoài, tôi cho rằng chúng là thực vật, nhưng giờ nhìn lại, hình như chúng là động vật rồi, có vẻ là động vật cấp thấp, chắc không có khả năng tấn công đâu, chuột thí nghiệm có thể đi qua đây an toàn mà. Merkin gật đầu, giờ không có thời gian để ý đến chúng đâu, tiếp tục đi thôi, tóm lại cứ cẩn thận một chút là được. Phải rồi, chỗ chúng ta vừa đi qua ấy, có cơ quan gì không? Sauce đáp, ừ. Tôi cũng phát hiện ra rồi, nhưng những cơ quan ấy hình như đều đang ở trong trạng thái chờ khởi động, thêm một điểm nữa là xung quanh lại không thấy có thiết bị kích hoạt. Tôi đoán chắc đâu đó có chốt tổng khởi động toàn bộ rồi. Mà nói chung cơ quan không được khởi động cũng là một điều may mắn đó. Lát sau, đoàn của Merkin đến một gian thạch thất lớn hình vuông, ở giữa có ba cây trụ đá xếp thành hình chữ phẩm nổi liền chân và sàn thạch thất. Trên vách tường và cột đá có khoét những lỗ lớn hơn đầu ngón tay cái một chút, số lượng cực nhiều, nước thấm ra từ cả vách tường lẫn các lỗ nhỏ đó, làm cả gian thạch thất ẩm ướt dầm dề. Sos nói, cẩn thận đấy, đây chính là chỗ vừa phát hiện ra có vật thể chuyển động, những lỗ nhỏ này có lẽ chính là sao huyệt của chúng, nhanh nhanh rời khỏi đây thì hơn. Lời còn chưa dứt, trong một lỗ nhỏ đột nhiên có con gì đấy chui ra. Động vật này toàn thân tràng óng ánh, vung vẩy cặp càng to tướng cùng cái đuôi móc câu cong cong, thì ra chính là loài bọ cạp trắng mà bọn y đã gặp phải ở chỗ cơ quan Phật. Đã có con đầu tiên, rất nhanh sau đó liền có con thứ hai, thứ ba. chỉ trong chớp mắt, cả gian thạch thất đã phủ kín một lớp bọ cạp trắng. số lượng quyết không ít hơn bên trong tượng cơ quan Phật là bao. sống trong bóng tối hoàn toàn một thời gian quá lâu, lũ bọ cạp trắng này đều đã mất khả năng nhìn, nhưng dường như lại cảm nhận được điều gì đó. bọn Muskin vừa xuất hiện trong thạch thất, cả đàn liền nhung nhúc bỏ ra khỏi ổ, bao vây cả đám người vào giữa. Sauce cẩn thận đi phía trước, đồng thời lên tiếng động viên tinh thần những người đi phía sau tôi đã nghiên cứu bọn bọ cạp trắng này rồi gai nhọn ở đuôi chúng không có độc nhưng dường như có thể ngăn đông máu sau khi bị đốt thì vết thương sẽ chảy máu không ngừng tốt nhất là tránh đừng chạm vào bọn này không có mắt vì vậy chúng không nhìn thấy gì đâu không cần phải quá căng thẳng cẩn thận đừng để mặt đất rung động chắc là có thể qua được thôi nhưng lũ bọ cạp trắng ấy dường như không định bỏ qua cho những kẻ xâm nhập vì đột nhiên có mấy chục con bọ cạp trắng hùng hục nhảy vụt lên bổ về phía sau y vội cầm cây đuốc trong tay vung lên hất văng chúng xuống rồi giơ chân dí mạnh, nội tạng huyết dịch của lũ bỏ cạp bắn tóe ra, gặp không khí liền nhanh chóng biến thành màu xanh lục. Song những người khác trong nhóm không được may mắn như vậy, một tên đột nhiên vứt khẩu súng trên tay xuống đấy, ôm đầu kêu toáng lên ầm ĩ, mấy con bỏ cạp trắng đã kẹp chặt trên da hắn, ghim sau mũi gai ở đuôi vào cơ thể, chẳng mấy chốc đã có vô số con khác bao kín khắp người hắn. Tên này lăn lộn dưới đấy, nhưng những tên còn lại cũng bận cuống cuồng đối phó với bọn bỏ cạp phía trước mình, căn bản không thể giải vây cho hắn được. Bỗng nhiên, một tên khác rú lên ẩm ý, nhìn kia. Bọn bọ cạp này, chúng nó, chúng nó hút máu người đấy. Trong cơn hoảng loạn, Merkin ngoảnh đầu lại nhìn, thấy tên thuộc hạ kia đã bị bọ cạp trắng phủ kín, chỉ còn là một hình người trắng toát. Lũ bọ cạp cắm sâu cái kim ở đuôi vào cơ thể nạn nhân, từng dòng từng dòng máu đỏ chảy vào cơ thể chúng, tựa như những giọt mực đỏ nhỏ xuống làn nước trong, bắt đầu cuồn cuộn lan ra. Trong khoảng khắc, tất cả những người chứng kiến cảnh ấy cũng cảm thấy dâng lên một nỗi sợ không biết diễn tả thế nào. Merkin vùng cây đuốc trên tay lên lớn tiếng hạ lệch, chạy mau, chạy mau, đừng nhùng nhằng với chúng nữa, mau rời khỏi đây. Ba người bị bỏ lại trong thạch thất, những kẻ còn lại hốt hoảng đào tẩu. Sau lưng bọn y, bỏ bọ cạp trắng vẫn tràn ra như nước lũ, đuổi sát nút không chịu buông tha. Merkin nói, chuyện quái gì vậy, bọn chúng đuổi theo kia, rõ ràng là bọn chúng không nhìn thấy gì, sao lại đuổi theo chúng ta được vậy sau lao vùn vụt phía trước, ngoái đầu nhìn, không ngờ đám bọ cạp trắng nhỏ bé ấy lại có tốc độ kinh người đến thế, không có vẻ gì là bị tụt lại phía sau. Y đột nhiên vỗ mạnh tay một cái, sực hiểu ra, a, à, chó chết thật, chất dịch màu đỏ ở chỗ pho tượng nhìn tay ấy là thuốc dụ côn trùng. Chó má, từ một nghìn năm trước bọn giáo đồ của cái tôn giáo này đã biết sử dụng thuốc dụ côn trùng rồi à? Đây, rốt cuộc, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mơ trầm ngâm im lặng, y cũng từng nghe nói đến thứ thuốc dụ côn trùng này đó chính là loại thuốc có thể kích thích sự thèm ăn hoặc ham muốn tấn công cắn xé của côn trùng có thể là chất lỏng cũng có thể ở dạng rắn dùng mùi vị màu sắc sóng chấn động hoặc cách gì đó khác để thông báo cho một loại con trùng nào đó tụ tập về một chỗ ví dụ đơn giản nhất chính là sức hút mạnh mẽ của mật ong đối với ong mật ngoài ra còn có chất pheromone do ong bắp cây tiết ra tín hiệu rất rõ ràng để báo động tập trung tấn công sauce có thể thao túng và khống chế các loại côn trùng như nhện kiến ong mật để đạt được mục đích mong muốn cũng chính là nhờ biết lợi dụng thứ này. Có những loại thuốc dụ côn trùng sau khi dính vào cơ thể liền chuyển thành dạng vật chất bay hơi chậm, cá biệt có loại thậm chí đến mấy tháng sau vẫn còn công hiệu, hơn nữa còn rất khó rửa sạch. Tuy nhiên không thể ngờ được thứ chất lỏng màu đỏ bọn y dính phải ở chỗ tượng Phật nhìn tay ấy lại chính là một loại trùng dầu khiến lũ bọ cạp trắng này nổi điên lên mà tấn công dữ dội. Phía trước xuất hiện đường rẽ, Merkin không còn suy nghĩ gì được, chỉ kịp nói, chia nhau ra, tự mình tìm cách cắt đuôi bọn bỏ cặp đi. Nói đoạn liền cùng với Sos rẽ vào đường ngách bên phải. Mark cũng ôm đầu chạy vù theo. Merkin chừng mắt nhìn hắn một cái. Mark bấy giờ mới giật mình kinh hoàng, rồi lập tức hiểu ra, vội vàng dẫn đám người phía sau chọn đường khác bỏ chạy. Ba người lại lên thêm hai tầng thang treo thẳng đứng nữa, dễ cây trong đường hầm mỗi lúc một thêm chẳng chịt, đến cả dưới chân cũng có một lớp phủ dày, đi bên trên như thể đang bước trên con đường nhỏ phủ đầy rơm dạ vậy. Vẫn không thấy có cơ quan gì, cũng không thể liên lạc được với những người còn lại, ba người chỉ biết dựa vào chút ánh sáng yếu ớt tiến lên trong bóng tối mịt mùng. Đi qua rất nhiều lối rẽ, vòng theo vô số đoạn đường hầm quanh co, ba người bọn Trác Mộc Cường ba cuối cùng đến được một gian thạch thất khác, bên trong cũng có mấy cái cột hệt như những gian trước đó, ngoài ra không có gì khác cả. Đa Cát vừa mới nằm xuống đã nhảy phát lên, vặn chiếc đèn pha trong tay lên mức sáng nhất, nhìn chằm chằm vào vách tường thốt lên, Thánh sứ đại nhân, ngài nhìn bên trên có gì kìa. Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á là cùng ngẩng đầu quan sát, không ngờ trên tường đá của gian phòng này lại xuất hiện bích họa, có điều kỹ thuật vẽ còn thô sơ, tựa như bích họa thời kỳ đồ đá vậy, nhìn rất giống bích họa vẽ cảnh săn voi ma mút mà Trác Mộc Cường Ba từng thấy ở khả khả Tây Lý. Tranh cũng vẽ những hình người que diêm màu đen, cầm đá, gậy dài, dây mây, vây quanh tấn công một sinh vật khổng lồ. So tỷ lệ giữa sinh vật khổng lồ với những người đang vây quanh, thì ít nhất nó cũng phải cao bằng 10 người, bảo nó giống cá sấu, rắn mối hay thằn lằn đều được cả, người vẽ tranh đặc biệt nhấn mạnh vào cái miệng lởm chởm răng nhọn, các phần còn lại đều tô một màu đen tuyền. Ánh đèn pha trầm chậm, chậm dịch chuyển, liền có thêm nhiều bích họa khác xuất hiện. Toàn bộ trần gian thạch thất này đều thể hiện cảnh tượng săn giết, các loại sinh vật kỳ hình quái dạng cao thấp không đều đang ác chiến sinh tử với vô số con người nhỏ bé, hình tượng mặc dù còn mơ hồ, nét vẽ còn thô lậu, nhưng vẫn phảng phất toát lên mùi khói lửa chiến tranh. Lạt Ma Á La nói, có lẽ cả những gian thạch thất khác cũng có bích hỏa ẩn trong bóng tối, chỉ là chúng ta không chú ý đến mà thôi. Trác Mộc Cường ba thắc mắc, những bức tranh này có ý nghĩa gì nhỉ? Đa Cát nói, đây là Phục Ma Đồ, Thánh Sứ Đại Nhân hãy nhìn kỹ mà xem, toàn bộ phần giữa vẽ một tượng Phật lớn. Trác Mộc Cường ba nhìn theo luồng sáng đèn pha, quả nhiên thấy chính giữa hiện lên một pho tượng Phật màu đen, hình vẽ rất lớn, đến nỗi nếu chỉ nhìn thấy một phần thì thật khó mà nhận ra nổi. Tượng Phật có ba đầu ba mặt, 18 cánh tay đều dương hết ra, vô số tranh vẽ những con người.